hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 211, hâm mộ, nhưng là không có tiền, trận này đột nhiên tới náo động, trọn vẹn qua gần nửa giờ mới chậm rãi bình ổn lại, bởi vì không có tìm được chuyện xảy ra nguyên nhân, chỗ lấy cuối cùng chỉ là xem như nhỏ địa chấn đến xử lý, mà không có ai biết lúc này en lại là một mặt ủ rũ cúi đầu đi trở về lâm yên gian phòng theo một ý nghĩa nào đó mà nói thân là nữ hài tử mình không sai biệt lắm đã xả chết rồi tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết chuyện này biết đến đều chết thật vất vả mới bình phục tốt tâm tình của mình en ánh mắt phức tạp đứng tại trước của phòng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi đi vào ta trở về kết quả thế nào nhìn thấy en một mặt ủ rũ cúi đầu đi tới lâm yên có phần có chút tò mò hỏi hết thảy bình thường en ánh mắt phức tạp nhưng vẫn là khoác tay áo đối lâm yên lộ ra tiếu dung xem xét liền là đang lừa người bất quá vấn đề không lớn nhỏ trang diện ngồi xuống lâm yên nhún vai cũng không có ý định ở thời điểm này đi trêu chọc en dù sao mọi người đều biết nữ hài tử đối tại thể trọng của mình đều là rất để ý có thể nói là lôi trong vùng lôi khu lâm yên biểu thị mình e quy bình thường nhưng mà tiếp theo màn phát sinh sự tình lại làm cho lâm yên có chút trợn tròn mắt chỉ gặp em bỗng nhiên đặng 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 đi đến trước mặt mình chính làm lâm yên có chút kỳ quái nhìn xem hắn ngay miệng bên trên em bỗng nhiên không hề có điềm báo trước đánh tới hai người trên sàn nhà lăn thành một đoàn đem gương mặt xinh đẹp chôn ở lâm yên tim em có chút buồn buồn mở miệng ta muốn làm sao cảm tạ ngươi mới tốt em không phải không biết tốt xấu người mặc dù các loại trên ý nghĩa tâm tình phức tạp nhưng là hắn là biết đến mình bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu lớn, cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi, trước đó chỉ là trong phòng hơi thăm dò dưới, liền phát sinh các loại không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như bây giờ có người đi en trong phòng nhìn một chút, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình, vách tường cùng trên sàn nhà hiện đầy vết trạng, bình thường tới nói tuyệt không có khả năng vặn vẹo kiên cố kim loại bị vò thành một cục nhét vào góc phòng bên trong, vòi nước bị xoay thành bánh quai chèo, nhìn tự như là cái gì kỳ quái tác phẩm nghệ thuật mà hết thảy này, cũng chỉ là en tiện tay bỗng nhúc nhích mà thôi. So với loại này lực lượng cường đại, chỉ là một điểm để cho lòng người phức tạp tác dụng phụ mà thôi, có thể nói là không đáng giá nhắc tới, en gặp qua rất đa số cường đại vặn vẹo bản tâm tồn tại, mà mình lại là dễ như trở bàn tay đạt được đây hết thảy, hết thảy đều là lâm yên công lao, hiện tại en, căn bản không biết mình đến cùng hẳn là như thế nào cảm tạ lâm yên. Các loại trên ý nghĩa đều là, nghe em thanh âm, Lâm Yên bỗng nhiên trầm mặt một chút, sau đó cười sờ lên thiếu nữ đỉnh đầu, chúng ta loại quan hệ này còn nói cái gì cảm tạ. Nếu như ngươi nếu là nhất định phải nói như vậy cũng không phải không được, nói, Lâm Yên ngữ khí có chút dừng lại, cười bốc lên thiếu nữ cái cầm, thiếu nữ nha, lấy thân báo đáp như thế nào. Còn là lần đầu tiên bị như thế đối đãi, em gương mặt xinh đẹp nhìn không được đỏ lên, nhưng rất nhanh, trên mặt thiếu nữ biểu lộ liền trở nên nhu hòa, ông lấy Lâm Yên cọ sát mấy lần, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy quyến luyến, còn nói loại sự tình này, ha ha, nói cũng đúng a, à. Lâm Yên ha ha, dù sao trước mắt vị này thiếu nữ thế nhưng là đã sớm lấy thân báo đáp. Lâm Yên đứng người lên đem en ôm, nói đến, năng lực đã thí nghiệm qua sao, ngô, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đi, bất quá còn cần càng rộng rãi hơn một chút trận địa ta cũng không muốn không cẩn thận liền đem nơi này phá hủy, en trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt kích động, kia là đạt được lực lượng cường đại mừng rỡ, đồng thời cũng là thân là long chủng bẩm sinh đấu tranh tâm. Vậy liền đi xem một chút đi, nhìn xem en kích động dáng vẻ, lâm yên nhẹ nhàng, không nói lời gì, liền lôi kéo en ra khỏi phòng, không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ không người không địa, bắt đầu đi, lâm yên nhào mắt lại nhìn nói với en, từng, En thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nâng lên chân nhỏ trùng điệp giảm hướng mặt đất. Oanh, rõ ràng chỉ là một cái mười phần động tác đơn giản, nhưng hắn dưới chân đại địa tự như là bả đậu đồng dạng trong khoảnh khắc băng vỡ đi ra, không biết còn tưởng rằng nơi này xảy ra chuyện gì động đất đâu, lâm yên, en, en một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn này, phản phất là không tin ngày này tai cảnh tượng là mình tạo thành. Giảng đạo lý mình chỉ là tùy tiện thí nghiệm một chút mà thôi a, à, mà Lâm Yên thì là liếu lưỡi nhìn trước mắt en, khá lắm, cái này một nửa tài bảo hoa đi ra hiệu quả có thể a, à, chỉ dựa vào đơn thuần mang lực chỉ làm thành cảnh tượng như vậy, không có haki, không có kiếm thuật, cũng không có trái cây năng lực. Liền đập mạnh một cước, không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tưởng tượng. Không hổ là thiên long nhân mấy trăm năm mới có thể để dành tới tài phú, đáng giá, bỗng nhiên ở giữa Lâm Yên đối với trong tay u thế Holy Grail càng thêm mong đợi, không biết cực hạn sẽ ở nơi nào, cho ta cũng cả một cái. À, ta không có tiền a, à, hiểu. Đợi đến cửu xà đảo sự tình kết thúc về sau, liền ra ngoài nghĩ cách, Lâm Yên có chút mong đợi đối En hỏi, "En, còn có hay không cái gì năng lực khác?" "Ngô, cảm giác hẳn là có a." À, en trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng tiếu dung, nặng nề gật đầu, sau đó ngay tại Lâm Yên trước mặt bắt đầu biểu diễn. Nói lên trong truyền thuyết Dragon, ngoại trừ làm cho người khó có thể tin đỉnh tiêm tố chất thân thể bên ngoài, nhất khiến người khác sâu ấn tượng, liền là khống chế các loại nguyên tố năng lực mà lâm yên tại vận dụng ưu thế Holy Grail thay đổi en thời điểm. Cũng có thể nói là không giữ lại chút nào, đây chính là bất kể đại giới đầu nhập, thế là tiếp súng kết quả là rõ ràng, phong hỏa lôi điện, dưới chân đại địa, quanh thân đại khí, đang toàn lực toàn bộ triển khai en trước mặt hết thảy đều tại trong khống chế cái này đã viễn siêu trái ác quỷ năng lực giả phạm vi nếu để cho hệ logia cường giả thấy cảnh này miệng thủ đô nước muốn chảy xuống tốt a ngoại trừ không thể nguyên tố hóa bên ngoài en cơ hồ có thể khống chế ở mình nhìn thấy hết thảy tương đương với mấy chục cái hệ logia năng lực giả tập hợp lại cùng nhau mà nguyên tố hóa nói thực ra hắn cũng không cần nguyên nhân đương nhiên cũng rất đơn giản rống thiếu nữ trên thân bỗng nhiên hiện ra hào quang chói sáng. Sau đó tại Lâm Yên có chút ngạc nhiên biểu lộ dưới, biến thành một đầu màu lam cự lông, sau đó mười phần thân mật lại gần tại Lâm Yên trên thân cọ sát mấy lần, Lâm Yên hơi kinh ngạc sờ lên biến thành Dragon En đầu, cảm giác có chút không giống như là mình trong ấn tượng loại kia hung tàn rồng phương Tây, ngược lại nhìn. Mười phần ưu nhã, cái đồ chơi này còn phân nam nữ. Muốn hay không như thế nhân tính hóa, không nghĩ tới en ngươi biến thành cự long là cái dạng này a à. lâm yên có chút mới lại nhìn trước mắt en nói không nói những cái khác liền cái này bề ngoài liền đã tướng làm làm người vừa lòng lại càng không cần phải nói tương ứng gia tăng thực lực nhìn cái này tư thế địch nổi đại tướng hẳn là không có vấn đề gì nghĩ tới đây lâm yên đối en cười nói có cần phải tới thử một chút chương 212 mười hai các loại trên ý nghĩa tâm tình phức tạp nói tóm lại đối với em hiện tại thay đổi lâm yên vẫn là tướng làm hài lòng trước đây em chẳng qua là một cái còn tính là cường đại trái cây năng lực giả thôi nhiều nhất liền là năng lực tương đối quỷ dị đặt ở băng hải tặc trâu trắng bên trong có thể nói là thường thường không có gì lạ mặc dù không đến mức nói vừa nắm một bó to nhưng cũng chỉ có thể nói là thực lực có hạn tuyệt đối không tiến vào được cường giả đỉnh cao hàng phiên bản năm nhưng là hiện tại lâm yên bỗng nhiên có chút chờ mong lên em có thể làm tới trình độ nào thí nghiệm em nghe vậy sững sờ sau đó mười phần nhu thuận biến trở về nhân loại hình thái có chút hiếu kỳ đối với lâm yên nháy nháy mắt làm sao thí nghiệm rất đơn giản nói tóm lại trước đi thử một chút mang lực đi lâm yên nheo mắt lại nở nụ cười không thể không thừa nhận hắn có chút bị em phơi đến làm nhưng lúc này muốn lấy lại danh dự susano theo lâm yên một tiếng quát nhẹ to lớn hài cốt đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lâm Yên đứng tại Susano đỉnh đầu, đối en lộ ra một cái khiêu khích tiếu dung, có dám tới hay không thử một chút. Chính hợp ý ta, en liếm môi một cái, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái kích động tiếu dung, không chút do dự hồi đáp, thế là một giây sau, Lâm Yên xuất thủ, Lâm Yên cũng rất tò mò, hiện tại en cực hạn đến cùng ở nơi nào, cẩn thận, khẽ cười một tiếng. Susano bỗng nhiên giơ lên trường đao trong tay, đối em vào đầu bổ xuống đến hay lắm đối mặt đạo này kinh người cảm kích em trên mặt cũng là lộ ra chiến ý tràn đầy tiếu dung sau đó tại lâm yên ngạc nhiên dưới tầm mắt thế mà không tránh không né bỗng nhiên giơ hai tay lên đến đỉnh đầu so mang lực thế nhưng là ta nhất am hiểu em khẽ quát một tiếng dựa vào hiện tại vô cùng cường đại năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể mảnh thò tay kẹp lấy susano lưỡi đao ồ có chút ý tứ cái này vốn là tuyệt không thể nào làm được sự tình, nhưng mà lâm yên lại là cảm giác được lưỡi đau bên trên truyền đến một trận to lớn lực cản, có thể tùy tiện bổ ra sơn phong đại đao lại là bị en dễ như trở bàn tay lấy tay đón lấy, bạo lực tới cực điểm mang lực, mà lại phi thường thuần túy, nên nói thật không hổ là trong truyền thuyết Dragon A, thế nào? En có chút đắc ý nháy nháy mắt, nhưng mà lâm yên chỉ là hơi hơi, giảng đạo lý, lúc này mới cái nào đến đâu? có thể tiếp tục tiếp xuống lại nói câu nói này đi, đối an lộ ra một cái cởi mở vô cùng tiếu dung, lâm yên rốt cục bắt đầu toàn lực xuất thủ, trước đây hắn chưa hề đối an toàn lực xuất thủ qua, nhưng là hiện tại, ngược lại là có thể thử một chút. Oanh, Susano trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, liên đới, lưỡi đao bên trên cũng là trong nháy mắt bao phủ lên khổng lồ lôi đình chi lực, tình cảnh này, giống như thiên tai, lực lượng này hoàn toàn không thể cùng trước đó giống nhau mà nói, cho dù là bây giờ đã có lực lượng cường đại en thấy cảnh này cũng không khỏi đến sắc mặt siết chặt khá lắm càng quái vật hơn nguyên lai like tại cái này a à. en căn bản không có kịp phản ứng lưỡi đau trong khoảnh khắc đã đến trước mắt trước đây còn 10 phần nhẹ nhõm tiếp xuống lưỡi đau lúc này liền giống như một ngọn núi đồng dạng ép tới en không thở nổi huống chi còn có kia tướng ngực lôi quang căn bản không có chống cự bao lâu chỉ là sau một lát En liền không có chút nào năng lực chống cự bị đập vào trong đất. Nhìn không được há mồm phun ra một đống bùn đất, phi phi phi. Cái này căn bản không đến đánh mà, En có chút thất lạc quán trách, nhưng mà Lâm Yên lại là đối hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hợp cách, hắc hắc, nghe được Lâm Yên, En lập tức ở trên mặt lộ ra thuần mỹ tiếu dung. Lâm Yên có chút nhịn không được cười lên nhìn xem mặc dù một thân chật vật lại tiếu dung sáng lạng thiếu nữ. Lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, đại khái đã có thể địch nổi Hải quân đại tướng đi, thế nào, không có cảm giác được cái gì không thoải mái a? À? Hoàn toàn không có, En một mặt cười nhẹ hồi đáp, sau đó trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút bất đắc dĩ, không, có lẽ còn là có chút vấn đề a, à? En có chút bất đắc dĩ nói, sau đó bỗng nhiên từ bên hông rút ra chính mình hai đem đoạn kiếm. Thì ra là thế, Lâm Yên lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu, phải biết En trước đó chỉ là nhân loại bình thường cái này hai thanh kiếm đương nhiên là dùng được nhưng là hiện tại liền là có chuyện như vậy em có chút gật đầu bất đắc dĩ trước đó còn không có cảm thấy có cái gì nhưng là hiện tại lời nói cái này hai thanh kiếm với ta mà nói nói em nhẹ nhàng linh hoạt ném dưới trong tay ái kiếm thật sự là quá nhẹ căn bản cảm giác không thấy trọng lượng em có chút bất đắc dĩ nói như vậy sau đó tại lâm yên mí mắt trực nhảy nhìn soi mói bỗng nhiên đưa tay tách ra dưới lưỡi kiếm đoạn kiếm lập tức phát ra một trận thê thảm gào thét, nguyên bản cứng cỏi thân kiếm bỗng nhiên uốn lượn đến một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm, mắt thấy liền bị en tay không đẩy ra. Cũng may chất lượng coi như không tệ, chờ đến en buông lỏng khí lực, đoạn kiếm cũng khôi phục nguyên dạng, đầy, chính là như vậy, ta cần một thanh càng nặng kiếm, en một mặt bất đắc dĩ nói, phải biết en cái này hai đem đoạn kiếm chất lượng đã tương đối khá, mặc dù cũng không phải là cái gì đại danh đỉnh đỉnh danh đao, nhưng là thả ở trên thị trường cũng là thiên kim khó cầu thế mà kém chút bị người bẻ gãy cũng không biết được trèn đúc thanh kiếm này đau tượng thấy cảnh này có thể hay không điên mất dù sao lâm yên cảm thấy mình là sẽ phát điên nói tóm lại trước chịu đựng dùng a à, chờ đến tìm tới thích hợp đổi lại không muộn rơi vào đường cùng lâm yên cũng chỉ có thể nói như vậy cũng là a à, em nhẹ gật đầu danh đao danh kiếm cũng không phải tốt như vậy thu thập đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói chuyện này cũng chỉ có thể là tùy duyên tốt hiện tại cũng thí nghiệm xong chúng ta trở về đi nhìn xem em một mặt đáng tiếc bộ dáng lâm yên nhìn không được mỉm cười sau đó liền đối em nói cũng là a à, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra có chút đáng tiếc tiếu dung em nhìn thoáng qua đã bị mình tàn phá đến không ra bộ dáng chung quanh sau đó liền nhấc chân đuổi theo lâm yên bước chân sau đó hai nhân tại mới vừa đi ra không địa liền bị người ngăn lại lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai like là hang cốc cùng phía sơ Tiger hấp tấp mang theo các chiến sĩ đuổi tới, không có cách nào, trước đó hai người bọn họ còn tại riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi tới, kết quả bỗng nhiên liền phát sinh địa chấn. Hơn nữa còn nghe được các chiến sĩ báo cáo nói nơi này phát sinh chiến đấu, cho nên mới lòng như lửa đốt chạy tới, một đám người một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Yên cùng En, Lâm Yên không chút do dự lui lại một bước, duỗi ngón tay một chút En, đừng nhìn ta, là hắn em tức giận trận nhìn nhìn lâm yên một chút hiển nhiên là đối với nhà mình bạn trai bán đồng đội hành vi bất mãn hết sức không nói chuyện mặc dù như thế em cũng không có trách lâm yên ý tứ chính là nhiều nhất cũng chính là có chút nhỏ bất mãn em nheo mắt lại đối hang cốc lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu vừa rồi ta là tại cùng lầm luyện tới không có thêm phiền phức a à. em nhếch miệng nhìn về phía hang cốc hiện tại hắn thế nhưng là lòng tin tràn đầy nếu như nói là trước kia đối đầu hang cốc em cũng không có bao nhiêu nắm chắc thắng lợi tất lại bất kể nói thế nào hang cốc cũng là cửu xà đảo nữ đế đứng hàng thất vũ hải một trong tính không được cường giả đỉnh cao nhưng cũng đủ mạnh lớn nhưng là hiện tại thôi đi hắc hắc em đối hang cốc lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường ngươi nhất định phải thua thối mùi mùi sau đó áp lực đi tới hang cốc bên này thiếu nữ sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem quanh mình cảnh tượng đã hoàn toàn là một vùng phế tích, có trời mới biết đến tột cùng là dạng gì đối luyện mới có thể biến thành dạng này, cho dù là hang cốc, cũng là không khỏi cảm thấy một chút áp lực, tâm tình trở nên có chút phức tạp, nhưng hắn cuối cùng cũng không hổ là cửu xà đảo nữ đế, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ là nhàn nhạt lường en một chút, nói tóm lại, đi về trước đi, ta cũng phải cùng các bộ hạ giải thích xuống nơi này chuyện phát sinh. Chương 213, Mạnh lên, trong vòng một tháng, thế là về sau tự nhiên là không có chuyện gì để nói nhìn thấy hang cốc một bộ không tiếp chiêu dáng vẻ em cũng không có lại tiếp tục khiêu khích rất nhanh đám người liền theo hang cốc cùng fisher tiger cùng một chỗ về tới hoàng cung đáng nhắc tới chính là trên đường đi fisher tiger nhìn xem em ánh mắt tự như là đang nhìn một cái quái vật xem ra hắn là nghĩ không rõ lắm cái này cô gái xinh đẹp vì cái gì nổi cơn giận như vậy hung tàn đối với cái này hai người cũng không có giải thích ý tứ trở lại cửu xà đảo hoàng cung về sau, hàng cốc ngồi trở lại vương tọa bên trên, chợt liền dùng một đôi mắt đẹp khóa chặt lại lâm yên, lời nhắn nhủ sự tình ta đều phân phó đang làm, tiếp xuống chúng ta muốn làm sao. Hàng cốc đối lâm yên dò hỏi, tại đoàn người này bên trong, lâm yên không hề nghi ngờ là chủ tâm cốt đồng dạng tồn tại, nghe được hàng cốc hỏi như vậy, phía sơ Tiger cùng en cũng cùng một chỗ đem ánh mắt tiến đến gần. Lâm Yên sờ lên cầm suy nghĩ một chút, nói tóm lại, tiếp xuống ta tạm thời muốn chuẩn bị chừng một tháng, hải quân không đến liền không sao, nếu như chúng ta đoán chừng sai lầm. En, ngươi liền tới tìm ta đi, nói, Lâm Yên nhìn về phía En, ta đã biết, En không chút do dự gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều hỏi thăm ý tứ, hắn cũng biết Lâm Yên trên người bí mật rất nhiều, thật tình không biết trước đó tại cứu chữa râu trắng thời điểm, Lâm Yên liền là biến mất một năm, sau khi trở về đã tìm được biện pháp giải quyết, trải qua một lần en biểu thì cảm xúc ổn định. Nhưng mà Phí Sơ Tiger cùng Hang Cốc nghe nói như thế, trên mặt thì là nhịn không được hiện ra một tia chần chờ, do dự một chút, Phí Sơ Tiger nhìn không được mở miệng nói, Ách, Lâm huynh đệ, không phải ta không tin được ngươi, nhưng là một tháng này. Một mình ngươi cũng chuẩn bị không được cái gì à?" Phí Sơ Tiger có chút chần chờ địa nói, "Phải biết lần này thế nhưng là tại đối phó chính phủ thế giới tới." mà lại Fisher sơ tiger nhìn xem lâm yên dáng vẻ cũng rất giống là không có ý định đi cầu viện lấy hắn đối lâm yên hiểu rõ lâm yên hiển nhiên là sẽ không làm loại chuyện như vậy lâm yên đã rất cường đại hiện tại mang theo trên người cái nữ oa này em bé cũng là như thế hung tàn Fisher sơ tiger là tại là đoán không ra lâm yên rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì yên tâm đi ta có một ít đặc thù biện pháp nhưng mà đối với cái này lâm yên chỉ là ở trên mặt lộ ra một cái thần bí tiếu dung có thả câu hệ thống tồn tại, vạn nhất vận khí đại bạo phát câu ra cái gì nghịch thiên năng lực hoặc là giống như là ưu thế Holy Grail loại kia đỉnh cấp đạo cụ, trực tiếp liền có thể tuyên bố chính phủ thế giới tử hình tốt a, liền xem như cái gì cũng không có rút đến. Vậy cũng không lỗ không phải, huống hồ người vận khí tổng sẽ không một mực chênh lệch đi xuống đi, không thể nào không thể nào, lâm yên mình ngược lại là không lắm để ý, dù sao lấy mình bây giờ thực lực, liền xem như đối bên trên chính phủ thế giới cũng không có gì tất cả đều dết đi, nhưng dưới mắt hang cốc cửu xà đảo, vẫn là cần muốn suy tính một chút, thành như trước đó lời nói. Lâm Yên không phải thánh nhân gì, nhưng cũng sẽ không đối phát sinh ở trước mắt một số việc bỏ mặt, thì ra là thế, vậy được rồi, cửu xà đảo bên này ta sẽ hỗ trợ nhìn tốt, nghe được Lâm Yên nói như vậy, phí sơ Tiger lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó liền vỗ tim bảo đảm nói, hắn không rõ ràng Lâm Yên muốn đi làm cái gì, nhưng lại ông tuyệt đối tín nhiệm thái độ lâm yên mỉm cười gật đầu một tháng muốn đi đâu nhìn thấy hai người nói xong hàn cốc lập tức không kịp chờ đợi mở miệng hỏi chỉ bất quá cùng phía sơ tiger tràn ngập ánh mắt tín nhiệm khác biệt hàn cốc ánh mắt bên trong còn nhiều hơn mặt khác một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc kia là không bỏ đây cũng là chuyện không có cách nào khác nạn và lâm yên vừa mới vừa xa cách vài chục năm trùng phùng mà lại một viên phương tâm đã sớm treo ở lâm yên trên thân giờ này khắc này chính là hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ thời điểm lúc này nghe được lâm yên muốn biến mất một tháng hang cốc làm sao có thể nhìn xuống không hỏi chỉ là đi làm một chút tại ta thời điểm chiến đấu có thể bảo hộ cửu xà đảo đồ vật mà thôi dù sao nơi này là hang cốc địa bàn của ngươi mà lại trong mắt của ta cũng là rất đẹp hòn đảo lâm yên cười nhẹ hồi đáp ở vào cam bê cửu xà đảo theo lâm yên là rất địa phương tốt nếu là loại xinh đẹp này hòn đảo bị chính phủ thế giới đám kia cặn bã hủy, cho dù là Lâm Yên cũng sẽ tướng làm khó chịu, nghe được Lâm Yên nói như vậy, Hàn Cốc đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo cảm động, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Yên muốn rời khỏi. Hàn Cốc cũng có chút không nở cũng làm cho hắn có chút không tự giác địa nghĩ đến mười mấy năm trước thời điểm, lúc kia mình cũng chỉ có thể giống như là hiện tại đồng dạng chờ lấy, ta có thể cùng theo đi sao, nghĩ đến, Hàn Cốc cắn cắn răng hơi có chút không cam lòng hỏi cái này thôi đi lâm yên gãi đầu một cái đang muốn nói chuyện một bên khác en liền mở miệng cái này không được a à. như thế có thế tạm chính sự thời điểm cản trở đâu có thể có lý có cứ khiến người tin phục hang cốc bại lui thế là chuyện sau đó liền trở nên rất đơn giản tại hang cốc từ bỏ cùng theo đi ý nghĩ về sau lâm yên cùng đám người chào hỏi một tiếng sau đó liền tại cửu xà đảo nữ chiến sĩ dẫn đầu dưới rời đi đại điện đã chính chủ đều rời đi, Hàn Cốc cũng liền dứt khoát không tiếp tục ngụy trang, ngươi vừa rồi là có ý gì, Hàn Cốc có chút nheo lại con ngươi nhìn về phía em, đừng cho là ta nghe không hiểu, ngươi cái tên này liền là không muốn ta cùng Lâm Yên cùng một chỗ. Ngươi cũng hai người một chỗ đã lâu như vậy đều không phân một ngụm canh cho ta, nữ nhân này thật là không có đạo lý. Hàn Cốc nhìn về phía em ánh mắt mang theo điểm ước ao ghen tị, dù sao cùng Lâm Yên một chỗ lâu như vậy cuối cùng còn tại trên hoang đảo luận bàn, nói thực ra hang cốc có chút phá phòng nhà mình bạn trai tại làm chính sự thời điểm chúng ta đương nhiên là không thể quấy nhiễu có cái gì không đúng sao nhưng mà em chỉ là cười hiếp mắt nhìn về phía hang cốc huống hồ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hiện tại liền là cơ hội tốt nhất rồi sao về chúng ta giữa hai cái sự tình dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp a à. hang cốc nghe vậy đầu tiên là sững sờ sau đó thần sắc trong con ngươi liền trở nên có chút nguy hiểm hiện tại phân cái cao thấp chính có ý đó En mặt mũi tràn đầy khiêu khích gật đầu, hiện tại mình đã đạt được lực lượng mới, cho nên là thời điểm nên dậy trước mắt cái này thối mùi mùi làm người. En lòng tin tràn đầy, coi như không có cách nào đuổi đi ngươi, nhưng là để ngươi làm tiểu nhân vẫn là không có vấn đề, tốt, hiện tại liền đi, Hang cốc bạo tính tình chỗ nào nhìn được en dạng này khiêu khích, xoát một chút từ trên ghế đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hỏa khí, một bên khác phía sơ Tiger một mặt mộng bức nhìn xem một màn này, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm lâm huynh để lúc này mới chân trước vừa đi không bao lâu đâu hậu viện này liền cháy rồi nữ nhân bây giờ đều đáng sợ như vậy sao vậy ta đi nghĩ đến phía sơ tiger liền lặng yên không tiếng động bắt đầu xê dịch bước chân hướng phía cổng thối lui có sao nói vậy hắn cũng không dám lội cái này vũng nước đục hai đầu không phải người a à. trước mắt hai vị này cô nải nải đều là tương lai nhà mình thuyền trưởng phu nhân bất luận là lần này ai thắng ai thua Phí sơ Tiger đều biểu thị không dám nói lời nào, dù sao hỏi chính là ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì chính là tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất vang. Ngay tại lúc Phí sơ Tiger chuẩn bị chuồng đi ngay miệng bên trên, Hàn Cốc chợt một mặt cười híp mắt nhìn về phía đang định chạy trốn Phí sơ Tiger, nụ cười trên mặt hiện đến vô cùng ngọt ngào. Tiger đại ca, người cái này là muốn đi đâu? Ngạch, ta quá mất được hay không? Chương 214, đánh nhau phía sơ Tiger một đỏ mặt lên, nhưng là cái khó ló cái khôn, bị hang cốc cười hiếp mắt ánh mắt thấy có chút trung rẩy. phía sơ Tiger quyết định thật nhanh đem mặt mũi nhét vào trong túi, một mặt làm như có thật nói, trực giác nói cho hắn biết, nếu như lúc này không tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chuồn đi, tiếp xuống nhất định sẽ phát sinh tướng làm không ổn sự tình. Các loại trên ý nghĩa đều là, mọi người đều biết, ta làm một bình thường gốc các bôn sinh vật, ngẫu nhiên quá mót cũng là có thể lý giải đúng không, nhưng mà hang cốc hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn chính là, thì ra là thế, vậy chúng ta trước hết đi sân luyện tập, Tiger đại ca ngươi biết ở nơi nào đúng không, hang cốc cười hít mắt nhìn xem phía sơ Tiger nói. Ta nghĩ Tiger đại ca ngươi sẽ không lạc đường đúng không? Hẳn là ta quá lo lắng a. À? mặc dù hắn đang cười, nhưng hơi hơi nheo lại trong ánh mắt không có chút nào ý cười, ta và ngươi có thù sao, Phí sơ Tiger một mặt im lặng, vội ho một tiếng khoát tay áo, ta nói hai người các ngươi, loài sự tình này liền đừng lôi kéo ta đi. Bằng không lâm huynh đệ bên kia ta bạn giao thế nào? Nói hàng tốc ngươi làm nhỏ vẫn là em làm nhỏ. Lâm huynh đệ đánh không chết ta mới là lạ. Tự biết tránh không khỏi đi, Phí sơ Tiger dứt khoát cũng liền không giả, mặc kệ nói người nào thắng, hắn nơi này đều là hai đầu không lấy lòng tốt a, à, các ngươi làm người đi, Nghe được phía sơ Tiger nói như vậy, hai vị thiếu nữ sắc mặt đồng thời đỏ lên, en càng là có chút tức giận nhìn về phía hang cốc, gia hỏa này làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói, hang cốc tự hồ cũng không nghĩ tới phía sơ Tiger như thế ngay thẳng. Vội vàng vội ho một tiếng, liền, liền là làm chứng, không phải có người chơi xấu làm sao bây giờ, người nói ai chơi xấu đâu, en lập tức một mặt tức giận nhìn về phía hang cốc, mà hang cốc thì là có chút chột dạ dời ánh mắt hai người các ngươi ai nhìn xem hai vị thiếu nữ một bộ không hợp nhau bộ dáng phí sơ tiger cũng là có chút nhức đầu do dự nửa ngày cuối cùng vẫn gật đầu bất đắc dĩ sự tình đầu tiên nói trước ta cũng chỉ là nhìn xem tỉnh hai người các ngươi đánh ra hỏa khí lâm huynh đợi bên kia ta khó mà nói được ít hai hai vị thiếu nữ trả lời lộ ra chém đinh chặt sắt bất đắc dĩ phí sơ tiger chỉ có thể cùng lên trước mắt hai vị cô nải nải dời bước không bao lâu, ba người liền đi tới cửu xà đảo diễn võ trường, hàng cốc cùng en nheo mắt lại nhìn về phía đối phương. Ánh mắt bên trong đều là tràn đầy nguy hiểm, mà cùng lúc đó một bên khác, Lâm Yên cũng vừa vừa đi theo cửu xà đảo nữ chiến sĩ đi tới một chỗ yên lặng gian phòng, đại nhân, chính là chỗ này, bệ hạ đã bàn giao, tiếp xuống một tháng thời gian tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy. nữ chiến sĩ rất cung kính nói, Lâm Yên nhẹ gật đầu đang muốn đi vào, bỗng nhiên vỗ óc một cái, vừa rồi hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ thả câu sự tình ngược lại là quên cùng hang cốc dặn dò một tiếng lâm yên muốn lời nhắn nhủ sự tình cũng là đơn giản hiện tại em đã biến thành dragon đồng thời nắm giữ khống chế chung quanh nguyên tố năng lực lâm yên liền nghĩ phòng ngừa trắc rối có thể xuất hiện để em dùng năng lực đem cửu xà đảo chung quanh hải vực bắt đầu phong tỏa cũng coi là vật lý bên trên phong tỏa chính phủ thế giới giai đoạn trước động tác mặt khác liền là trước kia đã thông báo thu thập mảnh thú Campbell trong biển bó lớn bó lớn si kiên không dùng thì phí A, nghĩ tới đây, Lâm Yên quay đầu nhìn về phía nữ chiến sĩ, ta chợt nhớ tới vừa rồi có chút việc không có nói rõ ràng, địa phương ta đã biết, ta về trước đi gặp hang cốc một mặt đi. Ê! Cái này đương nhiên nhìn ngài thích, nữ chiến sĩ sững sờ, sau đó rất cung kính nhẹ gật đầu, Lâm Yên cũng không có nhiều lời, hướng về phía nữ chiến sĩ nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở nguyên địa mà cùng lúc đó một bên khác, cửu xà đảo hoàng cung đại điện, Sander Sonia tỷ tỷ, người nói Hàn cốc tỷ tỷ và cái kia gọi en đánh nhau ai sẽ thắng. Marigold có chút bận tâm đối với Sander, Sander Sonia hỏi, nói thực ra hắn trước đó là không có chút nào lo lắng, phải biết Hàn cốc là ai, đây chính là đường đường vương hạ thất vũ hải một trong, cho dù là tại trên toàn thế giới cũng là cường giả. Làm sao có thể bại bởi một cái nghe đều chưa từng nghe qua người, nhưng là khi nhìn đến trước đó bị an tàn phá đảo nhỏ về sau. Hắn cũng có chút không xác định, Sander Sander Sonia hiển nhiên cũng giống như nhau ý nghĩ, không khỏi thở dài, ai biết được. Dù sao mặc kệ cuối cùng thế nào, cũng chỉ có kia vị đại nhân có thể giải quyết, chúng ta làm tốt chính mình sự tình chính là Sander Sander Sonia có chút bất đắc dĩ đối mùi mùi nói, nếu như nói trên thế giới này có đồ vật gì là hang cốc khắc tinh. Như vậy không hề nghi ngờ liền là Lâm Yên, cũng chỉ có hắn có thể đè ép được hang cốc, để hắn thay đổi chủ ý, còn lại thời điểm, mình vị kia hang cốc tỷ tỷ luôn luôn đều là làm theo ý mình, lỗ tai trái tiếng lỗ tai phải ra, hai tỷ mùi liếc nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài, ách, hai người các ngươi đây là đang làm gì, hang cốc cùng en đâu, sau đó ngay tại hai tỷ mùi thở dài thở ngắn thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nghi ngờ hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, Lâm Yên Đại Nhân, ngài tại sao trở lại, đừng lo lắng, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một số việc muốn cùng hang cốc còn có en thương lượng một chút, không có việc lớn gì, Lâm Yên cười đối hai tỷ mùi mở miệng nói, đúng rồi, các nàng hiện tại người đâu, Marigon cùng Sander Sander Sonia hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại là lắm điều không ra nói, dù sao cũng không thể nói cho Lâm Yên, hai người đi đơn đấu đi, nhưng mà thấy cảnh này, Lâm Yên lại là về sai ý, các ngươi cũng không biết a, à, vậy ta đi tìm một chút đi, hẹn gặp lại, nói, còn không đợi hai tỷ mùi mở miệng ngăn cản, cả người liền đột nhiên biến mất tại nguyên địa, đại nhân. Không được. Nhanh đi thông tri hang cốc tỷ tỷ. Sander Sander Sonia muốn ngăn cản tay treo giữa không trung, sau đó bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sự tình lớn rồi, nếu để cho Lâm Yên nhìn thấy hai vị tỷ tỷ chính đang đánh nhau, Trang diện kia Sander Sander Sonia cũng không dám muốn, một bên khác Marigold hiển nhiên cũng là có chút lúng cuốn, không nói hai lời liền trực tiếp liền xông ra ngoài, Sander Sander Sonia tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Nhưng mà Lâm Yên tốc độ ở đâu là hai người bọn họ có thể theo kịp, chỉ là nheo mắt lại cảm ứng một chút, Lâm Yên rất dễ dàng địa đã tìm được hang cốc vị trí, khẽ cười một tiếng, vận khởi ca mui lần nữa biến mất tại nguyên địa, không thể không nói, dùng ca mui đi đường đơn giản nhẹ nhõm không có qua vài giây đồng hồ nương theo lấy không gian một cơn chấn động lâm yên liền không hề có điềm báo trước xuất hiện ở cửu xà đảo trên diễn võ trường công sau đó liền không có sau đó oanh lâm yên vừa mới từ trong không gian chui ra ngoài một đạo cột lửa ngất trời liền chạm mặt tới cũng may lâm yên phản ứng rất nhanh chỉ là một cái thoáng thân liền né đi qua khá lắm đây là tại cả cái gì nhìn thấy sát mình bay qua đi hỏa trụ Lâm Yên có chút nheo mắt lại nhìn hướng phía dưới đây, Đây là đánh nhau Chương 215 Ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau Lâm Yên có chút mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn này En dẫn theo sông kiếm Trên dưới quanh người cuốn quanh lấy đủ loại nguyên tố quan mang Hiển nhiên trước đó hỏa trụ liền là kiệt tác của nàng Lúc này chính như cùng trọng trang xe tăng đồng dạng Tại diễn võ trường bên trong mạnh mẽ đâm tới Có thể nói là đem dragon mang lực phát vung tới cực điểm mà một bên khác hang cốc hiển nhiên cũng không phải ăn chay nếu như nói en biểu hiện bây giờ là bạo lực như vậy hang cốc liền là linh xảo một bên tránh chuyển xê dịch tránh né lấy en công kích một bên cũng đồng dạng giúp cho phản kích trong lúc nhất thời đánh chính là khí thế ngất trời phía sơ tiger thì là một mặt mộng bức ở một bên nhìn xem khắp khuôn mặt là hoài nghi nhân sinh biểu lộ lâm yên nhịn không được nhíu mày cái gì đồ chơi a à? chuyện ra sao a à? ta trước đây chân vừa đi chân sau làm sao lại đánh nhau, nhìn xem linh vị thiếu nữ đối oanh dần dần mãnh liệt lên, Lâm Yên nhíu mày, chính là muốn xuống dưới ngăn cản, sau đó một giây sau động tác bỗng nhiên dừng lại, liền chút bản lãnh này mà. Hàn Cốc. Hôm nay cái này nhỏ ngươi đương định, vẫn chưa xong đâu. Ta tuyệt đối sẽ không đem chính cung vị trí tặng cho ngươi. Vậy liền lại đến, tới thì tới. Ai sợ ai a, à, Lâm Yên lập tức hiểu chuyện gì xảy ra không khỏi lấy tay che cái trán, đều nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta, nguyên bản ở trước mặt mình một bộ hài hòa chung đụng hai vị thiếu nữ, không nghĩ tới bí mật lại là bộ dáng này, cái này không có đạo lý tốt giảng, mà lại hiện tại mình ra ngoài. Mặc dù khẳng định có thể làm cho các nàng dừng tay, nhưng vấn đề đoán chừng liền không giải quyết được, nghĩ tới đây, Lâm Yên cũng không có ngăn cản dự định nhìn xem bên cạnh chính một mặt mộng bức nhìn phía sơ tiger lâm yên con ngươi đảo một vòng lặng yên không tiếng động tìm nhập đi qua phía sơ tiger ngay tại mộng bức bên trong bỗng nhiên liền nghe đến mình bên tai truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ hiện tại là tình huống như thế nào phía sơ tiger lập tức lộ ra đề phòng biểu lộ lâm yên có chút buồn cười thanh âm chợt vang lên chớ khẩn trương là ta ấy. lâm huynh đệ a à, ngươi làm sao bỗng nhiên trở về rồi Phí Sơ Tiger cái này mới phản ứng được, ngượng ngùng nở nụ cười, Lâm Yên nhìn không được lật cái bi ca quan, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Làm sao ta vừa đi không đầy một lát liền biến thành dạng này rồi? Hai người bọn họ bình thường nhìn cũng không có như thế thủy hỏa bất dung a, à. Phí Sơ Tiger không nói gì, chỉ là dùng một loại rất quái lạ ánh mắt nhìn xem Lâm Yên, nửa ngày về sau, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ Lâm Yên bả vai, nói như thế nào đây? thuyền trưởng phu nhân vị trí dù sao chỉ có một cái A. À. Ta cũng có thể hiểu được, bất quá lâm huynh đệ. Được rồi, ngươi còn là mình nhìn xem xử lý đi, nói, phí sơ Tiger không chút do dự nhất chân liền đi, không đi đợi chút nữa giữ lại ăn cơm, ta xem là ăn tịch đi, giảng đạo lý bản đến chính mình là bị bất đắc dĩ, hiện tại lâm yên cái này chính chủ đều tới, phí sơ Tiger đương nhiên lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Lâm Yên, nhìn xem phía sơ Tiger một bộ đi chạy nạn dáng vẻ, Lâm Yên có chút mộng bức nháy nháy mắt, sau đó liền than nhẹ một tiếng tiếp tục đứng tại nguyên địa, rất nhanh, hai vị thiếu nữ liền phát hiện Lâm Yên tồn tại, ách, Lâm, ngươi không phải đi làm việc sao, em một mặt ửng đỏ đem xong kiếm dấu đến phía sau, đối Lâm Yên hắc hắc cười ngây ngô, Lâm Yên lật cái bi ca quan. Đừng ẩn dấu, vừa rồi là thuộc ngươi chém người táo bạo nhất, không đến mức gặp ta ngay cả kiếm đều vung bất động đi, ngô em bại lui vậy vậy cái không phải ngươi nghĩ dạng này chúng ta chỉ là ân luận bàn đối không sai liền là luận bàn hàn cốc ý đồ vùng vẫy dậy chết lâm yên chỉ là tức giận trừng hắn một chút ta tin ngươi cái quỷ ngươi trước cầm trên tay bu busosuk ha ki tản lại nói tiếp ô hàn cốc đồng dạng bại lui hai vị thiếu nữ hết sức ăn ý thu hồi vũ khí sau đó giống như làm sai chuyện tiểu hài tử đồng dạng vô cùng khéo léo đứng tại lâm yên trước mặt không dám không động đậy dám động thấy thế lâm yên có chút bất đắc dĩ thở dài tiếp tục a à, hai người các ngươi không phải muốn phân cái thắng bại đi ra không khụ 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 không được không được nghe nói lời ấy em vội vàng vội ho một tiếng không đánh không đánh hàng cốc cũng là đem đầu dao giống như là trống lúc lắc đồng dạng một cái nữ kiếm hào một cái cửu xà đảo nữ đế thế mà nhu thuận giống như là như con thỏ nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là nghe nói lời ấy lâm yên lại chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút không tiếp tục rất đáng tiếc đây không phải còn không có phân ra thắng bại nha ta à thế nhưng là thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau hai người đồng thời sững sờ nửa ngày em có chút không xác định duỗi vương ngón tay chỉ chính mình cái kia không là đang lừa người không phải lâm yên không chút do dự hồi đáp thấy thế liền ngay cả hàng cốc cũng là không khỏi có chút nhíu mày. Cái kia, thật không tức giận sao, đều nói ta không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi không đánh một chậu rất nhiều chuyện nói không rõ ràng mà thôi, Lâm Yên có chút bất đắc dĩ lật cái bi ca quan, coi như ta hiện tại để hai người các ngươi dừng tay, tiếp xuống hai người các ngươi còn sẽ tìm cơ hội phân ra thắng bại đúng không? Cho nên không bằng ngay ở chỗ này giải quyết. Có ta ở đây cũng an toàn một điểm lâm yên tức giận nói như vậy dù sao chỉ là nhìn xem liền biết đi hang cốc cùng em là khẳng định phải phân ra cái thắng bại hoặc là nói tổng phải thương lượng ra một cái biện pháp giải quyết coi như ở chỗ này cưỡng ép can thiệp cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi cùng dạng này chẳng bằng để các nàng thống thống khoái khoái đánh một chầu chuyện sau đó liền sẽ dễ làm rất nhiều hai vị thiếu nữ đồng thời có chút chột dạ dời ánh mắt thành như lâm yên lời nói coi như ở chỗ này dừng lại, chờ đến Lâm Yên không tại các nàng vẫn là sẽ đánh nhau, dù sao vị trí kia chỉ có một cái, hai người các nàng đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ, kia đã như vậy, vậy liền lại đánh qua, em mười phần cường khí nhẹ gật đầu. Nhìn về phía hàng cốc ánh mắt lần nữa tràn đầy chiến ý, ta không có vấn đề, hôm nay nhất định phải muốn ở chỗ này phân cái thắng bại, hàng cốc đồng dạng cũng là chính có ý đó, hai người đồng thời đối lâm yên lộ ra một cái có chút ấy nấy ánh mắt chợt liền lần nữa vọt tới trên trận đánh lên mà lâm yên nhìn xem một màn này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nữ nhân a à, không nói chuyện mặc dù như thế nhìn xem hai nữ lần nữa đánh thành một đoàn rất nhanh lâm yên ánh mắt liền trở nên có chút tức cười đại khái là thực sự tức giận đi em cùng hang cốc xuất thủ quả thực là không lưu tình chút nào phát huy trọn vẹn đánh không chết liền đánh cho đến chết tinh thần em hiện tại là dragon mà hang cốc trước sớm đã nhận lấy ưu thế Holy Grail ân huệ. Tự nhiên cũng không phải nhân loại bình thường có thể so sánh, cho nên hơi tróc thịt còn một chút. Cũng là hợp tình hợp lý đúng không, Lâm Yên yên lặng điểm cái tán, chư quân, ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau. Hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro Nomi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 216 Thế hòa kết thúc, hai nữ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là chẳng biết tại sao. Từ một cái nào đó thời khắc bắt đầu, tình trạng liền trở nên có chút cổ quái, tốt à. Ngươi lại dám xé váy của ta. Đây là ta thích nhất một đầu, hàng cốc phi tóc lui lại, nhìn về phía en ánh mắt tràn đầy tức giận, en đồng dạng cũng là một mặt tức giận, đừng nói ngươi thật giống như rất thủ lễ đồng dạng. Tay áo của ta không phải cũng là ngươi kéo xuống. Ta nào có? Lại không phải cố ý, ý của ngươi là ta là cố ý, ai biết được, cùng ngươi cái này không lý lẽ nữ nhân liền không có đạo lý tốt giảng, vậy liền lại đánh qua, đến A. Lẫn nhau tổn thương A, đây thật là đáng sợ, mà lại họa phong có phải hay không trở nên có chút không thích hợp. Một bên quan chiến lâm yên nhìn không được sờ lên cầm rơi vào trầm tư. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý làm sao luôn cảm giác đây là tại cố ý cho mình khoe khoang đối với cái này Lâm Yên mười phần ngay thẳng biểu thị sẽ đánh liền nhiều chuẩn bị đồng thời ở trong lòng yên lặng điểm cái tán đương nhiên lời này đánh chết hắn cũng sẽ không nói thẳng ra Lâm Yên biểu thị mình còn không có ngại mệnh trưởng cho đến một giờ sau hai vị thiếu nữ mới dừng động tác lại mà nói đến các nàng hiện tại hình tượng ân chỉ có thể nói đều là cần kiệm công việc quản gia hảo nữ hài tử thật thật sự là khó chơi, hàng cốc có chút vô lực nằm trên mặt đất, đối vẫn như cũ còn sinh long hoặc hổ en ném đi tức giận bất bình ánh mắt, nữ nhân này là quái vật gì a? À? thể lực đều không mang theo giảm bớt sao. Giảng đạo lý, hàng cốc thật đã cầm xuất toàn lực, thế nhưng là tại en kia sâu không thấy đáy thể lực phía dưới, cuối cùng vẫn là thua trận, cái này cũng là chuyện đương nhiên, giờ này khắc này thân là long chủng en. Sức chịu đựng tuyệt không phải bình thường nhân loại có thể so sánh cho dù hang cốc đồng dạng cũng là như thế, nhưng là vẫn cùng en kém không chỉ một lượng cấp. Thế là mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hang cốc vẫn là biết mình đã thua, nghĩ tới đây, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ có chút tối nhạt, người thắng, mang theo tâm không cam tình không nguyện tâm tình, hang cốc khe khẽ thở dài, hắn không phải người thua không trả tiền, nhưng khiến người ta có chút ngoài ý muốn chính là, làm người thắng en. Lúc này trên thân lại hoàn toàn không có có dương dương đắc ý bộ dáng. Ngược lại là đang nghe Hang Cốc nói như vậy về sau, có chút chột dạ dợi ánh mắt, en là người trong nhà biết chuyện nhà mình, lần này tỷ thí là hắn gian lận, nếu như không có trước đó Lâm Yên dùng Holy Grail giao phó lực lượng của mình, en rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của Hang Cốc, hơn nữa nhìn Hang Cốc thất lạc dáng vẻ, en cũng có chút không đành lòng, dù sao hắn cũng là nữ hài tử. Nếu như không phải đứng tại hiện tại cái này trên lập trường, hắn vẫn là rất thích Hang Cốc người này ngang tay thế là đang do dự nửa ngày về sau em bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy nếu như không phải lất đó giúp ta ta không phải là đối thủ của ngươi cho nên lần này liền xem như thế hòa tốt em mười phần thẳng thắn nói như vậy ngươi hàng cốc hơi kinh ngạc nhìn về phía em mà em thì là cười khổ ta cũng không muốn đệm ghét a à. ngươi cũng giống như nhau a à. vậy cứ như vậy đi chúng ta bình đẳng chia sẻ thế nào En chân thành nhìn xem Hàn Cốc, hắn cũng không muốn làm cái tên xấu xa này. Hàn Cốc đối với Lâm Yên tình cảm mười mấy năm trước lại bắt đầu, thật muốn tính toán ra, mình mới là cái kia kể đến sau, chỉ là sớm một bước mà thôi. Hắn cũng biết Hàn Cốc không có nhiều cam tâm, trước đó mình cũng giống như vậy, bất quá đang đánh qua sau. En đột nhiên cảm giác được có một số việc kỳ thật không có trọng yếu như vậy, ta, Hàn Cốc sững sờ nhìn xem En, liền xem như hắn, cũng không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là như vậy một kết quả hắn cố nhiên rất không cam tâm tương tư đơn phương vài chục năm tại thật vất vả trùng phùng về sau mới biết được ý trung nhân đã có người yêu giảng đạo lý không có tại chỗ phát điên đều xem như hang cốc hàm dưỡng hảo nhưng là tương đối như thế en không cũng giống như vậy sao thật vất vả cùng ý trung nhân xác định quan hệ kết quả chợt không biết từ nơi nào toát ra cái mười mấy năm trước liền cùng lâm yên quen biết người còn muốn đào chân tường em không có phát điên cũng là rất đáng gờm rồi dạng này đổi vị suy nghĩ một chút hang cốc nhìn về phía em ánh mắt cũng nhu hòa không ít hơi có chút giận dỗi có chút dời ánh mắt kia vậy liền tạm thời như vậy đi hai người bọn họ có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đều tin tưởng cái này căn bản là một bút sổ sách lung tung bất luận là ai đều tuyệt không có khả năng từ bỏ không phải lấy em cùng hang cốc tính cách cũng sẽ không làm trước đó cái chủng loại kia đánh cược lâm yên không có làm gì sai thái độ của hắn vẫn luôn rất thẳng thắn không có tận lực giấu giếm thứ gì nếu như nhất định phải nói cũng chỉ có không có trước tiên ý thức được hang cốc tình cảm thôi dù sao đối với lâm yên mà nói một đoạn thời gian rất dài đối với hang cốc ấn tượng còn dừng lại tại mười mấy năm trước thành như trước đó lời nói một lát quá tải đến cũng đúng là bình thường hai vị thiếu nữ cũng đồng dạng không có sai đối với hang cốc tới nói hắn là ân nhân cứu mạng sinh mệnh cuối cùng một đạo quan mang mà đối với em tới nói hắn là một mực ngưỡng mộ đối tượng tự nhiên cũng không có khả năng rời đi đã không cách nào rời đi vậy liền đều thối lui một bước tốt tự hồ là nghĩ đến chuyện giống vậy hai vị thiếu nữ nhìn không được nhìn nhau trước đó phản cảm cùng thành kiến cũng không thể tưởng tượng nổi biến mất không thấy các nàng trọng yếu nhất là cùng một người chỉ cần có cái tiền đề này tại từ vừa mới bắt đầu hai vị thiếu nữ liền không tồn tại trở thành địch nhân khả năng, các nàng đều không muốn làm người xấu. Cũng không muốn để người nào đó chán ghét, chỉ là muốn một mực đợi tại bên cạnh hắn thôi, Lâm Yên cười tủm tỉm nhìn trước mắt một màn này, hữu hảo ở chung liền là tốt nhất, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu là đến cuối cùng càng thêm táo bạo ứng giải quyết như thế nào, hiện tại cũng coi như là một chuyện tốt, nói đến mình cũng vẫn là rất may mắn tới. Nghĩ tới đây, Lâm Yên không khỏi nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, sau đó nhìn trước mắt hai vị thiếu nữ, nụ cười trên mặt liền trở nên có chút cổ quái, khụ khụ, Lâm Yên bỗng nhiên vội ho một tiếng, kia cái gì, mặc dù nhìn xem hai người các ngươi tình cảm rất tốt bộ dáng, ta không tốt lắm ý tứ mở miệng quấy rầy, mà lại cũng cảm thấy có phần bị khoản đãi. Nói, Lâm Yên ngữ khí có chút dừng lại, nhưng là hai vị, các ngươi xác định không có ý định đi đổi bộ quần áo? Nghe vậy, hai vị thiếu nữ đồng thời sửng sốt, nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại là nhìn nhau không nói gì, không khí trở nên yên tĩnh lên, phản phất là gió bão ốc the rèn trước yên tĩnh, một lát, hai tiếng điếc tai nhất ốc thét lên vang vọng toàn bộ diễn võ trường. A a a a a a. Chương 217, một lần nữa thả câu, hai vị thiếu nữ hấp tấp trốn, cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao trước đó tràn diện đơn giản bạo liệt, một lát không mặt mũi gặp người lâm yên biểu thị cũng là có thể lý giải vấn đề nhỏ ngồi xuống đây coi như là lưỡng bại câu thương à nhìn xem hai vị thiếu nữ chật vật mà chạy thân ảnh lâm yên không khỏi nhếch miệng nở nụ cười chợt liền nheo mắt lại nhìn về phía trước mắt một mảnh hỗn độn diễn võ trường xem ra không chỉ là em liền ngay cả hang cốc cũng muốn so trong nguyên tác cùng một thời kỳ cường đại hơn nhiều à cũng không có lập tức đi tìm hai vị thiếu nữ ý tứ Lâm Yên dù bận vẫn ung dung tại nguyên địa đợi trong chốc lát về sau, lúc này mới thảnh thơi tự tại hướng về cửu xà đảo Hoàng Cung đi đến. Không bao lâu, liền đi tới Hoàng Cung Đại Điện, sau đó cùng trong dự liệu đồng dạng, giờ này khắc này hang cốc cùng en đã thu thập xong tâm tình, chính ở chỗ này chờ chính mình, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ mười phần bình tĩnh, chỉ là nếu như nhìn kỹ, xác thực không khó thấy thiếu nữ nhóm trên mặt ửng đỏ mọi người đều biết nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn mặt mũi lâm yên cũng không có mở miệng trêu chọc hai người ý tứ mà là trực tiếp nhìn về phía hai người trước đó đột nhiên nghĩ đến một số việc dự định thương lượng với các ngươi một chút nói lâm yên liền bắt đầu bàn giao hai vị thiếu nữ mình không có ở đây trong khoảng thời gian này như thế nào phòng ngự cửu xà đảo không nói chuyện mặc dù như thế kỳ thật cũng chỉ có hai chuyện mà thôi để em vận dụng mới lấy được năng lực phong tỏa phụ cận hải vực, cùng đang thu thập mảnh thú thời điểm tiện thể đem si kiên cũng mang lên. Đối với cái này, hai vị thiếu nữ đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, mà nhìn thấy hai người không chút do dự gật đầu, lâm yên cũng là hơi hàng huyên một trận về sau, liền cáo từ về tới hang cốc chuẩn bị cho mình gian phòng. Sau đó một tháng, hắn liền muốn ở chỗ này thả câu, Lâm Yên nhìn không được xoa xoa đôi bàn tay, cũng không biết lần này hệ thống lại sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao, hệ thống, bắt đầu thả câu, cùng lúc đó, cửu xà đảo Hoàng cung đại sảnh, đợi đến Lâm Yên rời đi về sau, hàng cốc cùng en hai mặt nhìn nhau, hai người trong con người đều tràn đầy vẻ phức tạp. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, phải biết ngay tại trước đây không lâu, các nàng nhưng vẫn là đối chọi gây gắt tới, kết quả hiện tại liền biến thành quan hệ như vậy còn có trước đó tại diễn võ trường thời điểm, quan là nghĩ đến Lâm Yên khi đó đầy mắt trêu chọc biểu lộ, hai vị thiếu nữ cũng cảm giác được gương mặt xinh đẹp một trận đỏ lên, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy tỉnh táo lại. Ngô Về sau liền hữu hảo ở chung như thế nào, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, em mới rốt cục nhìn không được trước tiên mở miệng, ta không có ý kiến, hàng cốc lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói cho cùng. Hàng cốc cũng chỉ là mặt ngoài cao ngạo mà thôi, tại Lâm Yên không có ở đây mấy ngày này, vì gắn bó mình thân là cửu xà đảo nữ đế uy nghiêm. Mới đem mình ngụy trang cùng con nhím đồng dạng, kỳ thật trên bản chất, hắn cũng không phải là cái nhiều khó khăn cuốn nữ hài tử, mà lại không có nguyên tác bên trong loại kia bi thảm kinh lịch, hiện tại hang cốc còn muốn càng thêm tốt ở chung không ít, thành như trước đó lời nói, hiểu rõ nàng người đại khái đều thanh sở, hắn cục nói cùng làm, bình thường đều là hai việc khác nhau trước đó chỉ là bởi vì không cam tâm, mà bây giờ đã quyết định chia sẻ, hàng cốc thái độ tự nhiên cũng liền hòa hoãn xuống tới, thấy thế, em thần sắc cũng nhu hòa không ít, một chút cũng không có trước đó đối chọi gây gắt dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên bạn tốt, cũng không lâu lắm, hai người liền bắt đầu từ gặp mặt đến nay lần thứ nhất trò chuyện lên vốn riêng nói. Đương nhiên nội dung đều là liên quan tới Lâm Yên phí sơ tiger tựa ở một cái không đáng chú ý cây cột đằng sau nhìn xem hai vị thiếu nữ mười phần hữu hảo bộ dáng cũng không khỏi đến vui mừng nhẹ gật đầu dạng này liền là kết quả tốt nhất a phí sơ tiger không khỏi cảm thán nói nói thực ra lúc trước hắn còn đau đầu chuyện này đến cùng phải làm gì tới quả nhiên vẫn là lâm huynh để có biện pháp a à. làm thuyền viên hắn tự nhiên là trung tại mình thuyền trưởng không hề nghi ngờ về sau hang cốc cũng là muốn bên trên lâm yên thuyền Fisher Tiger nhưng không muốn nhìn thấy cái gì không hữu hảo sự tình phát sinh, đến mức đồng bạn ở giữa sinh ra cái gì khoảng cách, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không cần lo lắng, đã như vậy, mình việc cần phải làm liền chỉ có một kiện. Cùng trước đó vài chục năm đồng dạng, tại Lâm Yên không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem hết khả năng bảo vệ tốt nơi này hết thảy, nghĩ đến, sơ Tiger trong ánh mắt lộ ra kiên định, không còn đi xem en cùng hang cốc, dạo chơi đi ra đại sảnh một đám ngư nhân, từ lâu chờ ở bên ngoài đợi, Fisher Tiger vung tay lên, các vị, hiện tại là chúng ta hướng Lâm Huynh để báo ân thời điểm. Đi theo ta. Úc 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 Úc, Redliner, Thánh địa Maria jo. hôm nay Maria jo, cùng thường ngày có chút khác biệt, nguyên bản an ổn hòa bình bầu không khí tự hồ trở nên trang nghiêm không ít, trên đường phố khắp nơi có thể thấy chỗ tuần tra chính phú thành viên. Toàn bộ thánh địa tràn đầy một loại túc sát không khí mà tại Mariojo khu vực trung tâm, đến từ từng cái hải vực các cường giả cũng đã sớm tề tụ tại nơi này. Hải quân tướng lãnh cao cấp, chính phú cường giả, thậm chí ngay cả vương hà thất vũ hải, đều dựa theo chính phủ thế giới chiêu mộ tề tụ một đường, không không không. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, nhìn tự như là một con hỏa liệt điểu Doflimo phát ra một trận cười quái dị, ánh mắt đảo qua ở đây một đám cường giả, không khỏi liếm môi một cái, nhiều như thế cường giả đủ tập hợp một chỗ. Cho dù là Doflimo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, so trước đó cuộc chiến thượng đỉnh quy mô còn muốn khổng lồ, chính phủ thế giới đến cùng là dự định làm cái gì, mặc dù ngữ khí một phái nhẹ nhõm, nhưng là Doflimo giấu ở kính trăm phía dưới ánh mắt lại là phá lệ ngưng trọng, thân là thế giới dưới đất vương giả, hắn cùng nhau đi tới đến nơi đây, trực giác bén nhạy cùng sức phán đoán tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Trực giác nói cho hắn biết có cái đại sự gì sắp xảy ra. Về sau nghe nghe nhiệm vụ là đủ. Mắt dù hâu mi hắc vẫn là trước sau như một địa cao lạnh. Liếc qua cười quái dị. Doflimo nói ra, con người như là chim ưng sắc bén, còn lại đại hải tặc nhóm phần lớn cũng là như thế. Chỉ là nếu như cẩn thận quan sát, lại là không khó phát hiện bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều duy trì khoảng cách nhất định. Hiển nhiên ở đây ba cổ thế lực bên trong bọn hắn là lẫn nhau ở giữa khoảng cách lớn nhất, cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là hải tặc nha, mà lại đủ tư cách đứng ở chỗ này đại hải tặc, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút không muốn người biết hắc ám đi qua, mà hải quân cùng chính phú ngành đám người thì là trầm mặc không nói, hiển nhiên là đã sớm biết một vài thứ. Một đoạn thời khắc mắt dìu hâu mi hắc cùng đô ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cùng thời khắc đó nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Doflimo càng là nhìn không được ở trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn khốc, đã đến rồi sao? Chương 218, trước nay chưa từng có chi độ ma lệnh, người đều đến đông đủ a, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Gorosi từ lối vào chậm rãi đi tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mọi người ở đây, bọn hắn là chính phủ thế giới người thống trị cao nhất, cơ hồ đứng ở thế giới này đỉnh điểm, tất cả mọi người ở đây đều là nhìn không được hô hấp trì trệ cho dù Gorosi trên thân cũng không có tản mát ra cái gì khí thế, nhưng cũng chỉ là đứng ở nơi đó, liền đầy đủ để đám người cảm giác được áp lực, thành như trước đó lời nói, quyền uy cũng là một loại lực lượng cường đại, cho dù là kiệt ngạo như Doflimo dạng này người, tại cảnh tượng như thế này hạ cũng không có gầm âm thanh, chỉ là giống như những người khác ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt năm vị lão nhân. Gorosi ngược lại là đối với cái này từ chối cho ý kiến thêm lời thừa thải chắc hẳn liền không cần nói nhiều, các vị đều là thế giới trật tự người bảo vệ, nhưng mà chúng ta bây giờ chính tại đối mặt có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, chống quải trượng Gorosi chậm rãi mở miệng, nói, có chút giơ lên cái cầm, sớm đã chuẩn bị xong người hầu cấp tốc đem văn kiện phân phát cho tất cả mọi người ở đây. Địch nhân cường đại, Doflimo mang trên mặt một tia chế giễu, hững hờ đưa tay tiếp nhận người hầu phát tới văn kiện nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ liền đột nhiên cứng đờ, những người còn lại cũng là không sai biệt lắm phản ứng, người cá này, hải quân bên kia, Akanu nhìn không được nhíu mày nhìn về phía phía sơ Tiger chân dung, luôn cảm giác cái này màu đỏ ngư nhân có chút quen mắt. Phía sơ Tiger Hắn thế mà còn sống, sau một lát, Akanu cuối cùng là nghĩ tới đến cùng là ở nơi nào gặp qua, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn hắn thế mà còn chưa có chết Akainu duy trì là hải quân chính nghĩa mà phía sơ Tiger thì là được xưng là cứu vớt nô lệ anh hùng tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở toàn bộ thế giới chính phủ mặt đối lập lấy Akainu tính cách tự nhiên là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn mà lại so với người cá này tại sao lại là hắn liền ngay cả mắt diều hâu mi hắc trên mặt biểu lộ cũng là khó được trở nên ngưng trọng lên hắn cũng không phải là trước quan tâm phía sơ tiger vô luận là có hay không là anh hùng đều không có quan hệ gì với hắn nhưng là lâm yên lại là cho mi hắc lưu lại tướng làm ấn tượng khác sâu lấy sức một mình thay đổi toàn bộ cuộc chiến thượng đỉnh dẫn đầu băng hải tạc trâu trắng tái nhập đỉnh phong bây giờ nhìn bộ dáng càng là cùng cửu xà đảo quan hệ không ít cái này năm nhân trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật ui uy. đây không phải đang nói đùa chứ Doflimo bỗng nhiên có chút khoa trương cười ha hả đối Gorosi dương lên văn kiện trong tay chúng ta thế nhưng là đã thất bại qua một lần các ngươi sẽ không còn muốn một lần nữa a à. dofelimo mang trên mặt một tia trào phúng bởi vì hắn đi qua dofelimo đối tại chính phủ thế giới thái độ vẫn luôn ông có cựu hận cho dù là ác nhân cũng là nhiều mặt có vì tài phú có vì quyền lợi có vì nữ nhân mà dofelimo lại là hoàn toàn khác biệt một loại khác loại hình không quan hệ lợi ích, không quan hệ trách nhiệm, hắn chỉ là muốn nhìn xem thế giới này thiêu đốt, sau đó thống trị nó cho tàn. Gorosi lạnh lùng nhìn về phía tùy ý cười Doflimo, nếu như bây giờ nói lời này chính là mặt khác bất cứ người nào, hắn đều đã chết chắc, nhưng duy chỉ có Doflimo là một ngoại lệ, chỉ là nhìn thoáng qua, Gorosi liền nhau nhau không nhìn cái này hỏa liệt điểu. Bên hông mang theo Sodai Ontru Gorosi đứng người lên, tình huống chư vị hẳn là đều giải, cho nên từ giờ trở đi, chính phủ thế giới tuyên bố chiêu mộ lệnh. Ở đây chư vị, toàn bộ đều là người tham dự, nói, Gorosi ngữ khí có chút dừng lại, từ lúc ngày bắt đầu thu nạp trong tay các ngươi tất cả lực lượng, chờ đến chuẩn bị hoàn thành, chính phủ thế giới đem đối cửu xà đảo tuyên bố đồ ma lệnh. Trước nay chưa có đồ ma lệnh, nghe được câu này tuyên ngôn, phản ứng của mọi người không đồng nhất, Akainu ma quyền sát trưởng, mang trên mặt tràn đầy oán hận cùng giữ tận nụ cười hưng phấn, cùng sau lưng hải quân đám người mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng hình thành so sánh rõ ràng, chính phủ ngành các cường giả mặt không biểu tình, bọn hắn là chính phủ thế giới từ nhỏ bồi dưỡng ưng khuyển. Cho dù là hẳn phải chết mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành, Doflimo vẫn tại tùy ý cười to, ánh mắt bên trong lại là hiện đầy ngưng trọng, mắt diều hâu mi hắc đã không tự giác mà đưa tay khoác lên trên chui kiếm, chim ưng trong con ngươi chậm rãi bốc cháy lên chiến ý, mà về phần còn lại đại hải tặc nhóm, thì là âu sầu trong lòng, dù sao trước đó lâm yên tại cuộc chiến thượng đỉnh quan mang. Thật sự là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý, đối mặt cái kia như là giống như thần nam nhân, thật sự có cơ hội thắng lợi sao, trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu lộ không đồng nhất, nhưng bất luận như thế nào, duy có một việc là có thể xác định, lại một lần phong bạo, sắp xảy ra, Cùng lúc đó một bên khác, cam cửu xà đảo, rống. En lúc này đã biến thành ưu nhã cự long, tại cửu xà đảo hải vực chung quanh không ngừng phát ra gào thét. Đương nhiên cũng không phải là tại công kích thứ gì, hắn chỉ là tại dựa theo Lâm Yên phân phó hành động mà thôi, thành như trước đó lời nói, cự long trạng thái en có cơ hội khống chế hết thảy nguyên tố đáng sợ năng lực, thậm chí xa hoàn toàn không phải phổ thông hệ Logia năng lực giả có thể so sánh với mà bây giờ em làm sự tình liền là đem cửu xà đảo chung quanh toàn bộ hải vực toàn bộ bắt đầu phong tỏa để nước biển chung quanh toàn bộ biến thành toàn bộ cửu xà đảo hồ thuẫn cho dù là đối ở hiện tại em tới nói đây cũng là một cái đại công trình mà cách đó không xa hang cốc thì là đứng tại mình thuyền hải tặc đầu thuyền ưu nhã cao ngạo tuyên bố lấy mệnh lệnh động tác nhanh đây chính là thân yêu giao cho ta nhiệm vụ một tuần bên trong càng quét vùng biển này tất cả si kiên. Có thể bắt sống bắt sống không thể bắt sống giết. Mặt khác trên đảo mạnh thú cũng không cần buông tha, vâng. Nữ đế bệ hạ, cửu xà ở trên đảo một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, thậm chí liền ngay cả phía sơ Tiger cũng không có nhàn rỗi, tổ chức lên dưới tay mình ngư nhân. Một bên phân ra một bộ phận người tiến hành hậu cần công việc, một bên khuôn mặt nghiêm khắc huấn luyện những người khác toàn bộ cửu xa đảo, nghiễm nhiên là đã tiến nhập độ cao chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mà đang bận rộn đầu óc choáng váng đồng thời, chỉ cần không làm gì nhàn, ba người ánh mắt liền đều sẽ không tự chủ chuyển qua cùng một cái phương hướng. Nơi đó là lâm yên chỗ trên mặt đất, mỗi làm đem ánh mắt chuyển qua cái hướng kia, hàng cốc cùng en trên gương mặt xinh đẹp liền sẽ không tự chủ thể hiện ra nụ cười hạnh phúc, bọn hắn tuyệt sẽ không để mình chồng tương lai thất vọng. Tiger cũng là cảm thán nhìn xem cùng một cái phương hướng, nhất là thỉnh thoảng liếc nhìn hai vị thiếu nữ thời điểm, càng là nhìn không được dưới đáy lòng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lâm huynh đệ, có bản lĩnh đó a. À? Chương 219, vận khí đại bạo phát, thời gian một tháng, cứ như vậy lặng yên đi qua, mà tại cửu xa đảo hừng hực khí thế chuẩn bị chiến đấu cùng thời khắc đó, rồng rã trong phòng ngồi một tháng lâm yên, cũng lại một lần nữa mở mắt trong vòng một tháng thả câu, đến đây là kết thúc, cùng thời khắc đó, hệ thống thanh âm cũng vang lên, chúc mừng túc chủ, thả câu hoàn tất. Ngày trước mắt có được 30 cái hộp thần bí cấp tinh mỹ, phải chăng mở ra, sau đó liền là vui sướng mở thưởng thời gian, cơ hồ là không chút do dự, lâm yên vung tay lên, đều mở ra, hệ thống cấp tốc làm ra phản ứng, đốt, đang đánh mở tinh mỹ cấp mù trong hộp, đốt, chúc mừng túc chủ 30 hộp thần bí cấp tinh mỹ mở ra hoàn tất ngay tại vì túc chủ thống kê đạt được ban thưởng bên trong. Thống kê xong thành, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 20 nguyệt kinh nghiệm tu luyện, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 20 nguyệt trái ác quỷ kinh nghiệm tu luyện, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 20 nguyệt bu sô súc kinh nghiệm tu luyện, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 20 nguyệt ken bun sô cư kinh nghiệm tu luyện, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đặc thù đạo cụ, huyết thống tấn thăng thể ít một chúc mừng túc chủ, thu hoạch được gu, thánh kiếm Excalibur, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đạo cụ, lúc liệt kê xe, khá lắm, lâm yên trong nháy mắt trừng to mắt, ra ba cái đặc thù ban thưởng, quả nhiên mọi người đều biết, người vận khí là không thể nào một mực chênh lệch đi xuống, lần này, mình chẳng phải vận khí đại bạo phát rồi. Lâm Yên đắc ý bắt đầu xem xét đạo cụ nói rõ. Đầu tiên là huyết thống tấn thăng thẻ, tên như ý nghĩa, chỉ cần sử dụng cái đồ chơi này, liền có thể thăng cấp một lần mình bây giờ nắm giữ huyết thống loại năng lực mà lại mình vừa vặn có, phiên bản Obito Sharingan mà giảng đạo lý Sharingan thăng cấp đến đỉnh phong. Đó không phải là riêng gian tới, cảm thụ thống khổ đi, một túi gạo muốn khiên lầu mấy, còn có hoàn toàn thể Susano. Không thể không nói tướng lúc có dùng, về sau chính là gu thánh kiếm Excalibur xuất từ phết thế giới vua Arthur nắm giữ gu một kích toàn lực phía dưới có thể hủy diệt một tòa thành trì, giải phóng tên thật về sau liền là đối thành gu, mà pháp cây nắm thuộc về là, đương nhiên đối với Lâm Yên tới nói loại này lực phá hoại cũng không đáng kể, hắn toàn lực bộc phát cũng không phải là không có. Càng quan trọng hơn là, thánh kiếm Excalibur bản thân, liền là đỉnh cấp thánh kiếm, mình vừa vặn thiếu khuyết một thanh đỉnh cấp vũ khí, thánh kiếm Excalibur tới ngược lại là vừa vặn, sau đó cuối cùng liền là lúc liệt kê xe xuất từ vai vô kỵ sĩ điện vương có thể dẫn người xuyên qua thời không đạo cụ vô luận là đi qua vẫn là tương lai đều có thể có thể nói là trước đó rút đến nhiều rồi a à mộng thời gian bao con nhộng gia cường phiên bản bất kể thế nào nhìn đều là tướng làm cường lực đạo cụ nói cứng giá trị có thể sau mình bây giờ trong tay ưu thế holy Grail, mặc dù bình thường thời điểm không cần đến nhưng là lo trước khỏi họa mà không chừng lúc nào liền có thể dùng đến đây đương nhiên mọi người đều biết lực lượng cường đại thường thường đều nương theo lấy đại giới, lúc liệt kê xe mặc dù là các loại trên ý nghĩa dùng tốt mà lại cường lực. Nhưng có phải thế không không có mau bệnh, đòi tiền, không sai, liền cùng ưu thế Holy Grail đồng dạng, cũng là ăn tiền đạo cụ, mà lại còn giống như càng có thể ăn, lâm yên không khỏi nhếch miệng, bất quá cũng có thể lý giải chính là, tất lại bất kể nói thế nào cũng là xuyên thẳng qua thời gian đạo cụ có chút đại giới cái gì hoàn toàn có thể lý giải, hợp lý, nhìn xem đã đặt ở mình trong kho hàng ba cái đạo cụ. Lâm Yên hài lòng thở ra một hơi, cái này sóng máu kiếm, thế là việc này không nên chậm trễ, tới trước thử dùng một chút đi, nghĩ đến, Lâm Yên không chút do dự từ trong kho hàng xuất ra huyết thống tấn thăng thẻ, kia là một trương kim quang lóng lánh tắm thẻ, nhìn không ra là làm dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành nhưng là có thế từ trong đó cảm nhận được một cổ tướng làm lực lượng đặc biệt. Sử dụng, tấn thăng phiên bản Obito Sharingan, ông, theo lâm yên thoại âm rơi xuống, tấm thẻ hóa thành một đạo lưu quan, sau đó xét đánh không kịp bưng tay chui vào lâm yên thân thể, cùng lúc đó, lâm yên chỉ cảm thấy mình Sharingan không bị khống chế hiện ra, chợt, trong con ngươi đường vân liền bắt đầu chậm rãi biến hóa, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu từ lâm yên trên thân tràn nập ra. Cuối cùng, khi Lâm Yên hai con ngươi sông toàn biến thành riêng gen đặc hữu đường vân về sau, lực lượng ba động mới chậm rãi bình ổn lại, khá lắm. Đây chính là so trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi a. À, Lâm Yên nhìn không được liếm môi một cái, mình bây giờ có thể sử dụng càng nhiều năng lực, tỉ như nói hoàn toàn bản Susano, lại tỉ như nói. Thần La Thiên Chinh Âm Dương Sinh Ra cùng Địa Bạo Thiên Tinh Âm Dương Chibaku Tenshi cái này đều là đại biểu cho cực hạn lực phá hoại A, à? cảm thụ một chút mình bây giờ lực lượng, Lâm Yên hài lòng nhẹ gật đầu, chợt, liền từ trong hệ thống lấy ra thánh kiếm Excalibur, không thể không nói, chỉ là nhìn xem cái này bề ngoài, không hề nghi ngờ liền là đỉnh cấp bảo vật, tu trưởng mà ưu nhã thân kiếm, chui này thánh kiếm Excalibur cũng không phải là nhân loại chế tạo vũ khí, mà là thần tạo binh giả, tại trong huyễn tưởng ngưng kết thánh kiếm, trong truyền thuyết, có thể nắm giữ nó tồn tại, liền là trời sinh vương giả, lại càng không cần phải nói thánh kiếm Excalibur còn mang theo cường hãn năng lực đặc thù, không đơn thuần là giải phóng tên thật về sau có thể thả ra dòng lũ ánh sáng, chui này thánh kiếm bản thân, cũng mang theo lấy chế gió lực lượng. Ông, theo lâm yên tâm niệm vừa động, thánh kiếm Excalibur trên thân kiếm bắt đầu bao phủ lên ông nhu gió, sau đó cả thanh thánh kiếm, liền chậm rãi ẩn nấp tại bao phủ tại trên đó trong gió, không thể nhìn tới kiếm, mà lại nếu có cần, cũng có thể đem những này gió một hơi thả ra ngoài, đối với địch nhân bộc phát ra uy lực cường đại, kỳ danh là phong vương sắc nện. 219 bất kể thế nào nhìn, đều là một thanh làm cho người vô cùng hài lòng vũ khí. Trên thế giới này kiếm sĩ nếu là thấy được. Miệng thủ đô nước muốn chảy xuống đi. Lâm Yên hài lòng nở nụ cười. Về phần sau cùng lúc liệt kê xe, dù sao hiện tại cũng không cần đến lâm yên liền không có ý định lấy ra thí nghiệm dừng ở đây phần thưởng lần này kiểm kê hoàn tất mang trên mặt mười phần vui vẻ tiếu dung lâm yên quệ oải duỗi lưng một cái sau đó tiện tay xách thánh kiếm từ trong phòng đi ra ngoài lâm huynh đệ ngươi xem như ra a à? ngoài cửa nhìn thấy lâm yên thời gian qua đi một tháng từ trong phòng đi tới Fisher Tiger lập tức lộ ra cởi mở tiếu dung đưa tay lên tiếng chào. Một bên khác hai vị thiếu nữ cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên là đã đợi chờ đã lâu. Thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Lâm Yên đối ba người nở nụ cười. Ta bên này công tác chuẩn bị cũng kém không nhiều hoàn thành, các ngươi bên kia nói thế nào? Lâm Yên nhìn xem ba người cười nói. Fisher Tiger lập tức liền là vỗ tim. Lâm Huynh để ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta làm sao có thể qua loa. Hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 220, U Thế Holy Grail Hiển Uy, đám người chấn kinh, Fisher Tiger cười lớn nói, tại Lâm Yên bế quan đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ cửu xà đảo đều bị triệt để động viên, nếu như nói trước kia cửu xà đảo là một cái tại cam yên tĩnh tường hòa đảo nhỏ như vậy hiện tại cửu xà đảo liền là một cái khổng lồ chiến tranh thành lũy toàn dân giai binh cũng không phải nói giỡn thôi cửu xà đảo bên trên cơ hồ mỗi người đều là chiến sĩ tại hang cốc hiệu triệu phía dưới chung sức hợp tác có thế sức mạnh bùng lên cũng là cực kỳ kinh người đúng vậy a à, đúng vậy a à, chúng ta đều làm xong một bên khác en cũng là cười nói dựa theo lâm phân phó ta đã đem chung quanh mặt biển toàn bộ đều phong khóa lại đến lúc đó nhất định có thể cho địch nhân một cái kinh hỷ lớn a à? En có chút đắc ý nói như vậy từ lâm yên chỗ nào đạt được sau khi phân phó hắn những thời giờ này cơ hồ là một khắc không ngừng mới cuối cùng là đem cửu xà đảo chung quanh hải vực toàn bộ khống chế trong lúc đó tiêu hao nhiều ít lực lượng cũng chỉ có En mình biết rồi liền xem như bằng vào hiện tại long chủng lực lượng cùng sức chịu đựng En cũng là mấy lần mệt kém chút ngất xỉu đi Bất quá thành quả cũng là tướng làm khả quan, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng về sau, đừng nhìn cửu xà đảo hiện ở chung quanh hải vực gió êm sóng lặng, nhưng là chỉ cần en nguyện ý, những này nước biển tùy thời đều có thể hóa thành bảo hộ toàn bộ cửu xà đảo to lớn tắm trắng, hơn nữa còn có thể phát động công kích, nghĩ đến mình trong khoảng thời gian này làm thành hành động vĩ đại. En liền không nhịn được có chút đắc ý, giờ này khắc này đối lâm yên nói rõ thời điểm càng là có một loại tranh công ý vị tóm lại liền là phi thường đáng yêu thật sự là vất vả ngươi a à. nghe xong em giải thích lâm yên cũng là cười sờ lên thiếu nữ đầu em cũng không có tránh né ý tướng ngược lại là tại trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái hưởng thụ tiếu dung chủ động tại lâm yên trong tay cọ dưới xem ra là tướng xứng nhận dùng khụ 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 một bên khác hang cốc có chút nhìn không được lập tức vội ho một tiếng đánh gãy hai người sau đó trừng em một chút mặc dù đã quyết định chung sống hòa bình nhưng nhìn hai người thân mật dáng vẻ hàn cốc vẫn là không có cách nào nhìn xuống không lên tiếng đánh gãy thấy thế En lộ ra một cái tiếc núi tiếu dung sau đó liền đem thời gian kế tiếp giao cho hàn cốc dù sao trong khoảng thời gian này mình là đang cố gắng không sai nhưng trước mắt hàn cốc cũng không có nhàn rỗi không bằng nói điều đình thống lĩnh toàn bộ cửu xà đảo hắn so với mình còn muốn vất vả những này em cũng đều là nhìn ở trong mắt lâm yên nhìn về phía hang cốc ánh mắt cũng biến thành nhu hòa hang cốc ngươi bên đó đây dù sao cũng là ngươi giao cho ta nhiệm vụ thiếp thân đương nhiên sẽ toàn bộ hoàn thành nhìn xem lâm yên nhìn về phía mình nhu hòa ánh mắt hang cốc chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa trước đó một điểm nhỏ bất mãn cũng là trong nháy mắt không cánh mà bay chợt thiếu nữ tại trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái kiêu ngạo tiếu dung nói tóm lại đi theo ta nói liền cao hứng bừng bừng chuẩn bị mang theo đám người đi qua Lâm huynh đệ hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là tướng làm cố gắng A à, liền ngay cả một bên khác phía sơ Tiger cũng là nhìn không được vỗ vỗ Lâm Yên bả vai cười nói hàng cốc trong khoảng thời gian này nỗ lực bọn họ đều là nhìn ở trong mắt không nói là không ngủ không nghỉ nhưng cũng không xê xích gì nhiều trong lòng đối với Lâm Yên coi trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết ta biết đối với cái này lâm yên cũng là gật đầu cười chợt liền cười đuổi theo hang cốc bước chân không bao lâu đám người liền đi tới một mảnh không địa nói như thế nào đây thật sự là vất vả ngươi a à hang cốc cho dù là lâm yên nhìn trước mắt cái này khoa trương một màn cũng là không khỏi có chút yên lặng chỉ gặp nơi này đã biến thành to lớn vô cùng lòng giam trên mặt đất chạy trong biển du lịch trên bầu trời bay đủ loại mảnh thú cùng si kiên bị nuôi nhốt ở nơi này thô sơ giản lược một đoán chừng số lượng sợ là đến có hơn ngàn con rất khó tưởng tượng trong khoảng thời gian này hang cốc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chỉ cần có thể đến giúp ngươi thiếp thân không có chút nào để ý nhìn xem lâm yên có chút yên lặng biểu lộ hang cốc lập tức ở trên gương mặt xinh đẹp giàu dạc lên một cái kiêu ngạo tiếu dung chỉ cần là ngươi lời nhắn nhủ ta không tiếc hết thảy cũng phải hoàn thành hang cốc âm thầm nghĩ như vậy nhìn về phía lâm yên ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm nhưng là rất nhanh thiếu nữ liền trở nên có chút rất nghi hoặc, do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là không nhìn được hỏi lên. Cái kia. Thân yêu, mặc dù ta là dựa theo ngươi bàn giao hết sức đi làm, nhưng là những này giả thú, đến cùng là dùng tới làm cái gì, hàng cốc có chút kỳ quái hỏi, dù sao nói cho cùng, những này cũng chỉ là đơn thuần giả thú thôi, không tổ chức không kỷ luật, liền xem như nuôi nhốt ở nơi này liền đầy đủ phí sức. Chớ nói chi là huấn luyện bọn chúng đi bảo hộ cửu xa đảo thời gian chi phí cùng vật tư chi phí đều cao kinh người, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có khả năng, mà lại liền xem như huấn luyện ra thì thế nào đâu, những giả thú bình thường này, tăng thêm còn tính là có chút sức chiến đấu si kiên, đối mặt phổ thông hải quân vẫn được, đối mặt cường giả, liền hoàn toàn không đáng chú ý, hàng cốc nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Mà đối với cái này, Lâm Yên chỉ là lộ ra một cái thần bí tiếu dung, cho nên tiếp xuống, liền là công tác của ta, nói. Lâm Yên trên mặt lộ ra một cái cởi mở tiếu dung, sau đó quả quyết xuất ra u thế Holy Grail, một bộ ba kiện Holy Grail mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, en càng là như có điều suy nghĩ hít mắt, nên không lại. Không khỏi, en liền nghĩ đến trước đó Lâm Yên giao phó mình lực lượng thời điểm, sự thật cũng đúng là như thế, ông, theo tia sáng kỳ dị tại Holy Grail phía trên khuếch tán ra, Lâm Yên cũng là ở trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên, so với giao phó cường giả lực lượng, thay đổi những này giả thú sinh mệnh trật tự, tốn hao liền thấp hơn nhiều, dù sao thực lực của bọn nó vốn là 10 phần nhỏ yếu. Cùng hang cốc cùng en dạng này thiên tư trác tuyệt tồn tại căn bản không thể so sánh, mà lại càng quan trọng hơn là, hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì, làm sao mạnh làm sao tới, có thể sống bao lâu căn bản vốn không dùng quản, dù sao cũng chỉ là duy nhất một lần đạo cụ thôi, đây, đây là, thế là tại hang cốc bọn người chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, phàm là bao phủ đến Holy Grail phát ra quan mang giả thú. Nhào nhào bắt đầu thuế biến, không đơn thuần là hình thái trở nên càng thêm dữ tợn, khí tức trên thân cũng là bắt đầu liên tục tăng lên, vận dụng Holy Grail lực lượng, Lâm Yên đưa chúng nó chân chính biến thành hung ác mạnh thú, đương nhiên cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ, theo Holy Grail lực lượng chậm rãi tán đi, những này trước đó còn không có chút nào kỷ luật có thể nói giả thú. Lại là cùng nhau rồng đã đối với Lâm Yên quỳ xuống, tuyệt đối phục tùng, nhìn thấy trước mắt, chính là số lượng đạt tới hơn ngàn, cường đại mà tuyệt đối trung thành ma thú quân đoàn, hàng cốc nhìn không được che miệng nhỏ, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh sợ, ngay cả lời đều muốn cũng không nói ra được, điều này có thể sao, nhưng mà hết thảy lại là thật sự rõ ràng tại phát sinh trước mắt. Thân yêu, cái này cái này cái này. Chương 221, cửu xà đảo tình thế nguy hiểm, hàng cốc người đều muốn choáng ván, nhìn trước mắt đối lâm yên cúi đầu, số lượng khoảng chừng hơn ngàn ma thú quân đoàn, trong lúc nhất thời lại là lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, những người còn lại cũng là không sai biệt lắm phản ứng, lâm huynh đệ. Người cái này, phía sơ Tiger cũng là một bộ không thể tin được dáng vẻ. Sửng sờ nhìn trước mắt một màn này, phải biết cái này nhưng đều là giả thú A. À. Mà lại trong đó còn có không ít si kiên, mọi người đều biết, si kiên là tuyệt đối không có khả năng bị thuần phục, ngoại trừ kia vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không biết là có hay không tồn tại hải vương bên ngoài, bất kỳ người nào đụng phải si kiên, đều chỉ có hai loại cách làm. Khu trục, hoặc là đánh dết, những này bên trong biển sâu quái vật không cách nào thuần phục, trên cơ bản đã là thường thức quản chi là cái này cái đỉnh điểm của thế giới các cường giả, cũng làm không được loại sự tình này, chẳng qua là vật chỉ dùng được một lần mà thôi, cũng không cần thiết kinh ngạc như vậy a à, nhìn xem đám người một bộ bị kinh đến dáng vẻ. Lâm Yên nhàn nhạt nở nụ cười, so với giao phó Enderagon lực lượng, lần này cải tạo những ma thú này chỗ tốn hao đại giới, thậm chí còn không đủ một phần mười, dù sao. Đây chính là bất chấp hậu quả cải tạo, thông qua kích phát tính mạng của bọn hắn tiềm lực lâm yên đem những ma thú này đổi tạo thành lực lượng cường đại duy nhất một lần vật dụng nhìn mười phần uy vũ nhưng coi như thế đặt vào mặt kệ chỉ cần vượt qua mấy tháng nơi này tất cả ma thú liền sẽ tự nhiên tử vong theo lâm yên dạng này thay đổi căn bản chính là không đáng giá nhắc tới liền xem như dạng này cũng đầy đủ kinh người a à. thật không biết lâm huynh đệ ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật nghe xong lâm yên giải thích ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn là lực lượng như vậy có thể tùy tâm sở dục sử dụng, vậy liền thật thật là đáng sợ, đương nhiên ba người cũng không biết, Lâm Yên nhưng thật ra là có thể làm được, chỉ là không nguyện ý tốn hao quá nhiều tiền tại dùng tại những này giả thú trên thân thôi, nhưng dù là như thế, Fisher Tiger vẫn là không nhịn được vỗ vỗ Lâm Yên bả vai cảm thán nói, cứ như vậy. Cửu xa đảo cũng liền có thể giữ vững đi, sơ Tiger mang trên mặt buông lỏng tiếu dung, những ngày này mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn vẫn luôn mười phần khẩn trương, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì lần này cửu xa đảo, đối mặt là toàn bộ thế giới chính phủ, coi như nói là cùng thế giới là địch, kia cũng không xê xích gì nhiều. Có thể nghĩ tiếp xuống đám người muốn đối mặt như thế nào áp lực, mà mặt này trước về số lượng ngàn cường đại ma thú, không hề nghi ngờ cho phía sơ Tiger đánh một tề cường tâm châm, cũng là lần đầu tiên, hắn đối với thủ vệ cửu xà đảo chuyện này tràn đầy lòng tin, liền ngay cả một bên khác en cùng hang cốc cũng tại trên mặt tươi cười, nhìn xem ba người dáng vẻ. Lâm Yên khẽ cười một cái, ta không phải đã nói rồi à, liền xem như trời sập xuống, cũng còn có người cao đỉnh lấy, mà lại chính phủ thế giới những cái kia cặn bã, cũng không có cái gì rất sợ hãi, đang nói câu nói này thời điểm, Lâm Yên trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, cái rắm thế giới quý tộc quyền uy không đáng giá nhắc tới, lực lượng mới là hết thảy. Cường giả vi tôn, bất luận ở thế giới nào đều là thông dụng quy tắc, cho dù là thống trị thế giới này 800 năm chính phủ thế giới, cũng vô pháp nhảy ra dạng này quy tắc, huống hồ, nhìn xem lẳng lặng nằm tại mình trong kho thứ nào đó, lâm yên trên mặt lộ ra có chút mong đợi tiếu dung, hắn ngược lại là không có chút nào để ý cho chính phủ thế giới một cái cả đời khó quên giáo huấn A. À. Giống nhau mười mấy năm trước Maria Jo, nói tóm lại bên này liền xem như chuẩn bị hoàn tất hang cốc chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi để cửu xà đảo các chiến sĩ mau chóng quen thuộc cùng các ma thú kề vai chiến đấu chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được nghĩ đến lâm yên thu tầm mắt lại nhìn về phía hang cốc nói nghiêm túc đối với cái này thiếu nữ đương nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì trung điệp gật đầu một cái bao tài thiếp thân trên thân thời gian qua đi một tháng cam Bêu, cửu xà đảo phụ cận hải vực nguyên soái, chúng ta sắp đạt tới mục đích địa, đương nhiệm hải quân trung tướng Momusagi đi đến bông tàu, nhìn xem giờ này khắc này chính đứng lặng tại quân hạm đầu thuyền Akainu báo cáo, ánh mắt bên trong mang theo một tiên ngưng trọng. Lần trước đang đuổi bắt Akiji đồ ma lệnh bên trong, hắn cũng là người tham dự một trong, nói thực ra, cho tới bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi, cái kia như là giống như thần nam nhân, thật là có thể chiến thắng tồn tại a. À? Thường xuyên, Momusagi cuối cùng sẽ hỏi như vậy mình, nếu như có thể, hắn một chút đều không muốn đối đầu quái vật kia, nhưng là hắn đồng thời cũng là hải quân. Phục tùng mệnh lệnh liền là thiên chức của quân nhân, thế là, Momusagi cũng đành phải đè xuống bất an, dựa theo mệnh lệnh leo lên quân hạm, thất vũ hải bên kia thế nào, nghe được Momusagi báo cáo, Akanu nhẹ nhàng hiếp hiếp con ngươi, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến động, giống như là theo miệng hỏi, mà Momusagi nhìn thấy dạng này Akainu, lại là có chút không rét mà run. Nói thực ra, hắn không có chút nào thích trước mắt cái này nam nhân, hải quân bên trong rất nhiều người cùng ý nghĩ của nàng cũng kém không nhiều, Akainu tại thi hành chính nghĩa thời điểm, sở tác sở vi thật sự là quá cực đoan, từ rất sớm trước đó bắt đầu, nam nhân trước mắt này tại hải quân bên trong phong bình vẫn không được tốt, nhưng Momusagi lại cảm giác cứng rắn muốn hình dung một chút, nếu như nói trước kia Akainu là một đầu bốn chỗ cắn người chó dại, như vậy hiện tại Akainu liền là loại kia không chó cắn người, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Thất vũ hải bên kia giống nhau thường ngày, bén nhạy phát giác được Akainu bình tĩnh biểu dưới mặt mang theo âm độc, Momusagi đuổi giúp cuối thấp đầu báo cáo. Hừ, đơn giản liền là một đám người ô hợp thôi, cuối cùng đến dựa vào chúng ta lực lượng của mình, nghe được Momusagi báo cáo, Akainu có chút khinh thường lạnh hư một tiếng, hắn thấy, vương hạ thất vũ hải bất quá là một đám người ô hợp thôi, mặc dù thực lực không tệ, nhưng nói chấp hành chính nghĩa, những tên kia căn bản vốn không đủ tư cách, cuối cùng bất quá là một đám hải tặc thôi. Từ vừa mới bắt đầu, Akainu liền không có tính toán theo dựa vào bọn hắn lực lượng, chấp hành chính nghĩa, chung quy là cần theo dựa vào đồng bọn của mình đến giải quyết. Mà lại nếu là coi là chính phủ thế giới không có cái gì ác chủ bài liền dám tới, vậy cũng thật sự là quá ngây thơ rồi không phải sao? Chính nghĩa lực lượng là tuyệt đối, theo bản năng, Akainu sờ tay vào ngực. Làm sờ đến dấu ở trong ngực vật gì đó lúc, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, chỉ cần có thứ này, liền xem như ngươi, hôm nay cũng nhất định sẽ chết không tán thân chi địa, toàn bộ Cửu Xà đảo hủy diệt, ngay tại hôm nay, nghĩ tới đây Akainu không do dự nữa, từ giờ trở đi, đồ ma lệnh chính thức khởi động, mà cùng lúc đó một bên khác. Lâm Yên cùng hang cốc mấy người cũng đã sớm đã nhận ra động tĩnh, kết bạn đi vào cửu xà đảo ngoại vi bãi biển, giờ này khắc này, cửu xà đảo tất cả mọi người cùng bọn hắn sống vai đứng chung một chỗ, Lâm Yên hư nheo mắt lại, nhìn phía xa lít nha lít nhít đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên quân hàm, không khỏi mỉm cười, cái này thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng A. Chương 222, lý tưởng cùng tính mệnh lựa chọn, Lâm Yên trên mặt không nhìn thấy nửa điểm khẩn trương cảm giác, ngược lại tràn đầy đều là nhiều hứng thú, mang theo một chút nụ cười dễu cợt, không biết lần này đợi đến hải quân tổn thất nặng nề về sau, Gorosi sẽ là dạng gì phản ứng, nếu có thể tức chết một hai cái, vậy liền thật sự là không thể tốt hơn, ta nói Lâm huynh đệ. Ngươi lúc này còn tại cười thật không có vấn đề a? À? Fisher Tiger có chút bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh cười lâm yên, giống như từ hắn nhận biết nam nhân trước mắt này bắt đầu, hắn liền chưa từng có tại lâm yên trên mặt thấy qua bất luận cái gì khẩn trương cảm giác, có lẽ đây chính là hào kiệt, Fisher Tiger không khỏi nghĩ như vậy, có vấn đề gì? Cũng không thể khóc đi. Lâm Yên có chút buồn cười nhìn xem phía sơ Tiger nói ra, sau đó liền đem ánh mắt chuyển dời đến bên người hai nữ trên thân, nơi này có ta nhìn, các ngươi đi chuẩn bị ngay đi, ta có chút chờ mong những người này đến lúc đó sẽ là dạng gì biểu lộ, tốt, ít hay, nghe vậy, hàng cốc cùng en cũng nhao nhao ở trên mặt lộ ra một cái ý đồ xấu tiếu dung, sau đó xuống dưới chuẩn bị. Các nàng đối lâm yên tín nhiệm là tuyệt đối, không giữ lại chút nào tín nhiệm lên trước mắt cái này nam nhân, có thể vì cửu xà đảo mang đến thắng lợi, cho nên từ đầu đến cuối, có một chút khẩn trương cũng chỉ có phí sơ tiger một người thôi đợi đến ba người đều rời đi bờ biển lâm yên cái này mới chậm rãi thu liễm lại biểu lộ ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút càng ngày càng gần đồ ma lệnh sau đó chậm rãi lơ lửng không bao lâu liền đã đi tới đồ ma lệnh trước mặt nhà các vị ta nên nói là đã lâu không gặp a à. nhất là ngươi chó dại làm sao đây là tốt vết sẹo quên đâu Lâm Yên có chút trào phúng nhìn trước mắt chúng người cười nói, nhất là đem ánh mắt quét về phía Akainu tay cục, rõ ràng mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác, Akainu nghe vậy. Trên mặt nhìn không được hiện lên một vẻ tức giận, nhưng nghĩ tới tiếp xuống cửu xà đảo sắp đối mặt hạ tràng, hắn lại rất nhanh bình tĩnh lại, đối Lâm Yên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, hiện tại đầu hàng, ta còn có thể cân nhắc nhưng mà Akainu lời còn chưa nói hết, Lâm Yên liền hơi không kiên nhẫn khoát tay áo đánh gậy hắn. Loại này nói nhảm thì không cần nói, ngươi sẽ không phải coi là chỉ bằng trước mắt chút người này, liền ăn chắc ta đi, Lâm Yên có chút khinh thường nhìn xem Akainu, ai cho ngươi dũng khí lần nữa đứng trước mặt ta. Bất quá là cái tự dưới tay ta đào tẩu chó nhà có tan mà thôi, ngươi sẽ không cho là mình lần này còn có thể sống được a? À. Cung vọng, Akainu vốn là cái xúc động tính cách. Lúc này bị Lâm Yên xem thường, tự nhiên là lập tức liền ở trên mặt lộ ra nổi giận thần sắc, cùng lúc đó, còn có một tia oán hận cùng điên cuồng, Akainu đối Lâm Yên liệt lên khóe miệng, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là nơi này cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, Akainu mang trên mặt điên cuồng tiếu dung, chỉ bằng một mình ngươi, chẳng lẽ có thể bảo vệ toàn bộ cửu xà đảo sao? Nói, Akainu vung tay lên, toàn hạm nã pháo, mục tiêu cửu xà đảo, Akainu, nghe được mệnh lệnh này, Lâm Yên còn không có gì phản ứng, một bên khác Momusagi liền không nhìn được giận dữ hét, nổi giận đùng đùng nhìn xem Akainu, đồng dạng mệnh lệnh, ngươi còn muốn đến lần thứ hai sao, Momusagi thân thể đều tại rung nhẹ nhẹ, trước đó tại thi đấu chịu đảo thời điểm chính là như vậy. Akainu căn bản cũng không để ý người bình thường tính mệnh, lần trước tự mình lựa chọn phục tùng, tiếp nhận lương tâm khảo vấn nhưng là lần này, ồ. Chẳng lẽ nói Momusagi trung tướng ngươi còn có cái gì những biện pháp khác, tự cho là lần này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Akainu ngược lại là tuyệt không sốt ruột, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Momusagi hỏi. Làm hải quân nguyên soái, hắn cũng không để ý chỉ điểm một chút hậu bối như thế nào chính nghĩa, đương nhiên, nhưng mà để Akainu có chút không tưởng tượng được là, mặc đối với vấn đề này, Momusagi lại là cực kỳ kiên định gật đầu một cái ánh mắt như là lưỡi đau đồng dạng kiên định, Momusagi hít sâu một hơi, ta đã từng phạm sai lầm, nhưng là thân là hải quân. Ta quyết không cho phép sai lầm như vậy tiếp tục lần thứ hai, nếu như đây chính là ta cần duy trì chính nghĩa nói, nói, Momusagi ngữ khí có chút dừng lại, ngay sau đó, liền cực kỳ kiên định mở miệng, Sakazuki nguyên soái. Tại pháo kích trước đó, thỉnh cho phép ta xuất chiến. Hả, lần này đừng nói là Akainu, liền ngay cả lâm yên cũng là lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ có ý tứ gì tự sát phải biết hiện tại momusagi bất quá chỉ là hải quân bản bộ trung tướng thực lực thôi liền ngay cả thân là đại tướng akainu bọn người cũng nhiều lần tại dưới tay mình chật vật chạy trốn momusagi lại dự định cùng mình đơn đấu đây không phải tự sát là cái gì không nghĩ tới còn có dạng này trò hay nhìn lâm yên ngược lại là cũng không nóng nảy tinh tế đánh giá một phen momusagi nhìn không được cười nói ngươi hẳn phải biết cái này hoàn toàn liền là tự sát a à, đương nhiên momusagi thản nhiên nhẹ gật đầu ta là hải quân ngươi là hải tặc từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền là địch nhân thân là hải quân ta cũng có trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh trách nhiệm a à, nghe được momusagi nói ra mấy câu nói như vậy lâm yên biểu lộ có chút dừng lại tự hồ cũng có chút minh bạch Momusagi ý tứ, thử hỏi, thân là hải quân, nhất định phải thực hiện chức trách là cái gì, đối với Momusagi tới nói, tự nhiên là giữ gìn chính nghĩa bảo hộ bình dân, cho nên vấn đề liền trở nên rất đơn giản, Akanu bởi vì chính mình muốn pháo kích cửu xà đảo, như vậy chỉ phải giải quyết mình, cửu xà đảo có lẽ liền có cơ hội miễn ở một khó. Đây chính là Momusagi làm ra lựa chọn hắn đã từng phục tùng mệnh lệnh tùy ý Akainu pháo kích thi đấu chịu đảo, cứ việc cuối cùng bởi vì thất bại bình dân không có thương vong, nhưng Momusagi cũng không giờ khác nào không tại thừa nhận lương tâm khiển trách, thân là hải quân, có lẽ hắn không thể không như thế, nhưng là thân làm một người, Momusagi không nguyện ý dạng này. Hắn không chút nào tán động Akainu cái gọi là chính nghĩa, mà nếu như muốn giữ gìn chính nghĩa của mình tất nhiên phải trả giá thật lớn nói, Momusagi liền sẽ giống như là như bây giờ, làm ra lựa chọn của mình, nói cách khác nói cách khác, hải quân bản bộ trung tướng Momusagi, lần này, đã làm mang tới hẳn phải chết giác ngộ, nếu như nhất định phải tại chính nghĩa lương tâm cùng trong cuộc sống lựa chọn một cái. Như vậy Momusagi sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước, vì giữ gìn điểm này, hắn cam nguyện chủ động từ bỏ tính mệnh, dù là mình cuối cùng khả năng cái gì đều làm không được. Thì ra là thế không tầm thường giác ngộ, ý thức được điểm này, Lâm Yên nhìn về phía Momusagi ánh mắt cũng biến thành chăm chú lên, nhìn không được tán thưởng một câu, Momusagi thì tự hồ là không có bao nhiêu nói nhảm ý tứ. Xinh đẹp mang trên mặt cực kỳ kiên định biểu lộ, chậm rãi đối Lâm Yên rút ra bội kiếm, nhiều lời vô dụng. Hôm nay ngươi chết ta sống. Chương 223, ta quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta người, rất tốt ta tôn trọng lựa chọn của ngươi nhìn xem momusagi rút kiếm chỉ hướng mình lâm yên ánh mắt bên trong đã hoàn toàn không có khinh miệt ngược lại là cực kỳ chăm chú gật đầu một cái việc quan hệ tôn nghiêm cùng quyết ý đây chính là momusagi ở trước mặt mình làm ra lựa chọn như vậy đương nhiên lâm yên cũng sẽ dành cho đáp lại uống nhìn thấy lâm yên không có chút nào xem nhẹ bộ dáng của mình momusagi có chút thỏa mãn hiếp mắt chợt liền khẽ quát một tiếng hướng phía lâm yên lao đến mang theo hẳn phải chết giác ngộ momusagi đương nhiên biết mình tuyệt không phải là lâm yên đối thủ nhưng cũng vẫn như cũ lựa chọn dùng tính mệnh giữ gìn trong lòng chính nghĩa rút kiếm đón lấy trong nháy mắt momusagi cũng chăm chú nhìn trước mắt lâm yên kỳ thật hắn cũng không cảm thấy nam nhân ở trước mắt là cái gì người xấu thân là hải quân bản bộ trung tướng momusagi đã thấy nhiều âm u vô cùng hải tặc nhưng trước mắt ánh mắt của người đàn ông này lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt tự tin thông dong mà lại mang theo thiện ý. Có lẽ nếu như Lâm Yên không phải hải tặc, mình không phải hải quân, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ trở thành không tệ bằng hữu. Trong lúc nhất thời, Momusagi lại là có chút cảm thán, nhưng mà Momusagi không biết là, một đoạn thời khắc, Lâm Yên ánh mắt chật từ trên người nạn dời, mang theo một tia sát ý nhìn chăm chú hướng thiếu nữ sau lưng người nào đó, mà liền tại cùng trong nháy mắt. Akainu cũng mang theo nụ cười giữ tận mở miệng, toàn hạm khai hỏa, mưa thiên thạch âm dương ri si giang, oanh, một giây sau, phô thiên cái địa đạn pháo cùng nóng bỏng nham tương nương theo lấy oanh minh đánh úp về phía Momusagi, càng chuẩn xác mà nói, là Momusagi sau lưng lâm yên, Momusagi khó có thể tin chuyển qua đầu, nhìn về phía quân hạm mũi tàu mặt mũi tràn đầy nụ cười giữ tận Akainu. Vì cái gì, điện quan hỏa thạch phía dưới, Momusagi chỉ tới kịp nhẹ giọng hỏi thăm một câu nói như vậy, một giây sau, liền bị dìm ngập tại ánh lửa cùng trong khói dày đặc đương nhiên là bởi vì ngươi không phục tùng mệnh lệnh A. À? Như vậy Momusagi trung tướng, liền phát huy một chút ngươi sau cùng giá trị thẳng dư đi, Akainu giữ tận vô cùng mà cười cười, quyết ý vừa chết. Vì buồn cười kiên trì từ bỏ tính mệnh, thật là. Vì cái gì hải quân bên trong nhiều là ngu xuẩn như vậy, đã ngươi quyết định hy sinh, vậy liền hy sinh đi, bất quá trước đó, ngươi muốn vì chính nghĩa của chúng ta cho cường địch mang đến thương thế đây là ngươi thân là hải quân sứ mệnh không phải sao, đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu Akainu liền không cảm thấy Momusagi có thể cho Lâm Yên mang đến cái gì tổn hại. Bất quá là chỉ là một cái trung tướng thôi, nhưng Momusagi hy sinh cũng không phải là không có giá trị, dù sao Lâm Yên cũng cùng nữ nhân ngốc kia đồng dạng chuẩn bị nghênh chiến, đây chính là tốt nhất đánh lén cơ hội, thế là Akainu không chút do dự hạ lệnh công kích, đồng thời cũng là tự mình xuất thủ, vì cái gì, liền là bắt lấy lâm yên lực chú ý tại momusagi trên người một nháy mắt từ đó tập kích bất ngờ trọng thương cái này cường địch vì chấp hành chính nghĩa hắn có thể từ bỏ bất cứ chuyện gì dù là chà đạp đồng bạn giác ngộ phản bội đồng liêu ngày xưa cũng sẽ không tiếc nương theo lấy kịch liệt ánh lửa trên mặt biển nên đón một khắc bình tĩnh đợi cho sương mù hoàn toàn tán đi hai đạo không bị thương chút nào thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người thôi đi thất bại sao Akainu khó chịu đập chật lưỡi oán hận vô cùng nhìn xem lâm yên trên mặt biểu lộ đủ loại nhưng duy chỉ có không có một tia hối hận hiển nhiên đối với chà đạp momusagi giác ngộ cùng phản bội Akainu trong lòng không có một chút hối hận momusagi chỉ là sững sờ nhìn trước mắt nam nhân nửa ngày về sau nhìn không được mím môi một cái tại sao muốn bảo hộ ta chúng ta không là địch nhân sao đây chẳng qua là chính ngươi cho rằng mà thôi lâm yên nhẹ giọng mà lại ta quyết định giống như là ngươi dạng này cô gái tốt không nên chết ở chỗ này từ hôm nay trở đi người chính là của ta người nói không để ý biểu lộ bỗng nhiên ngay dạy ra momusagi lâm yên vung tay lên một cái mảnh đem momusagi quăng về phía cửu xà đảo phương hướng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn momusagi trùng điệp đập xuống đất một lát là không có sức chiến đấu không phải lâm yên không thương hương tiết ngọc mà là không muốn chiến đấu kế tiếp nữ nhân ngốc này còn đần độn xông lên cùng mình quyết đấu Akainu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, lấy Momusagi thực lực, bất luận là mình vẫn là đồ ma lệnh hắn đều không thể đối mặt. Cho nên cũng nên ở chỗ này rút lui, chiếu cố tốt hắn, Lâm Yên nhìn thoáng qua Momusagi đập trúng địa phương, đối bên kia một mặt mộng bức cửu xà đảo các chiến sĩ phân phó một câu, chợt liền quay đầu nhìn về phía Akainu, trong ánh mắt rốt cục mang tới nồng đậm sát ý, một cổ phô thiên cái địa khí thế từ Lâm Yên trên thân bộc phát ra, rất tốt ngươi thành công chọc giận ta. Dơ bẩn như cặn bã vặn vẹo như dòi bọ, trải qua trước đó phản bội, Lâm Yên đối Akainu kiên nhẫn rốt cục về không, vậy thì thế nào? Cửu xà đảo hủy diệt ngay hôm nay. Liền xem như ngươi cũng vô pháp ngăn cản, nhưng mà tận đến giờ phút này, Akainu cũng vẫn không có một tia hối hận, thi hành mệnh lệnh. Mục tiêu cửu xà đảo, quân hạm bên trên đám hải quân nhau nhau lộ ra xem thường thống hận biểu lộ, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh, bọn hắn có lẽ có giữ gìn chính nghĩa tâm tình, nhưng không có Momusagi thực lực như vậy cùng dũng khí, người tầm thường, cuối cùng vẫn là đại đa số, đại lượng quân hạm nhau nhau quay lại hồng pháo nhắm ngay Lâm Yên sau lưng cửu xà đảo, mà Lâm Yên lại là lạnh hư một tiếng, người cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được sao, hàng cốc, động thủ. Chờ đợi đã lâu thân yêu, theo hàng cốc âm thanh trong trẻo truyền đến, toàn bộ biến cả cũng bắt đầu bạo động, tự như là nước biển có sinh mệnh toàn bộ cửu xà đảo phụ cận hải vực, cũng bắt đầu sôi trào, sao? Chuyện gì xảy ra, trong biển? Trong biển có cái gì, đến tột cùng thế nào, toàn bộ đồ ma lệnh hạm đội trong khoảnh khắc một mảnh bối rối, đám hải quân kinh hoảng tiếng kêu liên tiếp. Sau đó khi mọi người rốt cục thấy rõ chính chủ về sau, nhào nhào ở trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ là Là si kiên, cảnh giới. Nhanh cảnh giới, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta không muốn chết cứu mạng a a a a a, nương theo lấy si kiên phát động công kích, toàn bộ đồ ma lệnh sở thuộc hạm đội cũng bắt đầu hoảng loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, làm cửu xà đảo nữ đế hang cốc cũng rốt cục vào lúc này hiện thân. Thiếu nữ cao ngạo vô cùng đứng tại thuộc về mình trên thuyền hải tặc, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, đã đi mèo chó cũng tốt, chà đạp hy vọng cũng tốt, giết người cũng tốt, vô luận thiếp thân làm cái gì, đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp làm chọc giận thiếp thân đại giới, các ngươi liền đều chết ở chỗ này đi, hàng cốc trong con ngươi mang theo từng tia từng tia hỏa khí. Hiển nhiên, hắn cũng bị trước đó Akainu hèn hạ vô sĩ phản bội triệt để chọc giận, nhờ cái này ban tặng, hàng cốc đối tại chính phủ thế giới cùng những này cái gọi là chính nghĩa chi đồ chán ghét cũng đến tới cực điểm, Akainu sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt đây hết thảy, rốt cục không cách nào duy trì bình tĩnh, nhìn không được lạnh giọng quát. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn không mau động thủ. Chương 224 Toàn diện khai chiến Ai nha ai nha Thật đúng là đáng sợ đâu Nương theo lấy Akainu gầm thét Ẩn tàng đã lâu các cường giả Cũng nhau nhau hiện ra thân hình Kijaru mang theo hoàn toàn như trước đây Điếu nhi lan làm bộ pháp đi ra quân hạm Chỉ bất quá trên mặt lười biến tiếu dung Lúc này nhìn lại là có chút mang theo chán ghét Vứt bỏ đồng bạn người Không có tư cách cùng đồng bạn kệ vai chiến đấu Hắn xuất hiện cũng chẳng qua là bởi vì mệnh lệnh mang theo thôi, nếu như không phải thực hiện trách nhiệm, ai sẽ cùng ngươi dạng này ác đồ làm bạn, mắt diều hâu mi hắt trút ra hắt đau đi lên phía trước, chim ưng con mắt nhìn về phía Nu đều là miệt thị, không không không. Đừng nói như vậy chớ, ta đối loại kia kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, râu trắng 17 phiên đội trưởng nha. Kết thúc về sau có hứng thú hay không nói chuyện, Dofilimo tiếu dung vẫn như cũ có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem chung quanh ngay tại trắng trận phá hư si kiên, không chút kiên kỵ đối lâm yên cười nói, nếu như là lữ hành, người muốn đi nơi nào, Kuma cầm trong tay thánh kinh bỗng nhiên xuất hiện, trầm ổn đối lâm yên hỏi, cái bóng. Người này cái bóng ta muốn, Gekko Moria thì là một mặt tham lam nhìn xem lâm yên. Danh liệt vương hạ thất vũ hải đại hải tặc nhóm nhau nhau xuất hiện, ác hình ác trạng nhìn không ra một điểm là đại biểu chính nghĩa bộ dáng, chính phú ngành các cường giả cũng là đều ra hiện sau lưng bọn họ, chỉ bất quá cùng những này đại hải tặc không giống, bọn hắn tồn tại cảm rất thấp, nhưng lại không người dám xem thường bọn họ, xem ra, diễn viên là đều đến đông đủ A. À. Nhìn trước mắt bọn này cường giả, Lâm Yên hững hờ thở ra một hơi, trận này cho, cùng chính mình tưởng tượng ngược lại cũng kém không nhiều chính là, hàng cốc, quân đoàn quyền khống chế liền giao cho ngươi, en, tiếp xuống tới phiên ngươi, Lâm Yên bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng cười nói, được rồi ta nhưng đợi rất lâu, nương theo lấy Lâm Yên thoại âm rơi xuống, em không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Tay cầm song kiếm, trên gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng, mãnh liệt đấu tranh lòng đang thiếu nữ trong con ngươi chậm rãi bốc cháy lên, đạt được toàn lực lượng mới về sau, em cũng không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút, trước mắt những này đối thủ, đang cùng tâm ý của nàng, không không không. Xem ra lại xuất hiện một cái khó lường gia hỏa a, à, Doflimo hắc hắc. Sau đó nhìn về phía bên người mắt diều mi hắc đề nghị, làm một tinh minh thương nhân, Doflimo có tính toán của mình, Lâm Yên thực lực mạnh rõ như ban ngày, cho dù là Doflimo cũng không muốn giao thủ với hắn, bên cạnh hắn nữ nhân này nhìn rất khó đối phó, nhưng tóm lại so Lâm Yên yếu một điểm a, à, hắn Doflimo, thế nhưng là không chịu thua thiệt tính cách kéo lên mắt diều hâu cùng một chỗ tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Được, mắt diều hâu mi hắc cũng cùng hắn dự liệu đồng dạng, không có nửa điểm do dự liền thẳng thắng chút đầu, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt en trong tay song kiếm, đối phương là cường đại kiếm sĩ, cho nên liền có động thủ lý do, cái này đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho kiếm đạo nam nhân, cách tự hỏi luôn luôn đều là đơn giản như vậy trực tiếp, thấy cảnh này. Lâm Yên cũng là nở nụ cười, đối en dương lên cái cầm, xem ra có người muốn cùng ngươi quyết đấu, bên kia liền giao cho ngươi, tốt, em không chút do dự gật đầu, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút để nhất thế giới đại kiếm hào đến tột cùng có dạng gì lực lượng, nói, em liền mảnh địa liền xông ra ngoài, mục tiêu trực chỉ mắc diều hô mi h, không không không. Chư vị còn đang chờ cái gì? Cùng một chỗ động thủ đi. Nương theo lấy Doflimo một tiếng cười khẽ, chiến đấu cũng tại một giây sau đột nhiên bộc phát, Mặc dù hâu cùng Doflimo đối đầu en, còn lại dự định vẫy nước thất vũ hải nhóm bắt đầu đi xử lý si kiên cùng ma thú quân đoàn tạo thành phá hư, hai cùng lâm yên có mối hận cũ Akainu Kiyaru, cùng chính phú cùng hải quân đông đảo cường giả nhóm, thì là nhau nhau vây công hướng lâm yên. Một phần nhỏ phóng tới hang cốc, thủ hộ cửu xa đảo chiến tranh, đến tận đây, rốt cục hoàn toàn khai hỏa, Hàn cốc cùng en bên kia rất nhanh liền bộc phát ra oanh minh, mà Lâm Yên thì là dù bận vẫn ung dung nhìn xem vây quanh mình đám người, các ngươi thật đúng là để mắt ta, nhận lấy cái chết. Akainu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân thể hóa làm nham tương một quyền liền đối Lâm Yên đánh tới. Khi Yaru cùng còn lại các cường giả tự nhiên cũng là lập tức theo vào, đối mặt Lâm Yên, cái này lấy sức một mình thay đổi cuộc chiến thượng đỉnh quái vật, không người nào dám xem thường, nhưng mà đối diện với mấy cái này cùng bạo công kích, Lâm Yên lại là không có bối rối chút nào, chỉ là trào phúng nở nụ cười, vừa vặn, liền bắt các ngươi thí nghiệm một cái đi. Nói, Lâm Yên mở choàng mắt, Susano, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, u tử sắc cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng lại không là trước kia bộ xương khô hình thái, mà là mặc áo giáp, cầm binh khí, thân mang trọng giáp, thân cao trọn vẹn đạt tới mấy trăm mét quái vật khổng lồ, hoàn toàn thể Susano, cảm thụ được cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, có thể nói là vĩ đại lực lượng khổng lồ. Lâm Yên cũng không khỏi đến ở trên mặt lộ ra một cái tùy tiện tiếu dung, tiếp được, liền đi thử một chút đi, tiếp theo trong nháy mắt, tại mọi người sợ hãi vô cùng biểu lộ dưới, Susano cầm trong tay trường đao, đối Akanu chém bổ xuống đầu, a a a a, một nháy mắt cảm nhận được uy hiếp trí mạng, Akanu lập tức không giữ lại chút nào phát huy toàn lực, nương theo lấy gầm lên giận dữ cả người đó tỏa sáng, mưu toan chống cự hạ một đau kia, nhưng mà, thật có thể chống cự được không, nên đón hắn là giống như kinh lôi một đau, tại còn lại người sắc mặt đại biến nhìn soi mói, to lớn trường đau bổ về phía Akainu, lại là một điểm trì độn đều không có, dễ như trở bàn tay liền đem Akainu chém thành hai khúc, Akainu toàn lực chống cự, nhìn tự như là chuyện tiếu lâm. Trường đao dễ như trở bàn tay xẹt qua Akainu thân thể, Cùng bạo khí lưu tùy theo đem hắn hóa thành nham tương xoắn nát, sau đó dư uy không giảm, một đao khoát trên mặt biển, quanh, toàn bộ biến cả bị chém thành hai khúc, không biết bao nhiêu quân hạm tại cái này cùng bạo một đao hạ triệt để biến thành hai cốt, đây chính là hoàn toàn thể Susanoo lực lượng. Có thể so chân chính thần minh, từng ực, không biết là từ ai bắt đầu, các cường giả toàn bộ dừng lại động tác, liền ngay cả kizaru hoàn toàn như trước đây lười biến trên mặt giờ này khắc này cũng nhiều thêm một tia kinh hãi, một đao, vẻn vẹn liền là một đao, thân là hải quân nguyên soái Akainu, mất đi năng lực chiến đấu, nếu là một đao kia đối mặt chính là mình. Không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người là âu sầu trong lòng nhìn xem chó triệt để vỡ vụn thân thể rơi vào bởi vì biến cả bị đánh mở lộ ra trên mặt đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, liền ngay cả trời sinh làm ưng khuyển mà tồn tại chính phú bộ môn cường giả cũng nhau nhau theo bản năng lui lại đến khoảng cách an toàn, không quan hệ ý chí. Cái này là sinh vật bản năng, gia hỏa này, khi ru nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhìn về phía lâm yên ánh mắt bên trong vẻn vẹn cũng chỉ còn lại có ngưng trọng, trở nên mạnh hơn. Chương 225, Tội Khô Lạp Hũ, Đối mặt dạng này quái vật, đến tột cùng phải làm thế nào đối đầu? có thể nói là khí thế bị chặn ngang đánh gãy, mặt đối trước mắt thi triển ra hoàn toàn thể Susanoo lâm yên, các cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, lại là không có động tác, chỉ có vỡ thành một địa Akainu đang yên lặng ngưng tụ thân thể, đi trước đem nguyên soái mang về trên thuyền. Khi Yaru cắn cắn răng, đối bên người mấy vị trung tướng nói, dù sao chỉ là từ trước đó Lâm Yên xuất thủ liền có thể đã nhìn ra a, à, nơi này tuyệt không phải là trung tướng đẳng cấp có thể bước vào chiến trường, cùng dạng này, không bằng trước đi cứu viện Akainu, bằng không đợi đến bị bổ ra biến cả khôi phục nguyên dạng, cái trạng thái này hạ Akainu chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Rõ, đồng dạng ý thức được điểm này mấy vị trung tướng ngược lại là thức thời, đang nghe Kiyaru mệnh lệnh về sau, liền không chút do dự thối lui ra khỏi vòng chiến, ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm được sao, thấy cảnh này, thân ở tại Susano phía trên lâm yên lạnh hừ một tiếng, cũng không do dự lập tức liền đối đám người phát động công kích, oanh. Nhưng mà Kizaru phản ứng cũng là không có chút nào chậm, tại Lâm Yên có động tác cùng một nháy mắt, cả người lập tức hóa thành một đạo hào quang sáng chói, thẳng tắp đá vào Susano cầm đao trên tay, có chút ý tứ, nhìn thấy Kizaru rốt cục lấy ra toàn lực, Lâm Yên có chút ngông cùng cười cười, mới có hơi đờ đẫn chính phú các cường giả cũng nhau nhau tiếp tục gia nhập chiến cuộc. Các vị, từng người tự chiến đi, thân là Pika Pika no mi trái cây năng lực giả, ru tốc độ cực nhanh, mà lại thấy được trước đó Lâm Yên một đao chi uy về sau, cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện, đành phải đối những người khác gọi vào, những người còn lại tự nhiên cũng là chính có ý đó, thế là trong lúc nhất thời, tất cả cường giả cũng bắt đầu vây quanh Susano phát động công kích. Bọn hắn là chính phủ thế giới lực lượng tinh nhuệ, thể thuật tự nhiên là không yếu, phối hợp với nhau phía dưới, bắt đầu vây quanh Lâm Yên tiến hành tiêu hao chiến về phần thắng. Đối mặt lực lượng như vậy, đám người cũng không biết phải làm thế nào đạt được thắng lợi, nhưng là liền xem như đánh không thắng, cũng phải đánh bởi vì bọn hắn đại biểu. Là toàn bộ thế giới chính phủ, cùng hải quân chính nghĩa, trong lúc nhất thời, Lâm Yên bên này đánh quên cả trời đất, mà tại một bên khác vòng chiến, En cũng cùng mắt diều hâu mi hắc đánh khó phân cao thấp, lần nữa tiếp được En thế đại lực trầm một cái trạm kích mắt diều hâu từ giữa không trung rơi xuống trở xuống quân hạm bên trên một đôi như chim ưng sắc bén con mắt cũng là nhìn không được hiện ra một tia kinh ngạc ngươi thật là nữ nhân sao mắt diều hâu có chút kinh dị nhìn xem en loại này đẳng cấp mang lực thật là một nữ nhân có thể đánh tới chẳng lẽ đang nói đùa chứ thân vì thế giới này đỉnh tim kiếm sĩ mắt diều hâu tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được en kiếm thuật chỉ sợ kém xa chính mình nhưng là nữ nhân này lại ủng có khiến người khó có thể tin mang lực tại loại này tính áp đảo lực lượng phía dưới cho dù là mình tinh diệu vô cùng kiếm chiêu cũng vô pháp thi triển liền xem như hắn cũng chỉ có thể làm đến cùng đối phương bất phân thắng bại mà thôi cái gọi là dốc hết sức phá vạn xảo nói đại khái liền là có chuyện như vậy làm sao xem thường nữ nhân nghe được mắt diều hâu nói ra lời nói này en lòng mày không khỏi chọn dưới ta không phải ý tứ này chỉ là chưa hề chưa từng thấy giống như người kiếm sĩ mà thôi, mắt Diều Hâu rất là dứt khoát lắc đầu, mặt đối trước mắt đáng sợ en, hắn cũng khó tránh khỏi hơi nhiều một điểm, cái này là đối với một cái khả kính đối thủ nên có kính ý, mắt Diều Hâu tính cách luôn luôn là như thế, đơn thuần lấy mang lực đến tác chiến còn có thể đạt tới loại này đẳng cấp. Ngươi là ta cuộc đời ít thấy kiếm sĩ, cho nên tiếp xuống, ta cũng phải nghiêm túc, nói, mắt Diều Hâu nắm chặt trong tay hắc đao như chim ưng ánh mắt bên trong bắt đầu bốc cháy lên hừng hực chiến ý báo lên tên của ngươi đi kiếm sĩ nghe được mắt diều hâu nói như vậy em biểu lộ có chút chậm dần không thể không nói đối ở trước mắt vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào trước kia em vẫn còn có chút ước mơ nhưng là hiện tại mình cũng có cùng là địch lực lượng hết thảy đều là bởi vì lâm yên tồn tại nghĩ tới đây em trên mặt nhìn không được lộ ra một cái kiêu ngạo tiếu dung giơ lên sông kiếm chỉ hướng mắt diều hâu en dracun mi hát dựa theo kiếm sĩ lễ tiết lẫn nhau báo lên tính danh sau một khắc hai người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ so với trước đó chiến đấu còn muốn càng thêm hung bạo một mảnh đao quang kiếm ảnh phía dưới một bên nhìn Doflimo mang trên mặt hoàn toàn như trước đây địa tiếu dung không 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 đây thật là có ý tứ a à, không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ Doflimo ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu quan mang cũng không biết suy nghĩ cái gì, chiến cuộc bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. En cùng mắt diều hâu đánh khó phân thắng bại, hàng cốc chỉ huy cửu xà đảo nữ chiến sĩ cùng ma thú quân đoàn, không ngừng đối quân hạm tạo thành kinh người phá hư, mà trọng yếu nhất lâm yên, thì là trực diện số lượng nhiều nhất cường giả vây công, từ trước tới nay có thể là khổng lồ nhất đồ ma lệnh, lại là bị ba người ngạnh sinh sinh ngăn chặn, nếu như lúc trước có người nói ra những lời này tuyệt đối sẽ bị người chế giễu một phen, nhưng là hiện tại, hết thảy đều rõ ràng phát sinh ở trước mắt, theo chiến cuộc tiếp tục, tổn thất cũng đang không ngừng mở rộng, đồ ma lệnh một phương lòng của mọi người cũng là chậm rãi trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục nên đón chiến đấu, thành như trước đó lời nói, từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn liền cũng không lui lại tuyển hạng, oanh, lâm yên khống chế Susano lần nữa đem Hoang Kiyaru đánh lui, nhìn lướt qua cách đó không xa chiến cuộc trên mặt cũng là hiện ra một cái không nhìn được biểu lộ tốt trò chơi liền chơi đến nơi đây đi ta cũng ít nhiều có chút phiền chán bồi tiếp các ngươi chơi nhà chòi nói Lâm yên chậm rãi tán đi trên người Susano. lần nữa lăn không lơ lửng trên mặt biển nghe được Lâm yên nói ra lời nói này vây công hắn các cường giả nhau nhau ở trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhà chòi chúng ta thế nhưng là đang liệu bên trên tính mệnh chiến đấu a ở trong mắt người đàn ông này, nguyên lai chỉ là nhà tròi A. À. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người bên trong tràn đầy đắng chát, nhưng mà Lâm Yên mới lười nhát quản bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào. Susano lực lượng thí nghiệm hoàn tất, tiếp xuống, liền là khiến cái này người cảm thụ lúc tuyệt vọng, tới đón một chiêu này thử một chút đi, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái tùy ý mà có ngông cùng tiếu dung, Lâm Yên có chút nheo mắt lại, sau đó bỗng nhiên đối đám người đưa tay phải ra trong con người Rin Gen Đường Vân có chút lấp lóe, trong nháy mắt, một cổ uy hiếp trí mạng cảm giác đánh lên trong lòng mọi người. Thực lực mạnh nhất lớn Kizaru càng là một nháy mắt sắc mặt đại biến, từ trên người Lâm Yên khí thế bên trong, hắn ngửi được khí tức tử vong, làm bản không kịp nghĩ nhiều. Kizaru sắc mặt kinh biến, không chút do dự phát động trái cây năng lực hóa thành kim quang, sau đó đối tất cả mọi người rống to, đều thối lui. Thải Tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro Nomi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé chương 226 cảm thụ thống khổ a à, lui Kizaru chạy nhanh nhất những người khác cũng là lập tức kịp phản ứng không chút do dự đi theo Kizaru phi tốc lui lại bọn họ đều là cường giả đứng đầu tốc độ cùng năng lực phản ứng tự nhiên cũng là một điểm không chậm nhưng mà thật tới kịp sao Lâm Yên không thèm quan tâm những người này chạy trốn, chỉ là ở trên mặt lộ ra một cái nụ cười dẻo cợt. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, cảm thụ thống khổ đi, thần la thiên chinh âm dương sinh ra tên, oanh, giống như thoáng chốc ở giữa, một cổ làm cho người khó có thể tin sức đẩy từ Lâm Yên trên thân bộc phát ra, tại cổ này dưới áp lực cực lớn, nước biển bắt đầu bạo động, chỉ là một lát, liền hình thành to lớn biển động, đối tất cả mọi người nghiền ép lên đi. Phạm là bị cổ này sức đẩy trực tiếp lan đến gần cường giả, nhào nhào phun ra một ngụm lão huyết, sau đó vô lực rơi ở trong biển. Chỉ có Kizaru một người dựa vào tốc độ kinh người miễn cưỡng chạy ra phạm vi, nhưng cũng vẹn vẹn liền là như thế thôi. Vậy, vậy là cái gì? Là biển động. Toàn viên cảnh giới, đáng chết. Vì sao lại có loại sự tình này? Hắn thật là nhân loại sao, không có cường giả ngăn cản trải qua to lớn sức đẩy hình thành biển động tự nhiên là cần những này phổ thông hải quân đến đối mặt, liền xem như vừa kinh vừa sợ gầm thét cũng là vô dụng, đối mặt bực này có thể so với tự nhiên vĩ lực, bọn hắn có thể làm được cũng liền chỉ là tận khả năng bảo trụ tính mạng của mình mà thôi, a nha nhìn tới nhà của ta lâm hy không kiên nhẫn a à. Đang cùng mắt diều hâu giao chiến en đương nhiên cũng là chú ý tới một màn này, không khỏi mỉm cười rút lui người ra, trong đôi mắt dị sắc liên tục tràn đầy đều là kiêu ngạo cái này liền là ý trung nhân của mình dù là toàn bộ thế giới chính phủ dốc toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn run lẩy bẩy xem ra chúng ta quyết đấu đến lưu đến lần sau dù sao hiện tại ta có công việc muốn làm en đối mắt diều hâu cười nói ta không có ý kiến mắt diều hâu không chút do dựng nhẹ gật đầu lúc đầu hắn đối chính phủ thế giới cũng không có cảm tình gì lần này tới chẳng qua là nhận lấy chiêu mộ mà thôi huống hồ mắt diều hâu cũng muốn nhìn một chút em trong miệng công việc đến cùng là cái gì em nghe vậy mỉm cười thu lên sông kiếm của mình tùy ý vẫy vẫy tay nhỏ dù sao lâm yên thần la thiên chinh âm dương sinh ra tên thế nhưng là không khác biệt công kích hải quân đối mặt biển động một phần khác tự nhiên là hướng về phía cửu xà đảo mà đi cho nên tiếp xuống liền là công tác của mình lên em bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ sau đó tại mắt diều hâu cùng Doflimo kinh dị ánh mắt phía dưới. Cửu xa đảo phụ cận thủy vực bỗng nhiên phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc hình thành một mặt to lớn tắm trắng ngăn tại cửu xa đảo trước mặt, để hải quân kêu cha gọi mẹ to lớn biển động, lại là cứ như vậy ngành sinh sinh bị cản lại, toàn bộ cửu xa đảo lông tóc không tổn hao gì, liền ngay cả những cái kia đang tác chiến nữ chiến sĩ cùng ma thú, cũng dưới sự chỉ huy của hang cốc trước thời gian lẫn tránh. Có thể nói là cơ hồ không có có tổn thất, mắt diều hâu cùng Doflimo không khỏi một trận trầm mặt, nữ nhân trước mắt này, trước đó thế mà còn không có sự xuất toàn lực sao, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, trên đại dương bao la nhiều nhiều như vậy quái vật, hy vọng lần tiếp theo giao thủ ngươi có thể cầm xuất toàn lực, cứ như vậy tại nguyên địa trầm mặt nửa ngày. Mắt diều hâu hiếm thấy có chút cảm thán nói, sẽ có cơ hội, đối ở trước mắt mắt diều hâu vẫn là mang theo một tia kính ý, En rất là chăm chú gật đầu một cái, mắt dìu hâu đồng dạng gật đầu, sau đó hài lòng lui về mình trên thuyền nhỏ, lấy vô sông đề nghị đối mặt biển động. Doflimo cũng là đường cũ trở về, thành như trước đó lời nói, bọn hắn những này thất vũ hải cũng chẳng qua là tới vẫy nước mà thôi, không ngại bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sử xuất toàn lực. Cái khác thất vũ hải cũng cùng hai người bọn họ đồng dạng, nhau nhau trở lại trên thuyền bảo hộ thế lực của mình chỉ là một bên khác hải quân cùng chính phú thành viên, nhưng liền không có vận tốt như vậy, tại các cường giả cơ hồ bị lâm yên quét sạch sành sanh dưới tình huống. Bực này vĩ lực, cũng chỉ có chính bọn hắn đối mặt, mà lấy nhân loại chi thân mặt đối thiên tai, kết quả tự hồ đã sớm chú định, Sakazuki, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau dùng cái kia, Kiyaru sắc mặt tái xanh nhìn xem từng chiếc từng chiếc quân hạm tại biển động bên trong biến thành mảnh vỡ, rốt cục không cách nào khống chế tâm tình của mình, đối đã ngưng tụ sau một nửa thân thể Akainu giận dữ hét. Sớm đã dùng, Akainu sắc mặt đồng dạng là cực kỳ khó coi, xuất chinh trước đó, hắn từ không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là kết quả như vậy, không thể không thừa nhận, bọn hắn cuối cùng vẫn là xem thường cái này nam nhân, nhưng là hiện đang hối hận cũng không kịp, chỉ có thể chờ mong cái kia có thể theo kịp. Cho dù là điên cuồng như Akainu giờ này khắc này cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Oanh, cũng may mọi người ở đây sắp tuyệt vọng ngay miệng bên trên, to lớn biển động trước mặt, bỗng nhiên nhiều hơn một cổ rất là kỳ quái hải lưu ta. Cái kia là, Lâm Yên tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, hai con người không khỏi có chút nheo lại, tại Lâm Yên nhìn soi mói, kia cổ bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái hải lưu, lại là giống như một đạo vách tường đồng dạng ngang tại biển động trước mặt. Phát ra từng đợt chói tai khó nghe tiếng cười, phản phất là có sinh mệnh sống biển đồng dạng, cùng là nước biển tạo thành, biển động tại tiếp xúc đến cổ này hải lưu trong nháy mắt, liền bị một cổ kỳ quái lực lượng hóa giải vô hình, hải quân sau cùng một phần nhỏ quân hạm cũng có thể giữ lại, tự hồ là tâm có cảm giác, lâm yên nhau mắt lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn đi qua. Chẳng biết lúc nào, to lớn hạm đội xuất hiện lần nữa trên mặt biển, mà cầm đầu là một cái mập làm cho người khó mà nhìn thẳng nữ nhân, tứ hoàng sa lót linh linh, gia nhập chiến trường, ha ha, các ngươi những người này vẫn là rất chật vật mà, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, một bên khác trong vùng biển, nương theo lấy một trận chế dễu cười to, như là như người khổng lồ nam nhân cũng đồng dạng mang theo hạm đội của mình mở hướng bên này. Tứ hoàng cai đô, gia nhập chiến trường, thì ra là thế, cái này chính là các ngươi ác chủ bại, Lâm Yên có chút nheo mắt lại, nhìn về phía tại quân hạm bên trên miễn cưỡng ngưng tụ một nửa thân thể Akainu, trên mặt hiện ra một tia chế giễu mời được kia hai tên gia hỏa, không biết các ngươi bỏ ra giá lớn bao nhiêu đâu, hô. Chỉ, chỉ cần có thể giết ngươi liền tốt. Miễn cưỡng vừa mới vừa khôi phục hình người, Akainu thanh âm nghe có chút đứt quản rất là phí sức, nhưng là trong lời nói ẩn chứa oán độc lại là rõ ràng, Akainu trái tim đều đang chảy máu, vốn cho là lần này triệu tập nhiều như vậy lực lượng, cầm kế tiếp cửu xà đảo hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, liền xem như lâm yên, cũng vô pháp ngăn cản, nhưng là hiện tại. Ba người, vẹn vẹn ba người liền để hải quân cơ hồ tổn thất bốn phần năm, bất đắc dĩ, mình còn vận dụng sau cùng ác chủ bài, tại bỏ ra to lớn đại giới tình huống dưới mời được tứ hoàng, Akainu đều không biết mình trở về ứng làm như thế nào báo cáo, nhưng là, chỉ cần có thể giết chết trước mắt Lâm Yên. Hết thảy đều có cơ hội, nghĩ tới đây, Akainu không khỏi lộ ra một cái dữ tợn vô cùng tiếu dung. Lần này, ngươi còn có thể tiếp tục thắng lợi xuống dưới sao? Chương 227, băng hải tặc trâu trắng, gia nhập chiến trường, Akainu đối Lâm Yên cười như điên nói, thanh âm bên trong tràn đầy đều là oán độc. Hắn thật sự là hận thấu trước mắt Lâm Yên, theo Akainu, mình biến thành bây giờ cái dạng này, Toàn bộ đều là bái trước mắt cái này nam nhân ban tặng, cái này khiến Akainu làm sao không hận, hiện tại có hai vị trên biển hoàng đế gia nhập. Cho dù là bỏ ra giá cả to lớn, Akainu cũng khó có thể che giấu bên trong hưng phấn trong lòng, chỉ cần Lâm Yên bất tử, hắn liền không cách nào tiếp tục đi tới, mà đối với cái này, Lâm Yên lại là từ chối cho ý kiến nở nụ cười, oán hận cũng tốt, kích động cũng tốt, từ vừa mới bắt đầu Hắn liền chưa hề đem trước mắt Akainu để vào mắt, liền xem như hai cái trên biển hoàng đế thì thế nào đâu. Vậy ngươi liền trừng to mắt nhìn xem tất cả chuyện tiếp theo đi, không có bao nhiêu phản bác Akainu hứng thú, Lâm yên nheo mắt lại nhìn về phía không ngừng đến gần hai cái tứ hoàng đoàn, chẳng biết lúc nào, ưu thế Holy Grail đã xuất hiện ở trước người, ngay tại lúc Lâm yên chuẩn bị bắt đầu bất kể đại giới động thủ, cho bọn gia hỏa này một cái cả đời khó quên giáo huấn ngay miệng bên trên. Lâm Yên biểu lộ lại là đột nhiên định trệ, chợt, không khỏi ở trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó sau một lát, một tiếng cởi mở vô cùng cười to vang vọng cả phiến hải vực, cô lặp 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 á. Cai đô tiểu tử. Còn có Linh Linh, các ngươi khi dễ ta băng hải tạc trâu trắng phiên đội trưởng, hỏi qua ý kiến của ta sao, trong lúc nhất thời, biểu tình của tất cả mọi người đều biến đổi. Lâm Yên bọn người không khỏi lắc đầu cười khổ, mà xem như độ ma lệnh một phương, tất cả mọi người thì là sắc mặt đại biến, liền ngay cả Akainu cũng sắc mặt giật mình chuyển qua đầu, nhìn trừng trừng hướng Moby Dick đầu thuyền cái kia vĩ ngạn nam nhân, Edward Newgate, cho dù là Akainu dạng này người, tại đọc tới cái tên này thời điểm, trên mặt cũng là tràn đầy kiên kỵ. Đối với ở thời đại này tất cả mọi người mà nói, râu trắng Edward Newgate cái tên này đều là một đoạn truyền kỳ, cho dù bản thân hắn luôn luôn tự xưng mình vì thời đại trước tàn đảng, tầng thế giới không có có thể gánh chịu thuyền của hắn, nhưng nhìn chung cả phiến hải vực, có thể phát ra như thế cởi mở cười to nam nhân, chỉ có trâu trắng một người, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn xem trâu trắng mang theo tất cả phiên đội trưởng gia nhập chiến cuộc, Lâm Yên Phật Tây Tán đi u thế Holy Grail phía trên quan mang, nhìn không được gãi gãi mặt cười nói, cô lặp 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 a. À ta nhưng còn không có già dạ dặn ngay cả mặt khác tứ hoàn đoàn động tác đều không phát hiện được, râu trắng phát ra bản thân mang tính tiêu chí kỳ tiếng cười quái dị, lâm, ngươi cái này coi như không có suy nghĩ a à. Phát sinh chuyện lớn như vậy thế mà không tìm chúng ta. Nếu không phải lão cha nói lên chúng ta cũng không biết, má cô cũng sau lưng râu trắng thò đầu ra, đối lâm yên có chút bất mãn gọi vào, còn lại phiên đám đội trưởng cũng là nhao nhao gật đầu, không có suy nghĩ a à ngươi người này, rõ ràng trước đó đều nói tốt toàn bộ băng hải tặc trâu trắng đều là hậu thuẫn của ngươi, làm sao phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói với chúng ta một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng hải tặc trâu trắng nhìn về phía Lâm Yên ánh mắt đều tràn ngập bất mãn. Được thôi, lỗi của ta, Lâm Yên có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, cho dù là hắn, ban đầu cũng không có dự liệu được cuối cùng lại biến thành dạng này, không nói chuyện mặc dù như thế, loại cảm giác này còn thực là không tồi, ân, có người làm chỗ dựa cảm giác nghĩ đến lâm yên trên mặt cũng không khỏi phải lần nữa treo lên tiếu dung edvê người đây là muốn ngăn cản chúng ta băng hải tặc râu trắng đến không hề nghi ngờ đã dẫn phát một cơn chấn động liền ngay cả mặt khác hai cái tứ hoàn toàn cũng là tạm thời dừng bước salot linh linh đứng ở đầu thuyền đối râu trắng quát râu trắng tự nhiên cũng là không chút do dự rống lên trở về linh linh người cái này nói là lời gì Lâm Khả là ta băng hải tặc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng, ta ngược lại còn muốn hỏi ngươi là có ý gì, có sao nói vậy, lời này thật đúng là không có tâm bệnh, liền ngay cả sa lót Linh Linh cũng là trong lúc nhất thời không phản bác được, hắn mặc dù xưa nay không giảng đạo lý, nhưng cũng là phân đối tượng, đối mặt đỉnh phong thời kỳ trâu trắng. Mảnh này trên đại dương bao la cái nào dám không giảng đạo lý, hắn sa lót Linh Linh cũng không dám, nhưng là mình cũng thu hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia thù lao nếu là hiện đang rút lui đến tiếp sau có thể là có chút phiền phức nghĩ tới đây liền ngay cả salót linh linh trong lúc nhất thời cũng là có chút do dự râu trắng đến hay lắm nhưng mà một bên khác càng thêm không giảng đạo lý cai đô nhưng không cần quan tâm nhiều nhìn xem râu trắng dẫn người đến đây lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chúng tiểu nhân theo ta lên cai đô cười lớn ra lệnh nghe vậy râu trắng ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm lên, trực tiếp giơ lên thế đao chỉ hướng cai đô, cai đô tiểu tử, ngươi là không cho ta mặt mũi này, lấy tiền làm việc, không để mặt ngươi lại như thế nào, cai đô lạnh hừ một tiếng. Râu trắng biểu lộ giận dữ, đang muốn tiến lên cùng cai đô vật lý giao lưu một phen, lâm yên lại là mở miệng, giao cho ta đi, lâm, đám người nhao nhao một trận kinh ngạc, dù sao nghe lâm yên ý tứ, thật giống như là muốn trực diện cai đô, đối mặt trên biển hoàng đế, lâm. Ngươi tỉnh táo A, à, kia là cai đô. Không phải cái gì A Miu A cẩu, xưa nay trên thuyền cùng lâm yên lẫn vào quen thuộc nhất mát cô lập tức mở miệng. Trong lời nói tràn đầy lo lắng, dù sao đây chính là danh xưng bất tử chi thân cai đô A, mỗi một vị trên biển hoàng đế đều tuyệt không đơn giản, cai đô nhảy như thế chi hoang, còn có thể một mực duy trì trên biển hoàng đế địa vị, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, từ góc độ của sinh vật bên trên mà nói, hắn mấy hồ đã tới đỉnh điểm, không phải cũng sẽ không để tất cả mọi người đối với hắn vừa run vừa sợ. Cho dù là râu trắng tự thân lên trận, muốn đánh lui Kaido, cũng phải hao phí không ít công phu mà lại vẹn vẹn chỉ là đánh lui mà thôi, đúng vậy a à, Lâm, chúng ta đều ở nơi này đâu, liền xem như Kaido cũng là có thế đụng chút, giống như trước đây, kề vai chiến đấu đi, những người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng, nhưng mà Duy chỉ có trâu trắng, nhìn xem Lâm Yên trầm mặt không nói. Râu trắng con ngươi có chút nheo lại, không có giống là cái khác phiên đội trưởng đồng dạng mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn chầm chầm Lâm Yên, phản phất là tại xác nhận thứ gì đồng dạng, râu trắng đối đầu Lâm Yên ánh mắt, chỉ gặp Lâm Yên ánh mắt bên trong không có chút nào hốt hoảng ý tướng, ngược lại là tràn đầy cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ, rõ ràng, Lâm Yên là thật có biện pháp. Nghĩ tới đây, cho dù là râu trắng cũng là không khỏi ở trên mặt lộ ra một cái cởi mở nụ cười, đã Lâm Yên đều đối với mình lộ ra loại ánh mắt này, như vậy tiếp xuống phải làm gì, cũng liền không cần nói nhiều, cô lặp 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 á, nghĩ đến, râu trắng lần nữa nhìn không được phát ra một trận cởi mở cười to, sau đó vung tay lên, đem trên thuyền tất cả mọi người đè ép trở về. Đã như vậy, vậy liền tin tưởng hắn đi. Chương 228, thường thắng chi vương râu trắng cười ha ha, trong lời nói lại là không nói ra được chăm chú, lão cha ngươi chăm chú, lấy mắt cô cầm đầu phiên đám đội trưởng nhau nhau kinh ngạc vô cùng nhìn về phía râu trắng, phản phất không hiểu râu trắng vì sao lại làm ra quyết định như vậy, phải biết đây chính là một cái tứ hoàn đoàn a, à. lấy một người đối mặt một cái tứ hoàn đoàn. Loại chuyện này thật làm được, phiên đội trưởng Trung Hòa Lâm yên quan hệ tốt nhất Marco lập tức gấp, đang muốn nhìn không được mở miệng, một giây sau liền bị râu trắng một bàn tay đập vào bông thuyền, Lâm đã nói như vậy, các ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là giống như ta tin tưởng hắn sao?" Râu trắng trừng mắt cô một chút, "Ngươi cho rằng nam nhân kia đến cùng mang đến qua bao nhiêu lần kỳ tích?" "Làm sao lại bại ở chỗ này, loại kia cường giả ánh mắt tự tin, là không lừa được người, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao, hắn cũng không phải là tại khoe khoang, mà là thật có thực lực này a." À? Cô lặp 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 á nương theo lấy râu trắng một trận cười to đám người đầu tiên là trầm mặc một hồi sau đó là trầm ổn nhất jeffy cùng liền đầu tiên gật đầu xem ra là dạng này thật không biết còn sẽ có thủ đoạn gì a à? jeffy có chút mong đợi nở nụ cười hiển nhiên là đồng ý râu trắng cách nhìn cái kia có thể làm cho mình cam nguyện đi theo nam nhân làm sao lại có cậy mạnh loại sự tình này nhưng dù vậy chúng ta cũng muốn cản kế tiếp ít cũng là khẽ gật đầu những người khác lập tức liền là không phản đối, phiên đám đội trưởng cũng nhau nhau đem ánh mắt đặt ở râu trắng trên thân. Cô lặp 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 a, à, cái này liền giao cho ta. Râu trắng cởi mở ít xô, trong tay thế đao phương hướng nhất chuyển, thẳng tắp chỉ hướng xa lót linh 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 linh, ngay ở chỗ này dừng lại đi. Muốn là tiếp tục đi tới, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Râu trắng ngữ khí trở nên nghiêm túc, hiển nhiên hắn cũng không phải là đang nói đùa chỉ cần sa lót linh linh dám can đảm tiếp tục đi tới một bước. Băng hải tặc trâu trắng liền muốn toàn diện xuất động, tứ hoàn toàn ở giữa chiến tranh, ngay tại sa lót linh linh một ý niệm, đối mặt trâu trắng trùng thiên khí thế, cho dù là sa lót linh linh cũng là không khỏi sững sờ, kịp phản ứng về sau, nhịn không được giận dữ hét, ép ngươi thật muốn vì một tên tiểu tử cùng ta trở mặt, đánh trắm. Kia là lão tử người nhà râu trắng càng là không nhượng bộ chút nào trống lên trở về, đối với hắn mà nói, Lâm Yên là thuyền viên, là ân nhân cứu mạng, càng là hắn râu trắng người nhà, mặc dù hắn cùng sa lót Linh Linh cũng coi là riêng có giao tình, nhưng ở chỗ này, râu trắng vẫn là không chút do dự làm ra lựa chọn, muốn thương tổn lão tử người nhà, vậy liền trừ phi từ lão tử trên thi thể dẫm qua đi. Tự hồ là hoàn toàn không nghĩ tới râu trắng lại có dạng này quyết tâm, sa lót Linh Linh một trận phát điên nhưng chung quy là không dám tiếp tục đi tới hiểu rõ râu trắng người đều biết râu trắng từ sẽ không ở loại sự tình này bên trên nói đùa lui xuống trước đi nhìn xem rơi vào đường cùng salot linh linh cũng chỉ có thể làm dạng này quyết sách giơ tay lên một cái ra hiệu sau lưng suýt commander nhóm an tâm chớ vội dù sao còn có đô kia độ đần tại không đáng ở chỗ này cùng râu trắng trở mặt nhìn thấy salot linh linh không có động tác râu trắng khẽ gật đầu chợt nhìn về phía một bên khác đã hướng phía lâm yên xông qua đi cai đô mặc dù quyết định hoàn toàn tin tưởng lâm yên nhưng râu trắng trong mắt vẫn là không nhìn được có chút lo lắng để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới cai đô một ngựa đi đầu mang theo mình toàn bộ tứ hoàng đoàn thẳng tắp hướng phía lâm yên lao đến giống như một đầu mạnh mẽ đâm tới hung thú nếu như nói tại tất cả trên biển hoàng đế bên trong ai là điên cuồng nhất kia không hề nghi ngờ liền là Kaido, gia hỏa này điên lên cùng lót Linh Linh phát bệnh thời điểm không kém cạnh, người này lục thân không nhận, nhưng mà đối mặt với khí thế hung hăng Kaido. Lâm Yên chỉ là lạnh nhạt, hiện lên ở trước mặt ưu thế Holy Grail lần nữa phun phóng ra quang mang, dĩ nhiên không phải dùng tới đối phó Kaido, đây là cái gì, đáy biển. Đáy biển lại xuất hiện, phòng ngự. Nhanh phòng ngự hải quân bên kia lần nữa truyền đến rối loạn, không sai, Lâm Yên vận dụng ưu thế Holy Grail, chẳng qua là tại kiềm chế ở hải quân thôi, dù sao Akainu hèn hạ hiểu được đều hiểu. Lâm Yên cũng không muốn mình tại đối mặt Kaido thời điểm, bị con hàng này nhiễu loạn, liền để bọn hắn đi xử lý ưu thế Holy Grail đưa tới náo động tốt, dạng này đại giới cũng có thể bỏ qua không tính, mà về phần đối phó Kaido, ông, chẳng biết lúc nào, Lâm Yên trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh sáng chói thánh kiếm, thánh kiếm vừa ra trận, liền trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Cái kia là, râu trắng có chút kinh dị nhìn xem Lâm Yên, dù sao hắn nhưng không biết Lâm Yên còn có loại bảo vật này, mặc dù không biết đó là cái gì kiếm, nhưng là cũng không chút nào ảnh hưởng râu trắng ở phía trên cảm nhận được cường hãng ba động, đương nhiên, râu trắng cũng liền chỉ là cảm thấy ba động mà thôi, thanh kiếm kia, mà thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt Diều Hâu Mi Hắc. Thì là xoát một tiếng từ trên thuyền đứng lên, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh trên mặt khó được có chút thất thố, chính là bởi vì thân là đỉnh tiêm kiếm sĩ, mắt Diều Hâu Mi Hắc mới có thể cảm thụ trực tiếp nhất đến thanh kia thánh kiếm đáng sợ, sự thật cũng đúng là như thế, tại mắt Diều Hâu Mi Hắc thậm chí có chút kinh hãi dưới tầm mắt, lâm yên mang trên mặt một tia trang nghiêm. Chậm rãi hướng thánh kiếm nâng quá đỉnh đầu, toàn bộ mặt biển như đồng hóa thành kiên cố đại địa, để Lâm Yên có thể nhẹ nhàng linh hoạt đứng trên mặt biển, chẳng biết lúc nào, trên mặt biển bắt đầu hiện ra lắm ta lắm tấm hào quang ống ánh, kia là vinh quang cùng thắng lợi hội tụ mà thành điểm điểm tinh mang, đây là một cái đến từ một cái thế giới khác, liên quan tới một vị thường thắng chi vương lưu truyền rộng rãi truyền thuyết. Trong truyền thuyết, khi vị vương giả kia dơ lên trong tay thánh kiếm, tất cả địch nhân, quân đội cũng tốt, thành trì cũng được, đều sẽ ở trước mặt nạn hóa thành bột mịn. Chui này thánh kiếm tức là thắng lợi vinh quang. Chui này thánh kiếm tức là truyền thuyết hội tụ. Hội tụ vị kia thường thắng chi vương vinh quang cùng ý chí. Hết thảy tất cả cũng sẽ ở dòng lũ ánh sáng phía dưới bị đều phá hủy hầu như không còn. Đón đỡ được, liền thử một chút xem sao. Ta muốn nhìn ngươi cái gọi là bất tử chi thân đến tột cùng có thể kiên trì đến mức nào, Lâm Yên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đô, phản phất đối mặt không phải cái gì có được bất tử chi thân trên biển hoàng đế, chẳng qua là cả đời trong chinh chiến thường thường không có gì lạ nào đó địch nhân thôi, không có bất kỳ cái gì đáng giá e ngại lý do. Đang giải phóng gu đồng thời, vì kia thường thắng chi vương ý chí cũng gia trì tại Lâm Yên trên thân, sau đó một đoạn thời khắc, Lâm Yên hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, trong tay hội tụ lên đại lượng quan mang thánh kiếm cũng tại cùng trong nháy mắt trùng điệp rơi xuống, tên thật giải phóng, ép, sát lợi bu. Chương 229, Tứ Hoàng bại lui, lượng lớn quan mang hội tụ vào một chỗ, sau đó chuyển biến thành to lớn dòng lũ ánh sáng, toàn bộ thiên địa phản phất đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là trừng to mắt, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Nhìn xem kia một đạo cự đại la dè lai can nồng đối bách thú băng hải tặc vọt lên đi qua, cùng là có thể khống chế ánh sáng năng lực giả Kizaru người đều muốn choáng váng Khi mẹ nó là thứ đồ gì cùng trước đó thân là đỉnh tim kiếm sĩ mắt diệu hâu mi hắc có thể cảm giác được thánh kiếm đáng sợ đồng dạng đồng dạng thân là pika pika no mi trái cây năng lực giả Kizaru tự nhiên cũng có thể cảm nhận được kia to lớn quan mang bên trong lực lượng kinh khủng đơn giản chưa từng nghe thấy đoán chừng đều có thể phá hủy một tòa thành trì đi Kizaru trong mắt tràn đầy ngưng trọng trên mặt lười biến biểu lộ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ là nhìn trừng trừng lấy dơ cao thánh kiếm lâm yên, lúc nào. Trên thế giới xuất hiện khủng bố như thế bảo vật, mà lại không thể không nói, Kizaru suy đoán là chính xác, thánh kiếm Excalibur, đúng là hàng thật giá thật đối thành gu, giải phóng tên thật sau có được một kích phá hủy một tòa cỡ lớn thành trì vĩ lực. Tất cả mọi người bị lá bài tẩy này kinh đến, tự nhiên cũng bao quát trực diện đạo này công kích bách thú băng hải tặc, khi đối mặt với thánh kiếm quan mang, cho dù là trước đó một mặt phách lối cai đồ cũng là khuôn mặt trì trệ, theo bản năng dừng bước, hắn thế mà từ kia gào thét mà đến quan mang trên, cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng cảm giác, đây chính là cuộc đời chuyện chưa từng có. Hắn tại bản năng e ngại cái gì, nhưng là chợt, cai đồ biểu lộ liền trở nên có chút dữ tợn, không chút do dự lần nữa mở ra bước chân, hắn cai đồ, thế nhưng là mảnh này trên đại dương bao la hoàng đế sinh vì cường giả, cai đô tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Trước đó một lát e ngại, giờ này khắc này đã để cai đô tức giận tới cực điểm, ta thế nhưng là bất tử chi thân. Cai đô diện mục dữ tợn trống giận, lại là không chút do dự chính diện đối đầu Excalibur giải phóng, sau đó tại trước mặt mọi người, hết thảy đều phản phất biến mất, quan mang chói mắt trong nháy mắt bạo tạc, một trong nháy mắt liền cướp đi tầm mắt mọi người, chợt mà đến, chính là khó có thể tin ánh sáng cùng nhiệt cai đô tình trạng tạm thời bất luận, nhưng là phía sau hắn bách thú băng hải tạc thành viên. Lại bị những này dư ba thổi đến thất linh bát lạc, cho dù là tam tai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, cũng may cai đô dốc hết sức chống đỡ tuyệt đại bộ phận xung kích, không phải chỉ bằng đạo này kinh khủng công kích, chỉ sợ hôm nay bách thú băng hải tạc, cô lập 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 á. Không hổ là ta băng hải tạc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng, chính mắt thấy cái này giống như thiên tai một màn, râu trắng phát ra liên tiếp phóng khoáng cười to, không hề nghi ngờ, hôm nay một màn này, sẽ tại tương lai trên đại dương bao la trở thành một cái truyền kỳ, về phần còn lại đám người thì liền không có râu trắng rảnh rỗi như vậy tình giật trí, nhào nhào vô cùng khẩn trương nhìn chằm chầm quan mang bộc phát địa phương, thân là tứ hoàng một trong cai đồ, đến tột cùng. Đám người nhau nhau nuốt ngụm nước bọt, sau đó ngay tại tất cả mọi người khẩn trương mà kiên kỵ nhìn soi mói, hào quang chói sáng chậm rãi tán đi, mà Kaido thì là quỳ một gối xuống địa, toàn bộ thuyền hải tặc bây giờ cũng chỉ còn lại có một mảnh lẻ loi trơ trọi tấm ván gỗ, hô, Kaido thật sâu thở ra một hơi, bởi vì lúc trước kia kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt. Giờ này khắc này Kaido làn da đỏ tỏa sáng, cả người tự như là tự nham tương bên trong vớt ra đồng dạng, nhưng hắn chung quy là chống đỡ, cho dù tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng, Kaido cũng ở chính diện cùng đối thành gu đối kháng bên trong sống tiếp được, sách nên nói không hổ là được xưng là mạnh nhất sinh vật nam nhân A, à, Lâm Yên nhịn không được đập chặt lưỡi. Dù sao giảng đạo lý, muốn là bình thường sinh vật trực diện đối thành gu quan mang, sợ là cũng sớm đã hôi phi yên diệt, né tránh là duy nhất biện pháp, từ một điểm này nhìn lại, cai đồ cũng không hổ là tứ hoàng, mạnh nhất sinh vật chi danh, càng là thực chí danh quy, Lâm Yên đúng không? Rất tốt, lão tử nhớ kỹ ngươi tên, cảm thụ được mình không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn lực lượng. Kaido rất là phí sức đứng dậy, nhìn chầm chầm Lâm Yên một chút nói, tại mảnh này trên đại dương bao la, có thể có tư cách để hắn nhớ kỹ danh tự người tuyệt đối không phải rất nhiều, nhưng là hôm nay, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương là cùng mình chí ít cùng một đẳng cấp cường giả, đối với Kaido mà nói, có thể thật sâu nhớ kỹ tên của một người đây chính là mức độ lớn nhất tôn trọng nói cai đô quay đầu nhìn mình sau lưng thuyền viên rống lên một tiếng hôm nay chúng ta cắm không có lý do gì dễ nói theo ta đi mặc dù tạm thời là lúc trước quan mang bên trong sống tiếp được nhưng cai đô lực lượng cũng đã còn thừa không có mấy thân là tứ hoàng hắn mười phần dứt khoát lựa chọn nhận thua tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói bất luận lâm yên là bằng vào lực lượng của mình vẫn là mượn bảo vật gì hôm nay bách thú băng hải tặc đều là kẻ thất bại nói cai đô chuyển qua đầu đối lâm yên nhẹ gật đầu sau đó không chút do dự quay đầu rời đi về phần hải quân cùng chính phủ thế giới cho thù lao quan lão tử thí sự lão tử tận lực nhìn xem cai đô mang theo bách thú băng hải tặc thối lui lâm yên ngược lại cũng không có cái gì ngăn trở ý tứ đánh bại cai đô cùng giết chết cai đô là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau lần này đối mặt mình là đồ ma lệnh cũng không có cái gì tất muốn ở chỗ này cùng cai đô trở mặt, giặc cùng đường chớ đuổi đạo Lý Lâm Yên nên cũng biết, dù sao nói trắng ra là, hải tặc cùng hải quân chung quy là địch nhân, đến tận đây, bách thú băng hải tặc toàn diện rút lui. Thấy thế, râu trắng trong tay thế đao dương lên, Linh Linh, ngươi còn muốn tiếp tục không? Râu trắng cười lớn nhìn về phía xa lót Linh Linh hỏi, cái sau biểu lộ thì là có chút âm tình bất định, hiện tại hải quân đã tan tác, bách thú băng hải tặc cũng nhận thua, nếu như mình tiếp tục dừng lại xuống dưới, liền muốn đối mặt toàn bộ băng hải tặc trâu trắng cùng hoàn toàn không biết sâu cạn lâm yên, nên lựa chọn thế nào? Salot Linh Linh tâm lý nắm chắc, chúng ta đi, chỉ là do dự mấy giây, Salot Linh Linh liền xoay người, đối thủy thủ đoàn của mình nhóm hô, xem ra là dự định từ bỏ, chúng ta cũng đi, nhìn xem Salot Linh Linh cũng dự định rút lui, Kizaru không chút do dự ra lệnh, dù sao hơi chút nghĩ liền có thể ý thức được a. À? nếu như chờ đến hai cái tứ hoàn toàn rút lui về sau hải quân người còn lưu tại nơi này. Khi hà tràng, cho nên tự hồ không thể không thừa nhận, lần này là tất cả của các nàng mặt bại trận, vừa vặn khôi phục một nửa Akenu tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết này mà không thể ở lâu, chỉ là có chút oán hận nhìn chầm chầm lâm yên một chút, cũng không có phản đối kia quyết sách, mà nhìn xem hải quân đám người đuổi theo mình cùng một chỗ rút lui, Salot Linh Linh thì là lạnh hư một tiếng, nhằm chán tính toán nhỏ nhặt. Hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 230, gặp lại Momusagi, Salot Linh Linh khinh bỉ nhìn xem hải quân đám người, bất quá thật cũng không nói thêm cái gì, mình lần này tới là bị chính phủ thế giới ủy thác, mà lại trước đó còn chiếm được đại bút thù lao, thời điểm chiến đấu không có sức lực coi như xong nếu là lúc này còn một mình vứt xuống hải quân cùng chính phú bộ môn lưu lại lực lượng, kia nhiều ít liền có chút không nói được. Cho dù là thân là tứ hoàng, nếu như có thể, lót Linh Linh cũng không muốn cùng chính phủ thế giới trở mặt, băng hải tặc trâu trắng cùng lâm yên đồng dạng cũng không có tiếp tục đuổi đuổi ý tứ, địch nhân đã tan tác, tiếp tục ở chỗ này truy kích dẫn đến tổn thất. Vô luận là đối với chính đang tu dưỡng băng hải tặc trâu trắng vẫn là cửu xà đảo đều không là một chuyện tốt mà lại hiện tại tạm thời vẫn chưa tới cùng chính phủ thế giới hoàn toàn vạch mặt thời điểm, thế là chuyện sau đó liền trở nên rất đơn giản, khí thế hùng hổ đến đây đồ ma lệnh giống như thủy triều thối lui, cũng tuyên bố chính phủ thế giới đối với cửu xà đảo thảo phạt triệt để thất bại, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là đoạn thời gian gần nhất toàn bộ thế giới đầu đề. Lâm Ngươi được lắm đấy a, à. nguy cơ triệt để giải trừ, băng hải tặc trâu trắng đám người cũng lái thuyền nhích lại gần, xưa nay cùng Lâm Yên tương đối quen thuộc mắt cô cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đối Lâm Yên so với một cây ngón tay cái, còn phải là người có thế gây chuyện, bất quá lời nói ra liền tương đối muốn ăn đòn, cái gì gọi là có thế gây chuyện. Và dạ đây là phòng vệ chính đáng tốt a à, Lâm Yên đối mắt cô lật cái bi ca quan mặt kệ hắn, sau đó liền quay đầu nhìn về phía râu trắng, có chút bất đắc dĩ gãi gãi mặt, các ngươi làm sao đều đến đây hiện tại đoàn bên trong hẳn là còn ở nghỉ ngơi lấy lại sức đi, chuyện bên này chính ta có thể giải quyết tới, cô lặp 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 a, à, không cần chú ý, râu trắng cởi mở nở nụ cười. So với những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chúng ta chuyện trọng yếu nhất vẫn luôn là giữ gìn người nhà, công việc là làm không xong, nói, râu trắng đưa tay vỗ một cái lâm yên bả vai, đối với cái này nam nhân mà nói, chỉ cần là vì bảo vệ mình quý trọng người nhà, hắn có thể không chút do dự làm ra cái gì cử động điên cuồng trước đó cuộc chiến thượng đỉnh liền là ví dụ khi đó râu trắng nhưng là vì bảo hộ nhà người đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ được thôi nhìn xem râu trắng một mặt kiên định địa thái độ lâm yên cũng không nói cái gì chỉ là tại trên mặt mang lên một cái tiếu dung như vậy về sau liền là tiệc rượu đi ngươi không hiểu nhiều lắm mà đám người lập tức cởi mở nở nụ cười bầu không khí một mảnh sung sướng thế là chuyện sau đó tự nhiên là không có chuyện gì để nói đem mobi Dick dừng sát ở cửu xà đảo bến cảng đám người theo lâm yên nối đuôi nhau mà vào cùng lúc đó toàn bộ cửu xà đảo cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống long trọng tiệt rượu mỗi người trên mặt đều mang rõ ràng tiếu dung qua chiến dịch này các nàng bảo vệ mình quê hương mặc dù phổ thông các chiến sĩ rất khó nói làm ra cái gì tác dụng cực lớn nhưng là tất cả mọi người tại kề vai chiến đấu cũng là sự thật lúc này thắng được thắng lợi tự nhiên là hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen ngay tiếp theo hàn cốc cùng lâm yên nhân vọng cũng là bạo tăng nếu như nói hàn cốc là cửu xà đảo nữ đế như vậy tại trận chiến đấu này về sau lâm yên liền đã trở thành cửu xà đảo hoàng đế tên đầy đủ thần tượng thuộc về là thiết trí có không ít người đều tại mơ màng các nàng nữ đế bệ hạ cùng hoàng đế bệ hạ lúc nào đại hôn tới đương nhiên đây là nói sau tạm thời đè xuống không nhắc tới phức tạp chuẩn bị một mực tiếp tục đến đêm khuya, tiệc rượu mới chính thức bắt đầu, nhưng là đám người hào hứng không có chút nào bởi vì thời gian mà hạ thấp, ngược lại là toàn bộ cửu xà đảo đều tại cuồng hoang. Mát cô bọn người càng là ở chung quanh một đám tiểu tỷ tỷ vây quanh dưới vui đến quên cả trời đất, mà xem như trong yến hội tâm nhân vật lâm yên, thì là đỉnh lấy một loại tiểu tỷ tỷ vô cùng nhiệt tình ánh mắt cùng hang cốc en hai nữ hơi ghen ghét ánh mắt, tìm cái cớ rời đi hội trường, hắn cũng không phải ra ước hẹn, mà là có kiện sự tình phải giải quyết, tạm thời hỏi thăm một chút ngay tại đứng gác nữ chiến sĩ. Tại đối phương sốt ruột vô cùng dưới tầm mắt đạt được cụ thể địa điểm, Lâm Yên cũng không do dự, rất nhanh liền yếm liên chiến đi tới một chỗ không đáng chú ý nhà gỗ trước. Thất lễ, mười phần thân sĩ lễ phép gõ một cái cửa phòng, Lâm Yên đẩy cửa vào mà cùng trong dự đoán đồng dạng, giờ này khắc này Momusagi, chính mặt không thay đổi nằm ở nơi đó ngươi, sao ngươi lại tới đây, thẳng đến Lâm Yên đẩy cửa vào, Momusagi trên mặt biểu lộ mới có một điểm biến hóa, vội vàng sắc mặt đại biến co lại đến góc tường, nói cứng, tự như là gặp phải nguy hiểm con thỏ, cũng không cần như vậy cảnh giới a. À. Ta chỉ là đến cùng ngươi nói một chút, nhìn xem Momusagi một mặt kinh hoảng cảnh giác dáng vẻ, Lâm Yên hơi có chút bất đắc dĩ gian tay. Ra hiệu mình cũng không có địch ý, nhưng mà momusagi hiển nhiên cũng không phải là nghĩ như vậy nhìn thấy lâm yên tới gần trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ hiển nhiên là càng thêm kinh hoảng dù sao nghĩ cũng biết a à, hiện tại nhưng là đêm khuya tại thời gian này điểm lâm yên đột nhiên tới quét dọn thương thế không nhẹ mình nghĩ như thế nào cũng sẽ không có chuyện tốt gì đi hết lần này tới lần khác mình còn căn bản đánh không lại hắn mà lại trên chiến trường thời điểm nam nhân trước mắt này còn đối với mình nói câu nói như thế kia cho nên momusagi kinh hoảng cũng là chuyện đương nhiên không biết là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên nhìn xem lâm yên từng bước đi vào rốt cục xoát một tiếng nhổ ra bội kiếm của mình Người không được qua đây a à? không phải ta liền tự sát thiếu nữ sắc mặt huyết hồng trống giận nhưng mà nhìn xem hắn này tắm biểu hiện lâm yên lại là sững sờ không đến mức a à? Lâm Yên nhìn về phía Momusagi, ánh mắt trở nên có chút lạ đi lên, có sao nói vậy, đầu năm nay hải quân đều như thế cương liệt sao, mặc dù như thế trung thành cũng là một chuyện tốt. Nhưng là ta chính là nghĩ mời chào ngươi gia nhập ta băng hải tặc tới, mà lại biểu thị có thể nói chuyện, ngươi cũng không trở thành tìm cái chết a, à, mà lại ngươi không phải vừa bị phản bội tới lấy, đã nói xong từ đây chán ghét hải quân sau đó thật cao hứng gia nhập ta đây, đạo diễn cái này kịch bản có phải hay không có chút không đúng? Lâm Yên xem không hiểu, nhưng là lớn thụ chấn kinh. Nhìn xem Momusagi một mặt huyết hồng dáng vẻ, Lâm Yên cũng không dự định tiếp tục tới gần, dù sao có sao nói vậy, nếu là thiếu nữ thật một cái kích động đem mình cát, hắn đến đâu khóc đi, không nói chuyện mặc dù như thế, cũng không thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục, phải biết Momusagi hiện tại vừa bị phản bội, chính là tâm lý phòng tuyến yếu ớt nhất thời điểm. Có câu nói rất hay thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lâm yên làm sao lại buông tha dạng này một cái cơ hội tuyệt vời nghĩ đến lâm yên có chút bất đắc dĩ gian tay tốt a à, tốt a à, vậy ta đi nói liền xoay người một bộ dự định rời đi bộ dáng nhìn thấy hắn như vậy dứt khoát momusagi cũng là nhẹ nhàng thở ra nhưng mà thiếu nữ hiển nhiên là quá ngây thơ rồi ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt lâm yên đột nhiên hướng phía hắn đánh tới ai không nghĩ tới đi xoay tay lại Chương 231, ngươi tại hiểu lầm cái gì đồ vật? Lâm Yên động tác cực nhanh, nhanh đến lúc này Momusagi căn bản là không cách nào kịp phản ứng, dù sao thực lực của hai người có thể nói là ngày đêm khác biệt, liền xem như hoàn toàn trạng thái Momusagi cũng không thể nào là Lâm Yên đối thủ, chớ nói chi là lúc này bị thương còn lực chú ý không tập trung, thế là kết quả cũng liền rõ ràng. Lâm Yên dễ như trở bàn tay lớn người tiến lên, trước là một phát bắt được thiếu nữ trường kiếm trong tay sau đó liền đem momusagi đặt tại góc tường quá ngây thơ rồi a à thiếu nữ lâm yên trên mặt lộ ra một cái thất đức tiếu dung ở trước mặt ta chơi tự sát một bộ này nhưng ngươi được lắm đấy a à. bất quá ngươi cảm thấy hữu dụng không lâm yên nhiều hứng thú nhìn xem momusagi sau đó hơi có chút ác thú vị nở nụ cười có sao nói vậy có một câu lời kịch hắn rất sớm đã muốn thử một chút đáng tiếc bên người cũng không có người phối hợp hiện tại tình trạng cũng không tệ Lâm Yên trong bụng ý nghĩ xấu bắt đầu ưng ực ưng ực ra bên ngoài bốc lên, thế là tại Momusagi vẻ mặt sợ hãi dưới, Lâm Yên chậm rãi nhếch lên khóe miệng, ngươi liền xem như gọi trách cổ họng. Cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, nghe nói lời ấy, Momusagi quỷ dị trầm mặt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nhận mệnh biểu lộ từ bỏ dãy dùa, ngươi liền xem như đạt được ta người, cũng không chiếm được lòng ta, trước đó ngươi xem như đã cứu ta một mạng, ta còn len lén có chút thích ngươi vốn còn nghĩ dẫy dụ một chút coi như xong không nghĩ tới ngươi lại là loại người này cầm đi đi sau đó ta liền tự sát tự như là sợ về sau liền không có cơ hội nói đồng dạng momusagi ngữ tốc cực nhanh nói ra một nhóm lớn lời nói sau đó liền đóng chặt lại con mắt lâm yên người choáng váng a à cái này giảng đạo lý ta chính là tùy tiện chỉ đùa một chút thiếu nữ ngươi nội tâm hí nhiều như vậy sao tự bạo xe tải thuộc về là lâm yên biểu thị im lặng nhìn trước mắt một mặt nhận mệnh đồng thời gấp nhắm mắt momusagi trong lúc nhất thời lại là không biết phải nói cái gì tốt ta cho là ngươi là đối hải quân trung thành ngươi cho ta vạn chiêu này quả nhiên lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển cổ nhân thật không lừa ta nhưng là lời tuy như thế tổng cũng không thể tùy ý cái này cái hiểu lầm tiếp tục nữa không phải dù sao momusagi sẽ không tự sát là được nghĩ đến Lâm Yên một mặt bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem Momusagi buông ra. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng tại hiểu lầm cái gì đồ vật, bất quá ta hôm nay tới tìm ngươi không phải tới nói chuyện này, hừ, nhưng mà Momusagi nơi nào chịu tin, lập tức liền là một mặt cảnh giác núp ở góc tường, sau đó trực câu câu dùng đàn ông phụ lòng ánh mắt nhìn xem Lâm Yên. Lâm Yên bắt đầu cảm giác được mình có chút đau răng, hơi có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái lâm yên cũng liền dứt khoát thẳng nói nói thẳng nói tóm lại không phải ngươi hiểu lầm đấy như thế ta lần này tới tìm ngươi là dự định để ngươi gia nhập ta băng hải tặc dù sao hải quân bên kia sát mặt ngươi cũng đã gặp qua ta cảm thấy có cơ hội lâm yên thẳng thắn đối với momusagi nói có sao nói vậy nguyên bản momusagi là không tin dù sao trước đó đều như vậy ngươi dám nói ngươi không có một chút ý nghĩ bất quá nhìn xem lâm yên chân thành con mắt Momusagi cũng là không khỏi trầm mặt lại, ta là Hải Quân, cuối cùng, đang do dự tướng làm trưởng sau một khoảng thời gian, Momusagi có chút nghiêng đầu nói ra một câu nói như vậy, Lâm Yên lại là biểu lộ vui mừng, có cơ hội, nhìn xem Momusagi biểu hiện hiển nhiên là không có hắn nói làm như vậy giòn, Lâm Yên lập tức bày làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng là nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hiệu trung hẳn là chính nghĩa mà không phải Hải Quân a momusagi lập tức liền không nói cùng lâm yên dự liệu đồng dạng trước đó hải quân phản bội tự như là một cây gai đâm vào momusagi trong lòng vô luận như thế nào cũng không thể xóa đi bất luận là akainu hèn hạ vô sĩ vẫn là còn lại những cái kia bị mình coi là đồng bạn người tuân thủ mệnh lệnh đều đúng momusagi tạo thành tổn thương cực lớn bất luận là ra tại nguyên nhân gì sai liền là sai lúc đó dưới tình huống đó dù là có một người vì chính mình nói chuyện dù chỉ là trống một tiếng momusagi cũng sẽ không như thế thất lạc nhưng là sự thực là không có bọn hắn cũng chỉ là mang theo điểm chán ghét lựa chọn coi thường mặc kệ là đông đảo cường giả vẫn là những cái kia phổ thông hải quân binh sĩ đều không có hành động thực tế ý đồ ngăn cản akainu phản bội momusagi làm sao có thể không để ý đâu thấy thiếu nữ trên mặt có chút bi thương biểu lộ lâm yên nhẹ nhàng cho nên gia nhập chúng ta đi lâm yên mười phần chân thành nhìn xem momusagi ta thưởng thức dũng khí của ngươi cùng quyết đoán cho nên thực tình đối ngươi phát ra mời ta sẽ không giống là những cái kia hải quân như thế cho ngươi cam đoan mang đến ngươi muốn chính nghĩa nhưng là chí ít tại ta chỗ này ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không bị người một nhà phản bội lâm yên biết nghĩ muốn đã động trước mắt momusagi liền tuyệt đối không thể nói láo trước mắt vị này thiếu nữ đang đứng ở mẫn cảm nhất cùng bạn hoàng thời điểm, bất luận cái gì một điểm hoang ngôn đều sẽ dẫn đến thất bại trong gan tất, cho nên Lâm Yên lựa chọn có chuyện nói thẳng, hắn sẽ không vì Momusagi mang đến cái gọi là chính nghĩa, cũng sẽ không đối với cái này hướng thiếu nữ cam đoan cái gì, nhưng là chỉ cần là tại mình nơi này. Momusagi liền vĩnh viễn sẽ không bị phản bội, đây chính là Lâm Yên vì Momusagi mở ra điều kiện, so với miệng đầy chính nghĩa đạo đức hải quân, Thuyền của hắn bên trên chưa hẳn đều là người tốt, nhưng là tất cả mọi người là chân chính đồng bạn cùng người nhà. Momusagi trầm mặt, ánh mắt chậm rãi trở nên có chút ý động cùng dao động. Momusagi ánh mắt chập chờn nhìn trước mắt cái này nam nhân, tại mình mất mát nhất cùng lúc tuyệt vọng, Lâm Yên lựa chọn chỉnh cứu mình. Hiện tại càng là hứa hẹn ra tuyệt đối sẽ không phản bội mình lời hứa. Momusagi nhìn ra được Lâm Yên là chăm chú ánh mắt của hắn cùng trước đó thấy qua tất cả mọi người không giống momusagi không rõ ràng lâm yên có phải hay không người tốt nhưng là nếu như là loại ánh mắt này nghĩ đến momusagi không tự chủ hướng về lâm yên duỗi ra tay nhỏ liền giống như là muốn bắt lấy cuối cùng một đạo cây cỏ cứu mạng đồng dạng một lát tay của hai người trùng điệp nắm cùng một chỗ momusagi trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đến giàu dạt lên một cái nụ cười ngọt ngào thật không sẽ phản bội ta sao trừ phi có một ngày ta chết đi tốt ta tin tưởng ngươi momusagi trùng điệp gật đầu một cái lựa chọn một lần cuối cùng tin tưởng trước mắt cái này nam nhân vô luận về sau là kết quả gì hắn momusagi đều nhận có người nói nhân sinh bản chất kỳ thật liền là lựa chọn liên tục như vậy giờ này khắc này lựa chọn leo lên lâm yên thuyền liền là momusagi lựa chọn nhìn xem momusagi lần nữa khôi phục kiên nghị ánh mắt lâm yên cũng nở nụ cười vậy hãy theo ta đi gia nhập tiệc rượu đi, thật vất vả chiêu nhận được thành viên mới, có rất nhiều người cần ngươi biết, Momusagi tự nhiên cũng là mỉm cười gật đầu một cái, ta rất chờ mong. Chương 232, băng hải tặc trâu trắng tán thành, nhìn thấy Momusagi đáp ứng, lâm yên, đang muốn lôi kéo Momusagi ra khỏi phòng, lại cảm giác được trên tay trọng lượng bỗng nhiên trầm xuống, thế nào? Lâm Yên có phần hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu nhìn về phía Momusagi lại tại một giây sau đối đầu thiếu nữ có chút xoắn xuýt ánh mắt nhìn trước mắt lâm yên momusagi gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên do dự nửa ngày rốt cục vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi nói ra kia chuyện lúc trước momusagi nhìn về phía lâm yên ánh mắt có vẻ hơi lấp lóe chỉ là cái gì tự nhiên là rõ ràng có phải hay không phải có lời giải thích lâm yên lập tức liền là sững sờ sau đó vội vàng vội ho một tiếng khụ 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 đừng để ý đừng để ý Trước đó chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao phản ứng của ngươi có chút thú vị, yên tâm đi ta không phải loại người như vậy, nói, Lâm Yên vẻ mặt thành thật mà bảo chứng nói. Nha, nhưng mà Momusagi lại rõ ràng nhất có vẻ hơi thất vọng, có sao nói vậy, hắn ngược lại là càng thêm chờ mong Lâm Yên cho ra tiếng một bước trả lời tới, bất quá Momusagi cũng không tốt nói thẳng, chỉ có thể thuận Lâm Yên ý tứ nhẹ gật đầu. Tốt a, à, vậy liền đi tiệc rượu đi. Momusagi có chút thất lạc nói như vậy dù sao về sau thời gian còn rất nhiều cũng không phải là không có cơ hội momusagi yên lặng nghĩ như vậy lâm yên thì là có chút kỳ quái nhìn xem momusagi phản ứng bất quá thật cũng không nghĩ quá nhiều rất nhanh liền lôi kéo thiếu nữ đi tới tiệc rượu hiện trường lâm chúng ta tìm ngươi thật lâu rồi không trên một tiếng liền rời đi nhưng ngươi được lắm đấy tự phạt ba chén a à, vị này là Du Du bọn người nhìn thấy Lâm Yên, lập tức cười lớn bắt đầu ồn ào, nhưng nói mới lên tiếng một nửa, đám người liền nhau nhao, nhao sững sờ, nhìn xem bị Lâm Yên kéo ra phía sau mình Momusagi, tất cả mọi người ánh mắt đều do đi lên, có sao nói vậy, ngươi ra tay nhanh như vậy sao, mấy đầu độc thân cẩu càng là đối với Lâm Yên lộ ra phản phất là đang nhìn địch nhân đồng dạng biểu lộ. Hàng Cốc cũng là trăng trắc bóp chặt lấy mình lan can xinh đẹp mang trên mặt mười phần nụ cười ngọt ngào đối Lâm Yên hỏi: "Thân ái, vị này là, cho nên nói các ngươi đó là cái gì ánh mắt?" Lâm Yên có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua đám người, trước đó các ngươi hẳn là đều gặp đi. Momusagi, hiện tại là chúng ta mới gia nhập thành viên, nguyên thì ra là thế. Hàn Cốc lúc này mới có chút lúng túng ngồi xuống, mới gia nhập thuyền viên a, kia không sao, nghĩ đến, Hàn Cốc nhìn về phía Momusagi trong con ngươi cũng là không tự chủ hiện lên một tia tán thưởng, hắn thích trung thành lại có dũng khí người, hy sinh vì nghĩa, nói đến đơn giản, làm khó như lên trời, cùng là nữ hài tử, hàng cốc rất thưởng thức có bực này dũng khí cùng quyết đoán momusagi. Cô lặp 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 A, mới thuyền viên A, Lâm, không giới thiệu cho chúng ta một chút, râu trắng thấy cảnh này, cũng là có phần cảm thấy hứng thú nở nụ cười, hắn nhưng là biết đến, Lâm Yên tầm mắt luôn luôn là rất cao, không biết trước mắt nữ hài tử này có cái gì đặc thù, thế mà có thể để cho Lâm Yên nhìn trúng, bọn hắn băng hải tặc trâu trắng là về sau mới đến. Tự nhiên là đối với Momusagi sự tình không rõ ràng lắm, cũng thế, về sau tất cả mọi người là đồng bạn, Lâm Yên gật đầu cười, đón lấy, liền đem Momusagi cùng mình đơn đấu. Cùng về sau Akainu phản bội cùng băng hải tặc trâu trắng đám người êm tai nói, bành, sau khi nghe xong, Marco một quyền đánh nát cái bàn, kia con chó điên. Quả nhiên là không xứng làm người. Marco cô trên mặt tràn đầy tức giận, còn lại đám người cũng kém không nhiều là giống nhau phản ứng, thân ở băng hải tặc trâu trắng, bọn hắn ghét nhất liền là phản bội, liền ngay cả trâu trắng bản nhân, cũng là có chút ôn nộ, để ngươi chịu ủy khuất, râu trắng đối Momusagi nhẹ gật đầu, Momusagi đúng không, từ hôm nay trở đi ngươi chính là làm thuyền viên, cũng là chúng ta một thành viên của băng hải tặc trâu trắng về sau có ủy khuất gì, cứ việc nói với chúng ta, râu trắng trịnh trọng mở miệng nói ra, hiển nhiên, Momusagi hy sinh vì nghĩa cử động, đại biểu dũng khí cùng quyết đoán, đồng dạng là đã động râu trắng, hắn cũng hiểu được Lâm Yên vì sao lại chấp nhất tại Momusagi, dạng này cô gái tốt, cũng không thể đặt vào mặt kệ, đúng a? À? Lần sau gặp được kia con chó điên ta mẹ nói nhất định giết chết hắn. Đều là người một nhà, có khó khăn gì cứ việc cùng chúng ta sách là được. Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, phiên đám đội trưởng cũng nhao nhau mở miệng phụ họa, hiển nhiên cũng giống như trâu trắng, thực tình công nhận Momusagi gia nhập, ta, Momusagi có chút bất ngờ nhìn xem một màn này, nguyên bản hắn tại đối mặt băng hải tặc trâu trắng đám người thời điểm. Vẫn còn có chút thấp thỏm, phải biết đã từng thân là hải quân mình, cùng bọn hắn nhưng là địch nhân, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, thế mà chỉ đơn giản như vậy được công nhận rồi. Momusagi có chút chóng mặt, nhưng là nội tâm cũng là không khỏi có chút cảm động, so với kỷ luật nghiêm minh, miệng đầy chính nghĩa đạo đức hải quân, băng hải tặc trâu trắng loại này như là gia đình không khí. Mới là giờ này khắc này hắn nhất là thứ cần, có thể, học được bản sự đúng không, đến A, à, lẫn nhau tổn thương A, à, các nam nhân nhau nhau ồn ào, Marco cũng không mang theo sợ, trực tiếp nhất đến một cái bàn mặt đối mặt cùng Lâm Yên ngồi xuống sau đó giữa hai nam nhân chiến đấu lại bắt đầu, trong lúc nhất thời, yến hội bầu không khí biến đến vô cùng náo nhiệt lên, en cùng hang cốc chỉnh tề chỉnh trận nhìn lâm yên một chút. Sau đó nhau nhau đi vào Momusagi bên người, rất nhanh, ba nữ nhân liền đánh thành một mảnh, toàn bộ cửu xa đảo, đều tràn đầy vui sướng không khí, quy mô khổng lồ tiệc rượu một mực tiếp tục đến tiếp cận rạng sáng mới cuối cùng kết thúc, có thể nói là chủ khách đều vui mừng, đương nhiên tiện thể nhất lên, mắt cô cầm đầu mấy cái phiên đội trưởng, sau đó là bị dơ lên đi ra. Lâm Yên mình cũng là trở về Mỹ Mỹ ngủ một giấc, đợi đến lần thứ hai mở to mắt, thời gian đã là xế chiều hôm đó, Lâm Yên mười phần vui sướng duỗi lưng một cái, sau đó một đường ngáp một cái đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng vừa ra cửa, Lâm Yên liền không khỏi sững sờ, nhìn xem chẳng biết lúc nào tụ tập tại hoàng cung mái vầm, hơn nữa còn trên nhảy dưới tránh bận rộn cái gì đám người. Lâm Yên biểu thị một đầu dấu chấm hỏi, ta ở đâu, ta là ai, các ngươi đang làm gì, nhìn xem như là giống như con khỉ đang biểu diễn leo núi các vị phiên đội trưởng. Lâm Yên hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhìn không được mở miệng hỏi, Marco, các ngươi đây là, à, Lâm Gừa đã tỉnh a à? nhìn thấy Lâm Yên xuất hiện, Marco lập tức thi triển ra bản thân trái cây năng lực từ trên nóc nhà bay xuống. Đối Lâm Yên lộ ra một cái cởi mở tiếu dung, nhìn trước ngươi nghỉ ngơi chúng ta liền không có quấy rầy ngươi, dù sao thời điểm chiến đấu ngươi xuất lực là nhiều nhất, về phần cái này thôi đi. Là lão cha ý tứ. Chương 233, nơi này là địa bàn của chúng ta, râu trắng ý tứ, nghe được Marco cô đầy mặt nụ cười nói như vậy, Lâm Yên không khỏi nhíu mày, thật sự là không hiểu chúng người đang làm cái gì, bất quá cũng không có để Lâm Yên nghi hoặc bao lâu, rất nhanh, theo cửu xà đảo Hoàng Cung Đỉnh treo lên một lá cờ, lâm yên cũng là không thể nín được cười kia là băng hải tặc râu trắng cờ xí nói cách khác nói cách khác từ hôm nay trở đi cửu xà đảo liền là băng hải tặc râu trắng địa bàn hiển nhiên râu trắng đây là định dùng vũ lực đến che chở phiến khu vực này hiện tại băng hải tặc râu trắng có trở lại đỉnh phong râu trắng còn có lâm yên dạng này đỉnh cấp cường giả cuộc khởi chi thế đã trở thành tất nhiên lá cờ này chính là gõ không đơn thuần là đang chấn nhiếp hải quân cùng chính phủ thế giới càng là đang uy hiếp những cái kia ngày bình thường thành thói quen làm mưa làm gió đại hải tặc, có thể đoán được chính là tương lai một đoạn thời gian cửu xa đảo, sẽ nên đón thời gian rất lâu hòa bình, nhìn xem kia mặt hướng gió tung bay cờ xí, Lâm Yên nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía mắt cô hỏi, đúng rồi, hàng cốc cùng en bọn hắn đâu, các nàng a, à, nghe được Lâm Yên tra hỏi. Mát cô có chút im lặng gãi đầu một cái, chợt đưa tay đối Lâm Yên chỉ dưới phía sau mình cung điện, đều ở bên trong đâu, Lâm gư tự mình đi hỏi đi, nhìn xem quay người bay đi Marco, Lâm yên không khỏi chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, nhưng vẫn là trực tiếp nhất chân hướng phía trong cung điện đi vào, dù sao mặc kệ xảy ra chuyện gì, đi vào hỏi một chút là đủ, giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Lâm yên đẩy cửa ra đi vào đại điện, sau đó cùng mình trong dự đoán đồng dạng, lúc này hang cốc, em cùng Momusagi ba vị thiếu nữ đang chờ cùng một chỗ, bất quá làm cho người nghi ngờ là ba vị thiếu nữ lúc này chính một mặt tập trung tinh thần ghé vào trước bàn, hàng cốc trên tay còn cầm một khối vải trắng, chính tại trái phải khoa tay lấy cái gì? Các ngươi đây là tại làm gì? Lâm Yên lần nữa chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, có phần có chút kỳ quái hỏi, cho đến lúc này, ba vị thiếu nữ mới chú ý tới Lâm Yên tới, hàng cốc lập tức ở trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, thân yêu ngươi đã đến. Kỳ thật chúng ta ngay tại cuối cùng một mặt khác cờ xí đồ án, ngươi đến rất đúng lúc, đồ án, Lâm Yên méo một chút đầu, liên quan tới cửu xà đảo mới tiêu chí. Ba người chúng ta đang thương lượng, En gật đầu một cái nói, chúng ta dự định tại cung điện mái vọng lên cao ba mặt cờ xí, một mặt là hang cốc băng hải tạc cu gia, một mặt là băng hải tạc trâu trắng, về phần một lần cuối, nói, En có chút bất đắc dĩ gian tay, nhưng thật ra là về chúng ta 17 phiên đội cờ xí, Lâm Gưa là đội trưởng, đương nhiên muốn dựa theo ngươi đến thiết kế. Ta cảm thấy trước đó chui này thánh kiếm cũng không tệ, Hàn Cốc lập tức tiếp lời nói, nghe vậy, một bên khác Momusagi lập tức lắc lắc đầu, không, ta cảm thấy người khổng lồ kia nhìn càng thêm uy vũ một điểm, en hiển nhiên cũng có khác biệt ý kiến, Dragon cùng Holy Grail không tốt sao, ba vị thiếu nữ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tiện thể nhất lên, vì chuyện này. Các nàng đã ở chỗ này tranh luận không sai biệt lắm 2 giờ, Lâm Yên biểu thị im lặng ngưng nghẹn có sao nói vậy đây là cái gì kỳ quái thắng bại tâm, còn có chẳng lẽ liền không có người cảm thấy một cái trên cung điện treo ba mặt cờ xí ít nhiều có chút kỳ quái, nhìn xem ba vị thiếu nữ một bộ còn dự định tiếp tục tranh luận tiếp dáng vẻ, Lâm Yên lắc đầu. Đang định đi ra phía trước cho ba người một người một cái đầu băng, sau lưng cửa phòng lại lần nữa bị người đẩy ra, cô lặp 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 á. Các ngươi thảo luận thế nào? Thứ ba mặt cờ xí cột đã chuẩn bị xong, ta nghe nói lẫm đến đây đúng không, Mang theo cởi mở tiếng cười, râu trắng đẩy cửa vào, hiển nhiên cũng là đã sớm biết việc này, râu trắng rất sảng khoái đi đến Lâm Yên bên người. Đầu tiên là đưa tay vỗ vỗ Lâm Yên bả vai, chợt nhìn về phía ba vị thiếu nữ ánh mắt bên trong liền nhiều hơn mỉm cười, tình cảm còn thật là không tồi, ngươi làm sao cũng dính vào rồi, Lâm Yên có chút bất đắc dĩ nhìn xem râu trắng nói ra, thế mà mang theo toàn bộ băng hải tặc râu trắng cùng hang cốc ba người góp thú, chẳng lẽ lại gia hỏa này cũng phản lão hoàng đồng rồi. Cô lặp 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 a, à, không có gì không thể đi, râu trắng lần nữa một trận cười to, nhưng chợt, trên mặt biểu lộ liền trở nên có chút nghiêm túc, chuyện này liền tạm thời bất luận, để mấy cái này nữ oa oa mình thảo luận là được, so với cái này, Lâm, người có khách nhân đến, khách nhân, Lâm Yên có phần có chút kỳ quái méo một chút đầu, mình ở đâu ra khách nhân nào? Giảng đạo lý băng hải tặc râu trắng chư vị không ngay ở chỗ này, là hai cái rất đặc biệt khách nhân khác, đối mặt Lâm Yên có chút ánh mắt kinh ngạc, râu trắng trịnh trọng gật đầu, mắt diều hâu mi hắt, còn có đô phlimo, nghe vậy, Lâm Yên đầu tiên là hơi trầm mặt một chút, chợt liền sản khoái nhẹ gật đầu, được thôi, ta đi xem một chút, đối râu trắng khẽ vuốt cầm. Lâm Yên cũng mặc kệ hang cốc ba người cuối cùng sẽ thiết kế ra một cái dạng gì đồ án, quay người đi ra đại sảnh, không bao lâu, liền đi tới cửu xà đảo hoàng cung tiếp kiến thất, cùng theo dự liệu đồng dạng, trước đây từng có gặp mặt một lần mắt diều hâu mi hắc cùng doflimo sớm liền chờ đợi tại nơi này từ hang cốc hai cái mùi mùi phụ trách tiếp đãi lâm yên có chút nheo mắt lại nhìn về phía hai người thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu tự nhiên không cần nhiều lời tại toàn bộ thế giới đều là tiếng tâm lừng lẫy cường giả một bên khác doflimo mặc dù nhìn tại thất vũ hải bên trong không hiển sơn không lộ thủy bất quá lâm yên rất rõ ràng gia hỏa này đã là trên thực tế toàn bộ thế giới dưới đất hoàng đế mà tại Lâm Yên đánh giá hai người đồng thời Hai người cũng đồng dạng là quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Yên Băng hải tặc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng Nằm nhân trước mắt này Đã là một cái còn sống truyền kỳ Lâm đội trưởng Nghe qua đại danh Lần này cuối cùng là nhìn thấy chân nhân Doflimo cái thứ nhất tại trên mặt tươi cười hàng huyên đến Như là hỏa liệt điểu tạo hình Mang trên mặt một cái cực kỳ khoa trương tiếu dung Vô luận là ai lần thứ nhất nhìn thấy Doflimo bản nhân nhất định đều sẽ sinh ra gia hỏa này có chút quá quái đản ấn tượng, ngoài trừ thực sự hiểu rõ hắn một phần nhỏ người, có rất ít người có thể lý giải trước mắt cái này nhìn rất là sốc nổi gia hỏa, lại càng không có người nghĩ đến, trước mắt Doflimo chính là là thế giới nằm bá chủ một trong, khổng lồ đi qua cũng liên lụy rất nhiều. Lâm Yên đối với Doflimo hàng huyên có chút từ chối cho ý kiến, mà lại cũng ít nhiều đoán được gia hỏa này tìm đến mục đích của mình, tạm thời tượng trưng cùng Đô Mô bắt tay, Lâm Yên liền không chút do dự ngồi ở chủ vị, nhìn trước mắt gấp nhìn mình chầm chầm hai người, Lâm Yên nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, đường đường thất vũ hải, tìm ta có chuyện gì? Chương 234, cái gọi là kiếm khách, Lâm Yên cười híp mắt đối hai người nói, thái độ lộ ra rất là thẳng thắn, không không không. Ta sự tình còn cần đàm phán, nói tóm lại trước nghe một chút bên cạnh vị bằng hữu này mục đích đi, Doflimo phát ra một trận rất có đặc điểm tiếng cười, chợt liền không chút do dự trước đem thời gian tặng cho bên cạnh mắt diệu hâu mi Hắc. Lâm Yên cũng đồng dạng nhìn về phía vẫn luôn không nói gì mắt diệu hâu, cùng mắt diệu hâu cái danh xưng này đại biểu hàm nghĩa giống nhau, trước mắt cái này nam nhân, ánh mắt như chim ưng sắc bén, rất cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trình độ, hắn tồn tại, chính là thế giới này kiếm thuật đỉnh phong, nếu như đơn thuần thực lực đến tính toán, tại toàn bộ vương hạ thất vũ hải bên trong mắt diều hâu mi hát có lẽ là cường đại nhất một cái kia đối mặt lâm yên ánh mắt mắt diều hâu thái độ cũng rất là trực tiếp hắn vốn cũng không phải là một cái thích nói nhiều người trước đó chui kiếm này có thể hay không cho ta mượn xem một chút mắt diều hâu trực tiệt làm đối với lâm yên hỏi hắn là kiếm sĩ đem cuộc đời của mình đều chia sẻ cho kiếm đạo tìm đến lâm yên lý do tự nhiên cũng chỉ có kiếm hiển nhiên mắt diều hâu mi hắc là đối trước đó bộc phát ra lực lượng cường đại thánh kiếm Excalibur sinh ra hứng thú nồng hậu, lúc này mới tại đồ ma lệnh vừa vặn kết thúc liền không kịp chờ đợi tìm được Lâm Yên, về phần một bên khác Doflimo, hai người chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi, cũng là rất có phong cách của hắn chính là. Xem như cái không ngoài dự liệu đáp án, Lâm Yên gật đầu cười, cũng không có cự tuyệt mắt diều hâu thỉnh cầu ý tứ, đối ở trước mắt cái này một lòng cầu đạo nam nhân. Lâm Yên cũng có chút thưởng thức chỉ là tùy ý vẫy tay một cái, Excalibur liền xuất hiện ở Lâm Yên trên tay, cầm đi đi, một chút cũng không có hoài nghi mắt diều hâu ý tứ, Lâm Yên rất là tùy ý đem Excalibur đưa cho nam nhân. Thấy thế, mắt diều hâu con người có chút lóe lên, đa tạ, rất là hiếm thấy nói một tiếng cảm ơn, mắt diều hâu duỗi ra hai tay, rất là trịnh trọng tiếp nhận Lâm Yên trong tay thánh kiếm. Thái độ chi cẩn thận từng ly từng tí tự như là tại đối đãi toàn thế giới nhất bảo vật trân quý chỉ là cầm lấy thánh kiếm quan sát chỉ chốc lát, mắt diều hâu ánh mắt liền mảnh địa phát sáng lên. Hảo kiếm, làm thế giới đỉnh tiêm kiếm khách, mắt diều hâu tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra trong tay mình thanh kiếm này bất phàm, so lên phía sau mình hắc đao do ru cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng là một lát, mắt diều hâu ánh mắt liền trở nên có chút chần chờ, hai tay tinh tế sát qua thân kiếm, mắt diều hâu chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía lâm yên. Lâm đội trưởng, nếu như ta nhìn không sai. chui kiếm này tự hồ cũng không phải là xuất từ Đao Tượng Chi Thủ, ô. Ngươi nhìn ra, nghe vậy, Lâm Yên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mắt Diều Hâu, cái này đều có thể nhìn ra được, mắt Diều Hâu suy đoán đương nhiên là chính xác, Thánh kiếm Excalibur cũng không phải là xuất từ Đao Tượng Chi Thủ, thậm chí không phải xuất từ phạm nhân thủ. Cho dù là tại Đông Đảo Gu bên trong cũng cơ hồ đứng ở đỉnh điểm là cực kỳ thư thất thần tạo binh giả, Lâm Yên cũng là không khỏi hơi kinh ngạc tại vị này để nhất thế giới đại kiếm hào nhãn lực, xem ra nhãn lực của ta còn không có thoái hóa, mắt diều hâu mười phần hiếm thấy nở nụ cười, chui kiếm này bên trên không có bất kỳ cái gì đánh hoặc là chế tạo vết tích. Liền xem như sai Wajamono cũng không thể nào làm được điểm này. Loại này tự nhiên mà thành ta cảm giác còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói, mắt diều hâu ngữ khí có chút dừng lại, chợt chăm chú nhìn về phía Lâm Yên, như vậy Lâm đội trưởng, có thể hay không cáo tri chui kiếm này đến tột cùng là, Lâm Yên nhìn thẳng trước mắt mắt diều hâu, cặp mắt kia bên trong không có chút nào đối với bảo vật tham lam. Chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, đối với mắt diều hâu mi hát mà nói, đó là một loại thấy được cảnh giới cao hơn chờ mong, thế là Lâm Yên tại sờ lên cầm sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi phun ra bốn chữ, trời sinh trời nuôi, có như vậy một nháy mắt mắt diều hâu con mắt chậm rãi trừng lớn nửa ngày về sau mới rốt cục là thở phào một hơi đơn giản chưa từng nghe thấy cho dù là mắt diều hâu cũng không nhìn được giao cái đầu cảm thán không nghĩ tới trên thế giới thế mà vẫn tồn tại loại này thánh kiếm chợt nam nhân Trịnh trọng việc đem thánh kiếm trả lại cho Lâm yên một đôi như là chim ưng con mắt cũng gắt gao nhìn chầm chầm lâm yên ta hy vọng có cơ hội cùng ngươi giao thủ mắt diều hâu cực kỳ nói nghiêm túc thành như trước đó lời nói hắn là cái kiếm sĩ, mà lại có lẽ là trên thế giới này thuần túy nhất kiếm sĩ cũng khó nói, mà làm một vị kiếm sĩ gặp được làm cho người khó có thể tin thánh kiếm, còn đối mặt với một cái cầm trong tay thánh kiếm, thực lực sâu không thấy đấy tồn tại cường hãn, sau đó sẽ làm ra lựa chọn gì tự nhiên không cần nhiều lời, ồ, nhìn xem mắt diều hâu vô cùng sắc bén ánh mắt. Lâm Yên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhiều hứng thú nhìn trước mắt nam nhân, ngươi bây giờ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào không sợ bại bởi ta ném đi danh khí lâm yên giống như cười mà không phải cười mà hỏi mà mắt diều hâu trả lời cũng là mười phần dứt khoát danh khí đều là vật vô dụng ta chỉ là muốn tận mắt chứng kiến một chút ngươi kiếm đạo vạn nhất ta chỉ là tại dựa vào thanh kiếm này lực lượng loại này đẳng cấp kiếm sẽ không lựa chọn tầm thường chi chủ mắt diều hâu khe khẽ lắc đầu hắn từ chui này trên thánh kiếm cảm nhận được không giống bình thường ý chí tuyệt không phải tầm thường người có thể khống chế nam nhân ở trước mắt lại làm sao có thể là hời hợt hạng người mà nhìn xem mắt diều hâu vô cùng vẻ mặt nghiêm túc cùng cực kỳ dứt khoát trả lời lâm yên rốt cục gật đầu cười vậy thì ngươi tới chọn địa phương đi tốt mắt diều hâu không chút do dự gật đầu chợt đứng người lên chờ đến chuẩn bị hoàn tất ta sẽ phát xuất chiến thiếp hy vọng đến lúc đó các hạ đúng giờ phó ước nói mắt diều hâu liền hướng phía lâm yên nhẹ gật đầu quay người rời đi hiện tại, hắn muốn đi A mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó đi ước định cẩn thận chiến trường, thậm chí không có cùng một bên Doflimo đánh ý nghĩ bắt chuyện, phản phất người này ngay từ đầu liền hoàn toàn không tồn tại đồng dạng, mắt diều hâu mi hát trong mắt, chỉ có kiếm, cùng so với mình còn mạnh hơn lớn kiếm sĩ, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, nói đại khái liền là người như hắn, làm thuần túy nhất kiếm sĩ. Mắt diều hâu luôn luôn như thế, không, không, không. ta đây coi như là chứng kiến lớn chuyện phát sinh sao Doflimo hiển nhiên cũng đã quen mắt diều hâu tính cách trên mặt biểu lộ không chút phật lòng lần nữa phát ra liên tiếp rất có đặc điểm tiếng cười về sau nam nhân chi đứng người dậy ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mắt lâm yên vị thứ nhất bằng hữu sự tình giải quyết xong như vậy tiếp xuống liền đến phiên ta không nói gạt ngươi lâm đội trưởng ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch Doflimo đồng dạng thẳng thắn nói đối mặt giống như là lâm yên dạng này cường giả, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Đối với lâm đội trưởng trước ngươi cho thấy loại kia cải tạo giả thú kỹ thuật, chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 235, ta là tới nói chuyện làm ăn. Muốn thế nào dùng một cái từ đến khái quát trước mắt thành phần cực kỳ phức tạp Doflimo đâu, trước Thiên Long Nhân, dưới mặt đất Hoàng đế, cường giả, có thể trở thành vương nam nhân, đều đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng, theo Lâm Yên, những này đơn thuần từ ngữ đều xa xa không đủ để khái quát Doflimo người này, cứng rắn muốn Lâm Yên tới nói. Trước mắt Doflimo là cái thương nhân, hơn nữa còn là cực kỳ giảo hoạt, đồng thời toan tính quá lớn cái chủng loại kia thương nhân hắc ám quá khứ sáng tạo ra nam nhân trước mắt này cực kỳ khổng lồ đi qua trở thành hắc ám chi vương ý chí vì doflimo chỉ rõ khổng lồ tương lai nhưng là trên bản chất doflimo là cái thương nhân sẽ đem đủ loại thể đánh bạc bậy ở thiên bình hai đầu cẩn thận cân nhắc sau đó làm ra tối ưu lựa chọn đồng thời cũng là một mực tại tìm kiếm người nhà truy tìm người thành như trước đó lời nói doflimo hy vọng nhìn thấy thế giới này thiêu đốt sau đó thống trị nó cho tàn bất luận từ đâu loại góc độ đến xem, hắn đều là một cái tương đối nguy hiểm gia hỏa, nhưng là tương đối như thế, cùng loại người này làm ăn, nhưng cũng tướng đương mù người yên tâm. Doflimo cố nhiên là một cái không có thuốc chữa ác ôn, nhưng cùng lúc đó, hắn có lẽ cũng là trên thế giới này tính dự nhất thương nhân tại ba, Lâm yên ở trên mặt lộ ra một cái có phần cảm thấy hứng thú tiếu dung, người có thể giao ra giá lớn bao nhiêu. Lâm Yên cười híp mắt nhìn xem Doflimo hỏi nếu là làm ăn, vậy thì ngươi trả tiền, ta xuất hàng, tại cực kỳ đơn giản đạo lý. Những cái kia bị cải tạo ma thú đối với hắn mà nói bất quá là vật chỉ dùng được một lần, chỉ cần một chút tiền tài tùy thời đều có thể bổ sung, nhưng là đối với thế lực mà nói, lại là cực kỳ dùng tốt cổ máy chiến tranh. Lâm Yên đương nhiên không ngại làm cuộc làm ăn này, điều kiện tiên quyết là Doflimo có thể giao cho mình đầy đủ trên lệch giá, một tỷ berry mua một nhóm thành phẩm như thế nào thế là Doflimo cũng nở nụ cười không thể không nói cùng người thông minh nói chuyện liền là nhẹ nhõm Doflimo cũng không chút do dự địa xuất ra kế hoạch của mình hắn tin tưởng ánh mắt của mình chỉ là một tỷ berry tự nhiên không có khả năng mua được kỹ thuật nhưng chỉ cần thành phẩm tới tay bằng vào gia tộc mình bên trong những người kia mới Doflimo có chừng năm thành nắm chắc có thể phục chế năm thành đã làm cho một cược thắng liền có thể đạt được sản xuất ma thú quân đội lực lượng thua tổn thất cũng bất quá là berry mà thôi tính toán nhỏ nhặt có thể nói là đánh cho đốt làm vang nên nói không hổ là kinh nghiệm phong phú thương nhân a à. lâm yên có chút bật cười lắc đầu hai tỷ ta cho ngươi một nhóm thành phẩm bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi tính mạng của bọn hắn chỉ có hơn một tháng một tháng sau ngươi nếu là không có nghiên cứu ra thành quả ta sẽ không phụ trách tổn thất của ngươi, Lâm Yên thản nhiên đối Đô Phlimo nói, đây là một trận đánh cược, 2 tỷ Berry, so với gấp bội ma thú quân đội tới nói cơ hồ không đáng kể, nhưng một khi thất bại tổn thất cũng có thể bị thảm trọng. Sau đó liền là Đô Phlimo làm ra lựa chọn thời điểm, Đô Phlimo ánh mắt trở nên có chút âm tình bất định, 2 tỷ Berry, cho dù là với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ, một khi tổn thất chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể bổ sung trở về, hắn là giàu có, nhưng không phải mấy in tiền, chỉ chẳng qua nếu như bỏ lỡ lần này cơ lại, cuối cùng, Doflimo vẫn là cắn cắn răng. Lựa chọn tin tưởng trong gia tộc mình nhân tài năng lực, nặng nặng nhẹ gật đầu, Lâm đội trưởng, hợp tác vui vẻ, ta tin tưởng chúng ta về sau còn có cơ hội làm ăn. Doflimo cười đối Lâm Yên duỗi xuất thủ, ta cũng hy vọng như thế. Lâm Yên đồng dạng cười gật đầu cùng Doflimo tay cầm cùng một chỗ, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười, đây là một trận tên là buôn bán đánh cược. Đương nhiên Doflimo không biết, nếu là không có ưu thế Holy Grail phụ trợ, hắn sợ là đời này đều nghiên cứu không ra bí mật trong đó, mà đối với cái này, Lâm Yên tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm nói cho hắn biết, dù sao, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là bên thua sinh ý, lại có ai sẽ đi làm đâu, đến tận đây, hai người vui sướng đạt thành chung nhận thức, theo lý mà nói. Sinh ý đầm tốt, Dofilimo cũng hẳn là giống như là mắt diều hâu đồng dạng rời đi, nhưng là nhìn lấy bộ dáng của hắn, ngược lại là không có chút nào rời đi bộ dáng, nhìn thoáng qua lúc này chính khoác lên ghế sofa lan can bên cạnh thánh kiếm, Dofilimo ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, không tự chủ liếm môi một cái, đối với loại này thậm chí có thể chính diện đánh lui Kaido lực lượng liền xem như hắn cũng rất là trông mà thèm, Lâm Yên có chút nhìn không được cười lên, ngươi nhưng trả không nổi cái này đại giới, không không không. Ta đương nhiên biết, bị Lâm Yên một chút xem thấu, Đô cũng là không có chút nào buồn bực, chỉ là ý vị không rõ nở nụ cười, chợt liền nhìn chầm chầm Lâm Yên, Lâm đội trưởng, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi có phải hay không rất thiếu tiền? Đô đối Lâm Yên hỏi. Thành như trước đó lời nói, hắn không hổ là thương nhân ưu tú cùng kẻ giả tâm, từ trước đó sinh ý bên trong, Doflimo đã ngửi được một loại khác hương vị, mặc dù không biết là loại nguyên nhân nào, nhưng là trước mắt Lâm Yên, tự hồ cần đại lượng tiền tài, Lâm Yên cũng không có phủ nhận ý tứ, làm sao? Ngươi có thể cầm được ra ta cần mức? Không không không, nghe vậy Doflimo lập tức khoát tay, mặc dù không biết Lâm đội trưởng ngươi cần bao nhiêu nhưng vậy khẳng định không phải ta có thể giao nổi, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có, Doflimo hơi có chút tự dễu nói như vậy, sau đó ngữ khí có chút dừng lại, bất quá vì hữu nghị của chúng ta, ta chỗ này ngược lại là có một đầu tình báo, nói không chừng lâm đội trưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trên thế giới này, có một người có thể giao nổi lâm đội trưởng ngươi cần kim ngạch, nghe vậy, lâm yên lông mày hơi nhíu, ai, gồm Empero Tesoro, Doflimo ngữ khí nói nghiêm túc, mặc dù khó mà thực tế thống kê nhưng nam nhân kia danh xưng có được trên thế giới một phần năm berry nếu như ngay cả hắn đều trả không nổi ta liền thật không biết còn có ai Doflimo cười giang tay ra đây chính là ngay cả chính phủ thế giới đều muốn lấy lễ để tiếp đón nhân vật nếu như không có tất yếu liền xem như ta cũng không muốn tùy ý trêu chọc bất quá nhắc tới cũng xảo ta vừa làm một món làm ăn lớn trong tay hơi có chút gấp không biết Lâm đội trưởng có hứng thú hay không cùng đi với ta cướp phú tế bần, quả nhiên, người Doflimo vẫn là người Doflimo. Ác nhân cũng không phải nói giỡn thôi, cướp phú tế bần, người muốn cướp cướp cứ việc nói thẳng, Lâm Yên không khỏi có chút nhìn không được cười lên, bất quá thái độ ngược lại là rất sảng khoái, đối với vị kia gôn Empero, Lâm Yên ngược lại cũng không phải không có chút nào hứng thú, thế là vì thế, Lâm Yên trực tiệt làm mở miệng, ta 82, thành giao. Chương 236, cất cánh, mục tiêu gồm Emperor, đối với Lâm Yên nói lên chia, Doflimo biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị, thành như trước đó lời nói, đó là ngay cả chính phủ thế giới đều ông có nhất định kiên kỵ nam nhân, bởi vì lượng lớn tài phú, gồm Emperor tư người phía dưới mạch cũng là 10 phần kinh khủng, lúc cần thiết, thậm chí có thể điều khiển chính phủ thế giới tinh nhuệ. Tự như Doflimo chính mình nói đồng dạng, nếu như là bình thường, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc đối phương, nhưng là hiện tại có Lâm Yên gia nhập, Doflimo ngược lại là cảm thấy có thể thử một lần, coi như Tesoro rất mạnh, cũng hầu như không đến mức đơn đấu đánh thắng được Kaido A, ông đùi thuộc về là, coi như chỉ có hai thành chia, đó cũng là toàn thế giới 25 phút một trong Berry. Tuyệt đối vượt xa mình tại Lâm Yên nơi này đầu nhập, tại tuyệt đại đa số thời điểm, kẻ giả tâm không nỗ lực đầu nhập, vẻn vẹn liền chỉ là bởi vì tổn thất khả năng càng lớn thôi, lá gan vấn đề căn bản vốn không cần muốn cân nhắc, ngay cả điểm ấy lá gan đều không có, dứt khoát cũng đừng làm kẻ giả tâm về nhà loại địa đi, nhìn thấy Lâm Yên rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Dofilimo lần nữa phát ra cái kia mười phần có đại biểu tính cổ tiếng cười quái dị, đối Lâm Yên nhẹ gật đầu, vậy ta liền đi về trước chuẩn bị, chờ đến hết thảy chuẩn bị hoàn tất, liền lặng chờ Lâm đội trưởng hồi âm, không có vấn đề liên quan tới ngươi vừa vặn đặt hàng đồ vật, ta cũng sẽ ở gần đây để cửu xà đảo người đưa đi qua, Lâm Yên gật đầu cười. Khi thật đúng là đa tạ, dừng ở đây, hai người giao dịch cũng coi là nói xong rồi, Đô hiển nhiên cũng không có dừng lại lâu ý tứ, cùng Lâm Yên bắt chuyện qua về sau liền quay người rời đi, thỏa đàm rồi, Đô chân trước vừa đi không đầy một lát, râu trắng liền đẩy cửa vào, mang trên mặt cởi mở tiếu dung đối Lâm Yên hỏi, không kém bao nhiêu đâu lâm yên nhún vai nói nói đối với gôn empero tesoro người này râu trắng ngươi có ít nhiều hiểu rõ gôn empero à râu trắng nghe vậy khuôn mặt nghiêm một chút xem như cái rất nhân vật xuất sắc đi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này râu trắng suy nghĩ một lát chậm rãi cho ra trả lời sau đó liền có chút kỳ quái nhìn về phía lâm yên thân là tứ hoàng râu trắng đương nhiên đối người này có nghe thấy chỉ bất quá người này xưa nay cùng băng hải tặc râu trắng không có giao tế gì râu trắng có chút kỳ quái Lâm Yên vì cái gì đột nhiên hỏi lên cái này, không có cách, gần nhất trong tay có chút gấp, Lâm Yên cười gian tay ra nói, u thế Holy Grail có thể nói là ăn tiền nhà giàu, chớ nói chi là mình trong kho hàng còn mới tăng lúc liệt kê xe loại này bút, danh xưng có được toàn thế giới một phần năm tài phú nam nhân. Lâm Yên biểu thị rất có hứng thú, ân, đơn thuần đối lượng lớn Berry cái chủng loại kia hứng thú cũng không biết so với thiên long nhân mấy trăm năm tích lũy tài phú nói thế nào, Ê, tự hồ là không nghĩ tới lâm yên thế mà lại làm ra trả lời như vậy, râu trắng đầu tiên là rất rõ ràng sửng sốt một chút, chợt cũng chỉ có thể cười khổ, liên quan tới lâm yên trên người sự tình. Râu trắng nhiều ít cũng biết một chút, bất quá hắn hoàn toàn không có truy vấn ngọn nguồn dự định chính là, đối với râu trắng mà nói, chỉ cần lâm yên còn là mình 17 phiên đội đội trưởng, hắn đối Lâm Yên liền là hoàn toàn tín nhiệm, nghĩ nghĩ, râu trắng chậm rãi mở miệng, cần giúp một tay không, không cần, chính ta có thể giải quyết, một cái phú ông liền xem như có sức chiến đấu. Lại có bao nhiêu mạnh đâu? Húng hồ ta ngược lại càng có khuynh hướng cùng hắn nói chuyện làm ăn, Lâm Yên mở miệng cười nói, vô luận là ai, tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong, đều kiểu gì cũng sẽ tồn tại dạng này như thế tiếc núi, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, tài phú lực lượng chung quy là có hạn, mà theo Lâm Yên biết, cái kia danh xưng có được toàn thế giới một phần năm tài phú năm nhân. Cũng có vô luận như thế nào đều nghĩ vãn hồi tiếc núi, Lâm Yên cũng không phải cái gì mang ác nhân, mặc dù xác thực cần Berry đến cung cấp tiêu hao, nhưng cũng cuối cùng không phải Doflimo loại kia không có có đạo đức ác ôn, cô lạp 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 a, à, vậy là tốt rồi, tóm lại nếu là có khó khăn gì cứ việc nói một tiếng là được, chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi, nghe được lâm yên nói như vậy râu trắng cũng liền không hỏi nhiều nam nhân trước mắt này tổng là có thể mang đến kỳ tích đối với cái này làm kinh nghiệm bản thân người râu trắng có thể nói là lòng dạ biết rõ thế là chuyện sau đó tự nhiên là không có chuyện gì để nói sau đó một đoạn thời gian cửu xà đảo là thường bình tĩnh nguyên bản còn luôn luôn có thể nhìn thấy tại xung quanh tuần tra hải quân cơ hồ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà trở thành băng hải tặc trâu trắng lĩnh địa chi về sau, liền ngay cả hải tặc cũng rất ít tới đây làm tiền, đáng nhắc tới chính là, đồ ma lệnh thất bại tin tức tự như là đã mọc cánh đồng dạng phi tóc truyền khắp thế giới, đến mức ở vào cam bếp cửu xa đảo, nghiễm nhưng đã trở thành tất cả thế lực cấm địa, đương nhiên đối với cái này. Lâm Yên cũng là vui thấy kỳ thành chính là, ngày này, băng hải tạc trâu trắng mọi người tại xử lý xong đến tiếp sau hạng một công việc về sau, liền nhau nhau leo lên Moby Dick, dự định trở về tân thế giới, tại Lâm Yên Thủ Ý dưới, phía sơ Tiger cũng là chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, mà Lâm Yên bản nhân, thì là mang lên hang cốc, em cùng Momusagi ba vị thiếu nữ. Thảnh thơi tự tại leo lên mình thuyền nhỏ, không có cách nào, lúc đầu Lâm Yên là dự định tự mình đi tới, nhưng ba vị thiếu nữ nghe nói hướng đi của hắn về sau, liền ngay cả luôn luôn ngạo kiều hang cốc đều là hai mắt phát sáng, quả nhiên chỉ cần là nữ nhân, liền đối dạo phố cùng mua 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 không có chút nào năng lực chống cự, mà mọi người đều biết, trên thế giới này quy mô lớn nhất khu du lịch. Liền là mấy người mục đích của chuyến này địa, cho nên Lâm Yên cũng chỉ có thể cố mà làm mang theo tam mỹ du lịch, mang theo ba vị thiếu nữ đi lên mũi thuyền, Lâm Yên quay đầu nhìn thoáng qua cửu xà đảo hoàng cung phương hướng, trên mặt cũng là không khỏi mỉm cười. Ngoài trừ cửu xà đảo cùng băng hải tặc trâu trắng cờ xí bên ngoài, giờ này khắc này, còn có một đạo tuyên khắc lấy diên vĩ hoa cùng thánh kiếm vân trang trí cờ xí theo gió tung bay. Kia là thuộc về mình cờ xí, xem ra các thiếu nữ chung quy là đạt thành nhất trí, mà lại không thể không nói. Vẫn có chút đẹp mắt, chí ít so với cái kia cậu thả các lão gia thiết kế hình thái khác nhau đầu lâu thuận mắt nhiều, lâm, vậy ta liền đi cầm lái, nhìn xem lâm yên có chút vẻ mặt hài lòng, en cũng là không khỏi mỉm cười, đối lâm yên dương lên trong tay Eternal Poser đây là Doflimo cố ý sai người đưa tới đồ vật mục đích địa tự nhiên là gôn empero tesoro chỗ phương vị dựa theo Doflimo lời nói đợi đến bốn người đi thuyền đến gôn empero tesoro chỗ không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền đã cùng thành viên gia tộc chuẩn bị tốt hết thảy sau đó cần dựa vào liền là lâm yên lực lượng mà đối với mình chân thực dự định lâm yên cũng không có cùng dofilimo giải thích ý tứ dù sao hai người cho dù là lấy cung duy kakuzu tới nói cũng căn bản không gọi được là bằng hữu. Lâm Yên không cảm thấy mình có nghĩa vụ thương lượng với Doflimo, cường giả, là không cần cùng kẻ yếu giảng đạo lý, mà lại cuối cùng sử dụng loại thủ đoạn nào. Còn phải nhìn Gon Empero tiếp xuống biểu hiện, nhìn xem Momusagi tận tâm tận trách thu hồi mỏ neo thuyền. Lâm Yên thu hồi suy nghĩ, ở trên mặt lộ ra một cái cởi mở tiếu dung, cất cánh, mục tiêu Gon Empero, tờ. Chương 237, đến Hoàng Kim Thành hợp tác đồng bạn, tại thi nhân ca tụng bên trong, biến cả thường thường đại biểu cho thơ cùng phương xa, nhưng trên thực tế, đơn thuần đi thuyền vẫn là tướng làm nhàm chán, cũng may lâm yên bên người cũng có ba vị thiếu nữ làm bạn, ngược lại cũng không đến mức làm cho cả đi thuyền nhàn đến phát chán chính là tục ngữ nói tú sắc khả sang. Nói chung liền là có chuyện như vậy, đương nhiên vấn đề cũng không phải là không có, đòn khiên, ta hộ á, nhìn trước mắt cầu khắp khuôn mặt là nụ cười ba vị thiếu nữ, Lâm Yên trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì tốt, tại sao phải dạy bọn họ loại vật này, nhìn xem tam nữ trên gương mặt xinh đẹp hào hứng tràn đầy bộ dáng, Lâm Yên cũng chỉ có thể yên lặng hồi tưởng lại mình trước đó sở tác sở vi. Sự tình đại khái muốn từ ba ngày trước nói lên, thành như trước đó lời nói, bởi vì đơn thuần đi thuyền là tướng làm chuyện nhàm chán, chính mình cái này vung tay chưởng quỷ ngoại trừ mỗi ngày cùng en thường ngày luyện kiếm bên ngoài, cũng chỉ có thể nhìn xem biến cả ngẩn người, thế là vì thế, lâm yên cho ba vị thiếu nữ dạy tê dại tướng, sau đó, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Không thể không nói, loại này đến từ phương đông trò chơi vẫn là tương đối tốt chơi, rất nhanh, ba vị thiếu nữ liền đối mặt trượt vui đến quên cả trời đất, nếu không phải lâm yên ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Andy xác nhận Eternal thoa sớ phương hướng, hắn đều thật muốn hoài nghi ba người này có phải hay không đem mục đích địa hoàng kim thành cho ném sau ót, mà lại kinh khủng nhất là bởi vì mạc chượt là bốn cá nhân tài năng thành lập trò chơi cho nên cái này mấy ngày hắn cũng liền vào xem lấy ở chỗ này đánh mạc chượt đương nhiên có sao nói vậy bồi tiếp ba vị mỹ thiếu nữ chơi mạc chượt vẫn là để cho lòng người tướng làm vui sướng ngô lại thua a à, không chơi không chơi đối lâm đại khái xế chiều hôm nay chúng ta liền muốn đến hoàng kim thành nhìn xem hang cốc nở nụ cười lấy đi berry em có chút bất đắc dĩ thở dài, chợt tự như là tự như nghĩ tới điều gì, quay đầu đối Lâm Yên nói, ừm. Cái này đã đến, nghe vậy, Lâm Yên động tác thoáng dừng lại, đúng vậy a, à, dù sao chúng ta ở trên biển đi thuyền cũng có không sai biệt lắm hai tuần lễ thời gian a, à. Cũng kém không nhiều nên đã tới, em mười phần trăm chú địa gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên người hai vị khác thiếu nữ, mặc trượt sự tình về sau lại tiếp tục, nói tóm lại, trước chuẩn bị một chút đi tốt nghe vậy hai vị thiếu nữ lập tức gật đầu nhau nhau không chút do dự vứt bỏ mặt chượt bàn hàng cốc đi trở về buồng nhỏ trên tàu momusagi thì là một mặt ngưng trọng cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn bội kiếm thấy thế lâm yên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu trò chơi lúc nào chơi đều có thể so với cái này sau đó phải làm chính sự thế là chuyện sau đó tự nhiên là không có chuyện gì để nói tam nhẫn hơi chuẩn bị một phen về sau Lâm Yên đứng ở đầu thuyền nhau mắt lại, không để cho hắn chờ bao lâu, rất nhanh, một tòa kim quang lóng lánh thành thành phố liền xuất hiện ở trên đường chân trời. Nhìn đơn giản tự như là cả tòa thành thành phố đều từ hoàng kim sở kiến tạo, đương nhiên đó là không có khả năng, nhưng dù cho như thế, nhìn cũng là tướng làm rung động lòng người, hoàng kim thành chi danh, có thể nói là thực chí danh quy, chúng ta đến, mắt thấy trước mắt cái này tòa to lớn vô cùng thành thành phố, cho dù là en, cầm bánh lái tay nhỏ cũng là nhìn không được có chút gấp dưới. Nơi này là toàn bộ thế giới lớn nhất đô thị giải trí thành phố, nghe nói vị kia gồm Emperor bản nhân, cũng là tướng làm nhất lưu nghệ nhân, toàn bộ hoàng kim thành nhìn qua lộng lẫy, tự như là trong truyền thuyết tiên cảnh, chỉ là đang ngồi ba người đều rất rõ ràng, tòa thành này thành phố. Chỉ sợ còn lâu mới có được nhìn qua tốt đẹp như vậy chính là, theo en động tác. Ba người thuyền nhỏ thay đổi đổi cặp bờ, không bao lâu, liền đã tới Hoàng Kim Thành Thổ Địa, ách. Thiếp thân bỗng nhiên có một loại rất chán ghét cảm giác, chẳng qua là vừa vặn leo lên Hoàng Kim Thành Thổ Địa, Hàn Cốc lập tức liền tại trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ, phản phất rất là chán ghét nơi này một loại nào đó khí tức, liền ngay cả em cũng là không khỏi nhíu mày. Lâm Chung quanh những này, em nhíu mày lại nhìn về phía Lâm Yên, giờ này khắc này đã thân là Dragon hắn, giác quan tự nhiên là so nhân loại tầm thường nhạy cảm được nhiều, giống như hang cốc, từ đạp vào nơi này trong nháy mắt, em cũng cảm giác được cơ hồ ở khắp mọi nơi ánh mắt, không sai, liền là ánh mắt, phản phất trước mắt đầu này phồn hoa vô cùng đường đi. Mỗi một cái âm u trong góc đều có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú đám người, để cho người ta phía sau lưng có chút trung rẩy, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt sao. Ta nhìn cũng không nhưng, nghe được em. Lâm Yên trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó tại ba vị thiếu nữ hơi kinh ngạc dưới tầm mắt, bỗng nhiên nắm chặt ưu thế Holy Grail. Ông, Holy Grail lực lượng tùy theo phát động, nguyên bản còn có chút kỳ quái Lâm Yên động tác các thiếu nữ nhau nhau trừng to mắt, nhìn xem chẳng biết lúc nào bị Holy Grail hấp thu hết khí lưu màu vàng ống, đây là Kim Phấn, em nhìn không được trừng to mắt, dù sao ai có thể tưởng tượng đạt được cái này tòa hoàng kim thành, liền ngay cả trong không khí đều là hiện đầy thật nhỏ kim phấn. Mắt thường căn bản là không có cách phát giác, nếu không phải Lâm Yên đã nhận ra, các nàng khả năng thật tại ngay từ đầu liền trúng chiêu, dù sao, vị kia danh xưng là Gon Emperor tồn tại, thế nhưng là Goru Goru no mi trái cây năng lực giả, nghĩ tới đây, ba vị thiếu nữ sắc mặt đều là không khỏi trở nên có chút âm trầm, hiển nhiên loại này hạ lưu thủ đoạn đã có chút chọc giận các nàng đừng lo lắng, chẳng qua là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, coi như thành công đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp, nhìn xem ba vị thiếu nữ có chút lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Lâm Yên không khỏi cười an ủi một câu, chợt, tự như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, Lâm Yên bỗng nhiên chuyển qua đầu, nhìn về phía góc đường một cái âm u nơi hẻo lánh, đến đều tới. Cũng đừng ở nơi đó trốn tránh đi, nghe được Lâm Yên nói ra câu nói này, ba vị thiếu nữ nhau nhao ở trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ nhưng chợt một trận cổ quái tiếng cười liền trong góc vang lên không 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 thật không hổ là lâm đội ta còn tưởng rằng mình ẩn tàng rất không tệ đâu có một đoạn thời gian không gặp doflimo chậm rãi từ âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra mang trên mặt hoàn toàn như trước đây địa khoa trương tiếu dung doflimo nhìn trừng trừng lấy lâm yên ánh mắt tự như là đang nhìn cái gì ngạc nhiên hợp cứ như vậy bỗng nhiên chỉ chốc lát, Doflimo mới có phần cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi, những cái kia kim phấn, mắt thường hẳn là nhìn không thấy mới đúng. Ta vì kia lão bằng hữu một mực đối thủ đoạn này tự hào không thôi. Còn là lần đầu tiên giống là như thế này bị người một chút khám phá, chẳng lẽ lâm đội trưởng thị lực cũng là khác hẳn với thường nhân. Chương 238, không có vĩnh hằng đồng bạn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, doflimo có phần có chút hiếu kỳ đối với lâm yên hỏi thống trị mảnh này thành thành phố tồn tại chính là được xưng là Gon empero năm nhân hắn là hệ logia goru goru no mi trái cây năng lực giả năng lực chính là tùy tâm sở dục khống chế hoàng kim cái này toàn thành trong không khí phiêu đảng kim phấn liền là hắn đắc ý nhất một trong thủ đoạn mắt thường căn bản là không có cách phát giác liền xem như một chút thực lực tồn tại cường đại lại tới đây nếu như không cẩn thận quan sát cũng rất khó nhìn ra được không nghĩ tới thế mà bị lâm yên một chút khám phá còn có cái kia cổ quái cái chén rốt cuộc là thứ gì nhìn trước mắt lâm yên Doflimo hiện tại trong đầu quả thực là một đoàn dấu chấm hỏi chỉ cảm thấy trước mắt lâm yên càng thêm thần bí lâm yên biểu hiện ra đủ loại thần bí bắt đầu để Doflimo cảm thấy một tiên nguy hiểm giờ này khắc này thái độ đương nhiên cũng là càng thêm cẩn thận không có gì chỉ là một cái tiểu đạo cụ mà thôi huống hồ cái này toàn thành kim phấn với ta mà nói cũng thật sự là quá mức chói mắt một điểm không phải sao nhưng mà rất đáng tiếc là lâm yên cũng không có càng đô phlimo giải thích ý tứ nói tóm lại nơi này không tiện nói chuyện nếu là ngươi hẳn là có địa phương an toàn a à? tùy ý nhìn lướt qua ở khắp mọi nơi ánh mắt trên cơ bản đều là một chút ốc sên truyền tin côn trùng loại hình đồ chơi nhỏ lâm yên rất nhanh liền đã mất đi hứng thú quay đầu đối đô hỏi không 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 cái này hiển nhiên đi theo ta doflimo cũng không có phủ nhận ý tướng chỉ là cười đối lâm yên nhẹ gật đầu chợt liền trực tiếp xoay người dẫn đường ba người cũng không do dự trực tiếp đuổi theo doflimo bộ pháp rất nhanh liền biến mất tại hoàng kim thành âm u trong góc cùng lúc đó một bên khác hoàng kim thành khu vực trung tâm đại nhân chúng ta vừa mới phát hiện một kiện cổ quái sự tình một cái nào đó thời gian một vị nào đó ăn mặc giống như là người hầu đồng dạng nam nhân bỗng nhiên đẩy cửa vào đối ngồi tại chủ vị cái nào đó tồn đang cung kính nói ừm chính đang thưởng thức mình thống trị phía dưới hoàng kim chi thành gôn city nam nhân hơi sững sờ sau đó nhiều hứng thú chuyển qua đầu có ý tứ khách nhân tới nam nhân ngữ khí cao ngạo mà hỏi hắn là Jin tesoro được thế nhân xưng là gôn Emperor nam nhân càng là dưới chân tòa thành này thành phố kẻ thống trị chí cao vô thượng tồn tại, bản nhân cũng là siêu nhất lưu nghệ nhân, giờ này khắc này chính ở chỗ này chuẩn bị đêm nay diễn xuất, không nghĩ tới cư lại vào lúc này bị thuộc hạ quấy rầy, phải biết không có cái gì đại sự, sẽ không có người tại thời gian này quấy rầy chính mình, nghĩ tới đây, tê ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, các ngươi cũng đã biết bộ dáng của hắn đi. Là, người hầu lập tức gật đầu, sau đó thận trọng từ trong ngực xuất ra một phần văn kiện đưa cho Tesoro phía trên thình lình lại là Lâm Yên đám người ảnh chụp, ồ, nhìn trong tay tấm hình này, cho dù là Tesoro cũng không khỏi đến ở trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, băng hải tặc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng. Còn có vị này là vị kia cửu xà đảo nữ đế. Bọn hắn cùng Doflamingo tên kia cùng một chỗ làm cái gì? Tesoro nhìn không được có chút nhíu mày lại, Doflamingo tại mấy ngày trước đó lại tới đây, hắn đương nhiên là biết đến. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai người hay là hợp tác đồng bạn tới, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà cùng gần nhất vị kia tiếng tâm lừng lẫy 17 phiên đội đội trưởng có liên hệ, nên nói không hổ là thế giới ngầm vương giả một trong A. Bọn hắn hiện tại ở đâu, chậm rãi thả ra trong tay ảnh trực, Tesoro cao mày hỏi, cái này. Thuộc hạ liền có chỗ không biết, dù sao cũng là cái kia Doflimo khách nhân, chúng ta cũng vô pháp truy tung đến, nghe vậy. Tesoro nhẹ gật đầu, cũng bình thường, chờ đến bọn hắn xuất hiện lần nữa, nhớ kỹ đến nói cho ta biết một tiếng, rõ, nhìn thấy gôn Empero đại nhân không có tiếp tục nữa ý tứ. Ngược lại tiếp tục bắt đầu chuẩn bị, người hầu cũng rất là có ánh mắt xoay người rời đi, thông tri đã thông tri đến, tiếp xuống, liền muốn nhìn Tesoro làm sao làm, mà hai người không biết là, một bên khác, Lâm Yên đã mang theo ba vị thiếu nữ đi tới Doflimo chuẩn bị địa điểm bí mật hơi nhìn lướt qua Doflimo sau lưng một đám Don Quisto nhà cán bộ, Lâm Yên đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Chỉ là mang theo ba vị thiếu nữ tứ phẩm tám ổn ngồi tại Doflimo đối diện, xem ra, ngươi cùng Tesoro còn có chút quan hệ, Lâm Yên có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi, không không không, dù sao giống như là người như ta, giao thiệp trọng một chút cũng là có thể lý giải a. À. Vị kia gồm Emperor xác thực cùng ta có một ít nguồn gốc. Doflimo hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ, thái độ lộ ra mười phần thẳng thắn. Chợt, liền đối với ba người giải thích, kỳ thật tại sớm chút thời gian, hiện tại quân lâm thiên hạ Tesoro, chẳng qua là một cái thường thường không có gì là người bình thường mà thôi, cho hắn lực lượng Goru Goru no mi trái cây, ban đầu cũng là đồn quyết xô gia tộc vật phẩm đấu giá, làm hệ Logia trái cây, tranh đoạt người tự nhiên rất nhiều cho dù Goru Goru no mi trái cây tại chúng cường hãn bao nhiêu hệ Logia trái cây bên trong hoàn toàn không gọi được là cường đại. Về phần cuối cùng Tesuro là thế nào lấy một người bình thường thân phận ăn Goru Goru no mi trái cây trở thành người thắng sau cùng, trong lúc đó lại bị biết bao nhiêu cực khổ cùng nguy hiểm, kia chỉ sợ cũng chỉ có hắn bản người biết, tại Tesuro che giấu về sau, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Doflimo đều đã mất đi Goru Goru no mi trái cây tin tức, sau đó thẳng đến một ngày nào đó, nam nhân kia đường hoàng tìm tới cửa, nói là phải trả thành goru goru no mi trái cây tiền nợ, từ đó, hai người cũng liền trở thành trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, giải thích xong cái này liên tiếp nhân quả về sau, Doflamingo cười giang tay ra, ta biết cũng chỉ có thế, còn là trước kia câu nói kia, Tesoro tên kia đối trái cây khai phát rất không tệ, bình thường ta cũng không muốn tùy tiện cùng hắn trở mặt. Cho nên về sau liền muốn dựa vào Lâm đội trưởng ngươi, Doflimo đối Lâm Yên cười nói, nghe vậy, Lâm Yên khẽ gật đầu một cái, cái này phiên bản, ngược lại là cùng chính mình hiểu rõ không sai biệt lắm, bất quá chợt, Lâm Yên nhìn về phía Doflimo, ánh mắt liền trở nên có chút ý vị thăm trường, thoáng trầm mặt một lát, lúc này mới cười hỏi, vì một điểm berry liền phản bội ngươi hợp tác đồng bạn. Cái này thật không có vấn đề sao? Không không không, nhưng mà đối với cái này Doflimo chỉ là từ chối cho ý kiến cười suy một hồi, nếu như nói cái này cái gọi là một chút xíu Berry là thế giới 25 phút một trong Berry, liền xem như ta cũng là nhịn không được dụ hoặc đó a, à, huống hồ lâm đội trưởng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng đồng bạn không phải sao. Chương 239, gồm Empero diễn xuất, Doflimo đối lâm yên cười nói, mà đối với cái này, lâm yên cũng là từ chối cho ý kiến nhúng vai, liền xem như tính dự đỉnh tim thương nhân cũng đều vì ích lợi thật lớn lâm vào điên cuồng, lại càng không cần phải nói Doflimo vốn là một cái dân cờ bạc, huống hồ tại gia hỏa này trong mắt, chỉ sợ Tesoro căn bản không tính là cái gì hợp tác đồng bạn. Chỉ là một cái đáng giá lợi dụng mà lại rất có giá trị quân cờ thôi, Doflimo sẽ làm ra lựa chọn như vậy, ngay từ đầu liền là đã sớm chú định tốt lắm, được thôi, liên quan tới ngươi lý do ta ngay từ đầu cũng không có hứng thú gì, ta tới đây chỉ là vì nơi này hoàng kim thôi, Lâm yên đối Doflimo nở nụ cười, cho nên dựa theo kế hoạch của ngươi, chúng ta tiếp xuống ứng làm như thế nào đi gặp vị kia cái gọi là Gon Empero. Cái này đơn giản, nghe vậy, Doflimo cười vỗ tay phát ra tiếng, bất quá cuối cùng cũng không phải như vậy chuyện khẩn cấp, Lâm đội trưởng, khó được đến Hoàng Kim thành một chuyến, không mang theo mấy vị phu nhân đi nhìn một chút nổi tiếng lâu đời diễn xuất nhưng liền đáng tiếc không phải sao, phu nhân, nghe được Doflimo nói như vậy. Lâm Yên bên người mấy vị thiếu nữ sắc mặt đồng thời đỏ lên. Liền ngay cả hang cốc cũng là như thế, nhưng là ba người lại đều là thường không có phản đối, mà là nhau nhau giữ yên lặng, thấy thế, Lâm Yên nụ cười trên mặt trở nên có chút kỳ quái, nhìn không được gãi đầu một cái, được thôi, vậy liền đã lâu thư giãn một tí cũng không tệ, thế là sự tình liền vui vẻ như vậy làm ra quyết định, chuyện kế tiếp tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Tại Dophelimo dẫn đầu dưới, một đoàn người rất nhanh liền đi tới toàn bộ hoàng kim thành quy mô to lớn nhất kịch trường. Buổi tối hôm nay, gồm Empero Tesoro liền muốn ở chỗ này diễn xuất, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, hoàng kim thành đại võ đài đều có thể nói là tối cao quy cách, gồm Empero bản nhân diễn xuất càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ là nhìn xem dưới đài khán giả ánh mắt mong đợi liền biết đi. Lâm yên một đoàn người, cũng coi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, không không không, kia lâm đội trưởng, Ta liền đi bọc của mình toa, thời gian kế tiếp mời hảo hảo hưởng thụ, Doflimo đối Lâm Yên cùng ba vị thiếu nữ cười nói, thân là Don Quixote gia tộc người cầm lái, Doflimo mặt mũi tự nhiên không nhỏ, lại là tại tòa này cấp thế giới trong rạp hát, dự định hai cái bao xương Cũng coi là chiêu đãi đúng chỗ, dù sao giống như là Lâm Yên loại này đẳng cấp cường giả, liền xem như Doflimo cũng muốn tận lực giao hảo, Doflimo vẫn là tướng làm có ánh mắt nói một tiếng về sau rất nhanh liền lui ra ngoài, nhìn thấy Doflimo rốt cục trời đi, en lúc này mới có chút lo lắng chọc chọc Lâm Yên cánh tay, Lâm, dạng này thật không có vấn đề sao, có thế có vấn đề gì? Lâm Yên không khỏi mỉm cười, hiện tại chúng ta đều là người xem, liền xem như ngang ngược hải tặc cũng sẽ không tuyển ở thời điểm này xuất thủ, không bằng liền thuận Doflimo tên kia hảo ý, thưởng thức một chút tiếp xuống biểu diễn. Lâm Yên cười sờ lên en đầu, mà lại liền xem như xảy ra chuyện gì, không phải còn có ta ở đây à. Nha, cảm thụ được Lâm Yên đặt ở trên đầu mình bàn tay. En gương mặt xinh đẹp nhìn không được hơi đỏ lên, cái này mới nhẹ nhẹ gật đầu một cái, một bên khác hang cốc cùng Momusagi nhìn xem hai người hổ động, nhìn không được lộ ra có chút biểu tình hâm mộ, đương nhiên mọi người đều biết, nữ hài tử cũng là muốn mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này đụng lên đi chính là, không để cho mấy người chờ bao lâu. Lâm Yên vừa mới vừa cười trấn an được en, cả tòa sân khấu ánh đèn liền lập tức vì đó tối sầm lại, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua, đạp. Đạp. Đạp, sau đó tại toàn trường trong bóng tối, bỗng nhiên hiện ra lắm ta lắm tấm kim quang, nương theo lấy giày da đạp lên mặt đất thanh thúy tiếng vang, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới được xưng là gôn Empero nam nhân rốt cục hiện ra thân hình, đây là một cái cao lớn mà anh Tuấn Gia Hỏa, thân hình cao lớn cân xứng, mang trên mặt ánh nắng tiếu dung, theo Tesoro ra sân, toàn bộ sân khấu cũng dần dần trở nên sáng ngời lên, chiêu vị, chào buổi tối, Tesoro giang hai cánh tay, nương theo lấy hắn reo hò đồng thời, to lớn kim sắc suối phun cũng tại nam nhân sau lưng bộc phát. Toàn bộ đều là bày biện ra chất lỏng hoàng kim, một mảnh kim quang lóng lánh phía dưới, phản phất ngay cả toàn bộ thế giới đều trở nên hoa lệ, thấy cảnh này, Lâm Yên cũng hơi có chút tán thưởng nhẹ gật đầu, loại này nghe nhìn hiệu quả, đã có thể so với mình nhìn qua rất nhiều âm nhạc kịch, thậm chí càng càng thêm hoa lệ, Tesoro cũng không hổ là thế giới này siêu nhất lưu nghệ nhân. Dưới trận khán giả cũng bộc phát ra nhiệt liệt treo hò, mà ở toàn trường treo hò phía dưới, Tesoro lại là dơ lên hai tay ra hiệu đám người yên tĩnh sau đó dùng mình cao ngữ điệu cầm ống nói lên lớn tiếng tuyên bố, chư vị. Hôm nay tại chúng ta nơi này tới một cái khá đặc thù khách nhân, liền xem như ta cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Tiếp xuống để chúng ta long trọng hoan nghênh. Tesuro cao dơ hai tay, bày làm ra một bộ sốc nổi tạo hình, toàn trường đèn chiếu tùy theo múa, tại lâm yên hơi kinh ngạc dưới tầm mắt, lại là toàn bộ tập trung đến chính mình sở tại bao xương bên trên, Hoàng nghênh băng hải tặc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng Lâm Yên Tiên Sinh, quan Lâm Mỹ Diệu Hoàng Kim Thành, dưới đài tất cả mọi người nghe được cái tên này. Đều là nhìn không được lộ ra có chút đờ đẫn ánh mắt, sau đó một giây sau, tất cả mọi người nổ, ngoạ tàu ngoạ tàu. 17 phiên đội đội trưởng đến rồi, ta mẹ nó không có hoa mắt A. À. Thật sự là hắn, thần tượng A, à, tương lai vị thứ năm hoàng đế thế mà đến rồi đều tránh ra lão tử muốn đi muốn ký tên, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên cuồng nóng lên. Bây giờ Lâm Yên, đã là một cái còn sống truyền kỳ, nhất là trước đó cửu xà đảo sự tình truyền ra về sau, những này hải tặc đều nhanh muốn coi Lâm Yên là thành thần, có thể tới hoàng kim thành tiêu khiển hải tặc nhóm, phần lớn đều vẫn là có nhất định thân gia cùng thực lực tồn tại, tin tức tự nhiên cũng là linh thông, tóm lại liền là cúng bái liền xong việc nhìn xem dưới chân nổ bể ra đến mà lại nhao nhao đối với mình quăng tới sùng bái tầm mắt đám người lâm yên giật giật khóe miệng thì ra là thế cố ý đem ta bày ra trên mặt bạn phòng ngừa ta trong bóng tối hành động a lâm yên có chút nhìn không được cười lên tự nhiên cũng là liếc mắt một cái thấy ngay tesoro dự định đơn giản liền là cố ý đem mình đặt bên ngoài làm cho tất cả mọi người đều biết mình tới hoàng kim thành dùng cái này đến để trong này tất cả mọi người mạo xưng làm ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn xem chính giữa sân khấu Tesoro, Lâm Yên ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm, ngươi thật phòng được a. À. Hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro Nomi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 240, bị lừa người liền là kẻ thất bại, từ Lâm Yên đưa tới rối loạn, Trải qua thời gian rất lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, mà nhìn bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, Tesoro cũng liền đầy mặt nụ cười bắt đầu mình biểu diễn, kia là tướng làm có lực xuyên thấu, mà lại dễ nghe giọng hát, cho dù là từ Hà Khắc vô cùng Kakuju đến xem, cũng có thể so với một chút uy tín lâu năm ca sĩ. Tesoro cũng không hổ siêu nhất lưu nghệ nhân nổi danh, chỉ bất quá, không biết là có hay không là ảo giác ba người luôn luôn cảm thấy Tesoro trong tiếng ca truyền đạt cảm xúc rất là đặc biệt, nếu như nói tiếng ca là linh hồn thanh âm, như vậy giờ này khắc này Tesoro luôn cảm giác, nam nhân kia có phải hay không đang khóc, so với nam nhân, nữ hài tử luôn luôn muốn càng thêm cảm tính một điểm. Theo Tesoro biểu diễn tiếp tục, hàng cốc cái thứ nhất có chút nhíu mày lại, mặc dù làn điệu rất là vui sướng, ca từ cũng mười phần lãng mạn, nhưng là chẳng biết tại sao, Nhìn xem ở trong sân phiên phiên khởi vũ Tê-xu-rô, Hàn Cốc liền là cảm thấy. Hắn phản phất là toàn thế giới nhất trống rỗng cùng bi thương người, liền ngay cả Momusagi cùng En cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên. Các nàng cũng cùng Hàn Cốc có đồng dạng cảm giác, mà Lâm Yên lại không có gia nhập ba vị thiếu nữ thảo luận, chỉ là yên lặng bưng chén rượu lên, tinh hồng rượu đỏ nổi bật Lâm Yên lóe ra không hiểu quan mang ánh mắt, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, diễn xuất tướng làm thuận lợi nương theo lấy dưới đài sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoang hô kéo dài đến hơn hai giờ diễn xuất mới rốt cục kết thúc mỹ mãn. tại từng tiếng nương theo lấy reo hò giữ lại âm thanh bên trong, Tesoro khoan thai rút lui, nhìn thấy diễn xuất kết thúc, Lâm Yên cũng đứng người lên, nói tóm lại, trước cùng Đô tên kia tụ hợp đi, các thiếu nữ đương nhiên không có ý kiến, thuận Lâm Yên ý tướng nhau nhau đứng dậy dự định rời đi, ngay tại lúc đám người dự định rời đi kịch trường ngay miệng bên trên. Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một vị người phục vụ, Lâm Yên Đại Nhân, gồm Empero Đại Nhân cho mời, không biết phải chăng là có thừa thời gian, Lâm Yên có chút trầm mặt một lát, chợt liền ở trên mặt lộ ra một cái có phần cảm thấy hứng thú tiếu dung, dẫn đường đi, rõ, người phục vụ cười gật đầu, chợt liền dẫn bên trên Lâm Yên một đoàn người. Tại hoa lệ hoàng kim thành bên trong quanh đi quẩn lại, không bao lâu, liền đi tới một cái khác hoa lệ nơi chốn, chư vị, chúng ta cung kính bồi tiếp đã lâu, trước tới đón tiếp chính là một vị có lấy tóc màu lửa đỏ thiếu nữ, trước là hướng về phía Lâm Yên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, chật liền khẽ không người, ý tứ rất rõ ràng, Lâm Yên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trên mặt không có chút nào nửa điểm lo lắng ý tứ, nghênh ngang mang theo ba vị thiếu nữ đi vào, cùng trong dự đoán đồng dạng, Doflimo cùng Tesoro sớm liền chờ đợi tại nơi này, nhìn thấy Lâm Yên mang theo ba vị thiếu nữ đi tới. Doflimo cái thứ nhất tại trên mặt tươi cười, lâm đội trưởng trước đó diễn xuất còn hài lòng à cũng không tệ lắm lâm yên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nheo mắt lại nhìn về phía trong ba người ở giữa to lớn luân bàn quay đầu nhìn về phía một bên khác tesoro các ngươi đây là chỉ là tại hạ một điểm nhỏ hứng thú mà thôi mingo mỗi lần tới đều muốn cùng ta chơi hai bàn không biết lâm đội trưởng có hứng thú hay không tesoro giống như rất là cởi mở cười nói doflimo cũng là hướng về phía lâm yên nhẹ gật đầu gia hỏa này liền điểm ấy yêu thích, Lâm đội trưởng ngươi nói thế nào, Lâm yên nghe vậy, ý vị sâu trưởng nhìn thoáng qua Tesoro, có người nào là lần đầu tiên nhìn thấy xa là khách nhân liền mời mời người khác gia nhập đánh cược, hứng thú là giả, thăm dò sợ là mới là thật đi, không nói chuyện mặc dù như thế, Lâm yên cũng hoàn toàn không đang sợ chính là, tại Doflimo Tiếu Dung cùng Tesoro có chút ngưng trọng dưới con mắt. Rất là tùy ý ngồi xuống, thử một chút cũng không sao, tốt. Lâm đội trưởng quả nhiên là cái người sảng khoái, vậy liền đi thử một chút, Tê -sô -rô lập tức gật đầu, trong con ngươi mang theo một chút để cho người ta xem không hiểu quan mang, có chút dơ lên cái cầm ra hiệu bên người thiếu nữ tóc đỏ, thiếu nữ lúc này gật đầu, bắt đầu vì mọi người phân phát thẻ đánh bạc. Lâm yên sắc mặt bình tĩnh, tự hồ không thèm để ý chút nào bên người hai người, chỉ là không ngừng địa tùy ý ném ra thẻ đánh bạc, bất quá tiếp xuống kết quả là để cho người ta có chút mở rộng tầm mắt bất luận Lâm Yên như thế nào ném ra thẻ đánh bạc, đều luôn luôn bên thắng, liền xem như ném đến khó nhất số lượng phía trên cũng giống vậy như thế, theo thời gian tiếp tục. Tesoro cùng Dofilimo ánh mắt cũng có chút thay đổi, cái này căn bản cũng không phải là vận khí có thể giải thích. Nhìn xem Lâm Yên tiếp tục mặt không thay đổi lấy đi hai người thẻ đánh bạc, Doflimo biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng lên, nói thực ra, hắn hoàn toàn xem không hiểu Lâm Yên đến cùng là làm sao làm được, mà Tetsuro sắc mặt, cũng đã là trở nên có chút khó coi, nằm nhân ánh mắt lấp lóe. Thừa dịp Lâm Yên lấy đi thẻ đánh bạc khoảng cách, liếc qua bên người thiếu nữ tóc đỏ, tự hồ là đang hỏi thăm cái gì, thiếu nữ tóc đỏ cũng là cả người toát mồ hôi lạnh lắc đầu, biểu thì mình cũng rất vô tội tốt a, à, hắn rõ ràng đều đã phát động năng lực, nhưng là hoàn toàn vô hiệu, loại chuyện này còn là lần đầu tiên phát sinh, đừng nói là Tesoro liền ngay cả thiếu nữ bản nhân cũng là có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh tình trạng còn đang kéo dài thẳng đến trong tay hai người cuối cùng một viên thẻ đánh bạc cũng tiêu hao hầu như không còn tesoro mới giống như là từ bỏ dựa vào ghế nhìn xem lâm yên trước mặt sắp chất thành núi thẻ đánh bạc tesoro sắc mặt khó coi nghe qua không bằng thấy một lần lâm đội trưởng thật sự là hảo thủ đoạn tesoro ánh mắt tự như là ăn phải con rùi đồng dạng khó coi vô cùng thân là thống trị cái này tòa hoàng kim thành tồn tại hắn lần thứ nhất tại nam nhân ở trước mắt trên thân cảm nhận được nguy hiểm cũng là lần đầu tiên có người dám đường hoàng ở trước mặt mình thắng được nhiều như vậy mà lại căn bản nhìn không ra có cái gì không đúng mặc dù mặt ngoài vẻn vẹn chỉ là sắc mặt có chút khó coi mà thôi nhưng là trong nội tâm tesoro đã nhanh muốn nổ tung nếu không phải kiên kỵ lâm yên kia thực lực khủng bố chỉ sợ hắn cũng sớm đã trở mặt một bên khác thiếu nữ tóc đỏ cũng là đã dọa đến run lẩy bẩy, hiểu rõ Tesoro hắn rất rõ ràng, hiện tại vị này Gon Emperor đã đến bộc phát biên giới, mà Tesoro bạo phát có bao nhiêu tàn khốc, các nàng những này làm thuộc hạ tự nhiên là lòng dạ biết rõ, liền ngay cả Doflimo cũng đã mang theo ý vị không rõ tiếu dung điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi. Chỉ có Lâm Yên sắc mặt không có chút nào biến hóa, liếc qua trước mặt mình đã chất thành núi thể đánh bạc, Lâm Yên ánh mắt hào không dao động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, nói cho cùng, các ngươi biết đánh cược bản chất là cái gì không? Lâm Yên cười nhẹ đối hai người hỏi, Tê -sô -rô trầm mặt không nói, Lâm Yên cũng không để ý hắn có nói hay không, chỉ là tự mình ngáp một cái. Bị lừa người liền là kẻ thất bại, chỉ bất quá chỉ là dạng này mà thôi, nói, Lâm Yên nhiều hứng thú nhìn về phía một bên khác thiếu nữ tóc đỏ, nếu như ta không nhìn lầm, Năng lực của ngươi hẳn là khống chế vận khí không sai a. À. Chỉ tiếc, Hỏa hầu tự hồ vẫn chưa đến nơi đến chốn. Chương 241, điện liệu tìm hiểu một chút, nương theo lấy Lâm Yên câu nói này chậm rãi xuống đất, ba người biểu lộ không đồng nhất, Doflimo lộ ra nhiều hứng thú lại tràn đầy kiên kỳ tiếu dung, Tesoro sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng, nhìn trước mắt dù bận vẫn ung dung Lâm Yên, Tesoro cảm giác mình tự như là một cái cơ thân là con thỏ đối mạnh thú lộ ra răng nanh. Tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay kỳ thật căn bản chính là lừa mình dối người, người ta đã sớm liếc mắt xem thấu mình tất cả trò xiết, không hề nghi ngờ, lần này thăm dò triệt để thất bại, trước mắt cái này nam nhân, là xa so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ quái vật, chưa từng có người nào dám như thế xem thường cùng nhục nhã mình, Tesoro sắc mặt trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Dứt khoát cũng trực tiếp không giả, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt Lâm Yên, đến tột cùng là làm sao làm được, liền xem như thua, Tesoro cũng muốn biết lý do, tất lại thuộc hạ của mình thế nhưng là trái Raki Raki no mi năng lực giả, dĩ vãn phàm là dám can đảm tham gia cùng mình đánh cực người, cuối cùng đều là không có gì cả hạ tràng, bởi vì vận khí vẫn đứng tại hắn bên này. Nhưng mà đối với Tesoro kinh sợ, Lâm Yên thì là có chút chẳng thèm ngó tới. Trước đó không phải liền đã nói với ngươi a à, hỏa hầu của nàng vẫn chưa tới mặc dù có thể khống chế vận khí nhưng cũng chỉ là rất không rõ ràng năng lực thôi nói lâm yên duỗi xuất thủ bày ra bàn quay cái đồ chơi này chung quy là máy móc không phải sao doflimo lập tức lộ ra giật mình hiểu ra biểu lộ mọi người đều biết giống như là loại này bàn quay nhìn bề ngoài là vận khí trò chơi kỳ thật chẳng qua là số lượng vấn đề thôi mà lại càng quan trọng hơn là cái đồ chơi này là máy móc kết cấu thân là trái goro goro no mi năng lực giả lâm yên có thể nói là tất cả máy móc thiên địch tesoro thuộc ở hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch vận khí không loại đồ vật này căn bản không quan trọng nếu như là có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ toàn cục cường giả kẻ yếu vận khí như thế nào căn bản vốn không trọng yếu bất luận như thế nào đều sẽ bị triệt để chi phối thì ra là thế ngươi gian lận nhưng mà minh bạch lâm yên ý tứ về sau tesoro chợt ở trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn không hề nghi ngờ hắn dự định trực tiếp động thủ tesoro không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là có người ở trước mặt của hắn lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung vậy sẽ để hắn nhớ tới mình không nguyện ý nhất đối mặt đi qua phàm là ở trước mặt mình lộ ra nụ cười đều phải chết tesoro thần sắc bắt đầu trở nên điên cuồng lên cả tòa gian phòng thế mà bắt đầu như là chất lỏng đồng dạng lưu động, rõ ràng, tòa này gian phòng hoàn toàn là từ hoàng kim chế tạo mà thành. Mà ở trong đó cũng là Tesoro đặc biệt vì Lâm Yên chuẩn bị lồng giam, mình là Goru Goru no Mi trái cây năng lực giả, tại chung quanh nơi này toàn bộ đều là hoàng kim tình huống dưới, mình không hề nghi ngờ liền là mạnh nhất. Tesoro cảm giác đã có thể nhìn thấy, vị này tiếng tâm lừng lẫy 17 phiên đội trưởng dáng vẻ chật vật, nhưng mà... Thật khả năng sao, trên thực tế cũng chỉ có Tesoro loại suy nghĩ này mà thôi. Nhìn hắn toàn thân dần dần bị chất lỏng hoàng kim bao trùm, đừng nói là lâm yên bản nhân không thèm liếc một cái, sau lưng ba vị thiếu nữ cũng hoàn toàn không ý định động thủ, chỉ là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem thần sắc giữ tận Tesoro, liền ngay cả Doflimo cũng buông xuống đề phòng biểu lộ, trên mặt lộ ra một cái cười nhạo biểu lộ, ngu xuẩn, gây ai không dễ chọc cái quái vật này muốn chết a à, lâm yên dù bận vẫn ung dung ngồi tại nguyên địa hoàn toàn không có ý nhúc nhích một chút thẳng đến tê toàn thân đều bị chất lỏng hoàng kim bao trùm mới có chút hời hợt duỗi ra một ngón tay để ta cho ngươi biết một sự kiện đi lâm yên thảnh thơi tự tại ngáp một cái hoàng kim là dẫn điện ngay cả loại này thường thức ngươi cũng không biết sao burry burry vừa dứt lời điện quan chói mắt liền từ lâm yên đầu ngón tay bắn ra một nháy mắt đánh vào tesoro tiểu kim nhân trên thân điện liệu tìm hiểu một chút a a a a a tesoro trong nháy mắt phát ra rú thảm toàn thân bao trùm lấy hoàng kim hắn tại lâm yên trước mặt căn bản cũng không có năng lực phản kháng có thể nói chỉ là trong nháy mắt liền bị điện không thể động đậy tại cường đại sét đánh phía dưới hoàng kim bắt đầu như là chất lỏng sôi trào lên đây là tesoro năng lực bắt đầu mất khống chế điềm báo cùng lúc đó sinh ra ánh sáng cùng nhiệt cũng làm cho trong phòng dần dần bắt đầu tràn ngập lên một cổ thịt nướng hương vị không sai biệt lắm. A Lâm đội trưởng, nếu là giết chết chúng ta nhưng là không còn biện pháp làm tiền. Nhìn xem không sai biệt lắm. Dophelimo lúc này mới cười híp mắt nhún vai, tiền không có làm đến đâu, giết chết rất đáng tiếc. Lâm yên khoát khoát tay, tiện tay tán đi cả phòng điện quang. đang muốn nói cái gì, cửa bỗng nhiên bị người một cước đá văng, bành. Ta nghe nói nơi này có rất tuyệt đánh cược mấy người các ngươi theo giúp ta tới chơi một tiếng vô cùng kiêu căng âm thanh âm vang lên đám người nhao nhao phía qua ánh mắt chỉ gặp đi vào cửa tới là một cái đầu bên trên mang theo buồn nông giống như là bọt xà phòng đồng dạng khăn trùm đầu xấu xí nam nhân thiên long nhân sắc mặt của mọi người đều là biến đổi hàng cốc lập tức theo bản năng lui lại một bước liền ngay cả kém chút bị nướng chín tesoro cũng là một cái giật mình đứng lên khụ khụ nguyên lai là thiên long nhân đại nhân Tesoro miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, có như vậy một nháy mắt, Doflimo ánh mắt bên trong bọc phát ra cực độ oán hận, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhẹ hừ một tiếng không nói gì, chỉ là một cái thiên long nhân đến, liền để ở đây tình huống đột nhiên thay đổi, ngay cả Tesoro cùng Doflimo dạng này chúa tể một phương. Giờ này khắc này nhìn cũng có dàn xếp ổn thỏa ý tứ, có thể thấy được thế giới quý tộc uy thế chi thịnh, mà ở đây bên trong một cái duy nhất chẳng thèm để ý thiên long nhân, thậm chí ngay cả vị trí đều không có ý định chuyển một chút người, đương nhiên cũng chỉ có Lâm Yên, mà như thế đặt lập độc hành dáng vẻ, tự nhiên là trước tiên đưa tới Thiên Long Nhân chú ý. Nhìn thấy bản nhân thế mà không hành lễ, ngươi là ai, Thiên Long Nhân có chút bất mãn rút ra thương đối Lâm Yên gọi vào, ngô. Xem ra chỉ là nhà quê mà thôi. Nghe cho kỹ. Đứng ở trước mặt ngươi là cao quý thiên long nhân còn không mau mau tránh ra cho ta vị trí sau đó quỳ xuống đến hành lễ ta hôm nay tâm tình không tệ làm theo cũng không phải là không thể tha thứ cho ngươi vô lễ thiên long nhân cực kỳ cao ngạo nói không người nào dám đối thế giới quý tộc vô lễ không có người chỉ là không lập tức giết chết trước mắt người này cũng đã là ân tứ lớn lao còn muốn cái gì xe đạp không phải liền là đã mất đi tôn nghiêm a à. cùng lắm thì mất đi sinh mệnh chứ sao Chúng ta thiên long nhân mất đi thế nhưng là thế giới quý tộc uy nghiêm a, à. thiên long nhân đương nhiên nghĩ như vậy. Chờ đợi tiếp xuống năm nhân trước mắt này chịu thua, mà ở tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhìn soi mói, Lâm Yên chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt tên phế vật này, ngươi là không có trưởng miệng vẫn là không có chân dài. Cần muốn ta giúp ngươi đánh gãy khe hở bên trên sao? Chương 242 các ngươi vẫn như cũ làm cho người buồn nôn cả phòng bầu không khí trong nháy mắt yên lặng lại en cùng momusagi trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem lâm yên ngươi thanh tĩnh một điểm a uy đây chính là thiên long nhân Doflimo cùng tesoro thì là sắc mặt đại biến trước tiên cùng lâm yên kéo dài khoảng cách sợ bị thiên long nhân nhìn ra bọn hắn nhận biết chết chắc Doflimo cùng tesoro tâm lý chỉ có ý nghĩ này mồ hôi lạnh trên đầu là tám khỏa tám khỏa chảy xuống đại ca gây thiên long nhân không phải mang theo hai chúng ta có được hay không chỉ có hang cốc một người trong đôi mắt đẹp lộ ra kiêu ngạo vô cùng thần sắc cái này chính là mình nhìn trúng trượng phu ngay cả thiên long nhân cũng dám đổi không phục đều phải chết cho dù là thiên long nhân còn có ai ngươi ngươi cái này không vô lễ chi đồ trọn vẹn tại nguyên địa sửng sốt một hồi lâu thiên long nhân mới rốt cục kịp phản ứng lâm yên nói cái gì tức giận đến toàn thân đều đang phát run, súng trong tay càng là không chút do dự chuẩn bị khai hỏa, chết, phải chết, bực này cùng độ nếu là có thể còn sống sót, quả thực là đối chính mình cái này thế giới quý tộc nhục nhã. Thiên Long Nhân phẫn nộ tới cực điểm, mà ở hắn nổ súng trước đó, Lâm Yên liền đã quay người một bàn tay giáng đi qua, xéo đi, cái gì phế vật cũng đuổi tại lão tử trước mặt nổ súng, cho ngươi mặt mũi rồi, oanh Lâm Yên một bàn tay rút tại thiên long nhân mặt trên mâm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên long nhân về một cái bay ra ngoài. Không trung quay người 12 tuần gốc ngắm chiều cao 45 độ không có khe hở dính liền ba cái sau nhào lộn. Một hệ liệt độ khó cao động tác về sau, thiên long nhân mới một bên thê thảm trui lên một bên đụng vào góc tường không nhúc nhích, ngươi. Ngươi ngươi ngươi, thật vất vả thở nổi, thiên long nhân che mình đã sưng phù nửa gương mặt, run run rẩy rẩy chỉ hướng Lâm Yên, Lâm Yên chỉ là suy cười một tiếng, ngươi cái gì ngươi? Không biết nói chuyện liền không cần nói. Nhìn xem chướng mắt, ngươi, thiên long nhân cảm giác lý trí của mình đều muốn nổ tung, ngươi nhất định phải chết ta cùng ngươi giảng, lại dám đánh cao quý thế giới quý tộc, coi như ngươi là. À, lửa giận ở trong lòng không ngừng bốc lên, nhưng là khi nhìn đến lâm yên mặt về sau, thiên long nhân lại là sững sờ, băng hải tặc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng. Thiên Long Nhân kinh ngạc một chút, sự tình còn muốn từ không sai biệt lắm một tuần lễ trước đó nói lên, kia là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, mình chính giống nhau thường ngày tại nhà mình trong đình viện tra tấn nô lệ làm hao mòn thời gian, tâm tình mười phần vui sướng, sau đó mình liền bỗng nhiên nhận được một thì mệnh lệnh, mệnh lệnh đến từ Gorosi, chính phủ thế giới người thống trị cao nhất mà mệnh lệnh nội dung thì là có liên quan ở trước mắt cái này nam nhân, từ ngày hôm nay, Phạm là Thiên Long Nhân gặp được băng hải tạc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng, cần phải để bảo vệ tự thân an toàn là thứ nhất yếu nghĩa, xem tình huống mà nói có thể ưu tiên lựa chọn rút lui, mệnh lệnh nội dung như trên, nói tiếng người, liền là lúc sau nhìn thấy tên ôn thần này mời mọi người đều đi vòng. Như thế không hợp thói thường mệnh lệnh, thiên long nhân đương nhiên cực kỳ khó chịu, bọn hắn thế nhưng là thế giới quý tộc, nhìn thấy một người muốn đi vòng qua. Người sao không đi chết đi, lúc đó, liền có rất nhiều thiên long nhân nháo đến Gorosi trước mặt yêu cầu cho cái thuyết pháp, dù sao bọn hắn thân là thế giới quý tộc khoa trương nhiều năm như vậy, làm sao có thể đơn giản tiếp nhận. Nhưng mà cuối cùng lại là vô dụng, Gorosi thái độ ngoài ý liệu cường ngành, tại gõ mấy cái huyên náo nhất hoang thiên long nhân về sau, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì lúc đầu mọi người cũng đều không có để ở trong lòng nhưng là ta mẹ nó hôm nay đi ra ngoài gặp vận đen tám đời đúng không làm sao tới nơi này tiêu khiển một chút liền có thể hảo chết không chết đụng tới tên ôn thần này thiên long nhân ủy khuất đều muốn khóc sớm biết mình nhìn nhiều thấy là gia hỏa này cùng lắm thì quay đầu bước đi chính là hắn chỉ là một cái bình thường thiên long nhân cũng không phải cái gì thiên long nhân bên trong quý tộc Goroshi mệnh lệnh vẫn là không dám không nghe, nhưng là, mình bị đánh chẳng lẽ cứ tính như vậy, kia không thể a? À, nếu là cứ như vậy xám xịt trút lui. Nói ra mặt mũi của mình để vào đâu, thế là, thiên long nhân một cắn răng dậm chân một cái, coi như ngươi là băng hải tặc trâu trắng người, còn để chúng ta bị Goroshi cảnh cáo, chẳng lẽ chúng ta thiên long nhân liền là ăn chay, ngẫm lại phía sau mình đứng đấy vô số thế giới quý tộc, thiên long nhân, chi lăng đi lên, ngươi. Ngươi hôm nay phải chết. Trừ phi ngươi nguyện ý đem mấy cái kia nữ nhân đưa cho ta làm nô lệ. Bằng không hôm nay việc này không xong, Thiên Long Nhân tiếp tục bụng mặt kêu gào nói, hắn thấy chẳng qua là vài cái nhân loại mà thôi, liền xem như làm tự mình nô lệ cũng không có gì, dù sao Maria Jo hàng năm cũng không biết muốn chết mất nhiều ít, căn bản không đủ nói đến, liền xem như tên Ôn thần này cũng sẽ không cùng mình trở mặt a, à, sau đó mình mang về mấy cái nô lệ rộng lượng biểu thị người không biết không tội, việc này được rồi, lâm yên cho bồi thường, mình trở về cũng ít nhiều có chút mặt mũi, tổng không đến mức bị sau khi đánh còn xám xịt trời đi, nghe cũng dễ nghe hơn không phải, thiên long nhân cảm thấy mình quả thực là một thiên tài, hổ khẩu thoát hiểm ta trở về có thế thổi một năm, à, nhìn thấy thiên long nhân lại nói lên trừ phi loại này chữ. Tesoro cùng Dofilimo biểu lộ đồng thời ngẩn ngơ, hai người đều là người thông minh, phản ứng tự nhiên cũng so với bình thường người nhanh rất nhiều trong nháy mắt liền ý thức được sự tình đi hướng không thích hợp thiên long nhân cũng sẽ nói trừ phi đạo diễn cái này kịch bản không đúng sao sau đó không phải là cường giả tề xuất sau đó lâm yên chết không tán thân chi địa không phải sao a à, chính phủ thế giới không có bản sự giết chết lâm yên đó a à? ân ừ, kia không sao dophelimo nhìn về phía lâm yên ánh mắt trở nên có chút quỷ dị gia hỏa này lại có bản sự để thế giới quý tộc biến tướng chịu thua sao tesoro càng là kinh động như gặp thiên nhân đại ca a à đây là đánh thiên long nhân thế mà đưa mấy người coi như xong ta cũng nghĩ có cái này đãi ngộ a à. lập tức tesoro đối với lâm yên không có bất luận cái gì bất mãn đây là hào kiệt a à. đại ca đập tới tới bàn tay ngươi không được cười tiếp hảo trong lúc nhất thời tesoro đối với lâm yên kính nể chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không tuyệt nếu không phải tình huống bây giờ không đúng, hắn đều dự định lôi kéo Lâm Yên thành anh em kết bái, đối với đã từng thâm thụ thiên long nhân chi làm hại hắn tới nói. Lâm Yên bộ dáng bây giờ, đơn giản liền là chính đạo quan A, nhưng mà Lâm Yên ánh mắt, lại là trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt bộc phát ra làm cho người kinh hồn tán đảm mãnh liệt sát ý, toàn bộ không gian, trong nháy mắt liền bị Lâm Yên cường hãn sát ý chi phối, thiên long nhân sắc mặt cũng là trở nên tái nhật vô cùng, căn bản không biết mình chỗ nào chọc phải trước mắt người sát thần này. Hữu tâm mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng to lớn sát ý phía dưới hắn căn bản là không có cách mở miệng, lâm yên ánh mắt trở nên triệt để lạnh lùng xuống tới, ngươi. Không, các ngươi những này thiên long nhân tạp toái, thật đúng là hoàn toàn như trước đây địa làm cho người buồn nôn a. À. Chương 243, rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, thường nói, rồng có vẫy ngược, vô luận là đối với ai tới nói, đều có tuyệt đối không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, cho dù là đô mô triệt để như vậy ác đồ, trong lòng cũng một nhất định có không thể bị đụng vào nơi hẻo lánh, mà đối với Lâm Yên tới nói, nghịch lân của hắn liền là bên người trọng yếu người. Nhưng mà trước mắt cái này tạp toái nói cái gì? Hôm nay hắn phải chết, thần tới cũng cứu không được hắn, Lâm Yên ánh mắt bên trong bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý, trùng thiên khí thế cũng theo đó bộc phát ra, ở đây tất cả mọi người là nhìn không được hô hấp dừng lại, hàng cốc kiêu ngạo lại ôn nhu nhìn xem lâm yên, cái này liền là ý trung nhân của mình, bất cứ lúc nào vô luận gì địa. Chỉ cần mình nhận lấy một chút xíu ủy khuất, lâm yên liền sẽ trước tiên ngăn tại trước người mình, giống nhau mười mấy năm trước lúc kia, một thân một mình dết tới Mario, nhìn xem lâm yên một mặt sát ý, hàng cốc không có nửa điểm sợ hãi, chỉ cảm giác lòng của mình đều muốn hóa. En cùng Momusagi cũng là ánh mắt chập chờn nhìn xem Lâm Yên, sắc mặt đỏ lên không biết suy nghĩ cái gì nhưng mà đối mặt với đồng dạng như đúc, Doflimo cùng Tesoro liền là lòng tràn đầy sợ hãi, ta siêu chúng ta biết ngươi là đại ca. Mau dừng lại, đại ca thủ hạ lưu nhân, tỉnh táo A. À. Tỉnh táo, Doflimo càng là lần đầu tiên phá phòng, ngữ khí kinh hoảng đối lâm yên kêu to, lâm đội trưởng. Dừng ở đây đi. Không phải, yên tâm, hôm nay chết sẽ chỉ có một người, nhưng mà đối với cái này. Lâm Yên chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua hai người, ánh mắt bên trong không có nửa điểm dao động, một bả nhấc lên hoảng sợ thiên long nhân, sau đó mảnh địa một chút đập trên bàn, oanh, to lớn lực dưới đường, thiên long nhân yếu đuối như là phế vật đồng dạng thân thể làm sao có thể chống cự, lập tức như là khí cầu đồng dạng nổ tung, đỏ bạch chảy một địa. Hiển nhiên là chết không thể chết lại, huyết tinh, thê thảm, đây chính là lâm yên đối với dám can đảm đụng vào mình vẫy ngược người, cho ra trả thù, Quản ngươi là Thiên Long Nhân vẫn là cái gì a miêu a cẩu, đều phải chết." Cả phòng bên trong lần nữa yên tĩnh, ba vị thiếu nữ ngồi thẳng lên, không chút do dự đi đến Lâm Yên bên người, nhìn cũng không nhìn một chút dưới chân Thiên Long Nhân. Người có thể quỳ mà sống, nhưng quyết không thể quỳ chết, bất luận hôm nay phát sinh cái gì, các nạn cũng sẽ cùng Lâm Yên đứng chung một chỗ, cái này, cái này liền chết." Doflimo sắc mặt tái nhật tự lẩm bẩm, nhìn cách đó không xa Thiên Long Nhân vỡ thành một địa liều đều liều không nổi thi thể chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu thiên long nhân chết nơi này sắp biến thành chiến trường nói thực ra Doflimo hiện tại ý niệm duy nhất liền là chạy chạy càng xa càng tốt nhưng là nói cho cùng mình có thể chạy đến đâu đi thiên long nhân thời điểm chết mình tại trận chỉ cần hơi chút điều tra liền có thể bị đào ra cho nên hiện tại duy nhất đường sống liền là cùng lâm yên đứng chung một chỗ kỳ vọng cái này năm nhân có thể lại một lần nữa mang đến kỳ tích chỉ có thể nói không hổ là thế giới ngầm vương giả Doflimo đầu óc cùng quyết đoán đều tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh lập tức liền làm ra quyết định lâm đội trưởng lợi hại trên mặt lộ ra một cái mười phần nụ cười miễn cưỡng có lẽ là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất Doflimo tâm duyệt thành phục đối một người giơ ngón tay cái lên đây là anh hùng a dứt bỏ mình tiếp xuống đường sống nói thế nào không hề nghi ngờ Lâm Yên làm được mình muốn làm nhưng vẫn luôn chuyện không dám làm, chỉ là điểm này, liền đầy đủ để Đô Flimo kính nể. Lâm đội trưởng, thật có lỗi trước đó có nhiều mạo phạm, Tesoro cũng đồng dạng trịnh trọng gật đầu. Giống như Đô hắn cũng là hắc ám thế giới đế vương, Đô có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng là cùng Đô chỉ là muốn hết sức bắt lấy duy nhất đường sống, đồng thời mang theo điểm kính nể khác biệt tesoro thì là hoàn toàn khác biệt ý nghĩ đối tại nam nhân trước mắt này hắn là thật chịu phục tâm duyệt thành phục loại kia chịu phục tesoro thân là Gon Emperor bề ngoài thì ngăn nắp tịnh lệ nhưng là cũng chỉ có hắn tự mình biết hắn cũng là thâm thụ thiên long nhân độc hại một kẻ đáng thương kia là mình không nguyện ý nhất đối mặt đi qua tại cái kia mình không có gì cả thời điểm gặp nhân sinh tình cảm chân thành cô gái kia vì hắn mang đến cứu rỗi nhưng là cuối cùng lại bị thiên long nhân vô tình cướp đi mà mình cũng bị biến thành nô lệ, tại Maria jo vượt qua thê thảm mấy năm, sau đó mình liền biết được thiếu nữ tin chết, bắt đầu từ ngày đó, tên là Jin Tesoro nam nhân đã mất đi hết thảy, thẳng đến Maria jo bị tập kích mới may mắn chạy ra, sau đó từng bước một, hắn trở thành hôm nay Gon Emperor, trên vạn người tồn tại, từng bước một, sống thành mình đã từng ghét nhất bộ dáng. Tesoro đối với đây hết thảy lòng dạ biết rõ, chỉ là một mực không muốn đối mặt, có thống hận, có sợ hãi, càng là đối với mình xấu hổ chỉ là như là đã từng cô gái kia đồng dạng tại tên là tuyệt vọng trên sân khấu một lần một lần triển khai giọng hát tê tâm liệt phế la lên mình người yêu danh tự cuộc sống như vậy cùng cái xác không hồn không khác nhưng là hôm nay hắn tesoro gặp được ánh sáng một cái xem thiên long nhân vì không có gì tự như là mình đã từng trong lý tưởng tồn tại đồng dạng nam nhân giờ này khắc này liền đứng ở trước mặt mình dù là trả bất cứ giá nào tesoro đều quyết định truy đuổi dù là mấy ngày sau Hoàng Kim Thành chính là mình chôn xương chi địa, lâm đội trưởng. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta muốn. Gia nhập người băng hải tặc, Tesoro kích động đối Lâm Yên nói, ngữ khí lại là hiếm thấy có chút trung rẩy. Ngươi, Lâm Yên có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tesoro, sau đó tại nam nhân cùng nhiệt dưới con mắt, khe khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ, còn chưa xứng, Lâm Yên nói như vậy, Tesoro không phản bác được, hắn hiểu được Lâm Yên nói là có ý gì, hắn trong bóng đêm đợi quá lâu. Đã từng đầy bầu nhiệt huyết cũng sớm đã bị ăn mòn, hiện tại tên là Tesoro Nam Nhân, chẳng qua là một câu cái xác không hồn thôi, ta cần muốn làm gì, nhưng là Tesoro hoàn toàn không có ý tứ buông tha, mà là giọng thành khẩn đối với Lâm Yên hỏi, Lâm Yên sờ lên cầm trầm năm một lát, sau đó chậm rãi đối Tesoro mở miệng, thiên long nhân chết tại nơi này, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ngươi lòng dạ biết rõ như vậy đi. Nếu như tiếp xuống ngươi còn có thể hướng ta chứng minh trong lòng của ngươi còn có ý chí tồn tại, ta sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi, tốt, Tesoro không chút do dự gật đầu, hắn cũng biết mình chết không có gì đáng tiếc, nhất định là muốn hạ 18 tầng địa một cái chủng loại kia người, một cái rất đạo lý đơn giản, ác nhân muốn có được cứu rỗi. Đại giới Thế nhưng là rất đắt đỏ. Chương 244, một cái năm nhân giác ngộ, Nhìn trước mắt ở trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ Tesoro, Lâm Yên nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, nói thực ra, hắn vẫn luôn rất chán ghét cái gọi là lãng tử hồi đầu tiết mục, con người khi còn sống tựa như dấu chân, đi qua đường liền là đi, không lại bởi vì hối hận liền biến mất không thấy gì nữa, bất luận là tội ác cũng tốt việc thiện cũng được. Từ kết cục chú định nháy mắt kia liền nhất định đi theo một người cả đời, dùng sinh mệnh làm thẻ đánh bạc liền phải học được đối mặt tử vong đây là đại giới tra tấn người khác làm vui liền phải học được đền bù đây cũng là đại giới một cái ác nhân cứu rỗi nhưng cũng không phải là cái gì giá rẻ đồ vật tesoro không có tiếp tục khẩn cầu lâm yên làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào tại chiến đấu kế tiếp bên trong hắn cần hướng trước mắt cái này nam nhân chứng minh mình còn có cốt khí tồn tại nếu không lâm yên tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chính mình là thời điểm quá đáng đi sai lầm giấy tính tiền Tesoro ánh mắt lộ ra kiên định biểu lộ, chỉ là yên lặng quay người rời đi, thân là hoàng kim thành đế vương. Mặt đối với kế tiếp nguy hiểm, hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không không không, như vậy lâm đội trưởng, ta cũng trở về đi chuẩn bị, Doflimo nhìn xem Tesoro bóng lưng nở nụ cười, ác nhân tự cứu. À, rất không tệ, nhưng là cũng không thích hợp chính mình, so với cái này, hắn vẫn là càng thêm quan tâm mình tiếp xuống có thế không có thể sống sót thế là doflimo cũng gọn gàng mà linh hoạt trời đi sau đó hắn muốn triệu tập gia tộc mình tất cả lực lượng chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống chiến tranh không hề nghi ngờ doflimo đem hết thảy đều đặt ở lâm yên trên thân lâm yên đối với cái này không có ý kiến chỉ là dù bận vẫn ung dung đứng tại nguyên địa mắt thấy hai người rời đi lâm chúng ta đây en đối lâm yên hỏi không có gì đáng lo lắng a à? bất quá chỉ là thiên long nhân mà thôi với ta mà nói cũng chính là như thế, ngược lại là các ngươi thật không có chút nào sợ hãi, ta là thuyền viên của ngươi không phải sao?" Em cười hỏi ngược lại, còn lại hai vị thiếu nữ cũng là nhau nhau gật đầu, "Thuyền viên đến chết đi theo thuyền trưởng, cái này không là chuyện đương nhiên a, à? nói cũng đúng a." À? Thế là Lâm Yên cũng nở nụ cười, giảng đạo lý mình lúc đầu chỉ là đến kiếm tiền tới. Nhiều nhất liền là cùng Tesoro làm một lần giao dịch không nghĩ tới cuối cùng thế mà biến thành dạng này, nên nói đây chính là duyên phận nha, thân là Goru Goru no mi trái cây năng lực giả, Tesoro thực lực cũng không tệ lắm, chỉ bất quá trước đó, hắn cần phải trả hết trước kia sai lầm, bỏ ra cái giá xứng đáng, đối với năm nhân kia giác ngộ có thể đạt tới mức độ như thế nào. Lâm Yên vẫn là biểu thị mong đợi, nếu quả như thật có thể đạt tới mong muốn, Lâm Yên ngược lại cũng không để ý đa số băng hải tặc trâu trắng mua chuột một cường giả mà lại đối với những cái kia tạp toái đồng dạng thiên long nhân lâm yên cũng kém không nhiều sắp mất đi kiên nhẫn đi thôi chúng ta đi về nghỉ trước tiếp xuống có chính sự muốn làm cùng lúc đó một bên khác thánh địa mariajo khu vực trung tâm ưm giải quyết tốt hậu quả công việc không sai biệt lắm đến nơi đây liền kết thúc đi chư vị hẳn không có cái khác ý kiến a à? chống quải trượng gorosi chậm rãi mở miệng trên mặt biểu lộ cực kỳ âm trầm đây cũng là khó trách sự tình, dù sao mấy cái tuần lễ trước kia, tập hợp chính phủ thế giới cơ hồ tất cả bên ngoài chiến lược đồ ma lệnh. Thế mà cuối cùng đều là thất bại, cho dù là gia nhập hai cái tứ hoàng chiến lực, cũng thất bại tan tác mà quay trở về, đều là phế vật vô dụng, Gorosi đoạn thời gian gần nhất có thể nói là sức đầu mẹ tráng, tốt vào hôm nay, đến tiếp sau không sai biệt lắm cũng coi là xử lý hoàn tất, không có có dị nghị, cái khác Gorosi nhao nhao gật đầu, cầm trong tay Sodai Onchu Goroshi giận dữ mở miền. Chỉ bất quá bây giờ có vấn đề càng lớn hơn, cửu xà đảo tạm thời bất luận, nằm nhân kia. Còn có trên báo cáo những cái kia kỳ quái sinh vật, hắn không có tiếp tục nói hết, ý vị hiển nhiên là không nói cũng hiểu, cái kia từ mười mấy năm trước vẫn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ bóng đen, tự hồ lại một lần xuất hiện, mặc dù hiện giai đoạn chỉ là hoài nghi mà thôi. Mà lại bởi vì lớn tuổi, Gorosi trí nhớ cũng có chút không tốt, đã không sai biệt lắm quên năm đó kia cái dáng vẻ của nam nhân, nhưng là thành như trước đó lời nói, chỉ cần một cái hoài nghi đối bọn hắn tới nói cũng đầy đủ, ngoài ra còn có thiên long nhân kháng nghị, một vị khác Gorosi đồng dạng là thở dài, tại bọn hắn ý thức được Lâm Yên chỉ sợ sẽ là cái kia kinh khủng tồn tại về sau. Lập tức không chút do dự đối tất cả thiên long nhân ra lệnh, phải biết vị kia nhưng là thật dám giết thiên long nhân, mười mấy năm trước Maria Jo phát sinh sự tình, thế nhưng là phế đi bọn hắn thật là lớn kình mới miễn đè nén xuống, quyết không thể tái diễn, nhưng là đáng tiếc thiên long nhân nhóm cũng không hiểu, làm thế giới quý tộc luôn luôn ngang ngược càng rỡ, làm sao có thể tán đồng loại này nhận sợ mệnh lệnh. So với đồ ma lệnh thất bại, đây mới là nhất làm cho Gorosi nhức đầu vấn đề, trong lúc nhất thời, năm người lại là nhìn nhau không nói gì, ai cũng không bỏ ra nổi tốt phương án giải quyết, thôi, cuối cùng chỉ là kháng nghị mà thôi. Chỉ cần chuyện năm đó sẽ không tái diễn, chúng ta làm hết thảy đều là đáng giá, ở quải trượng Gorosi mở miệng yếu ớt. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, cửa phòng họp liền bị người một cước đá văng, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì, Gorosi nhóm biểu lộ giận dữ, nhau nhau nhìn đi qua, nhưng mà đi vào nam nhân cũng là đầu đầy mồ hôi, ta, ta không phải cố ý, cái kia. Có, có thiên long nhân chết nam nhân ngữ khí run run rẩy rẩy hiển nhiên là đã bị hù dọa toàn bộ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh thật sự là cặp vận đen tám đời mới có thể đụng tới loại sự tình này giảng đạo lý ta chỉ là thường ngày đứng gác mà thôi à muốn hay không như thế tuyệt đến đây hồi báo nam nhân đơn giản khóc không ra nước mắt nghe vậy Gorosi nhắm nghe vậy đầu tiên là ngây ngốc một chút sau đó đột nhiên toàn bộ đứng người lên ngươi nói cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói tỉ mỉ. Tất cả mọi người đã mất đi tỉnh táo, tại sao lại chết rồi, lúc này mới yên tĩnh mấy ngày, Gorosi đơn giản tâm tính bạo tạc, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại, định nghe nghe đến tột cùng là ai dám làm ra loại sự tình này, giết, nhất định phải giết. Trong lúc nhất thời, Gorosi nhắm ánh mắt bên trong hiện đầy sát ý, thế giới quý tộc uy nghiêm tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhận. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được nam nhân nói ra cái tên đó về sau, nhao nhao cảm giác mắt tối sầm lại, trong đó một vị Goroshi thậm chí một hơi thở gấp đi lên, lật cái bi quan hướng về sau liền ngã, chỉ là lúc này không có ai đi dìu hắn, Goroshi nhắm cảm giác mình tay đều đang run, là, là Băng Hải Tặc Trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng, Lâm Yên, mẹ nó. Tại sao lại là tên ôn thần này, coi như ta cầu ngươi ngươi yên tĩnh một hồi không tốt sao? Hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro Nomi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 245, Goroshi tâm tính nổ, gia hỏa này đơn giản liền là cái ôn thần, trừ bỏ bị giận ngất đi một cái Goroshi bên ngoài, còn lại bốn vị Goroshi nhau nhau sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói cái gì tốt, lại có thiên long nhân chết, mà lại hung thủ còn là cùng một người đây quả thực là đem chính phủ thế giới mặt mũi đè xuống đất dẫm A, giảng đạo lý. Nếu như là đổi một người tới làm loại sự tình này, sợ là cũng sớm đã vỡ thành 17-18 khối, liều đều liều không trở lại cái chủng loại kia, nhưng là nếu như là Lâm Yên, có sao nói vậy, Gorosi thật đúng là có chút gặp khó khăn, dù sao Lâm Yên mạnh đơn giản khó có thể tin, mà mọi người đều biết, đánh không lại, cũng không cần giảng đạo lý, đó bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Các vị, ý kiến của các ngươi đâu? Trong đó một vị Goroshi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi thở dài đối những người khác hỏi, tự nhiên là muốn thảo phạt. Một vị khác Goroshi không chút do dự mở miệng trả lời, nhưng mà vừa mới nói được nửa câu, nhưng lại là thật sâu thở dài, chúng ta không được không làm như vậy, không phải sao? Nghe vậy, đám người lại một lần nữa một trận trầm mặt, không sai, bọn hắn có không được không làm như vậy lý do phải biết lần này là thiên long nhân bỏ mình, mà lại căn bản không có khả năng giống như là mười mấy năm trước đồng dạng giấu giếm được, bởi vì việc này phát sinh ở Hoàng Kim Thành, toàn thế giới lớn nhất giải trí đô thị, tam giáo cửu lưu hội tụ tại kia trong tòa thành thị. Gorosi thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, giờ này khắc này, thiên long nhân đầu chết đi tin tức nhất định đã giống như là virus đồng dạng cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Nếu như không dùng cường ngạnh vô cùng thủ đoạn đánh trả, như vậy toàn bộ thế giới chính phủ cùng thế giới quý tộc uy tín đều sẽ phải gánh chịu to lớn đã kích, đây là tuyệt không thể tiếp nhận. Đã như vậy, như vậy các vị, liền xuất binh đi, cho dù là bàn cờ chấp trưởng giả, cũng có không làm lựa chọn không được thời điểm, Gorosi nhóm mang trên mặt bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể không làm ra hành động, thế nhưng là lần trước chúng ta đã thất bại, lần này đến tột cùng muốn ai, không ngại vận dụng toàn thế giới lực lượng tốt, dù sao chúng ta thế nhưng là chính phủ thế giới. Nguyện ý bán mạng người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không phải sao, nghe được câu này, Gorosi nhóm trao đổi một đợt ánh mắt, chật nhau nhau gật đầu, tán thành, cùng lúc đó một bên khác, giải trí đô thị hoàng kim thành, lâm, người như thế không có khẩn trương cảm giác thật được chứ, en xinh đẹp màng trên mặt có chút thần sắc bất đắc dĩ, nhìn không được đưa tay đâm dưới lâm yên gương mặt, nhìn xem giờ này khắc này như cùng một cái cá ướp muối đồng dạng nằm lâm yên trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một cái vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ tiện thể nhất lên thời gian bây giờ là sáng sớm khoảng tám giờ em là đến gọi lâm yên lên sau đó lại tiện thể nhất lên sở dĩ đạt được cơ hội này là ba vị thiếu nữ búa kéo bao một quyết thắng thua về sau kết quả nhưng mà lúc này mới mấy điểm a à? mọi người đều biết nhân loại làm sao có thể tại trước giữa trưa cho ta lại ngủ một hồi trước đối mặt em vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ lâm yên chỉ là uể oải ngáp một cái sau đó thuận miệng cãi chầy cãi cối một câu đang nhắm mắt xem bộ dáng là không có ý định mở ra thành như trước đó lời nói ta thân làm một cái mười phần nhân loại bình thường tuân theo nhất cơ bản đồng hồ sinh học ngủ một giấc đến giữa trưa cũng là tướng làm hợp lý đúng không em biểu thị tâm tình tái phát nói lên nhà mình thuyền trưởng thật sự là cái gì cũng tốt duy chỉ có để cho người ta bất mãn liền là bình thường gia hỏa này quả thực là lười đến là thường, cũng không biết vì thực lực gì sẽ như thế cường đại, mà lại ngươi như bây giờ thật được chứ. Nghĩ đến, em không khỏi có chút tức giận mắng đập lâm yên một chút, cũng chỉ có ngươi như thế không có khẩn trương cảm giác đi. Phải biết hiện tại Hoàng Kim thành thế nhưng là đã loạn thành nhất đoàn. Mà lại chúng ta tiếp xuống hẳn là cũng muốn nên đón trả thù A, à? em có chút bất đắc dĩ nói như vậy không thể không nói tesoro phản ứng vẫn là rất nhanh lực chấp hành cũng coi như không tệ đầu tiên là lập tức phong tỏa hoàng kim thành đối ngoại chỗ có tin tức chợt liền bắt đầu trục xuất hoàng kim thành chỗ có khách đồng ý giúp đỡ lưu lại không nguyện ý liền từ ở nơi nào tới thì về nơi đó tesoro đại khái vô cùng rõ ràng những này dừng lại tại hoàng kim thành bên trong cố tình làm bậy hải tặc sẽ là tiếp súng không ổn định nhất nhân tố liền ngay cả ba vị thiếu nữ cũng là bận rộn lên dù sao so với như mặt trời ban trưa don gia tộc tesoro mặc dù mười phần có tiền nhưng là tại bạo lực cơ quan bồi dưỡng bên trên lại là cùng doflimo kém không chỉ một cấp bậc mà thôi đường đường thống trị toàn bộ hoàng kim thành gôn empero đại nhân thủ hạ đáng tin cậy chiến lực liền ba cái vẫn được một cái nhảy tới nhảy lui thằng lùn một cái hứng thú ít nhiều có chút kỳ quái đại hán. Còn có một cái hảo vận tỷ, giảng đạo lý nếu không phải hắn bản thân thực lực cường đại, Hoàng Kim Thành sợ là sớm đã bị chơi sập, cũng không cần vội vã như vậy nóng nảy a. À. Dù sao chúng ta trước đó lại không phải là không có đối mặt qua, tin tưởng lần này chính phủ thế giới một ít người cũng sẽ học ngoan chút a. À, nhìn xem en trên gương mặt xinh đẹp lộ ra có chút vẻ mặt lo lắng. Lâm Yên cũng không ngủ tiếp, mở miệng cười an ủi một câu, có sao nói vậy, chẳng lẽ chính phủ thế giới còn dám ở trước mặt mình dốc toàn bộ lực lượng hay sao, Gorosi cũng không phải người ngu, trước đó đồ ma lệnh thất bại về sau, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng trong tay mình có đại quy mô sát thương thủ đoạn, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tạp ngư căn bản không có cái gì đăng tràn cơ hội. Mà nếu như từ một điểm này đi lên cân nhắc, tiếp xuống Gorosi sẽ làm ra cử động gì, Lâm Yên đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu là thật giống ngươi nói dạng này liền tốt, nghe được Lâm Yên an ủi, en cái này mới một lần nữa tại trên gương mặt xinh đẹp triển lộ ra tiếu dung, chợt tự như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng, đối Lâm Yên mở miệng nói. "Đúng rồi, Tesoro tên kia sáng sớm tìm đến đây, nói là có chuyện muốn cùng ngươi nói đến lấy." Tesoro, Lâm Yên nghe vậy, đầu tiên là méo một chút đầu liền ở trên mặt lộ ra một cái có phần cảm thấy hứng thú nụ cười, được thôi, người khác hiện tại ở đâu, quể oải duỗi lưng một cái, Lâm Yên cuối cùng là ngồi dậy đối en hỏi, ta dẫn ngươi đi à, nhìn thấy Lâm Yên rốt cục. En trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, sau đó liền không chút do dự mở miệng nói, đối với cái này, Lâm Yên đương nhiên cũng là không có ý kiến gì, chuyện sau đó liền tự nhiên không có chuyện gì để nói, tại en dẫn đầu dưới hai người rất nhanh liền đi tới tesoro chỗ giờ này khắc này vị này hoàng kim thành đế vương ngay tại mời điểm mình tồn kho nhìn thấy en mang theo lâm yên tiến đến tesoro lập tức để công việc trong tay xuống đối hai người nở nụ cười hai vị hôm qua nghỉ ngơi như thế nào chương hai trăm bốn mươi sáu tesoro tiếc núi tesoro đối hai người cười nói một chút cũng không có trước đó đối chọi gây gắt dáng vẻ ngược lại nhìn tự như là một cái hòa ái người hiền lành cái này cũng là chuyện đương nhiên trải qua chuyện ngày hôm qua tesoro không sai biệt lắm đã đem trước mắt lâm yên xem như là thần tượng của mình đối với đồng dạng vô cùng căm hận thiên long nhân nhưng lại ra ngoài sợ hãi không cách nào phản kháng hắn tới nói có thể nghĩ hôm qua lâm yên cử động đến cùng sẽ mang đến dạng gì rung động đối với tesoro mà nói vậy đơn giản có thể xưng là cứu rỗi nam nhân trước mắt này lại dám không chút do dự đối chính phủ thế giới xuất thủ chỉ vì bảo hộ bên người mấy cái này nữ nhân, muốn là mình năm đó cũng có dạng này dũng khí cùng lực lượng, nghĩ đến, Tesuro trên mặt biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Mà Lâm Yên nhìn về phía Tesuro, ánh mắt đồng dạng là có chút phức tạp, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Tesuro bản nhân, mà là bởi vì ta siêu. Tốt chói, nhìn xem Tesuro sau lưng một bộ kim quang lóng lánh dáng vẻ, cho dù là Lâm Yên, cũng là không khỏi có chút nheo mắt lại tốt mẹ nó chướng mắt thành như trước đó lời nói tesoro ngay tại kiểm kê tồn kho như vậy là cái gì tồn kho đâu không hề nghi ngờ tất cả đều là hoàng kim cái này cũng là chuyện đương nhiên dù sao thân là goru goru no mi trái cây năng lực giả tesoro năng lực liền là khống chế hoàng kim tiến hành chiến đấu nói một cách khác hoàng kim nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn mà thân là toàn thế giới có thể là nhất đàn ông có tiền vì nghền đón tiếp xuống sắp đến chiến đấu. Tesoro đương nhiên muốn xác nhận một chút trong tay hoàng kim số lượng dự trữ, khá lắm, đây chính là kẻ có tiền vui không, Lâm Yên biểu thị tâm tình phức tạp, tốt một cái loại cực lớn cho nhà giàu, dù sao có sao nói vậy, muốn là đơn thuần dựa theo hoàng kim dự trữ đến tính toán, trước mắt Tesoro nắm giữ tài phú, thậm chí siêu việt mười mấy năm trước mình đi đánh cướp thiên long nhân bảo khố. Toàn thế giới một phần năm Berry thật đúng là không phải thổi phồng lên a à. đương nhiên cũng vẻn vẹn cũng chỉ là hoàng kim siêu việt mà thôi về phần hắn trân quý của hắn vật phẩm tỉ như nói trái ác quỷ loại hình đồ vật tesoro còn là xa xa không kịp thiên long nhân lâm yên đại nhân xin hỏi sao rồi chú ý tới lâm yên biểu lộ nhìn hơi khác thường tesoro trầm ngâm một lát có chút hiếu kỳ đối với lâm yên hỏi không có gì lâm yên rất nhanh khôi phục lại cười lắc lắc đầu sau đó nội tâm tính toán lên phải làm thế nào lấy đi trước mắt cái này một đống lớn hoàng kim mặc dù lấy thực lực của mình liền xem như trực tiếp động thủ tesoro cũng không có cái gì năng lực phản kháng có thể nói nhưng là thành như trước đó lời nói lâm yên mặc dù không cho là mình là người tốt lành gì nhưng là loài kia hạ lưu sự tình cũng vẫn là không làm được hắn cuối cùng không phải những cái kia hào không điểm mấu chốt hải tặc thế là sự tình liền trở nên rất đơn giản mình cần mở ra một cái để tesoro tuyệt đối không cách nào cự tuyệt bản giá, sau đó làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đưa lên tất cả tài phú, như vậy vấn đề tới, có cái gì bản giá là tesoro không cách nào cự tuyệt. Có sao nói vậy, thật là có, tự hồ là nghĩ đến cái gì, Lâm Yên nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên làm bộ vừa mới chú ý tới đồng dạng, chỉ hướng tesoro hai tay, nói trở lại, ta trước đó liền muốn hỏi ngươi rõ ràng trên hai tay đều mang đầy đủ hoàng nhẫn vàng, vì cái gì duy chỉ có ngón áp út không có, a à. Như thế tuy nói là a à, khác vừa có chút không rõ ràng cho lắm en thuận lâm yên chỉ thị nhìn đi qua. Cũng là nhìn không được bồ lên một tiếng, tự như là lâm yên nói đồng dạng, tê trên hai tay duy chỉ có ngón áp út không có chiếc nhẫn, mà lại nếu như nhớ không lầm, cái kia hẳn là là, nhẫn cưới vị trí tới, nghĩ đến, En nhìn về phía Tesoro ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, dù sao đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh gôn Emperor, bên người ngay cả nữ nhân đều không có. Tesoro đột nhiên rơi vào trầm mặt, nửa ngày về sau, khe khẽ thở dài, vị trí kia là lưu cho một cái mãi mãi cũng về không được người, hắn cũng là ta tình cảm chân thành. Tesoro ngữ khí trầm thấp nói, cho dù là đã làm tốt quyết định muốn đi theo trước mắt cái này nam nhân, nhưng là cho đến ngày nay, tesoro vẫn như cũ là có chút không muốn mặt đối với mình bi thảm đi qua thì ra là thế vẫn là cái tình yêu cố sự a à. để ý nói một chút a à. dù sao bây giờ cách chiến đấu còn có một đoạn thời gian mà lại nói không chừng ta có cái gì phương án giải quyết mà lâm yên tự như là đã sớm biết chuyện này đồng dạng cười đối tesoro nhẹ gật đầu nói ngược lại là không sao tesoro nhịn không được cười khổ một tiếng giảng đạo lý nếu là có những người khác nói với hắn ra loại lời này, Tesoro chỉ sợ sớm đã trở mặt, dù sao kia là hắn không nguyện ý nhất đối mặt đi qua, nhưng nếu như là nam nhân trước mắt này, nói một chút cũng không sao, mà lại lâm yên trong miệng có phương án giải quyết, cũng tại xúc động Tesoro thần kinh, mặc dù rõ ràng liền biết tuyệt không có khả năng này, nhưng là nhân loại chính là như vậy đồ vật. Rõ ràng thân ở tại trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng sẽ nhịn không được giấy lên hy vọng cho dù bọn hắn có lẽ tin tưởng, hy vọng về sau sẽ là càng thêm khắc sâu tuyệt vọng, nhân loại sở dĩ là nhân loại, cũng chính bởi vì loại này không ngừng truy tìm lấy hy vọng bản năng không phải sao. Nghĩ đến, Tesoro ánh mắt trở nên kiên định, nam nhân đưa tay sờ lên cầm, tựa hồ là đang cẩn thận cân nhắc lời nói của mình. Lâm Yên cùng En cũng không có mở miệng quấy rầy ý tứ, thẳng đến nửa ngày, Tesoro mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật hai vị khả năng cũng không biết ta kỳ thật sinh ra ở một cái rất nghèo gia đình ngay lúc đó ta có thể nói là không còn gì khác nếu như nói trên người của ta duy nhất có gì có thể xưng đạo đồ vật có lẽ cũng chỉ có này tấm giọng hát có thể chịu được dùng một lát tesoro mang trên mặt cười khổ tại ta lúc còn rất nhỏ mộng tưởng liền là trở thành một cái ca sĩ nhưng mà liền ngay cả mẫu thân đều rất chán ghét ta tiếng ca rất nhanh ta liền bị đuổi ra khỏi gia môn nói đến đây tesoro ngữ khí có chút dừng lại sau đó tại hai người hơi kinh ngạc ánh mắt phía dưới, khuôn mặt nằm nhân bên trên thế mà lộ ra một cái rất là hoài niệm. Mà lại mười phần bi thương tiếu dung, giống là vẻ mặt như thế, xuất hiện tại lấy tàn khốc mà sốc nổi nghe tiếng gôn emperor trên thân, tự hồ có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng bất luận là em vẫn là lâm yên, đều không có mở miệng quấy rầy ý tứ, thế là Tesoro tiếp tục nói, sau đó liền vào lúc đó, mặt đối với cuộc sống mờ mịt lúng cuốn ta, tại rạp hát lòng chim bên trong gặp một thiếu nữ. Hắn gọi Sela. Là ta cả đời tình cảm chân thành. Chương 247, không có người có tiền, không chiếm được bất cứ thứ gì, không hề nghi ngờ, tên là Jin Tesoro Nam Nhân, có cực kỳ bi thảm đi qua, tại Tesoro chậm rãi giảng thuật bên trong, Lâm Yên cùng En cũng hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, sự tình đại khái còn muốn từ mười mấy năm trước nói lên, khi đó, Vừa mới vừa bị đuổi ra khỏi nhà Tesuro nản lòng thoái chí, hoàn toàn không biết sinh hoạt phương hướng đến tột cùng ở nơi nào. Sau đó cơ hồ không có có ngoại ý muốn, hắn đi lên mình bật cha chú đường xưa, kết giao một đám hồ bằng cẩu hữu, sau đó thì cực như mạng mà làm mình thua sạch tất cả tiền tài về sau, những cái được gọi là bằng hữu không chút do dự đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng, một lần kia Tesuro đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chạy trốn, mình đầy thương tích thời điểm hắn ngơ ngơ ngác ngác đi đến rạp hát trước cửa, sau đó ở nơi đó gặp một vị mỹ lệ thiếu nữ, thiếu nữ tên là Sela, hai cái đồng dạng tuyệt vọng người liếc nhau, sau đó tựa ở lòng chim hai đầu, bắt đầu hướng đối phương thổ lộ hết cái bất hạnh của mình, sau đó bắt đầu từ ngày đó, Tesoro sinh hoạt có chút cứu rỗi, thiếu nữ là cái thứ nhất tán dương mình mơ ước người. Cũng là cái thứ nhất không có bất kỳ cái gì xem thường mình người, cũng là bắt đầu từ ngày đó, Tesoro nhân sinh lần thứ nhất có thay đổi, có có thể vì đó phấn đấu mục tiêu, Sela là rạp hát nô lệ, dựa theo ngay lúc đó hành tình, nếu như Tesoro muốn chuộc về Sela, chỉ ít cần 50 vạn berry, nhân loại nô lệ, là nhất thứ không đáng tiền, số lượng không nhỏ, nhưng tuyệt không phải xa không thể chạm. Tesoro còn nhớ rõ ngày đó mình hướng thiếu nữ giọng dạc nói lý tưởng, sau đó ưng thuận mình nhất định sẽ cho hắn tự do hứa hẹn, sau đó một đoạn thời gian, Tesoro liều mạng công việc, cơ hồ không ngủ không nghỉ, chỉ vì có thể mang về mình tình cảm chân thành. Đúng vậy, hai người không hề nghi ngờ là yêu lẫn nhau, nhưng mà Tesoro chung quy là chậm một bước, cho dù là không ngủ không nghỉ công việc cũng tốt. Nhưng ép mình tất cả thời gian cũng tốt, ngay tại Tesoro sắp góp đủ 50 vạn tiền chuột thời điểm, tuyệt vọng giáng lâm, ghê tẩm thiên long nhân sớm hắn một bước mua đi xeo chỉ là 50 vạn berry mà thôi, đối với thống trị toàn bộ thế giới thiên long nhân mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới, Tesoro phẫn nộ đến điên cuồng, thậm chí một lần hướng thiên long nhân rút kiếm. Nhưng mà chung quy chỉ là vô dụng tiến hành thôi, Sela biết mình sắp đối mặt cái gì, thế là cuối cùng của cuối cùng, cũng chỉ là ở trên mặt lộ ra một cái thê mỹ hạnh phúc tiếu dung, đây là Tesoro đối với tình cảm chân thành sau cùng hồi ức, chuyện sau đó đại khái liền có thể đoán được. Tesoro bởi vì gan dám phản kháng thiên long nhân, phía sau bị ấn lên thiên long nhân chi vó ấn ký thành làm nô lệ. Bắt đầu tiếp xuống bi thảm sinh hoạt, nô lệ thời gian rất khó, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Seola còn tại nơi nào đó chờ đợi mình, Tesoro liền tràn đầy lực lượng, thành như trước đó lời nói, nhân loại liền là không ngừng truy tìm lấy nhỏ bé hy vọng tồn tại, nhưng sau không lâu sau đó, hắn biết được Seola tin chết, nhìn xem ghê tẩm thiên long nhân ở trước mặt mình cười vang. Chà đạp lấy mình còn sót lại hy vọng, ngày đó, tên là Jin Tesoro nằm nhân liền đã chết, mấy năm về sau, thân là ngư nhân anh hùng Fisher Tiger giải phóng nô lệ, Tesoro cũng có thể trùng hoạt tự do, mang theo đối thiên long nhân cừu hận thấu xương, hắn âm thầm triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất, ngẫu nhiên biết được Doflimo Don gia tộc chính đang đấu giá Goru Goru no mi trái cây. Tesoro dùng bất cứ thủ đoạn nào, tại cả tòa trong thành thị phóng hỏa cuối cùng trở thành người thắng, sau đó từng bước một, biến thành hiện tại Gon Empero. bởi vì bi thảm chuyện cũ, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn thu thập tài phú, dần dần trở thành hiện tại cái này có được toàn thế giới một phần năm Berry Nam Nhân, thành vì mình đã từng ghét nhất giàu có thượng vị giả. Thẳng đến Lâm Yên đến, lấy trầm thấp ngữ điều chậm rãi nói xong nửa đời trước của mình, Tê khe khẽ thở dài, có lẽ bắt đầu từ ngày đó ta liền hiểu, không có tiền gia hỏa, Cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, không xứng có được tình yêu, không xứng có được mộng tưởng, tiền. Liền là hết thảy, Tesoro ngữ khí có vẻ hơi trầm thấp, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Một lần nữa nhớ lại mình quá khứ, đối với Tesoro mà nói, liền không khác để lộ vết sẹo, cứ việc đã trở thành cao cao tại thượng gôn Emtero, nhưng là mỗi lần xúc động đến kia cũng sớm đã không có vật gì nội tâm, Tesoro vẫn là sẽ cảm giác được ẩn ẩn làm đau, vậy mà thành như trước đó lời nói, nữ hài tử có lẽ đều là cảm tính, tại nghe xong Tesoro bi thảm chuyện cũ về sau. Cho dù là em, trong con người cũng là không khỏi toát ra đồng tình sắc thái, dạng này cố sự, đối với thân là nữ hài tử hắn lực sát thương thật sự là hơi lớn, em theo bản năng nắm lâm yên gốc áo, lâm yên có chút thương tiếc sợ lên em đầu, sau đó nhìn về phía trước mắt Tesoro, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, Tesoro, ngươi phạm sai lầm có hai cái lâm yên nhẹ giọng mở miệng tesoro sững sờ sau đó cười khổ một tiếng xin lắng tai nghe đầu tiên là nhỏ yếu năm đó ngươi thật sự là quá yếu ngay cả năng lực phản kháng đều không có nhỏ yếu mới là tạo thành đây hết thảy căn nguyên không phải sao lâm yên nhẹ giọng mở miệng nói ra nhỏ yếu người dù sao gặp tuyệt vọng tại mảnh này từ không công bằng trên đại dương bao la cái này là có thể tiên đoán được sự tình tesoro không phản bác được trầm mặt nửa ngày khẽ gật đầu một cái như vậy cái thứ hai sai lầm đâu nha nghe chuyện xưa của ngươi ta tạm thời cũng hiểu ngươi đối tiền tài cố chấp nhưng là Tê-xô-rô, tiền tài chung quy là hư ảo chi vật nói lâm yên nữ khí có chút dừng lại tại en có chút biến hóa sắc mặt dưới bỗng nhiên rút ra thánh kiếm thẳng tắp chỉ hướng trước mắt có chút mộng bức Tê-xô-rô. lực lượng mới là hết thảy chói mắt thánh kiếm lóe ra màu vàng ánh sáng hắn rung động trình độ viễn siêu Tesoro sau lưng đến mãi không hết hoàng kim, thanh kiếm này bản thân, liền là kỳ tích cùng lực lượng, sau đó đối mặt nghiêm mặt sắc bắt đầu biến hóa Tesoro, Lâm Yên nhẹ mở miệng cười, đừng khẩn trương như vậy, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, dù sao ta tự nhận cùng những cái kia buồn nông thiên long nhân không phải người một đường. Nói cho cùng, ta bản người vẫn còn có chút chán ghét cường thủ hào đoạt, nói, Lâm Yên ngữ khí có chút dừng lại, Jin Tesoro, Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm một cái giao dịch? Giao dịch? Tesuro hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Lâm Yên nhẹ nhàng gật đầu, chờ đến lần này chiến tranh kết thúc, dâng lên ngươi bây giờ tất cả tài phú, ngươi đem từ có được toàn thế giới một phần năm Berry hoàng đế. Lần nữa biến thành một cái quỷ nghèo, Lâm Yên ánh mắt sắc bén nhìn thẳng trước mắt Tesuro, ngữ khí từng chữ nói ra, sau đó tương đối như thế, ta sẽ dành cho ngươi một lần vãn hồi Cela tính mệnh cơ hội. Chương 248, duy nhất cơ hội, Tesoro nghe dạy, nhìn trước mắt ánh mắt sắc bén dơ lên thánh kiếm chỉ hướng mình lâm yên, trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì cho phải, vô luận là ai, đều chắc chắn sẽ có ý khó bình thời khác, mà đối với Tesoro mà nói, đời này lớn nhất ý khó bình, chính là mình đã từng cùng tình cảm chân thành bỏ lỡ cơ hội, nếu như có thể vãn hồi đây hết thảy. Tesoro thậm chí ngay cả linh hồn đều nguyện ý bán, huống chi chỉ là khu khu thế giới một phần năm Berry, nhưng mà... Cái này thật khả năng sao, mình tình cảm chân thành đã chết tại Mariojo, đây là đã được xác nhận qua sự thật, cho dù là đã mất đi lý trí Tesoro cũng không thể tin được, nhưng là, nhìn trước mắt Lâm Yên tự tin vô cùng ánh mắt, Tesoro vẫn là theo bản năng duỗi ra mình tay. Nhìn lấy nam nhân trước mắt này có chút không dám tin tưởng dáng vẻ, Lâm Yên khẽ cười một tiếng, làm sao? Ngươi không phải thích nhất cược A, chẳng lẽ đã mất đi Sela về sau, ngươi ngay cả cược cũng không dám rồi, Tesoro cắn cắn răng, lâm đội trưởng, ta cần cơ hội lần này. Vì thế trả bất cứ giá nào đều nguyện ý, Tesoro chung quy là hạ quyết tâm, lâm yên ở trên mặt lộ ra một cái cởi mở tiếu dung. Rất tốt, nói, lâm yên vung tay lên, không gian nổi lên ba động, không bao lâu, một cổ tạo hình kỳ quái đoàn tàu liền xuất hiện ở mấy người trước mặt đây là, Tesoro mắt quan chăm chú nhìn chầm chầm trước mắt đoàn tàu, trực giác nói cho hắn biết, cái này kỳ quái đoàn tàu cùng tiếp xuống việc cần phải làm có quan hệ, sự thật cũng đúng là như thế, nhìn thấy lúc liệt kê xe xuất hiện. Lâm Yên đối Tesoro nở nụ cười, tiếp xuống, ta phải vận dụng phía sau ngươi không sai biệt lắm một phần mười tài bảo tràn ngập năng lượng, dừng vào cái này tiết đoàn tàu về sau, ngươi sẽ một lần nữa thu hoạch được cứu vớt Stella cơ hội, nói, lâm yên ngữ khí có chút dừng lại chỉ bất quá nhớ kỹ ngươi đại khái chỉ có chừng một tuần lễ thời gian đến cứu vớt hắn sau đó nhất định phải tận khả năng không nháo ra cái đại sự gì rõ chưa ta đã biết tesoro trịnh trọng gật đầu mặc dù không biết lâm yên đến tột cùng muốn làm gì nhưng là như là đã quyết định đánh cược thân là Gon empero tesoro liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào huống hồ trực giác nói cho hắn biết đây có lẽ là vẻn vẹn có một cơ hội duy nhất Tesoro sắc mặt nghiêm túc đáng sợ. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đối Lâm Yên cúi thấp đầu, Lâm đội trưởng, để bảo đảm có thể thành công, ta cần phải mang theo nhất định số định mức hoàng kim tiến đến, cho nên chỉ có thể mượn trước dùng một điểm ngươi hoàng kim, Tesoro giọng thành khẩn mở miệng nói, hắn là Goru Goru no mi trái cây năng lực giả, nếu như không có hoàng kim có thể thúc đẩy, thực lực sẽ mười không còn một. Cho nên để bảo đảm thành công, hắn cần hoàng kim, lời nói ở giữa nghiễm nhưng đã là đem phía sau mình hoàng kim làm thành lâm yên vật sở hữu thành như trước đó lời nói vì vãn hồi mình tình cảm chân thành tesoro nguyện ý trả bất cứ giá nào cao ngạo gôn empero lựa chọn cuối thấp đầu hỏi lâm yên vay tiền thấy cảnh này lâm yên hài lòng nhẹ gật đầu giao dịch vẫn chưa hoàn thành bọn chúng hiện tại vẫn như cũ là ngươi đa tạ tesoro có chút cảm động nhẹ gật đầu sau đó không chút do dự mang lên ước chừng một tấn tả hữu hoàng kim thu nạp tại thể nội, sau đó bước vào đoàn tàu, Lâm Yên cũng cùng lúc đó giang hai tay ra, lúc liệt kê xe phát ra một trận đặc biệt ba động, tự như là Tesoro phát động Goru Goru no Mi trái cây năng lực thời điểm đồng dạng. Lượng lớn hoàng kim biến thành chất lỏng, bổ sung tiếng đoàn tàu bình xăng, đi ngươi, cảm giác đến không sai biệt lắm, Lâm Yên ở trên mặt lộ ra một cái cởi mở tiếu dung, lúc liệt kê xe động cơ cũng bộc phát ra oanh minh trực tiếp đụng ở trên tường sau đó biến mất vô tung vô ảnh thân ở tại liệt trong xe tesoro chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là hắn cũng chỉ có thể hết sức chịu đựng buồn nôn bảo trì thanh tĩnh sau đó từ một đoạn thời khắc bắt đầu chung quanh toa xe biến mất không thấy gì nữa dần dần chuyển biến thành một đoàn thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng mơ hồ vật chất Tesoro rất nhanh liền không cách nào phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cùng thời khắc đó. Cách này chớ ước mười mấy năm trước nơi nào đó tiểu trấn, bành, bầu trời đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, chợt một cái nam nhân từ giữa không trung đến rơi xuống, bịch một tiếng đập xuống đất, quẹ, thật vất vả gặp được mặt đất, Tesoro rốt cục chịu đựng không nổi, nằm rạp trên mặt đất ói lên ói xuống, đi ngang qua người đi đường nhau nhau đối với hắn quan tới ghét bỏ ánh mắt bộ dáng có thể nói là tướng làm chật vật nôn một hồi lâu tesoro mới miễn cưỡng khôi phục lại thể xác tinh thần đều mệt thở dài khắp nơi tìm cái địa phương dựa vào dưới hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời bầu trời a à, ngươi thật mẹ nó làm, tesoro có chút hoài nghi nhân sinh qua một hồi lâu mới đưa mắt nhìn sang trước mắt thành trấn bên trên chợt hai con ngươi giật mình cái này. Nơi này là tesoro có chút khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy quen thuộc phòng ốc quen thuộc đường đi chuyện cho tới bây giờ hắn làm sao có thể quên bởi vì cực độ rung động cùng kích động tesoro thân thể bắt đầu khẽ rung lên sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt bên tai truyền đến vài chục năm ở giữa như là mơ mộng mình khó thể thực hiện âm thanh kia cái kia xin hỏi ngươi cần muốn trợ giúp sao cùng một thời gian hoàng kim thành lâm ngươi nói hắn thật có thể thành công sao cùng lâm yên vai sóng vai đi trên đường phố đi dạo en do dự thật lâu rốt cục nhìn không được quay đầu nhìn về phía bên người Lâm Yên hỏi, em hoàn toàn không biết Lâm Yên làm cái gì, bất luận là cái kia kỳ quái đoàn tàu, vẫn là kỳ quái hứa hẹn. Nhưng là thân làm một cái tri kỷ nữ hài tử, em xưa nay sẽ không quá nhiều tìm tội nghiên cứu Lâm Yên trên người bí mật, mà lại giờ này khác này so với cái này, hắn càng để ý một chuyện khác, Tesoro. Thật sự có cơ sẽ thành công sao, thành như trước đó lời nói, Nữ hài tử đều là mười phần cảm tính sinh vật, Tesoro thêm mỹ tình yêu cố sự đã động En, cho nên cũng là nhịn không được có chút mong đợi. Tin tưởng cho dù là Momusagi hoặc là Hancock ở chỗ này, đại khái cũng là giống như En phản ứng A, nhưng mà đối với cái này, Lâm Yên lại chỉ là lật cái bi cao quan, nữ nhân, người đang lo lắng cái gì, Tesoro thế nhưng là Gon Emperor, thực lực cường đại trái cây năng lực giả, thậm chí còn mang tới một tấn nhiều hoàng kim tiến đến thu thập một cái rạp hát lão bản còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Về phần như thế nào tại một tuần lễ sắp xếp cẩn thận Sela, cái này còn cần cân nhắc, Tesoro cũng không phải cái gì phế vật, có sao nói vậy, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, hắn dứt khoát cũng đừng làm cái này hát ám hoàng đế, về nhà loại địa nghệ nông đi, nghĩ đến, lâm yên ngữ khí bình tĩnh mở miệng, yên tâm đi, cái này nếu là vẫn không được công hắn dứt khoát mình tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi, tỉnh mất mặt xấu hổ. Chương 249, Chiến đấu trước giờ, Trung tướng Gáp, vô luận là ở thế giới nào, vô luận là tại thời đại kia, cường giả luôn luôn lời nói có trọng lượng, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý, tê trước đây mất đi, theo Lâm Yên bất quá chỉ là bởi vì nhỏ yếu mà thôi, dứt bỏ cá nhân cảm tình bất luận, đây chính là lý do duy nhất. Mà bây giờ Tesoro phản kháng thiên long nhân khả năng còn kém chút. Nhưng bào chế chỉ là một cái rạp hát lão bản, cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, Lâm Yên liền không có chút nào nghĩ tới Tesoro có thể thành công hay không vấn đề, so với cái này, hắn càng để ý sau đó phải nên tiếp chiến đấu, tính toán thời gian, những tên kia tới tìm phiền toái thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. À. Lâm Yên nhìn trước mắt đã là không có một ai đường đi. Nhìn không được nhếch lên khóe miệng nở nụ cười bởi vì tesoro trước đó ban bố tị nạn mệnh lệnh tăng thêm có thiên long nhân chết ở trong thành phố này bây giờ hoàng kim thành vẹn vẹn cũng chỉ còn lại có hoa mỹ đường đi cùng đủ loại cự hình kiến trúc người đi trên đường thì là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nhất là những cái kia tới đây tiêu khiển hải tặc căn bản không cần đến tesoro đến thông tri chỉ hận cha mẹ không có cho mình nhiều sinh hai cái đùi từng cái chạy so với ai khác đều nhanh có thể nói là vô cùng chân thật thế là vì thế mình những người này có thể nói là mặt chữ trên ý nghĩa một mình phấn chiến, bất quá Lâm Yên cũng là hoàn toàn không đang sợ chính là, trải qua lần trước đồ ma lệnh về sau, liền xem như chính phủ thế giới những tên kia cũng hẳn là minh bạch. Phái tới quy mô khổng lồ tạp ngư hoàn toàn liền là vô dụng tiến hành, ngay cả pháo hôi cũng không tính, thậm chí còn có thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu không, đại khái suất sẽ như lần trước đồng dạng dẫn tới băng hải tặc trâu trắng gia nhập chiến trường, tại là cứ như vậy, Goroshi tiếp xuống hành động đại khái liền có thể đoán được, phái ra thực lực cực kỳ cường đại số ít cường giả. Sau đó tiến hành cái gọi là trảm thủ hành động, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này cần phải đối mặt liền là toàn bộ thế giới cao cấp nhất một chút cường giả, cho dù là lâm yên, đối với cái này cũng là hơi cảm giác được nhiệt huyết sôi trào lên, liên đới, liền ngay cả nụ cười trên mặt cũng biến thành ngông cuồng. Bên người An tự nhiên cũng là chú ý tới Lâm Yên nét mặt bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hy vọng có thể thuận lợi giải quyết đi, thế là chuyện sau đó tự nhiên là không có chuyện gì để nói, bởi vì toàn bộ hoàng kim thành người đã đi thành công, chỉ còn lại có một chút Tesoro có thuộc hạ duy trì lấy thành thành phố nhất cơ bản vận hành, lâm yên mang theo ba vị thiếu nữ cũng liền dứt khoát nghỉ ngơi dưỡng sức, cứ như vậy. Thời gian bất tri bất giác đi tới một tuần lễ về sau, Tesoro cùng Doflimo kia hai tên gia hỏa, vẫn chưa về sau, ngày này, Lâm yên giống như là thường ngày ngồi tại hoàng kim thành xa hoa trong phòng, đối lên trước mắt Tesoro thủ hạ hỏi, tiện thể nhất lên, cái này thuộc hạ cũng chính là trước đó từng có gặp mặt một lần, có thể ở một mức độ nào đó khống chế vận khí cô gái kia. Trước mắt còn không có tin tức, thiếu nữ thận trọng lắc đầu, Doflimo tên kia tạm dừng không nói, đoạn thời gian gần nhất, liền ngay cả các nàng người lãnh đạo trực tiếp gôn Emtero đại nhân cũng thần bí biến mất đám người là cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể thận trọng đem Lâm Yên một đoàn người như là đại gia đồng dạng hầu hạ. Dù sao Lâm Yên thực lực rõ như ban ngày, gồm Empero không có ở đây hiện tại, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc, cũng không hề để ý thiếu nữ trước mắt thận trọng thái độ, Lâm Yên lắc đầu đang muốn nói cái gì, sau đó ngay tại cái này ngay miệng bên trên, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra không phải nói đừng ở thời điểm này tới quấy rầy sao? Lâm Yên còn không có gì phản ứng, thiếu nữ biểu lộ lập tức liền là giận dữ, lập tức quay đầu hướng đẩy cửa phòng ra người hầu quát, không, không phải đại nhân. Hoàng Kim Thành bên ngoài, đột nhiên xuất hiện mấy chiếc hải quân quân hàm, nhìn thấy nhà mình cấp trên nổi giận, người hầu vội vàng hốt hoảng báo cáo, người nói cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Nghe vậy, thiếu nữ biểu lộ lập tức liền là giật mình sau đó vội vàng nhìn về phía lâm yên trong ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn rõ ràng tại tesoro không có ở đây hiện tại chỉ bằng bọn hắn những người này muốn đối kháng hải quân không khác lấy trứng chọi đá hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có trước mắt cái này vị đại nhân lâm yên ngược lại cũng không do dự ý tứ nghe nói lời ấy rất nhanh liền từ trên ghế đứng lên trong ánh mắt hiện ra một ti chiến ý xem ra là đợi không được các ngươi hiện tại đi gọi hang cốc bọn hắn ta đi ra trước xem một chút lần này tới những nhân vật nào. Lâm Yên nói như vậy, một bên nói, một bên liền nhấc chân hướng về cửa đi ra ngoài, đám người cái nào có ý kiến, nhao nhao gật đầu sau đó cùng theo bên trên Lâm Yên bộ phát. Phản phất Lâm Yên mới là cái này tòa hoàng kim thành trưởng khống giả, không bao lâu, đám người nhao nhao rời đi, để cho người để cho người chuẩn bị chuẩn bị, mà Lâm Yên thì là một thân một mình, đi tới cái này tòa hoàng kim thành bến cảng. Lúc này chính vào 2 giờ chiều, ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây, rộng lớn bến cảng nổi bật bình tĩnh mặt biển, chỉ là tại cũng không xa xôi mặt biển bên trên. Đã có ít chiếc quân hạm xuất hiện ở nơi đó, có thể nói là vô cùng sát phong cảnh, Lâm Yên đứng lặng tại bến cảng bên trên, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chủ động tiến công ý tứ, chỉ là dù bận vẫn ung dung đứng tại nguyên chờ đợi, cho dù là hắn cũng có chút hiếu kỳ, lần này Gorosi sẽ phái ra dạng gì đội hình đối phó chính mình cũng không có để Lâm Yên chờ bao lâu. Rất nhanh, mấy chiếc quân hạm liền nhau nhau đứng tại khoảng cách Hoàng Kim Thành không sai biệt lắm mấy trăm mét địa phương xa, sau đó nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một bóng người thế mà đột nhiên tổng quân tàu bên trên nhảy ra ngoài, ý vào làm cho người khó có thể tin tố chất thân thể cùng cường hãng Bushushuk Haki, người này lại là nhảy một cái liền vượt qua mấy khoảng trăm thước. Vững vàng rơi vào Lâm Yên trước mặt, Lâm Yên con mắt không khỏi nhíu lại, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này như là to như cột điện nam nhân, người đến không là người khác, chính là đương nhiệm hải quân bản bộ trung tướng gác, nghe nói từ rất sớm trước đó, liền liên tiếp cự tuyệt mấy lần thăng nhiệm đại tướng mệnh lệnh, còn công bố chỉ cần có đầy đủ quyền lợi hành sự chính nghĩa. Cái khác hết thảy không cần để ý tới, bản thân cũng là đỉnh tim Busosuk Haki cường giả, cùng Akainu loại kia miệng đầy chính nghĩa đạo đức, thực lại chỉ là cái hèn hạ đồ vô sĩ gia hỏa khác biệt trước mắt gác có thể nói là tới một mức độ nào đó đại biểu hải quân chính nghĩa cởi mở phóng khoáng là một cái cơ hội có thể cùng râu trắng sánh vai nam nhân gáp rơi vào bến cảng bên trên trên mặt đất ném ra một cái hố to dương mắt nhìn về phía đối diện khoanh tay nhìn xem mình lâm yên sau một lát trên mặt hiện ra một cái cởi mở vô cùng tiếu dung ta lúc này phải nói đã lâu không gặp a à. nói gáp sờ tay vào ngực từ trong ngực xuất ra một khối mình đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo người Senbi. Đối Lâm yên cười nói, đến một chút. Hải Tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro Nomi cùng Mangekyo Sharingan, Nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 250, Hoài nghi nhân sinh gáp, thái độ như vậy, cùng nói là mở ra chiến, chẳng bằng nói càng giống là tới bái phỏng một cái lão băng hữu bất quá cũng rất có gáp phong cách chính là lâm yên cũng là có chút nhìn không được cười lên nhìn trước mắt gáp cũng không có bao nhiêu do dự lâm yên rất là sảng khoái duỗi xuất thủ tiếp nhận gáp đưa tới sen bi ăn một miếng giống như là gáp mạnh như vậy sĩ không có khả năng dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn huống hồ có sao nói vậy cái này sen bi hương vị còn rất là không tệ khó trách gáp đi tới chỗ nào đều muốn đeo thế nào đây chính là ta đắc ý đồ ăn vặt nhìn xem lâm yên rất là hài lòng sen bi hương vị gáp lần nữa cười lên ha hả bất quá sau khi cười xong nằm trên mặt người biểu lộ liền trở nên có chút nghiêm túc chúng ta bây giờ nhưng là địch nhân ngươi liền không sợ ta ở bên trong hạ độc gáp nhiều hứng thú nhìn xem lâm yên hỏi nhưng mà đối với cái này lâm yên chỉ là không quan trọng nhún vai nếu là ngay cả loại sự tình này đều làm ngươi gáp cũng coi là mất mặt ném vào trong quan tài thật dũng khí ta thích nghe được lâm yên câu trả lời này gáp đầu tiên là sửng sốt một chút chợt liền nhìn không được lần nữa cười lên ha hả người nếu là hải quân liền tốt gáp lung lay đầu cảm thán nói coi như hai người vợ này khác này là đứng tại địch nhân lập trường gáp đối ở trước mắt lâm yên cũng không có ác cảm gì thành như trước đó lời nói cái này trên đại dương bao là rất nhiều tranh chấp nói cho cùng cũng chỉ là lập trường khác biệt thôi giống như là dophelimo như thế cực ác người cuối cùng chỉ là số ít, dù là trước mắt Lâm Yên mấy lần dẫn đến hải quân mặt mũi quét địa, dứt bỏ lập trường bất luận, gáp bản nhân, càng là cực kỳ thưởng thức Lâm Yên có can đảm độc xong cuộc chiến thượng đỉnh, lấy sức một mình ngăn cơn sóng giữ hào khí, hiện tại gáp chỉ tiết Lâm Yên dạng này người cũng không phải là hải quân. Nếu không thời đại này hải tặc nhóm, cũng sẽ không nông cùng như thế đi, mặc dù bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì chính là chuyện nên làm tổng phải làm cho tốt bất quá trước đó, Gáp vẫn là có ý định cuối cùng xác nhận một chút, Thiên Long Nhân là người dết, nhìn xem vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung đứng tại mình đối diện Lâm Yên, Gáp có chút nheo mắt lại hỏi. Thần sắc không nói ra được nghiêm túc, Lâm Yên ở chỗ này trả lời, sẽ quyết định tiếp xuống chuyện đi hướng, mà Lâm Yên trả lời, tự nhiên cũng là sớm liền quyết định tốt, lực thiếu mà không sợ mạnh, mà lại buồn nôn không được, giữ lại những cái kia tạp toái ăn Tết sau đây coi như là trực tiệt làm thừa nhận xuống, mà lại không có một tơ một hào hối hận. Nghe nói lời ấy, gáp sắc mặt trong nháy mắt liền hoàn toàn trầm xuống, không hề nghi ngờ, đây là xấu nhất trả lời, nếu như nói trước đó còn hơi có một tia hòa giải đường sống, như vậy làm lâm yên trả lời rơi xuống, hôm nay chính là không đánh cũng không được, như vậy đã như vậy, lão phu cũng muốn tuân thủ thân là hải quân chức trách, gáp sắc mặt có chút nghiêm túc mở miệng. Nói, đưa tay triệt hạ sau lưng mình chính nghĩa áo choàng, cùng lúc đó, trên tay cũng bắt đầu ngưng tụ lại cường đại Busosuk Haki, so với danh xưng tay đen Dê phi cũng là không chút thua kém, đây cũng là thế giới đỉnh tim Busosuk Haki cường giả, thân là hải quân trung tướng gác, không có chói sáng trái cây năng lực, bản thân cũng chỉ là nhân loại bình thường, tuyệt không phải nhân ngư loại này trời sinh thân thể chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng hắn dùng cái gì được xưng là hải quân anh hùng? ngoại trừ đã từng đuổi bắt vua hải tặc trâu dơ công tích bên ngoài, đáp án liền tại này đôi thiết quyền bên trong, càng là thuần túy, thì càng cường đại, cái này thân cường đại đến cực điểm Bususuk Haki, liền là gấp hết thảy, băng hải tặc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng Lâm Yên, bởi vì sát hại thiên long nhân tội ác. Từ ta hải quân bản bộ trung tướng gáp tự tay tru sát, gáp cao giọng quát, to lớn tiếng nói truyền khắp cả phiến hải vực, mà lâm yên trong mắt, cũng bắt đầu bộc phát ra cường đại chiến ý, làm được, không ngại thử một chút, không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật cùng năng lực, Lâm Yên chỉ là tại khóe miệng triển lộ ra một cái ngông cùng tiếu dung, sau đó giống như gác. Tại sông quyền bên trên phụ bên trên Busosuk Haki, thế giới đỉnh tim Busosuk Haki Tu Vi, hắn đã sớm muốn thử xem, oanh, thế là một giây sau, hai người thiết quyền trùng điệp nện cùng một chỗ, khí lãng khổng lồ như là mười cấp đại như gió quét sạch chung quanh chỉ một nháy mắt nguyên bản êm đẹp bến cảng liền bị tàn phá thất linh bát lạc có thể nghĩ hai người này đến cùng có bao nhiêu bạo lực gáp biến sắc ngươi làm sao có thể nhìn xem lâm yên cùng mình đụng thẳng vào nhau mà lại không có chút nào bất luận cái gì xu hướng suy tàn nắm đấm gáp có chút khó có thể tin trừng to mắt liền xem như mình vị lão hữu kia muốn đón lấy toàn lực của mình một chiêu không sử dụng trái cây năng lực cũng là không được a à cường đại trái ác quỷ có thể rất nhanh giao phó một người lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là Bussusuk Haki tu luyện, nhưng không có đường tắt có thể nói, chỉ có kiên trì bền bỉ, thiên phú cố gắng thiếu một thứ cũng không được, gáp cái này một thân cực hạn Bussusuk Haki, thế nhưng là gáp dốc hết nửa đời đoạt được, mà lại luận thiên phú, hắn gáp tự nhận cũng là đỉnh tim, nhưng mà trước mắt Lâm Yên mới bao nhiêu lớn, chúng ta cái này vừa mới bắt đầu. Đừng như vậy chấn kinh nhưng mà đối mặt sắc mặt đại biến gáp lâm yên lại là hơi hơi tiếp theo trong nháy mắt tại gáp kinh biến sắc mặt hạ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong điện quan hỏa thạch gáp chỉ có thể khó khăn lắm kịp phản ứng bảo vệ tim sau đó liền bị lâm yên lấy tốc độ cực nhanh đánh ra một bộ liên kích ném ra ngoài thân thể ở giữa không trung bay lượn gáp trên mặt biểu lộ có vẻ hơi mộng bức ta là ai ta ở đâu vừa mới xảy ra chuyện gì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó gáp hoàn toàn thấy không rõ lắm lâm yên động tác, chỉ cảm giác mình không hiểu thấu liền bay ra ngoài, mà tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân chỉ có một cái, giữa hai người kỹ xảo chiến đấu, tồn tại cơ hồ đứt gãy chênh lệch, gáp nhớ được bản thân đang giáo huấn gõ những cái kia tân nhiệm hải quân thời điểm. Đối phương lại luôn là sẽ lộ ra dạng này mộng bức biểu lộ, nhưng là cái này thật khả năng à, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, Busushuk Haki hoàn toàn không so với mình chênh lệch còn chưa tính, kỹ xảo chiến đấu còn vung mình tám đầu đường phố, mẹ nó đây là cái gì quái vật, gáp biểu thị một mặt mộng bức, thẳng đến nhanh muốn rơi trên mặt đất, mới bằng vào mình thể thuật cường giả bản năng không đến mức ngã sắp xuống. Nhưng giờ này khác này, gáp nhìn về phía lâm yên ánh mắt đã triệt để thay đổi, yên lặng nhìn đồng dạng trên cánh tay mình có chút máu ứ động vết tích, gáp trầm mặt một lát, chợt. Nhìn về phía Lâm Yên ánh mắt tự như là đang nhìn một đầu hất lên da người quái vật, ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Chương 251, đội hình có thể xưng xa hoa, gáp biểu thị hoàn toàn không thể tiếp nhận, trên thế giới này, làm sao lại tồn tại loại này không hợp thói thường quái vật, nếu không phải gáp lòng già biết rõ mình vừa rồi đã dùng toàn lực, mà lại chí ít tại đơn thuần bu xô xúc ha ki bên trên có thể cùng lâm yên đụng chút, không phải hắn liền thật muốn hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình một thân bu xô xúc ha ki có phải hay không tu luyện tới chó trên người rồi mặc dù đã là đang hoài nghi nhân sinh chính là, nhưng mà đối với cái này, Lâm Yên lại chỉ là lật cái bi ca quan, không biết nói chuyện cũng không cần nói, không thèm để ý gáp có chút đậu bị dán vẻ, Lâm Yên chỉ là duỗi ra một cái tay, đối gáp ngoắt ngoắt, tiếp tục, lại đến, gáp không chút do dự gật đầu, sau đó lại một lần vọc lên, sau đó, liền không có sau đó. Vẫn là cùng trước đó giống nhau như đúc kịch bản gáp hoàn toàn chống đỡ không được lâm yên cái kia có thể so với trong thần thoại đại anh hùng kỹ xảo chiến đấu, không có qua mấy giây lại lần nữa biểu diễn một lần không trung phi nhân, mặc dù hai người bu số súc Haki có thể đụng chút, nhưng ở đơn thuần kỹ xảo chiến đấu bên trên, đối mặt đến thần vực lâm yên, gáp thật sự là không bỏ ra nổi nhiều ít chống đỡ chi lực. Thẳng thắn mà nói, đó đã không phải là nhân loại nên có cấp bậc mà là lấy sức một mình sáng tạo ra có thể so với thần minh sự nghiệp to lớn các chiến sĩ, mới đủ tư cách thi triển kỳ tích, gáp đánh không lại cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi còn đang nhìn cái gì, hai lần đều là cái gì đều không thấy rõ liền bay ra ngoài, gáp rốt cục cũng là ý thức được mình cùng lâm yên trên lệch thật lớn. Giận tái mặt quá, các ngươi những này hồn đạm, nhìn lão tử mất mặt rất có ý tứ, ha ha, gáp, chúng ta nhưng không có nhìn ngươi chê cười ý tứ. Không phải trước ngươi chính mình nói muốn đơn đấu a, à, nương theo lấy gáp thoại âm rơi xuống, xa xa quân hạm bên trên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, chợt, một vị lão nhân cùng gáp trước đó đồng dạng, rất nhanh liền rơi vào bến cảng bên trên. Thân mang Hải quân quân trang, nhưng lại chưa từng xuất hiện lúc trước cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, nhìn trước mắt vị lão nhân này, Lâm Yên con ngươi không khỏi khẽ hít một cái, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, nhếch môi sừng nở nụ cười, Si Bốc Công. Ngươi còn sống, người đã già, tóm lại là muốn sống lâu một thời gian, si bốc công cười hiếp mắt nhẹ gật đầu. Cũng hứa hiện ở thời đại này hải tặc không có bao nhiêu người nghe qua mình đại danh, nhưng là tại râu trắng kia một đời, tên của hắn có thể nói là không ai không biết không người không hay, hắn si bốc công tức là cùng râu trắng đồng dạng trước thời đại tàn đảng, tiền nhiệm hải quân nguyên soái nhìn thấy trước mắt lâm yên thế mà có thể nhận ra mình, si bốc công có chút đắc ý sợ lên cái cầm chợt, nhìn về phía Lâm Yên ánh mắt liền trở nên có chút ngưng trọng lên, tiểu hữu, không ngại ở chỗ này đầu hàng như thế nào. Lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là có thể ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì à, si bốc công dơ tay lên một cái, ngăn lại bên cạnh nghĩ muốn nói chuyện gáp, ánh mắt có chút nghiện ngẫm nhìn trước mắt Lâm Yên, thân là tiền nhiệm hải quân nguyên soái. Hắn so nơi này bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm tới gần quyền lợi trung tâm, đồng thời, cũng lại càng dễ phỏng đoán đến Gorosi một điểm tâm tư. Bốc công nhìn ra, đối với chuyện này, Gorosi thái độ vẫn còn có chút vi diệu, phản phất. Không thế nào nguyện ý cùng trước mắt Lâm Yên là địch, cụ thể nguyên do Bốc công không rõ ràng, nhưng là nếu là thật sự, vấn đề liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ cần Lâm Yên nguyện ý ở chỗ này lui một bước, đầu hàng tiếp nhận điều tra tốt nhất, dầu gì chỉ cần thề thốt phủ nhận Thiên Long nhân chết cùng hắn có quan hệ sau đó xử lý đều sẽ trở nên thuận lợi đến kỳ lạ, đơn giản liền là chính phủ thế giới một tờ thông cáo, làm sáng tỏ một chút hiểu lầm, sau đó tìm mấy cái kẻ chết thay vấn đề mà thôi, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Manjikyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét. Biên cái cố sự, lại cực kỳ đơn giản, liền bản nhân mà nói, si bốc công là không nguyện ý ở chỗ này cùng Lâm Yên quyết đánh một trận tự chiến, cũng không phải hắn sợ chết, Nửa thân thể xuống một người có gì phải sợ, chỉ là liên tiếp mấy lần chiến đấu phía dưới hải quân tổn thất to lớn, cần điều dưỡng sinh tức, mà lại trước mắt Lâm Yên khí thế trên người cùng biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Là hắn cuộc đời ít thấy, tiện tay liền đem gáp đánh gần như không chống đỡ chi lực, có thể nghĩ trước mặt vị này hậu bối là cái gì kinh khủng quái vật, nói là võ nghệ đỉnh điểm, cũng là không quá đáng chút nào, chớ nói chi là còn có tình báo bên trong những cái kia kỳ quái năng lực đầu hàng, nhưng mà mặt đối trước mắt si bốc công thái độ thành khẩn chiêu hàng, Lâm Yên lại là nhìn không được suy cười một tiếng. Ta lui một bước, kia trước đó cái kia buồn nông thiên long nhân mở miệng xem nhẹ lão bà của ta sự tình nói thế nào, ta lâm mổ người không sĩ diện, chỉ là một cái thiên long nhân, chết thì chết, căn bản không cần nói đến, và hôm nay tất không có khả năng lui một bước buông thà các ngươi, mặt mũi này, và không cho, nghĩ tới đây, lâm yên nụ cười trên mặt tràn đầy trào phúng, nheo mắt lại nhìn về phía đối diện gáp cùng si bốc công, chỉ bằng hai người các ngươi, không, không chỉ hai chúng ta, nhìn thấy Lâm Yên cười nhạo biểu lộ, lịch duyệt phong phú si bốc công lập tức liền biết hôm nay việc này không dễ làm, lập tức sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, mà theo dần dần khẩn trương lên bầu không khí, lần lượt từng thân ảnh, cũng xuất hiện ở hai người phía sau. Thật sự là đáng sợ đâu, hải quân bản bộ đại tướng, Kiyaru Bosalino, nói những này có không có làm cái gì lúc nào đánh, dắt tiểu đệ, không muốn như thế táo bạo, tốc chiến tốc thắng, bách thú băng hải tặc ba tai họa lớn, lâm đội trưởng, xin lỗi, mặc dù chúng ta lúc đầu không oán không cừu, nhưng là đây là mù mù ý tứ, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt thuy suýt commander, còn có hơn 10 vị trầm mặt không nói chính phủ bộ môn cường giả, không đơn thuần là hải quân cùng chính phủ thế giới lực lượng, cùng trước đó một lần kia đồ ma lệnh đồng dạng, liền ngay cả tứ hoàng lực lượng cũng xuất hiện ở nơi này, nhưng mà này còn không phải toàn bộ, xa xa địa, liền ngay cả cai đô cùng sa lót linh linh cũng xuất hiện ở trên thuyền. Cái trước nhiều hứng thú nhìn xem lâm yên, mà cái sau, thì là đầy ngập tức giận nhìn chăm chú lên nơi này, như thế xa hoa đội hình, tụ tập mảnh này trên đại dương bao la tiếng tâm lừng lẫy cường giả, đội hình như vậy, đơn giản có thể nói là xa hoa, sợ là hủy diệt một quốc gia đều dư xài đi, vậy mà lúc này giờ phút này bọn hắn tụ tập ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là vì thảo phạt đứng tại đối diện Lâm Yên một người mà thôi. Thật đúng là để mắt ta à, nhìn trước mắt cái này vô cùng xa hoa đội hình, cho dù là Lâm Yên, cũng là nhìn không được nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, không nghĩ tới cho đến ngày nay, chính mình cũng có lớn như vậy mặt mũi, không nói chuyện mặc dù như thế, Lâm Yên cũng hoàn toàn không đang sợ chính là, trên mặt có thể nói là không hề sợ hãi, Lâm Yên nheo mắt lại nhìn bốn phía còn đang không ngừng xuất hiện. Đồng thời đem mình đoàn đoàn bao vây các cường giả, ánh mắt bên trong mang theo một tia bể nghệ. Chương 252, tuyệt đối lực lượng cùng tuyệt đối linh xảo, bày làm ra một bộ hoàn toàn không có đem những người trước mắt này để ở trong mắt bộ dáng. Lâm Yên nhẹ giọng mở miệng hỏi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Si bốc công cười hỏi ngược lại, coi như tiểu hữu ngươi rất mạnh, cũng chỉ có song quyền không địch lại bốn tay thời điểm A. Không bằng chúng ta mới hảo hảo nói chuyện như thế nào. Cho đến giờ phút này, si bốc công cũng vẫn không có từ bỏ thuyết phục Lâm Yên dự định, không phải liền là lui một bước nha, không đến mức không đến mức, nhưng mà rất đáng tiếc là, cố gắng của hắn từ vừa mới bắt đầu liền là vô dụng tiến hành, thành như trước đó lời nói, rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, đối với mình bóp chết cái kia buồn nông thiên long nhân. Lâm Yên từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì ấy nấy, lui một bước đương nhiên cũng là hoàn toàn không tồn tại sự tình, mà lại tự như là hắn nói đồng dạng, những người ở trước mắt, còn chưa đủ, nghĩ đến, Lâm Yên khoanh tay hơi hơi, nói thật, các ngươi còn định đem ta xem như người cô đơn tới khi nào, Lâm Yên nhìn về phía si bốc công ánh mắt bên trong đầy là cười nhạo. Liền các ngươi sẽ để cho người, ta sẽ không, sau đó tại si bốc công đột nhiên biến hóa sắc mặt dưới, Lâm Yên cười đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thân ái, đến chúng ta ra sân thời điểm rồi, Ngô, xem ra lần này có rất nhiều không tệ đối thủ, trực tiếp bắt đầu sao? Hai vị thiếu nữ ứng thanh xuất hiện tại Lâm Yên bên người, trên gương mặt xinh đẹp đồng dạng tất cả đều là kiêu ngạo. Lâm Yên tạm thời bất luận, trước mắt bọn gia hỏa này, hai người bọn họ cũng là không giả tốt a, à, bên trái Bách thú Băng Hải tặc ta muốn, nhìn rất kháng đánh dáng vẻ. En hời hợt duỗi ra ngón tay nhỏ dưới bách thú băng hải tặc đám người, nhìn đều là một bộ da dày thịt béo dáng vẻ, hẳn là rất chịu đánh a. À. kia thiếp thân liền là bên phải những này điểm tâm người đúng không? Hàn cốc đồng dạng là ngữ khí cao ngạo, phản phất hoàn toàn không có đem những người trước mắt này để vào mắt, vô luận lâm yên làm ra như thế nào quyết định, hai vị thiếu nữ đều tuyệt đối sẽ không phản đối, mà ở thời điểm này, tự nhiên là muốn cho nhà mình nam nhân mạo xưng mạo xưng mặt mũi, Hàng Cốc cùng en ý nghĩ, lần thứ nhất là thường nhất trí, nhưng mà so với ba người hời hợt. Một mặt miệt thì thái độ, đối diện đám người hiển nhiên liền không có tâm trạng tốt, sắc mặt hắc cùng đáy nội không sai biệt lắm, ta có thế thủ cái này ủy khuất, ta vừa học cầm nã thuật, thiếu xem thường người, nhất dũng dắt hạn hán cái thứ nhất chịu đựng không nổi, rống giận hướng phía en lao đến, cũng là trước tiên phát động mình trái cây năng lực biến thành mô đen, mà mót. Ở vào cái trạng thái này phía dưới, giác hạng hán liền có thể thu được có thể so với voi ma mút kinh người năng lực phòng ngự, cũng là hán chỗ dựa lớn nhất, đánh nhau không có thắng nổi, đánh thua không chết qua, một tỷ tiền thưởng 900 triệu phòng ngự, hán liền là bách thú băng hải tặc kiên cố nhất của mấy chiến tranh, nhưng mà không thể không nói, lần này, giác hạng hán lại song song chọn sai đối thủ. Voi ma mút, mặc kệ là trên bầu trời bay trên mặt đất chạy vẫn là trong nước du lịch, đối mặt tại toàn bộ chuỗi thức ăn trung vị tại đỉnh điểm Long Chủng, đều phải chết, nhìn xem giác hạn hán biến thành voi ma mút khí thế hung hăng hướng phía mình xông lại, em nhìn không được liếm liếm khóe miệng, hai con ngươi cũng là một nháy mắt biến thành đại biểu cho Dragon dựng thẳng đông. So khí lực Bản tiểu thư yêu nhất cùng người so khí lực, oanh, sau đó tại mọi người đờ đẫn dưới con mắt, hình thể có thể nói là cùng to lớn voi ma mút hoàn toàn kém xa en, lại là một phát bắt được dắt hạng hán nhà voi, bạn đang đọc bộ truyện hải tạc, bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Manjekyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét, sau đó trực tiếp đem đầu này voi ma mút cho vung mạnh. Hơn nữa còn càng vung mạnh càng nhanh, còn đập xuống đất ngược đãi người ta, ngươi mẹ nó còn là người sao, cái này liền ngay cả tuổi tác lớn nhất cũng ổn trọng nhất si bốc công đều lộ ra mộng bức biểu lộ, những người khác càng là trồng mắt rơi mất một địa, rống tự hồ là chơi chán, em một tay lấy dắt hạng hán cao cao quăng lên, chợt phát ra một tiếng chiến trống. Dẫn theo sông kiếm sông vào bách thú băng hải tặc trận doanh, toàn bộ bách thú băng hải tặc lập tức liền là một trận kêu cha gọi mẹ, chớ nói chi là em còn nắm giữ mô đô mô no mi trái cây năng lực cùng thân là long chủng đặc hữu khống chế nguyên tố năng lực, không thể đụng vào. Hết thảy chung quanh cũng tất cả đều là en sân nhà, căn bản không đến chơi cứ theo đà này rất nhanh toàn bộ bách thú băng hải tặc đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Như vậy thân yêu, ta cũng đi, nhìn xem en bắt đầu đại náo, hàng cốc tại xinh đẹp nét mặt biểu lộ một cái nụ cười ưu nhã, đối lâm yên nháy nháy mắt ném ra một cái hôn gió, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, nếu như nói en đại biểu là tuyệt đối lực lượng, cùng cực kỳ cường hãng năng lực đặc thù, giống như trong thần thoại hung bạo cử long. Như vậy hàng cốc đại biểu, liền là cực hạn linh xảo, mà tại cái này cực hạn linh xảo động tác phía dưới, hang Cốc còn có hoàn toàn không thua tại En mạnh đại năng lực, theo mỗi một lần trái Mero Mero No mi năng lực phát động, liền có một cái hoặc là mấy cái cường giả trúng chiêu biến thành tượng đá, so với En còn muốn càng thêm khó lòng phòng bị, nếu không hang Cốc làm sao có thể có bản lĩnh cùng hiện tại En bất phân thắng bại. Không hề nghi ngờ hai vị này thiếu nữ đều là hàng thật giá thật đại tướng đẳng cấp chiến lực thậm chí càng tại kia phía trên nếu như không phải lấy một địch nhiều sợ là cái này trùng trùng điệp điệp các cường giả cũng sớm đã bại hạ trận tới chớ nói chi là còn có cường đại nhất lâm yên không có động thủ mà so với hai vị thiếu nữ một người cản kế tiếp băng hải tặc nhiệm vụ lâm yên cần phải đối mặt thì là còn lại tất cả cường giả cũng là cường đại nhất một chút địch nhân không định động thủ Lâm Yên con người có chút nheo lại, nhìn chầm chầm bao quát hải quân đại tướng Kiyaru, bách thú băng hải tặc còn lại hai tay, món điểm tâm ngọc thuy suýt commander những khả năng này sẽ đối với hai vị thiếu nữ mang đến uy hiếp địch nhân, mang trên mặt tỉnh táo tiếu dung hỏi. Mà bị Lâm Yên nhìn chăm chú lên đám người, không dám không động đầy dám động, chỉ có thật đang đối mặt một vị trí cường giả, mới có thể sâu sắc cảm nhận được kia phản phất là mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại nặng nề áp lực liền ngay cả ở đây những thế giới này đỉnh tiêm chiến lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao ai cũng không biết. Trước mắt cái này nam nhân có thể hay không cùng trước đó đồng dạng, lần nữa móc ra kinh thiên ác chủ bài, so với ngay tại đại náo đặc biệt gây hai vị thiếu nữ, Lâm Yên mới là nhất tồn tại nguy hiểm, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút yên lặng lại, các cường giả nhau nhau nhìn chầm chầm Lâm Yên, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện một chút kẻ hở, nhưng là rất nhanh liền có người không chờ được, dù sao theo hai vị thiếu nữ đại náo, thực lực yếu một ít người liền muốn không chống nổi, ngay cả mẹ nó trung tướng đẳng cấp nhân vật đều muốn thành tạp ngư rồi, thế là một đoạn thời khắc, trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, tránh hết ra. Một đám phế vật vô dụng, các ngươi còn tính toán đợi tới khi nào? Nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ, một cái thân ảnh khổng lồ đáp lấy sóng biển đánh tới, tứ hoàng sa lót linh linh chính thức gia nhập chiến trường, Salot Linh Linh mang theo tức giận ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Yên, đều cút đi. Hắn là của ta. Chương 253, đây là tại lôi khu bên trên nhảy disco, Salot Linh Linh ánh mắt oán hận nhìn chầm chầm Lâm Yên, nhất là đang nhìn mình băng hải tặc bị Lâm Yên bên người chỉ là một nữ nhân áp chế về sau, Salot Linh Linh càng là giận không kềm được cho dù Big mom băng hải tặc cường đại nhất một số người còn bị lâm yên nhìn chằm chằm không có động thủ nhưng đối với salot linh linh mà nói đây cũng là sỉ nhục lớn lao tăng thêm lại nghĩ lên trước đó đồ ma lệnh thời điểm mình không thể không rút lui tình cảnh vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt vì thế salot linh linh có thể nói là đã hoàn toàn hận lên lâm yên một bên đáp lấy sóng biển hướng lâm yên vọt tới một bên phát ra chói tai cười to lần này nhưng không có ép đến bảo hộ ngươi. Ta muốn nhìn ngươi lần này còn dựa vào cái gì trở về từ cõi chết. Salot Linh Linh cuồng tiếu, phản phất đã thấy Lâm Yên vẫn lạc tràn cảnh, mà đối với cái này, Lâm Yên chỉ là dù bận vẫn ung dung nhún vai, nữ nhân này điên rồi đi, dù sao giảng đạo lý, mình lúc nào cần râu trắng đến bảo vệ tới, cũng không phải cái gì tân sinh chim non, tại năng lực mới càng ngày càng nhiều, tay cầm cường đại ác chủ bài, mà lại cơ hội không có nhược điểm trước mặt mình liền xem như tứ hoàng cũng không phải là không thể va vào lâm yên ngược lại là có chút hiếu kỳ xa lót linh linh ở đâu ra lực lượng nghĩ đến lâm yên nheo mắt lại nhìn về phía theo gió vượt sóng mà đến tứ hoàng hơi có chút trào phúng nở nụ cười mụ mập chết bầm ngươi liền không sợ bị ta một kiếm đâm cái lỗ thủng lâm yên đối xa lót linh linh cười nói nghe được lâm yên câu nói này tất cả giải sa lót linh linh người đều là biến sắc, mụ mập chết bầm, mặc dù đúng là dạng này không có sai, nhưng là mọi người đều biết, yêu thích món điểm tâm ngọt sa lót linh linh thế nhưng là ghét nhất người khác nói như vậy nàng, mà lại tiếp xuống, Lâm Yên đây là tại lôi khu bên trên nhảy disco A, thân là tứ hoàng. Sa lót linh linh có thể là bốn người bên trong nhất là bốc đồng một cái kia, bản thân hoàng có tên là ăn nghỉ chứng quái bệnh, một khi không chiếm được mình muốn món điểm tâm ngọt hoặc là bị người chọc giận, không được Mau lui lại Muộn mụ mụn muốn phát bệnh Thân là món điểm tâm ngọt Thuy suýt Commander đứng đầu Kataki trong nháy mắt sắc mặt đại biến Lại là trực tiếp từ bỏ gấp chầm chậm lâm yên ý nghĩ Sau đó lớn tiếng đối cách đó không xa Big Mom băng hải tặc đám người quát Lui lui lui, nhanh Đừng quản gia hỏa này Muộn muộn muốn tới tự hồ là rất rõ ràng sau đó phải phát sinh chuyện kinh khủng gì. Big Mom băng hải tặc đám người lập tức từ bỏ chống lại hang cốc chạy tứ tán, phản phất sau này trước mắt hang cốc, bọn hắn thủ lĩnh của mình sa lót linh linh mới là càng thêm kẻ địch khủng bố. Sự thật cũng đúng là như thế, ta muốn ngươi chết, ngay tại Big Mom băng hải tặc đám người vừa mới bắt đầu rút lui trong nháy mắt, trên mặt biển liền truyền đến sa lót linh linh tức giận gào thét, sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, trong con mắt cũng tràn đầy điên cuồng, phàm là hiểu một chút sắc mặt người lần nữa biến đổi, phải biết cái trạng thái này hạ sa lót linh linh. Thế nhưng là lục thân không nhận tồn tại, có lúc, thậm chí sẽ ăn hết bộ hạ của mình, rống, đã lâm vào lục thân không nhận trạng thái, sa lót linh linh phát ra quái âm, trên mặt biển nhất lên biển động đồng thời, bên người nạn lôi vân cùng mặt trời cũng hướng phía lâm yên lao đến, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc. Bắt đầu thả câu trái Goro Goro Nomi cùng Manjikyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét. Kia là Salot Linh Linh ác chủ bài một trong, thân là Soru Soru no Mi năng lực giả. Salot Linh Linh có trưởng khống linh hồn năng lực, cũng có thể thông qua đem đại lượng linh hồn rót vào cái nào đó vật trong cơ thể. Giao phó cái này vật phẩm sinh mệnh cùng lực lượng, giờ này khắc này hắn dưới chân sóng biển, trong tay lôi vân cùng mặt trời, liền là loại này được xưng là Homi dị dạng tồn tại. Trừ cái đó ra, Salot Linh Linh còn nắm giữ thẩm phán người khác linh hồn lực lượng, bất kỳ cái gì dù là ở trước mặt nạn có một tia tâm mang sợ hãi người, đều sẽ bị tùy tiện cướp đi linh hồn, có thể nói là tứ hoàng bên trong, thủ đoạn quỷ dị nhất khó lường tồn tại, nhìn xem Salot Linh Linh cuồng hống bên trong phóng xuất ra lượng lớn linh hồn, liền liền xem như lá bài tẩy Homi cũng đem ra. Tất cả mọi người nhao nhao tự giác nhượng bộ lui binh. Liền ngay cả gáp cùng Si Bốc Công cũng không ngoại lệ, Salot Linh Linh năng lực, thật sự là quá làm cho người kiên kỵ, cho dù là trước đó ngay tại đại náo hang cốc cùng En, cũng vào giờ phút này về tới Lâm Yên bên người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm vào điên cuồng Salot Linh Linh, mà ở đây một cái duy nhất không có chút nào tâm mang sợ hãi. Ngược lại lộ ra mười phần nhẹ nhõm, cũng chỉ có Lâm Yên một người, linh hồn a. Bất quá xem ra cũng đã vặn vẹo không sai biệt lắm a. Lâm Yên ánh mắt lộ ra mười phần bình thản, nhìn xem siêu mình khí thế hùng hổ xông tới hai cái hô mi, đưa thay sờ sờ cái cầm trầm ngâm một lát, đối với loại này quỷ dị, dính đến linh hồn năng lực, trên thế giới này tuyệt đại đa số cường giả đều là không có cách. Cho dù là mạnh như si bốc công cùng gáp, cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, đương nhiên có thể chống cự, nhưng là không có cách nào tiêu diệt bằng vào soru soru no mi quỷ dị cùng lực lượng cường hãng tung hoành tứ hải, Salot Linh Linh cũng không hổ là tứ hoàng một trong, nhưng là không khéo. Lần này, Salot Linh Linh chọn sai địch nhân rồi, tự hồ là nghĩ đến cái gì tướng làm chuyện thú vị. Lâm Yên nhếch lên khóe miệng hơi hơi, sau đó một giây sau, một thanh toàn thân bị gió nhẹ bao phủ, thấy không rõ lưỡi kiếm hình thái thánh kiếm xuất hiện tại Lâm Yên trong tay, thanh kiếm kia, nhìn thấy thánh kiếm xuất hiện, gáp cùng si bốc công sắc mặt đồng thời trầm xuống, bọn hắn đương nhiên biết cái kia chính là chính diện đánh lui cai đô thánh kiếm, để chính phủ thế giới đều không thể không kiên kỵ thăm dò chí bảo. Chỉ là Lâm Yên tại sao muốn ở chỗ này lấy ra, phải biết sa lót Linh Linh Homi trên bản chất chỉ là được trao cho linh hồn vật phẩm, coi như kiếm lại sắc bén cũng là chém không đứt a. À? hai người liếc nhau, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được nghi hoặc, khạc khạc, nhưng mà còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, lôi vân cùng mặt trời hai cái tốc độ nhanh nhất hô mi đã nhào về phía lâm yên đồng thời phát ra một trận không có sợ hãi cười quái dị bọn hắn nhưng là linh hồn thể muốn dùng một thanh kiếm đến tổn thương đến mình quả thực là si tâm vọng tưởng lôi vân cùng mặt trời trên mặt lại là nổi lên nhân tính hóa chế dẻo biểu lộ nhưng mà đối với cái này lâm yên chỉ là lập tức lên thánh kiếm biểu lộ không vui không buồn phong vương sắc nện streaky. oanh tiếp theo trong nháy mắt, trên thánh kiếm cuốn quanh lấy gió nhẹ một hơi bị áp súc thành siêu cao áp lực không khí, sau đó mảnh địa thả ra ngoài, lực phá hoại có thể so với mười mấy cấp bão, nguyên bản bình tĩnh bến cảng, dưới một kích này trong nháy mắt vỡ vụn ra, thấy cảnh này, gáp cùng si bốc công khiếp sợ trừng to mắt, kia là. Chương 254, chém vết hô mi, sắc thép khí cầu liền cái này, si bốc công cùng gáp trong mắt đều muốn trừng xuống. Thanh kiếm kia đến cùng là thứ quỷ gì, hai người có chút khó có thể tin nhìn xem lâm yên trong tay rút đi phong chi gia hộ từ đó tản mát ra tia sáng chói mắt thánh kiếm bọn hắn nhưng chưa từng nghe nói qua trên thế giới tồn tại loại này bảo vật không chỉ có bộc phát ra chi lúc trước cái loại này kỳ quái quan mang có thể chính diện đánh lui cai đô hiện tại xem ra tựa hồ còn có khống chế gió bảo lực lượng cái này mẹ nó thật là người có thế tạo nên làm sao không cho chúng ta cũng cả một cái trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút hoài nghi nhân sinh, đương nhiên bọn hắn liền xem như suy nghĩ nát ốc cũng không nghĩ ra, chui này thánh kiếm bản thân liền cũng không phải là người làm, mà là hàng thật giá thật thần tạo binh giả. Vật chất hóa kỳ tích, mà lại để bọn hắn kinh hãi nhất còn không phải cái này, mà là cái này lôi cuốn lấy cường hãng gió lốc công kích. Thế mà có thể ảnh hưởng đến linh hồn trạng thái mi, chích chích, vội vàng không kịp chuẩn bị bị phong vương sắc nền chính diện đánh trúng, lôi vân cùng mặt trời thân thể kịch liệt run rẩy lên, phát ra một trận thống khổ kêu thảm. Ngay tiếp theo trên người uy thế cũng giảm xuống không ít, bọn chúng bị thương tổn tới, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ lại. Thanh kiếm này vẫn là xa lót linh linh năng lực khắc tinh, đám người trừng to mắt, trên mặt biểu lộ đều là khó có thể tin, nhất là biết mom băng hải tặc đám người, bọn hắn nhưng là ở đây rõ ràng nhất mình mụ mụ năng lực khủng bố đến mức nào người. Nếu như là lúc bình thường, nhìn thấy mình nuôi dưỡng không biết bao lâu thời gian hai cái bảo bối Homi bị làm bị thương, Salot Linh Linh nhất định sẽ không chút do dự đem bọn hắn thu hồi lại, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lâm Yên trên tay thanh kia thánh kiếm tuyệt đối có gì đó cổ quái, nhưng là hiện tại, Salot Linh Linh trí thông minh là không, trong mắt chỉ có đem Lâm Yên triệt để hủy diệt. Mới có thể lắng lại phẫn nộ của mình, thế là vì thế Salot Linh Linh thế mà không có chút nào thu hồi hai cái hôn mi ý tứ, ngược lại là mình tại đằng sau vọc lên, đồng thời cũng là hạ ngu xuẩn nhất mệnh lệnh, đều lên cho ta. Trong lúc nhất thời, tất cả linh hồn đều chiếm được người điều khiển mệnh lệnh, đủ loại hình thái khác nhau hôn mi, số lượng khổng lồ linh hồn sứ giả. Cùng đến mãi không hết phổ thông linh hồn cùng một chỗ hướng phía lâm yên lao qua, hoàn toàn liền là một bộ bách quỷ dạ hành cảnh tượng, đây chính là thân là tứ hoàng, Salot Linh Linh xuất ra lá bài tẩy toàn lực, nếu là đổi một cái bình thường cường giả đứng ở chỗ này, trong khoảnh khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu A, à, nhưng mà, dùng loại năng lực này đối phó ta. Ngươi thật tỉnh ngủ sao? Nhìn trước mắt giống như tận thế địa ngục cảnh tượng, Lâm Yên chỉ hơi hơi nhếch lên khóe miệng, sau đó cao dơ lên trong tay thánh kiếm, một kiếm liền hướng phía cách mình gần nhất lôi vân chọc lấy đi qua, suy, sau đó tại tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn soi mói, giống như một sợi ánh nắng xuyên qua hắc ám, nguyên bản vô luận như thế nào cũng sẽ không bị thương tổn hô mi. Thế mà một kiếm bị lâm yên chọc lấy cái xuyên thấu, chít 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 chít, sau đó lôi vân thân thể liền bắt đầu khoa trương lay động, giống như một cái bị thổi lên khí cầu bắt đầu không ngừng bành trướng, sau đó theo bịch một tiếng hoàn toàn biến mất, chết. Chết rồi, mụ mụ hô mi. Làm sao lại như vậy, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thanh kia thánh kiếm, thật có thể giết chết linh hồn, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro nomi cùng Manjekyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét, sự thật cũng đúng là như thế, thành như trước đó lời nói, thánh kiếm Excalibur, chính là hội tụ vinh quang cùng thắng lợi, vật chất hóa kỳ tích, hàng thật giá thật thần tạo binh giả, tại chui này thánh kiếm quang mang phía dưới. Giống như là trước mắt những này bị Salot Linh Linh khống chế linh hồn, chỉ có tan rã cái này một cái hạ tràng, A a a a ta muốn ngươi chết, cho dù là ở vào trạng thái điên cuồng phía dưới, nhìn xem mình yêu mến nhất Mi một trong cứ như vậy bị Lâm Yên tiêu diệt, Sa Linh Linh vẫn cảm giác được đau lòng, thế là ngay tiếp theo, ngữ khí của nàng cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Dưới cơn thịnh nộ, lại là lần nữa làm ra để tất cả linh hồn xung kích Lâm Yên quyết định, mà mình cũng lôi cuốn tại tất cả trong linh hồn đồng thời xuất động, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. À. Nhìn trước mắt xa lót linh linh cho tới bây giờ còn không có nửa điểm ý tứ buông tha, Lâm Yên ánh mắt cũng biến thành nguy hiểm, đã như vậy, vậy liền đến đúng liều đi. Nghĩ đến, Lâm Yên lần nữa dơ cao trong tay thánh kiếm Excalibur, bất quá lần này, nhưng cũng không phải là trước đó tiểu đã tiểu nháo, tất cả mọi người. Mau lui lại, tự hồ là minh bạch Lâm Yên muốn làm gì, si bốc công không chút do dự hạ mệnh lệnh rút lui, sau đó một giây sau, trước đây liền gặp một lần la dè lai ca quét ngang mà ra, mục tiêu rõ ràng là ra ngoài linh hồn phong bạo trung tâm sa lót linh linh. Oanh, hết thảy tất cả đều biến mất, tại đạo này cường hãn quang mang phía dưới, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều như ngừng lại cùng trong nháy mắt, sau một lát, quét sạch toàn bộ mặt biển lời đồn kim quang mới chậm rãi tán đi, sau đó đợi đến thấy rõ ở vào trung tâm phong bạo sa lót linh linh thời điểm. Trên mặt của mọi người đều lộ ra phức tạp biểu lộ hết thảy đều biến mất, mặc kệ là linh hồn cũng tốt, hô mi cũng tốt, sa linh linh góp nhặt nhiều năm lực lượng, tại lâm yên trước đó một kích kia phía dưới triệt để biến thành trong nước bọc nước, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại cái kia đạo lóa mắt đến thậm chí để cho người ta có chút không cách nào nhìn thẳng quan mang bên trong. Kết quả của bọn nó tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt. Nhưng mà Salot Linh Linh bản nhân lại là lông tóc không thương ngoại trừ lượng lớn linh hồn cùng hôn mi vì hắn triệt tiêu tướng làm một bộ phận tổn thương bên ngoài, còn là bởi vì chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt nạn nam nhân kia, ngô, so với lần trước tốt cả nhiều, chính là chậm chạp cũng không gia nhập chiến trường tứ hoàng cai đô, nhìn lướt qua chung quanh dần dần tiêu tán kim quan. Cai đô không khỏi ở trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng, thần sắc hài lòng bẻ bẻ cổ, hoàn toàn không để ý mình bởi vì to lớn nhiệt lượng có chút đỏ lên làn da, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ngăn cản không phải mà quả nhiên thân là bất tử chi thân lão tử vẫn là rất mạnh nghĩ đến cai đồ viết qua đầu nhìn Salot Linh Linh một chút ánh mắt bên trong lộ ra một tia chế giễu cùng là tứ hoàng hắn xem như cùng Salot Linh Linh có một ít quan hệ cho nên mới sẽ tại tối hậu quan đầu hỗ trợ ngăn cản nhưng là nói trắng ra là hai người cũng không phải bằng hữu nhìn thấy tổn thất nặng nề Salot Linh Linh hắn cai đô là không ngại bỏ đá xuống giếng, Salot Linh Linh thì là thái độ khác thường không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chân đạp sóng biển. Hướng về phía lâm yên vọc lên đi qua, càng là bình tĩnh, thì càng phẫn nộ, sau đó sau một khắc, ở đây tất cả mọi người liền nghe được một tiếng thanh thúy suy âm thanh, lâm yên trong tay thánh kiếm thẳng tắp xuyên qua Salot Linh Linh bên hông, khinh thường liếc dưới miệng, sắc thép khí cầu. Liền cái này. Hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Mangekyo Sharingan, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé. Chương 255, bại lui, tổn thất nặng nề, Salot Linh Linh bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác được bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức, có chút khó có thể tin cuối thấp đầu nhìn lại, mình bị xưng là sắt thép khí cầu thể chất cường hãn, thế mà cứ như vậy, Salot Linh Linh không thể tiếp nhận, tại mảnh này trên đại dương bao la, ngoại trừ Kaido bên ngoài, có lẽ là thuộc hắn Salot Linh Linh thể chất biến thái nhất. Bền bỉ, mà lại kiên cố, không phải cũng liền không lại được người xưng là sắt thép khí cầu, đây cũng là Salot Linh Linh cuối cùng có thể dựa vào ác chủ bài, mà ở chui này cổ quái thánh kiếm trước mặt, năng lực của mình tự như là chuyện tiếu lâm đồng dạng, cái này khiến Salot Linh Linh sao có thể tiếp nhận, kỳ thật nói cho cùng, đây hết thảy cũng đều là chính nàng gieo gió gạt bão mà thôi. Nhất định phải dùng những cái kia bị Soru Soru no mi bóp méo linh hồn chế tạo thành hô đến khiêu khích thánh kiếm vinh quang, giờ này khắc này càng là lấy chính mình cái gọi là sắt thép khí cầu đến khiêu khích thánh kiếm trình độ sắc bén, ngươi không chết ai chết, kỳ thật nếu như từ vừa mới bắt đầu liền làm gì chắc đó, Salot Linh Linh chưa chắc sẽ thua thê thảm như thế. Chỉ bất quá lúc này Salot Linh Linh hiển nhiên là muốn không đến điểm này dưới sự phẫn nộ, hắn thế mà không để ý thương thế cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa giơ tay lên, đối Lâm Yên vỗ xuống đi, Lâm Yên con ngươi bỗng nhiên lạnh lẽo, chết, sau đó cơ hồ là không chút do dự, rút ra thánh kiếm đối sa lót linh linh cổ chặt đi qua, có thể nghĩ, một đau kia nếu là chém chuẩn. Hôm nay trên đại dương bao la liền muốn thiếu một vị hoàng đế, dừng tay, dừng ở đây rồi, có người đương nhiên sẽ không tùy ý tình thế phát triển tiếp phản ứng nhanh nhất kataki cùng kaido cùng một chỗ xuất thủ kataki một phát bắt được salot linh linh bả vai bay ngược về đằng sau mà kaido thì là lựa chọn công kích lâm yên thánh kiếm tại kaido yểm hộ dưới kataki thành công mang theo không cam lòng salot linh linh phi tóc thoát đi chiến trường mà kaido lan nha bổng thì là nền hướng lâm yên trong tay thánh kiếm suy cơ hồ có thể nói là không trở ngại chút nào thánh kiếm giống như là các đậu phụ đem cai đô lan nha bỗng chặt thành hai đoạn, sau đó dư uy không giảm, trực tiếp hoạch hướng cai đô cánh tay, ngoại trừ lâm yên thân phụ vô tận chi võ luyện loại này bất bên ngoài, thánh kiếm bản thân sắc bén trình độ cũng có thể thấy được lốm đốm. Cai đô phản ứng cực nhanh, không chút do dự vứt bỏ thừa nửa đoạn dưới lan nha bỗng, cai đô trước tiên phi thân trở ra, nhưng dù là như thế, thánh kiếm vẫn là xẹt qua cai đô cánh tay. Tại cánh tay kia bên trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nếu không phải Kaido lui được nhanh, một kiếm này hậu quả, cho dù là Kaido dạng này người, cũng là không khỏi trầm mặt lại. Đương nhiên đối với Kaido loại kinh nghiệm này vô số tàn khốc chiến đấu người mà nói, điểm ấy đau sót căn bản không đủ nói đến, Kaido chỉ là có chút chấn kinh mình thế mà thụ thương rồi, rõ ràng ngay cả danh đao đều không thể mở ra da của ta. Trong nháy mắt, Kaido nhìn về phía Lâm Yên ánh mắt liền trở nên có chút dữ tợn, ngay tiếp theo, còn có một tia mừng rỡ là tìm tới đối thủ mừng rỡ. Có năng lực giết chết đồ vật của mình xuất hiện, cuối cùng hơn 10 năm, đã trải qua đến mãi không hết tàn khốc chiến đấu, từng bước một đi đến bây giờ trên biển Hoàng đế bảo tọa, chiến đấu đối với Kaido tới nói, liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nhưng là cơ hội không ai có thể làm bị thương mình. Danh đào cũng tốt, hải lâu thạch cũng tốt. Các loại kỳ kỳ quái quái vũ khí cũng tốt ngoại trừ mười mấy năm trước nước qua nô năm nhân kia, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no mi cùng Manjikyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét, không ai có thể trên người mình lưu lại vết thương, vậy mà hôm nay, hắn lại một lần nữa cảm nhận được đau đớn, so với kinh sợ, Kaido càng nhiều ngược lại là kinh hỉ Nếu như không phải ở chỗ này cùng Lâm Yên toàn diện khai chiến hậu quả khó liệu, mình chỉ sợ cũng phải tiếp nhận Salot Linh Linh như thế tổn thất không phải cai đô đã sớm xông tới dù sao mình bách thú băng hải tặc còn ở nơi này trước mắt lâm yên cũng không là một người cùng sa lót linh linh khác biệt cai đô đối tại thuộc hạ của mình vẫn là rất xem trọng vì thế cai đô cũng chỉ đành dặn xuống khát vọng chiến đấu nhìn chầm chầm lâm yên một chút cuối cùng lưu lại một câu mệnh của ngươi một ngày nào đó ta cai đô sẽ đích thân lấy đi nói cai đô không có chút nào lưu luyến xoay người bách thú băng hải tặc toàn viên rút lui, hoàn toàn không để ý mình máu tươi chảy ngang cánh tay, Kaido gầm thét lên, hôm nay chiến đấu, bọn hắn đã tận lực, bất luận là lúc này tổn thất nặng nề sa lót linh linh. Còn là trên cánh tay mình thương thế, không thể không thừa nhận, lần này bọn hắn đều có chút khinh địch, hiện tại đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu xuống dưới, dù sao nói cho cùng, bọn hắn cùng hải quân mặt cũng không phải là một cái đồ lót không phải sao một bên khác Kataki cùng Salot Linh Linh cũng là một trận trầm mặt, cuối cùng, bất đắc dĩ đạt giống như bách thú băng hải tặc mệnh lệnh. Thuộc về tứ hoàn đoàn lực lượng, bắt đầu giống như thủy triều thối lui, sau đó chợt, áp lực đi vào hải quân bên này, chúng ta làm sao bây giờ, cho dù là đến bây giờ loại tình trạng này, gáp trên mặt vẫn như cũ là không có nửa điểm e ngại, chỉ là cười chuyển qua đầu đối si bốc công hỏi. Chúng ta cũng rút lui đi, si bốc công lắc đầu, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lần này bọn hắn đã là triệt để thất bại, lại tiếp tục kiên trì không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ tăng thêm rất nhiều thương vong, ngay cả tứ hoàng sa lót linh linh đều bại, cai đô cũng bởi vậy bị thương, còn lại bọn hắn những người này thật sự là cơ hội không lớn, như vậy tốt nhất quyết định, liền là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hơi có chút đáng tiếc nhìn lâm yên một chút. Si bốc công lắc lắc đầu, quay đầu liền chuẩn bị ra lệnh, sau đó ngay tại cái này ngay miệng bên trên, cả tòa hoàng kim thành lại là bỗng nhiên sôi trào lên, mặt chữ trên ý nghĩa sôi trào, chẳng biết lúc nào, trên đường phố đã xuất hiện khắp nơi có thể thấy được hoàng kim, chính như cùng nước sôi không ngừng sôi trào, sau đó, một thanh âm truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Lâm Yên Đại Nhân, tiếp xuống liền giao cho để ta giải quyết đi. Hả, Lâm Yên nghe vậy cũng là sững sờ, chợt liền nhiều hứng thú chuyển qua đầu, nhìn về phía xuất hiện tại hoàng kim thành đỉnh năm nhân kia trở về rồi sự tình làm được thế nào đang đứng tại chỗ cao nhất chứa tesoro nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạng nhờ ngại phúc đã làm xong tesoro trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ thật có lỗi bởi vì trở về thời điểm muốn đi xác nhận một chút làm trễ nải một chút thời gian không nghĩ tới bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận bất quá không cần lo lắng tiếp xuống tàn cuộc liền để ta tới thu thập đi Tesoro tràn đầy tự tin nói, mà cùng thời khắc đó, Doflimo thanh âm cũng vang lên, không không không. Đến lúc này còn không xuất lực. Thế nhưng là sẽ bị sinh ý đồng bạn xem thường không phải sao, nhìn thấy hai người xuất hiện, si bốc công sắc mặt rốt cục trở nên khó coi, gồm Empero Tesoro. Còn có Doflimo A. Chương 256, cho ta cái mặt mũi, si bốc công sắc mặt có chút âm trầm, thân là trí tướng, từ nhìn thấy hai người xuất hiện một tích tắc kia bắt đầu, si bốc công liền biết, sự tình hôm nay là thật phiền toái, gồm Empero Tesoro, nơi này hay là hắn sân nhà, thất vũ hải Doflimo dẫn đầu thành viên gia tộc, hai cái không biết sâu cạn, nhưng nhìn tuyệt đối là đại tướng cấp sức chiến đấu nữ nhân. Cùng kinh khủng nhất Lâm Yên, hỏng, chúng ta bị bao vây, dù sao giảng đạo lý chỉ là một cái Lâm Yên liền đầy đủ khó chơi, chớ nói chi là bây giờ còn có nhiều như vậy giúp đỡ, đi. Thế là vì thế, Bốc công không chút do dự lựa chọn rút lui, nhưng là Tesuro có thể nào để bọn hắn tọa nguyện, nhận Lâm Yên một cái cự đại ân tình, thành công cứu trở về mình tình cảm chân thành. Hiện tại Tesuro đầy trong đầu đều là như thế nào báo đáp Lâm Yên, đắc tội Lâm đội trưởng, muốn đi, hỏi qua ý kiến của ta không, hoàng kim thần phạt, cơ hồ là không chút do dự, nhìn xem Bốc công muốn dẫn người chạy trốn, Tesuro lập tức liền lấy ra mình sau cùng ác chủ bài. Goru Goru no mi trái cây thức tỉnh năng lực, dưới trạng thái này Tesoro có thể tự do tự tại khống chế cả tòa hoàng kim thành hoàng kim. Phạm vi năng lực lớn khó có thể tin, còn có thể đem hoàng kim bám vào trên người mình biến thành cự nhân, thành như trước đó lời nói, nơi này là hắn gồm Empero sân nhà, sách. Tên phiền toái, nhìn xem Tesoro quả thực là đem toàn bộ hoàng kim thành hoàng kim đều điều động, cho dù là si bốc công, cũng là không khỏi giận hư một tiếng, gáp. Dẫn người đi. Nơi này ta ngăn đón, trong điện quan hỏa thạch. Si bốc công làm ra quyết định, nguyên soái ngươi, gáp biến sắc đang muốn phản đối, nhưng si bốc công cũng đã trở lại sông tới, ý tứ rất rõ ràng, nơi này nhất định phải có người làm ra hy sinh, nếu không lâm yên tạm thời bất luận, Đô cùng Gôn Empero cũng không phải cái gì loại lương thiện, gáp đành phải cắn cắn răng, không nói tiếng nào dẫn đầu những người khác rút lui. Có si bốc công đoạn hậu, đại bộ phận hải quân cùng chính phủ thế giới người cuối cùng là thành công trốn về trên thuyền, sau đó một khắc đều không do dự, tại gáp mệnh lệnh dưới lập tức rút lui, đồng bạn hy sinh quyết không thể uổng phí, mà một bên khác lâm yên, lại căn bản không có đuổi bắt ý tứ. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem si bốc công cùng Tesoro hoàng kim cự nhân đánh có đến có về đến cùng cũng là đã từng hải quân nguyên soái, Bốc công một thân thực lực cũng là cực mạnh, cùng Tesoro ngành sinh sinh đối mấy quyền về sau một lần nữa trở xuống đến trên mặt đất, tự nhiên, Lâm Yên cùng hai vị thiếu nữ, cùng Doflimo dẫn đầu đông đảo bố trí xuống, lập tức vây ở Bốc công bên người, Bốc công một trận trầm mặt, cuối cùng cười khổ một tiếng. Lần này là các ngươi thắng, nhưng mà Lâm Yên lại không có để ý điểm này chỉ là sờ lên cái cầm nhìn về phía si bốc công, làm như vậy đáng giá không? Ngươi hẳn phải biết lưu lại liền không có cơ hội đi, Lâm Yên cười nhẹ hỏi, tự nhiên, si bốc công cũng không có phủ nhận ý tứ, rất là sảng khoái nhẹ gật đầu, xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh, ta là hải quân. Tự nhiên có nghĩa vụ đem người mang về. Cho dù chết ở chỗ này, nửa chân đạp đến tiếng quan tài người, có cái gì có chết hay không, si bốc công cởi mở ít xô, nhìn về phía Lâm Yên ánh mắt tràn đầy cảm thán, không thể không thừa nhận, trước đó là ta nhìn lầm, giống như là ngươi kể như vậy, căn bản vốn không có thể là địch, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro Nomi Mi cùng Manjikyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét. Cùng trước đó gáp đồng dạng, si bốc công đầu tiên là thưởng thức nhìn Lâm Yên một chút, chợt liền tiếc núi lắc đầu, đáng tiếc, không phải hải quân, thế là Lâm Yên cũng nở nụ cười, nhìn xem si bốc công một mặt kiên nghị, hoàn toàn không quan tâm gần ngay trước mắt tử vong dáng vẻ. Lâm yên yên lặng dơ lên trong tay thánh kiếm, sau đó liền tại một giây sau, bành. Một bóng người đột nhiên từ giữa không trung rơi ở trước mặt mọi người, đây là một cái có lấy tóc màu lửa đỏ tinh tráng nam tử, mang trên mặt cởi mở vô cùng tiếu dung, nhìn qua tự như là một vị bình dị gần gũi nhà bên đại ca, chỉ bất quá trên mắt của hắn mang theo một đầu dễ thấy vết thương, hơn nữa còn có một cánh tay biến mất không thấy gì nữa, các vị phải nói đã lâu không gặp a. À. Nhìn trước mắt cái này nam nhân, liền ngay cả Lâm Yên ánh mắt cũng không khỏi đến có chút nheo lại, Tứ Hoàng, tóc đỏ Sang, không nghĩ tới ở chỗ này chiến đấu, thế mà ngay cả hắn đều bị hút đưa tới, có chút trầm ngâm một lát, Lâm Yên phải nhẹ buông tay, thánh kiếm biến mất vô tung vô ảnh, Lâm Yên như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt một mặt cởi mở nụ cười Sang ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, bầu không khí trở nên có chút trầm tĩnh lại, Sans cũng là ha ha ít xô, đây không phải đúng lúc đi ngang qua sao. Kết quả là xem lại các ngươi đánh nhau, ta liền tới xem một chút, quả nhiên còn phải là ngươi có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy a. À, Shanks nhìn xem Lâm Yên cười nói, một bộ rất là như quen thuộc dáng vẻ, đương nhiên đối với cái này. Lâm Yên cũng chỉ là biểu môi, ta tin ngươi cái quỷ, hắn nhiều ít cũng coi là hiểu rõ trước mắt shanks ngẫu nhiên đi ngang qua ngươi lừa gạt quỷ đâu bất quá nói cho cùng lâm yên đến cũng không phải rất để ý chính là dù sao bất kể nói thế nào shanks đã xuất hiện ở nơi này cho nên ngươi tới đây làm gì thế là lâm yên cũng liền trực tiếp làm hỏi shanks ngược lại là không có chút nào quanh co thử ý tứ nghe được lâm yên hỏi như vậy lập tức ở trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng lâm đội trưởng không phải ta nói ngươi bây giờ thế nhưng là bị thật nhiều người nhìn chầm chầm đâu. Trước đó ta cũng nhìn thấy Kaido cùng Salot Linh Linh kia hai tên gia hỏa từ nơi này rời đi, cho nên, nói, Sangs ngữ khí có chút dừng lại, nếu không liền ngưng chiến A. Hôm nay nơi này chết người cũng đã không ít không phải sao? Coi như là cho ta một bộ mặt, mặc dù đã sớm là biết Sangs là tới nói lời nói này, nhưng nhìn trước mắt dáng vẻ của nam nhân, Lâm Yên vẫn là không nhìn được có chút mỉm cười không hổ là ngươi, mặt mũi trái cây năng lực giả đúng không, tự như là dắt một tỷ tiền thưởng 900 triệu phòng ngự đồng dạng, liên quan tới sang đến chỗ nào đều là cho ta một bộ mặt cũng sắp bị truyền thành một cái ngạnh. Hết lần này tới lần khác còn không có bao nhiêu người dám không cho, dù sao trước mắt cái này nam nhân, thế nhưng là trên đại dương bao la hoàng đế một trong, phàm là thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho hắn mặt mũi, liền ngay cả còn lại tứ hoàng đoàn cũng là như thế nhưng là, nhìn xem Sans một mặt cởi mở dáng vẻ, Lâm Yên bỗng nhiên ác thú vị nở nụ cười. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi, Lâm Yên chậm ung dung mở miệng nói, Cai Đô cùng Salot Linh Linh cũng không có ở ta nơi này chiếm được chỗ tốt gì, tin tưởng ngươi cũng hẳn là không sai biệt lắm, về phần si bốc công, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, bên cạnh ta còn có nhiều người như vậy. Chương 257, Thần Bí Nhất Tứ Hoàng, mọi người đều biết, Truyền thống chiến thuật ngoại trừ lấy lớn hiếp nhỏ bên ngoài, còn có lấy nhiều khi ít, thành như Lâm Yên trước đó lời nói, liền xem như Kaido cùng Charlotte Linh Linh, cùng chính phủ thế giới phái tới đông đảo cường giả ở chỗ này đều không có chiếm được chỗ tốt, đổi thành tóc đỏ, nói chung cũng giống như nhau kết quả. Vì thế, Lâm Yên tự hồ cũng vô dụng cho trước mắt Shanks mặt mũi, Lâm Yên nhiều hứng thú nhìn trước mắt tóc đỏ, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo, Shanks nghe vậy, cười nhúng vai, đừng nói như vậy thôi đi khó tránh khỏi có chút quá mức bất cận nhân tình không phải. Ta tự cho là cùng râu trắng tên kia quan hệ cũng không tệ lắm tới, nói, sang ngữ khí có chút dựng lại. Mà lại thả một cái lão nguyên soái trở về cũng không có gì a. À. Ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là như vậy nam nhân nhỏ mọn mới đúng, sang cười ha hả đối Lâm Yên mở miệng nói, một bộ hòa sự lão phái đoàn, Lâm Yên có chút nheo mắt lại nhìn trước mắt sang ngoài trừ kia vô cùng thực lực cường đại bên ngoài, trên người hắn là dễ thấy nhất liền là kia một đầu như là hỏa diễm tóc đỏ. Cho nên trước mắt vị này tứ hoàng, mới một mực được người xưng là tóc đỏ sang, mà loại này như là hỏa diễm lại như cùng máu tươi màu sắc, thật sự là rất khó không khiến người ta liên tưởng đến người nào đó, mà lại sang có câu nói là nói đúng, lâm yên đối với si bốc công, kỳ thật hoàn toàn chưa nói tới có ác cảm gì, thành như trước đó lời nói, cái này trên đại dương bao là rất nhiều tranh đấu, kỳ thật nói xong lời cuối cùng vẹn vẹn chẳng qua là bởi vì lập trường khác biệt thôi, liền cá nhân mà nói, Lâm Yên đối với những cái kia từ đầu đến cuối đều kiên trì lập trường cùng lý muốn phấn đấu đám người, vẫn là mang theo một chút kính trọng, hắn chán ghét, vẹn vẹn cũng chỉ là một ít cao cao tại thượng phế vật mà thôi, nghĩ đến, Lâm Yên chậm rãi thu hồi khí thế trên người. Được thôi, coi như là cho ngươi một bộ mặt tốt, Lâm Yên đối sang nói như vậy, hiển nhiên, là không có ý định đem si bốc công lưu tại nơi này, nhìn thấy Lâm Yên tỏ thái độ, Lâm Yên sau lưng mấy vị thiếu nữ, cùng Tesoro cùng Doflimo, cũng nhau nhau thu hồi địch ý, theo chính phủ thế giới lần này thảo phạt thất bại, sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Bầu không khí dần dần trở nên dễ dàng hơn, vậy liền thật sự là đa tạ, Sans cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói thực ra hắn thật đúng là có chút sợ Lâm Yên tiếp tục không quan tâm động thủ, không phải lấy nam nhân trước mắt này biểu hiện ra lực lượng, chẳng những si bốc công sợ là khó thoát khỏi cái chết, liền ngay cả đã rút lui mở một khoảng cách những cái kia hải quân. Đoán chừng cũng treo, nếu như chi đội ngũ này ở chỗ này tổn thất nặng nề, như vậy toàn bộ trên đại dương bao la cân bằng liền sẽ bị đánh phá, đây cũng không phải là sang nguyện ý nhìn thấy, không phải hắn cũng sẽ không tại tối hậu quan đầu ra ngăn trở. Nhìn xem sang lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, Lâm Yên có chút ý vị sâu trưởng nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng cười. Cho nên ngươi kiệt lực duy trì cân bằng, đến cùng là vì cái gì, Lâm Yên đối sang sỏi, trên thực tế, đây cũng là bao quát hắn ở bên trong, cho tới nay rất nhiều người đều hơi nghi hoặc một chút vấn đề, trước mắt cái này nam nhân, là trên đại dương bao là bốn vị hoàng đế một trong, bất quá sang lại cùng còn lại ba vị có trên bản chất khác biệt, không có cố định phạm vi thế lực. Cũng không có số lớn thủ hạ, bản nhân cũng rất ít xuất thủ, ngược lại tại đủ loại sự kiện lớn bên trong. Trước mắt Shanks tự hồ vẫn luôn tại mạo xưng làm hòa sự lão nhân vật, mỗi đương sự tình phát triển tới trình độ nhất định, Shanks lại luôn là lại không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong nhảy ra, sau đó phát động mặt mũi của mình trái cây năng lực, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Manjikyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét. Kết quả của nó, thường thường đều là lấy xong phương hành quân lặng lẽ, đồng thời nỗ lực có thể tiếp nhận tổn thất về sau kết thúc liền xem như người hiền lành cũng không có nghĩa vụ một mực làm như vậy lâm yên không tin sắng làm như vậy chỉ là bởi vì tâm địa thiện lương nếu có ai thật như vậy nghĩ như vậy tuyệt đối là coi thường trước mắt cái này trên biển hoàng đế lấy sắng cho đến tận này đủ loại hành vi để phán đoán lâm yên chỉ có thể cho là hắn là tại làm cục một cái rất lớn cục kiệt lực duy trì cân bằng cũng là nam nhân trước mắt này vì mình sau cùng mục đích làm ra phán đoán nói cách khác nói cách khác Sanz có lý do không thể nhìn chính phủ thế giới hoặc là hải tặc bất kỳ bên nào hình thành nghiền ép thế cục vì thế lâm yên cũng liền thừa dịp Sanz đang ở trước mắt trực tiệt làm hỏi lên nghe vậy Sanz biểu lộ lập tức vì thế mà kinh ngạc nhưng rất nhanh ngay tại lâm yên một mặt ánh mắt ý vị thâm trường dưới cười ha hả dù sao cũng là cùng người nào đó ước định a à. đối mặt lâm yên hỏi thăm Sanz cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời có lẽ chính như hắn nói tới đồng dạng. Hắn từng bước một đi đến bây giờ, cũng là vì cái này đến cái khác còn chưa hoàn thành ước định. Được thôi, nghe được Sang hơi có chút qua loa trả lời, Lâm Yên cười lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục truy vấn trước mắt Sang, nam nhân trước mắt này là trên đại dương bao la thần bí nhất hoàng đế, mặc dù không biết hắn làm đây hết thảy cụ thể đều là vì cái gì. Nhưng Lâm Yên tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ cùng trước mắt cái này nam nhân đối đầu, đây là thân là cường giả trực giác, mà đáp án của vấn đề này, chờ cho đến lúc đó lại đi tìm kiếm không sao, nghĩ đến, Lâm Yên chậm rãi từ trên người săn dời ánh mắt, nhìn về phía một bên khác si bốc công, hiện tại ngươi có thể đi về, Lâm Yên đối si bốc công giang tay ra nói. Lưu lại đối phương tính mệnh cũng không có ý nghĩa, Lâm Yên đối với cái này lão hải quân cũng không có ác cảm gì, lần này sự kiện, cũng là thời điểm hẳn là dừng ở đây rồi. Si bốc công trầm mặt không nói, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt Lâm Yên, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Đúng rồi, chờ một chút, ngay tại lúc Si bốc công quay người chuẩn bị rời đi một lát. Lâm Yên lại giống như là chợt nhớ tới cái gì giống như, cười nhẹ gọi lại Si bốc công, sau khi trở về, có thể hay không giúp ta truyền một câu cho một ít người. Lâm Yên cười hiếp mắt đối Si bốc công hỏi, Si bốc công động tác có chút dừng lại, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, mời nói, hắn tự hồ đã ý thức được Lâm Yên muốn nói cái gì. Sự thật cũng đúng là như thế, đối mặt sắc mặt có chút nặng nề si bốc công, Lâm Yên không có một tơ một hào do dự, chỉ là mười phần trực tiệt làm mở miệng, còn mời trở về nói cho những cái kia cao cao tại thường phế vật, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ bị kéo xuống thần đàn, mà lại một ngày này hẳn là sẽ không quá lâu, mặc dù đã sớm biết Lâm Yên sẽ nói lời như vậy nhưng là tại rõ ràng nghe được về sau, si bốc công trên mặt vẫn không khỏi hiện ra một tia chấn kinh. Ta sẽ dẫn đến, đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 258, cùng sang luận bàn, nhìn trước mắt hăng hái, toàn thân trên dưới tràn đầy cường đại tự tin lâm yên, có như vậy một nháy mắt, si bốc công thậm chí có chút hoảng hốt, mơ hồ ở giữa, hắn tự hồ là thấy được một vị trên biển bá giả ngay tại từ từ bay lên, có can đảm nói với thiên long nhân ra loại lời này, trước mắt Lâm Yên vẫn là thứ nhất, vô luận là cuồng vọng cũng tốt. Hay là thật có tự tin cũng tốt, có can đảm nói ra lời như vậy, liền đầy đủ chứng minh trước mắt khí phách của người đàn ông này, thế là vì thế, si bốc công nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói hắn sẽ còn nguyên mang về. Nhưng là thiên long nhân bên kia là dạng gì phản ứng? liền tha thứ hắn không thể ra sức, đối với cái này, Lâm Yên đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Si bốc công hướng về phía Lâm Yên nhẹ gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, tuyên cáo cái này lần này sự kiện triệt để kết thúc, kết quả cùng trước đó Lâm Yên nói đồng dạng, là chính phủ thế giới cùng hải quân triệt để thất bại, không bao lâu, bến cảng bên trên liền chỉ còn lại có người một nhà, cùng một mực tại bên cạnh nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Yên sang. Lâm đội trưởng trước ngươi kia lời nói, thế nhưng là có xác suất lại biến thành phiền phức ngập trời đó a à, nửa ngày, sang có chút bội phục nhìn xem Lâm Yên nói, thành như trước đó lời nói, dám giống là như thế này đối thiên long nhân công khai buông lời, Lâm Yên vẫn là thứ nhất, trọn vẹn thống trị thế giới 800 năm thiên long nhân, nội tình cường đại căn bản khó có thể tưởng tượng. Đây là mỗi một vị cường giả đều biết sự tình, thân là trên biển hoàng đế Sans, đối với cái này càng là tràn đầy cảm xúc, có lẽ bên ngoài nhìn, nạp tay mà cao cao tại thượng tự xưng là thần minh thiên long nhân, bất quá chỉ là một chút giá áo túi cơm, nhưng nếu ai thật coi là đủ để thống trị thế giới 800 năm lâu chính phủ thế giới, thật liền là mềm yếu hạng người vô năng. Như vậy nhất định sẽ chết rất khó coi, thiên long nhân trên người có bí mật rất lớn, nội tình cường đại đến cho dù là râu trắng cùng hắn dạng này trên biển hoàng đế, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, điểm này shanks không tin lâm yên nghĩ không ra nhưng chính ứng như thế shanks mới đối với đó trước lâm yên cử động cảm thấy thán phục không sợ hãi là trở thành một cái cường giả cơ bản tố dưỡng không sao con người của ta không sợ nhất liền là phiền phức nhất là loại kia sẽ để cho ta không thích phiền phức nhìn xem shanks có chút thán phục ánh mắt lâm yên nhếch miệng nở nụ cười cùng trên thế giới này tất cả mọi người khác biệt lâm yên hoàn toàn không e ngại cái gọi là thế giới quý tộc bởi vì đối loại kia tự xưng là thần minh cao ngạo khịch mũi coi thường. Cũng bởi vì đối với mình lực lượng tự tin, như hắn nói tới, một ngày nào đó, những cái kia cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân sẽ bị kéo xuống thần đàn, tiếp nhận toàn bộ thế giới 800 năm đến góp nhặt phẫn nộ, mà thân ở tại cái này hỗn loạn thời đại, Lâm Yên tin tưởng ngày đó đến sẽ không quá xa, nói trở lại, người cái tên này dưới trướng băng hải tặc đâu. Chậm rãi thu từ bản thân có chút chế dẻo ánh mắt, Lâm Yên méo một chút đầu, quay đầu đối săn sỏi, tất lại bất kể nói thế nào, băng hải tặc tóc đỏ cũng là tứ hoàn đoàn một trong, thực lực mạnh lớn có thể nghĩ, kết quả đại đa số thời điểm đều chỉ thấy được săn cái này thuyền trưởng một người chạy tới chạy lui, có phải hay không có chút cổ quái, ha ha ha. Chúng ta đều là yêu quý lữ hành người nha. Liền ngay cả chính ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua, những người khác hẳn là cũng tại chu du thế giới A, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Manjekyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét, đối mặt Lâm Yên hỏi thăm, Sans ở trên mặt lộ ra một cái cởi mở tiếu dung, thân là tứ hoàng, Sans phạm vi lãnh địa có thể nói là hiếm nát, mà lại bản nhân cũng là loại kia yêu quý lữ hành cùng yến hội tính cách. Mà xem như ngày, say, lý, vạn, lại, cơ, tỉnh, sinh, tỉnh, sống, mạo xưng, đồng thời cũng là thần bí nhất một cái, được rồi chăm chú hỏi ngươi loại vấn đề này là lỗi của ta, nhìn xem sang trên mặt một bộ cởi mở tiếu dung, Lâm Yên nhìn không được lật cái bi ca quan, dứt khoát cũng liền không tiếp tục hỏi nhiều, nói, Lâm Yên có chút ghét bỏ đối với sang khoát tay áo, tốt, sự tình hiện tại đã giải quyết, ngươi cũng kém không nhiều muốn đánh đạo trở về phủ A. Mặc dù không biết sang mục đích gì là cái gì, nhưng là mạo xưng làm các cái thế lực ở giữa điều đình người nhân vật công việc này, shanks không thể nghi ngờ làm vẫn là tướng làm thành công nha nguyên bản hẳn là tính toán như vậy tới đối mặt lâm yên ghét bỏ shanks có chút lơ đỉnh, chỉ là lần nữa từ trên mặt lộ ra một cái cởi mở tiếu dung sau đó tại lâm yên có chút ánh mắt kinh ngạc dưới shanks bỗng nhiên có chút nheo mắt lại nhưng là hiện tại ta giống như có chút không muốn đi shanks nheo mắt lại nói như vậy sau đó tại lâm yên nhiều hứng thú dưới con mắt toàn thân trên dưới chợt bộc phát ra khí thế cường đại Rõ ràng, đây là tại khiêu chiến, Sans nhìn về phía Lâm Yên, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, nguyên bản đối ở trước mắt vị này băng hải tặc trâu trắng 17 phiên đội đội trưởng. Sans chỉ là hơi có cái ấn tượng, sau đó đối Lâm Yên tạo thành đủ loại sự kiện lớn có phần cảm thấy hứng thú mà thôi, nhưng là bây giờ tại gặp được bản nhân về sau, nhất là Lâm Yên trước đó đối Thiên Long Nhân tuyên ngôn, đã để Sans triệt để sinh ra hứng thú, ngay tiếp theo, tự nhiên cũng có chút ngứa tay lên. Phải biết hắn nhưng là có một đoạn thời gian rất dài không có động thủ. Chăm chú, nhưng mà mặt đối trước mắt chiến yến ngang dương sang, Lâm Yên chỉ là giống như cười mà không phải cười liếc qua hắn tay cục. Người bây giờ cái dạng này, hẳn là không biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực A. À, Lâm Yên cười nhún vai, bởi vì một loại nào đó đặc biệt nguyên nhân khác. sang đem mình một cánh tay cực tại Đông Hải, đem hy vọng cùng mũ rơm ý chí phó thác cho một vị nào đó thiếu niên cho dù là trên đại dương bao la hoàng đế, tại đã mất đi một cánh tay dưới tình huống, thực lực tự nhiên cũng là sẽ giảm xuống, tại Sangs đã mất đi cánh tay về sau, liền ngay cả mắt Diều Hâu Mi Hắc cũng đã mất đi cùng hắn đơn đấu hào hứng, như vậy sao được, nhưng mà đối mặt Lâm Yên tương đối uyển chuyển cự tuyệt, Sangs lại chỉ là ở trên mặt lộ ra một cái ngông cùng tiếu dung. Một cái nam nhân chân chính, làm sao lại bị điểm ấy nhỏ khó khăn vây khốn, nói sang khí thế trên người trở nên càng thêm bàn lớn, mà lại ngươi nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cự tuyệt ta, liền xem như ta, cũng là sẽ rất bối rối đó a. À. Nhìn trước mắt sang không giống là đang nói đùa dáng vẻ, Lâm Yên ánh mắt lần nữa hiếp lại, nửa ngày, Phương mới khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, ngươi tiên cơ đi. Chương 259, Shoku Haki, Lâm Yên nhìn về phía sang ánh mắt trở nên có chút trịnh trọng lên, Trước mắt gia hỏa này không phải đang nói đùa, hắn là thật nghĩ cùng mình đơn đấu. Từ Sangs tràn ngập chiến ý trong ánh mắt, Lâm Yên đã sâu sắc ý thức được điểm này, thế là vì thế, câu trả lời của hắn tự nhiên cũng cũng chỉ có một, người muốn chiến, vậy liền chiến. Đúng lúc Lâm Yên đối ở trước mắt Sangs thực lực đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Được, vậy ta liền đến rồi, nhìn thấy Lâm Yên đáp ứng, Sangs cũng là không có chút nào khách khí lớn gật đầu cười, chợt, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, oanh, đây, đây là, theo săn xuất ra lực lượng, ngoại trừ lâm yên bên ngoài tất cả mọi người. Trên mặt đều lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ, hàng cốc cùng en ánh mắt ngưng tụ, Doflimo cùng Tesoro thì là sắc mặt đại biến, Haosoku Haki, thân vì trên thế giới này cường giả. Đám người tự nhiên đều biết sang giờ này khắc này trên thân bao phủ khí thế đến tột cùng là cái gì, Haosoku Haki, trăm trong vạn người chỉ có một cái thiên phú, có thể trở thành vương giả tư chất. Cùng Busosuk Haki cùng Kenbun Shoku Haki khác biệt, Hao Haki căn bản là không có cách tu luyện, hắn phản ứng là một người trời sinh mệnh cách, chỉ có lưng đeo vận mệnh người, mới có tư chất như vậy, cho nên, Hao Haki người nắm giữ, cũng được xưng là vương giả chi tư, hàng cốc cùng Doflimo, trên thân cũng là có Hao Haki, nhưng dù vậy, tại cảm nhận được sang trên người Haosoku Haki về sau. Hai người hay là ở trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, đây thật là Haosoku Haki có thể đến trình độ, đồng dạng thân là người nắm giữ, hàng cốc cùng Doflimo nói chung bên trên rất rõ ràng, Haosoku Haki chỉ có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, đối thực lực địch nhân cường đại có nhất định suy yếu năng lực, nhưng là sang hoàn toàn khác biệt, trên người hắn Haosoku Haki. Đã cơ hồ hóa thành thực chất bắt đầu can thiệp vật lý thế giới liền ngay cả hang cốc cùng doflimo dạng này người nắm giữ bị shanks Shoku haki bao phủ cũng cảm nhận được một chút mê mùi thì ra là thế cái này chính là của ngươi tư chất a mà ở đây một cái duy nhất không có lộ ra chấn kinh biểu lộ cũng chỉ có lâm yên nhìn xem giờ này khắc này toàn thân bao phủ tại haosoku haki phía dưới như là trên biển bá giả đồng dạng shanks Lâm Yên chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, Hao -oh Shoku Haki, trở thành vương tư chất, nhưng nếu như chỉ có loại trình độ này, oanh, một đoạn thời khắc, Lâm Yên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một cổ đủ để chống lại sang Hao -oh Shoku Haki, cũng đồng dạng là từ Lâm Yên trên thân bay lên, cái, tự hồ là hoàn toàn không có dự đoán đến chuyện như vậy. Liền ngay cả sang trên mặt, cũng hiện ra biểu tình khiếp sợ, làm sao có thể, Lâm Yên mới bao nhiêu lớn, làm vì trên thế giới này có thể là cao cấp nhất Shoku Haki người nắm giữ, Shanks rất biết rõ, Shoku Haki độ mạnh là cùng một người khí phách thành có quan hệ trực tiếp, nói cách khác nói cách khác, trước mắt cái này như là sao băng ngay tại cuộc khởi năm nhân. Lại có có thể so với toàn bộ thế giới khí phách cùng giả tâm, cái này. Thật đúng là làm cho người kinh ngạc a, à, nhìn xem Lâm Yên hoàn toàn không thua bởi mình thậm chí ẩn ẩn còn muốn trên mình Haosoku Haki, cho dù là Shanks, cũng chỉ có cười khổ, như vậy đã như vậy, liền để cho ta tới xác nhận một chút đi, bất quá rất nhanh, Shanks ánh mắt liền trở nên kiên định. Bạn đang đọc bộ truyện hải tạc, bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Manjikyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét, nếu là mình bốc lên chiến đấu, liền muốn có đánh cực thứ gì giác ngộ, nghĩ đến. Shanks chậm rãi rút ra bội kiếm của mình, Đối Lâm Yên từng bước từng bước đi đi qua, nam nhân động tác rất chậm, chậm đến căn bản vốn không giống như là một cái kiếm sĩ nên có tốc độ. Nhưng tất cả mọi người ở đây, nhìn từ Sang bộ pháp bên trong cảm nhận được kinh người cảm giác áp bách, đây chính là thế giới cường giả đứng đầu, chơi là một bộ này a, à, Lâm Yên nhếch miệng nở nụ cười, cũng giống vậy là không tránh không né, cứ như vậy hướng thẳng đến Sang đi đi qua, nếu như không để ý đến giữa sân càng thêm bàn lớn khí thế, không biết còn tưởng rằng hai người này là ở chỗ này tản bộ đâu, cái này. Xem ra ta quả nhiên còn đánh giá thấp A, à. theo hai người càng ngày càng tới gần lẫn nhau, không khí trong sân cũng biến thành càng thêm tràn đầy áp bách, liền ngay cả Doflimo dạng này người cũng là cái tráng đầy mồ hôi, nhìn không được thở dài một tiếng, nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ mạnh lớn. Nhưng nhìn trước mắt hai người này, Doflimo phương mới ý thức tới, mình cách cách thế giới đỉnh tim còn có tương đối lớn trên lệch, bằng vào trong sân bầu không khí như thế này, liền đã để cho mình có chút hô hấp khó khăn, có thể nghĩ, đối mặt chăm chú đồng thủ cường giả đỉnh cao, mình sẽ là dạng gì hạ tràng, Doflimo cúi thấp đầu ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà cùng lúc đó những người khác, thì là chăm chú đem ánh mắt chăm chú vào trên thân hai người, nhìn xem Lâm Yên cùng Sans như là đi bộ nhàn nhã tới gần đối phương, đến rồi, mà tại hai người thân ảnh giao thoa một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn không được tại nội tâm hôn một câu, không có đao quan kiếm ảnh, cũng không có kịch liệt quanh minh, chỉ là tại thác thân một nháy mắt. Hai người thân hình không hẹn mà cùng lóe lên một cái, sau đó tự như là điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng tiếp tục hướng phía trước, đổi một vị trí, đây thật là. Hôm nay xem như ta kinh hải ngày A, tại Lâm Yên vừa vặn đứng yên vị trí dừng lại, sang chậm rãi thu hồi trên thân khổng lồ Haosoku Haki, một mặt cười khổ thu hồi bội kiếm, mà cho đến lúc này mọi người mới chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, sang trên cánh tay đã xuất hiện một đầu vết máu, máu tươi chính thuận nam nhân cánh tay không ngừng vẫy trên mặt đất, bất quá đối với đây, sang lại là không để ý chút nào ý tứ, không hề nghi ngờ, trước đó giao phong là mình thu một nước, mà lại lâm yên cũng đã hạ thủ lưu tình, nếu không, nhưng cũng không phải là một điểm không ảnh hưởng toàn cục vết thương đơn giản như vậy tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói shanks biểu hiện được rất là thoải mái nhìn xem hắn một mặt không lắm để ý bộ dáng lâm yên cười nhún vai cho nên không phải cùng ngươi nói a à. mất đi một cánh tay ngươi thực lực khẳng định không tại đỉnh phong mà lại chỉ bằng vào kỹ xảo ngươi là không thắng được ta lâm yên cười hiếp mắt nói như vậy trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ nếu như là chỉ bằng vào kỹ xảo chiến đấu shanks làm sao có thể thắng được mình lại càng không cần phải nói hắn còn đã mất đi một cánh tay tại cường giả đỉnh cao trong chiến đấu, bất kỳ cái gì một điểm sơ hở đều là trí mạng, nghe vậy, liền xem như Sans cũng chỉ có cười khổ gật đầu, vậy thật đúng là đáng tiếc a. À. Chương 260, thần tốc, hoài nghi nhân sinh Sans, Sans hơi có chút đáng tiếc nhìn xem Lâm Yên nói, không hề nghi ngờ, nằm nhân ở trước mắt là một cái cường giả đứng đầu, bất luận là khí phách vẫn là thực lực đều không kém chính mình nhìn xem mình trống rỗng cánh tay, Shanks bỗng nhiên có chút đáng tiếc. Muốn là mình có thể dùng suốt toàn lực, hôm nay có lẽ sẽ là tướng làm đặc sắc chiến đấu a. À? Bất quá hắn chính là như vậy một cái nam nhân, đáng tiếc cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh. Shanks trên mặt lại lần nữa hiện ra tiếu dung, nói đến, trước ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta rõ ràng đã lấy ra tốc độ nhanh nhất tới kết quả thế mà còn là bị áp chế. Sans có chút tò mò nhìn Lâm Yên hỏi, bản thân hắn là đủ để cùng mắt diều hâu mi hát thế giới này thứ nhất đại kiếm hào đấu mạnh đại kiếm sĩ. Mà trước đó hai người trong chớp mắt giao đấu nói đến cũng rất đơn giản, chẳng qua là so với ai khác trảm kích càng nhanh mà thôi, kết quả tự nhiên là không hề nghi ngờ, đối mặt Lâm Yên là mình thảm bại. Sans thậm chí đều không nhìn thấy Lâm Yên là thế nào xuất thủ, trên cánh tay của mình liền bị vẽ một đao, đối với cái này hắn có thể nói là tướng làm cảm thấy hứng thú phải biết hắn nhưng là xuất ra hiện giai đoạn toàn lực kết quả vẫn là bị không lưu tình chút nào nghiền ép mà lại là viễn siêu mình tốc độ nhân loại kiếm thuật thật có thể nhanh đến loại tình trạng này sẽ không phải trước mắt lâm yên nhưng thật ra là hất lên da người cái gì chủng tộc khác a à. nghĩ tới đây sanx nhìn về phía lâm yên ánh mắt trở nên càng thêm tò mò chỉ là hợp lý lợi dụng một chút người thân thể thôi mà đối mặt sang mười phần ánh mắt hiếu kỳ, Lâm Yên chỉ là cười lắc đầu, hợp lý lợi dụng thân thể. Có thể biểu diễn một lượt sau, nghe được Lâm Yên nói như vậy, sang hứng thú cũng là bị hoàn toàn công lên, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười đối Lâm Yên hỏi, đương nhiên, Lâm Yên cũng không hề có ý định cự tuyệt. Hiện tại thắng bại đã phân, Tổng cũng muốn để sang biết mình là tại sao thua A, à, mặc dù Lâm Yên cảm thấy hắn hẳn là đời này đều không học được chính là, nghĩ đến lâm yên chậm rãi giơ lên trong tay kiếm sau đó tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt tiện tay phẩy tay bên trong thánh kiếm nhìn mười phần bình thường một đạo trảm kích đối kiếm thuật có chút kiến thức nữa vời hang cốc dophelimo cùng tesoro bọn người nhao nhao một mặt kỳ quái đánh ra một cái dấu hỏi dù sao lâm yên lần này trảm kích không có chút nào nhanh nhìn cùng phổ thông kiếm sĩ cũng không có gì khác nhau nhưng là tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ rất cao en cùng sanx bản nhân lại là trong nháy mắt trừng to mắt, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, làm sao làm được, thấy được không thể tưởng tượng sự tình. Liền ngay cả Sangs cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, lập tức cấp hống hống đối lâm yên hỏi, kiếm của ngươi vì cái gì không có gia tốc quá trình, Sangs trên mặt tràn đầy đều là chấn kinh, đây con mẹ nó ta ở vẫn là vật lý thế giới sao, Newton vách quan tài muốn bay lên, thân vì trên thế giới này cao cấp nhất một nhóm kiếm sĩ, sang tự nhận đối với kiếm đạo còn là hiểu rõ rất sâu. Chớ nói chi là mình còn có một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hạo bản thân, sang phi thường tin tường, mặc kệ kiếm chiêu nhìn cỡ nào hoa lệ, trảm kích tốc độ như thế nào kinh người, bất kỳ cái gì kiếm kỹ, đều là bắt đầu từ số không đến cao nhất tốc độ, không có ngoại lệ, bạn đang đọc bộ truyện hải tặc bắt đầu thả câu trái Goro Goro no Mi cùng Manjikyo Sharingan tại truyện của tôi chấm nét cho dù là cường đại như cùng mắt diều hâu mi hắc, cũng vô pháp vượt qua điểm này, nhưng là trước mắt Lâm Yên, hoàn toàn không có, kiếm của hắn phản phất căn bản vốn không cần dùng lực lượng gia tốc, trực tiếp từ xuất thủ một nháy mắt bắt đầu liền là cao nhất tốc độ, lúc ngừng lại cũng giống như vậy như thế, từ zero đến 100, lại từ 100 trở về không. Đây con mẹ nó thật là nhân loại có thể làm được, sang cuối cùng là biết mình thua ở nơi nào, cái này không thua mới có quỷ, cái này xa so với cái gọi là cấp tốc trảm kích càng thêm đáng sợ, cùng nắm giữ loại này kinh người kỹ xảo lâm yên so trảm kích tốc độ. Khi thuần túy là ngại mạng dài, quỷ này mới có thể thắng A, lâm yên trảm kích tốc độ liền xem như so với mình chậm hơn gấp đôi. Tại loại này quỷ dị gia tốc phía dưới, trước hết nhất bị chặt trúng cũng khẳng định là mình, sang hiện tại đầy trong đầu đều là đến cùng làm sao làm được, kỳ thật rất đơn giản. Nhìn xem Sans một mặt biểu tình kinh hãi, Lâm Yên chỉ là nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, "Sangs, người biết thân thể của nhân loại có bao nhiêu khối cơ bắp, mỗi một khối bắp thịt phát lực phương hướng là cái dạng gì sao?" "À cái này," Sangs biểu lộ ngẩn ngơ, "có sao nói vậy, hắn thật đúng là không rõ ràng, ai không có việc gì đi nghiên cứu cái này a?" À? Không có đi quản Sangs một mặt mộng bức biểu lộ, Lâm Yên tiếp tục nói, "Làm một cái kiếm sĩ, có thể hoàn toàn khống chế trên người mình mỗi một khối cơ bắp." liền có thể liền có thể mức độ lớn nhất đem trảm kích lúc lực lượng ngưng tụ từ đó vô hạn đem vung vẩy lưỡi kiếm lực lượng tập trung ở một cái đốt đạt tới kinh người bộc phát nói lâm yên ngữ khí có chút dừng lại ngoài ra cũng có thể càng thêm bình ổn khống chế thân kiếm để tất cả lực cản xuống đến thấp nhất sau đó đem những này phát huy đến cực hạn liền lại biến thành như bây giờ lâm yên bỗng nhiên vung ra một đạo trảm kích cùng trước đó đồng dạng nhanh đến căn bản thấy không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Lâm Yên phản phất rơi tấm đồng dạng, kiếm trong tay đã đổi cái vị trí, đối mặt lần nữa một mặt mộng bức sang, Lâm Yên khẽ cười một cái, tới xem một chút, ngươi mẹ nó thật là nhân loại sao, cố nén khiếp sợ trong lòng, Sangs rất là hiếm thấy nuốt ngụm nước bọt. Sau đó thận trọng tiến tới góp mặt, mặc dù không biết Lâm Yên muốn để cho mình nhìn cái gì, nhưng là Sangs vẫn là thành thành thật thật đi lên phía trước, cẩn thận quan sát Lâm Yên vừa rồi chặt qua địa phương, cái này cái này cái này, sau đó một giây sau, sang ánh mắt liền trở nên kinh dị, chỉ gặp vừa rồi tại Lâm Yên trảm kích qua địa phương, giờ này khắc này đã lưu lại một đạo mắt thường khó mà phân biệt vết tích. Nếu không phải sang thân là tứ hoàng nhãn lực kinh người, chỉ sợ hoàn toàn chú ý không đến, nội tâm bỗng nhiên có một loại rất là dự cảm không ổn, sang nuốt ngụm nước bọt, thận trọng đưa tay tiến lên, xúc đụng một cái cái kia đạo quỷ dị vết tích, suy, sau đó nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, sangs ngón tay thế mà bị rạch ra một đường vết rách sangs nhìn xem mình chảy ra máu ngón tay, cả người mảnh địa rơi vào trầm mặt, đơn thuần dựa vào loại kia kinh khủng cảm kích, trong không khí phá vỡ một đạo một lát không cách nào khép lại lỗ hổng. Còn mẹ nó có thể làm vì thủ đoạn công kích, không thể không nói, cho dù là hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh nhìn trước mắt một mặt cười hiếp mắt lâm yên, sang hiện tại chỉ muốn hỏi một câu. Lão Huynh, chúng ta thật sống ở một cái thế giới.